Sát! Nhạc phàm xông vào quân địch, song thủ nắm chặt đao, tận lực chém giết. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là còn sống thì còn chiến đấu. Một canh giờ trôi qua, hai mắt nhạc phàm không còn đỏ nữa, nhưng đôi tay hắn lại trở nên nặng nề. Thử tưởng tượng xem, suốt một canh giờ, một người thường cho dù chỉ đơn giản múa đao cũng mệt gần chết, chứ đừng nói đến chuyện trên chiến trường chiến đấu không ngừng nghỉ. Lúc này tù nhân tử dịch doanh đã tử thương quá nửa, nhìn xung quanh toàn là địch nhân nhạc phàm trong lòng cảm thấy vô lực đột nhiên hối hận bản thân nhất thời phấn khích đã tiến quá sâu vào đội ngũ của kẻ địch mặc dù thể lực bản thân có khôi phục rất nhanh nhưng dù sao cũng không thể tiêu phí một cách vô hạn được hơn nữa cũng phải ngăn cản địch nhân công kích từ bốn phía so với bình thường thì khó khăn hơn không biết bao nhiêu cứ như thế này cho dù không bị giết chết thì cũng kiệt sức mặt chết trong vòng nguy hiểm ánh mắt của nhạc phàm chợt lóe sáng đột nhiên nhớ tới đạo pháp có lẽ chỉ có người có kinh nghiệm chiến trận mới biết, công phu trên giang hồ ở nơi đây căn bản không có một cơ hội phát huy. Bởi vì đứng trên chiến trường, sát cơ luôn đến từ mọi phía. Việc chém giết ngay trước mắt làm sao có được cơ hội mà tạm nghỉ. Nhưng nhà phàm lại cho rằng chỉ cần hữu dụng với bản thân vẫn là rất tốt cho nên mới có chuyện tân cẩm đã thập bắt đà và chiêu thức đa pháp hắn lĩnh ngộ lần trước. Thế nào là đa pháp tiết kiệm lực mà lại có thể giết địch? Vừa giết địch, hắn vừa thử nghiệm vận dụng đa pháp. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, nhạc phàm bỗng giật mình. Vốn là hắn chính tại chiến trường sử dụng đa pháp thực dụng, kỳ thật đúng là công kích trực tiếp đơn giản nhất. Mặc dù chiêu thức rất đơn giản, nhưng trước kia đối địch hắn đã quá chú trọng phát huy sức mạnh, cho nên không biết khống chế sức lực. Cứ như vậy, một lần đa vung ra lại mất sức lực cho cả hai thanh đao. Nếu là đơn đả độc đấu thì có lẽ sẽ có hiệu quả không ít. Nhưng với quần chiến trên chiến trường lại là lãng phí rất nhiều lực ý càng nghĩ nhạc phàm càng thấy có lý cho nên hắn từ từ điều chỉnh cước bộ của bản thân cải biến phương thức công kích mà yếu tố trước tiên hắn phải làm là phải khống chế lực đạo trên chiến trường kẻ bạo gan chỉ có hai loại nếu không là tự tin vào võ công phi phàm của bản thân thì là kẻ vô tri không biết gì nhưng nhạc phàm không có võ công siêu phàm cũng chẳng phải là kẻ vô tri hắn chỉ là muốn sống sót mà thôi có lẽ chỉ tại có lần danh sống chết người ta mới minh bạch Người càng kiên cường thì càng muốn sống. Trên chiến trường càng không có ai nguyện ý muốn chết cả. Cho nên mọi người đều liều mạng chiến đấu, hy vọng có thể nắm giữ một chút hy vọng sống sót. Nhà phàm lúc này mồ hôi ra như mưa, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Không chế lực đạo lúc đầu cứ tưởng là đơn giản, nếu vùng đào quá mạnh thì lãng phí khí lực, còn vùng quá nhẹ thì không thể giết địch. Đợi hắn vùng đào lần nữa thì đau của địch nhân đã chém vào người rồi. Chiến đấu như thế, tiêu hao thể lực còn lớn hơn vừa rồi rất nhiều. Thời gian cứ dần dần trôi qua. Trong trận địa của địch, nhà phàm không biết đã chém giết bao nhiêu tên, cũng không biết bản thân đã trúng bao nhiêu đao. Y phục của hắn đã không còn nguyên vẹn nữa. Mái đầu bạc trắng đã bị máu nhuộm đỏ hồng, mồ hôi trên người trộn với máu đỏ. Nhìn xa thì hắn quả thật rất dữ tận khủng bố. Chém giết vô tận sớm khiến nhà phàm toàn thân mệt mỏi. Nếu không phải trong lòng hắn vẫn còn niềm tin, có lẽ hắn đã sớm ngã gục rồi. Mặc dù nhạc phàm toàn thân đầy máu, trúng vô số vết chém, nhưng thân thể hắn có năng lực chữa lành thật siêu cường khiến hắn luôn cảm thấy tin tưởng hai bên chiến đấu đã tiến vào giai đoạn kiệt cùng có chiến đấu nữa cũng chỉ là lãng phí binh lực mà thôi ngoài chiến trường một người đứng cạnh mạc trinh nói chủ soái có thể thu binh rồi mạc trinh thấy như thế thì cũng khẽ gật đầu quát lớn thu binh một tràng trống nổi lên nhà phàm hai tay càng ngày càng thấy trầm trọng đột nhiên nghe thấy tiếng trống lui binh vang lên tinh thần lập tức phấn chấn không ngừng vung đao chém mạnh xông ra khỏi đám địch nhân tiềm lực bạo phát khiến nhạc phàm xông ra thuận lợi vô cùng nhưng tiêu hao sức lực quá lớn khiến thân thể dã rời của hắn khó chịu đựng nổi trọng lượng của bản thân may mà địch nhân cũng đã lui binh nếu không địch nhân đuổi tới trong đám thi thể nằm trên mặt đất kia chắc chắn có cả hắn nữa trong tử dịch doanh tất cả tù nhân đều nằm nghỉ mọi người trên thân thể đều có vết thương nhẹ thì là đau chém đầy người nặng thì là tay chân bị mất, có thể thấy chiến tranh thảm liệt đến mức nào. Đồng Vũ, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong ba người xử lý xong vết thương liền đi đến danh chướng của Nhạc phàm. Bọn họ thấy hắn toàn thân đỏ hồng, vẻ hư nhược, đang ngồi trên mặt đất, trong lòng không khỏi chấn động. Bọn họ mỗi người đều quen với chiến đấu sinh tử, nên trên thân đầy máu cũng là chuyện thường ngày. Nhưng thấy bộ dạng nhạc phàm lúc này cũng không khỏi trong lòng đau xót, dù sao thấy một thiếu niên 16 tuổi Toàn thân đầy máu ngồi đó Tình cảnh như thế ai nhìn thấy mà có thể bình tĩnh nổi Tờ Kiệt đang muốn bước tới Đông Vũ và Hoàng Trấn Phong liền cản y lại Xem ra hắn đang điệp tức Chúng ta không nên quấy nhiễu hắn Đợi hắn tỉnh lại rồi chúng ta đến cũng được Nói xong họ liền đi ra ngoài doanh trướng Nhạc phàm trở về doanh địa Báo cáo xong liền một mình đi về doanh trướng Nhẹ nhàng nhìn vào doanh trướng trống rỗng Nhạc Phạm trong lòng có tâm trạng thật khó chịu nổi. Nhưng hiện tại, không phải là thời gian để mà cảm khái. Hắn lập tức hồi phục tâm trạng, ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Nhạc Phạm đương nhiên biết bọn đồng vụ đến, nhưng hắn hiện tại không rảnh mà chiếu cố đến bọn họ. Hiện tại nội thể của Nhạc Phạm rất tệ hại, so với trước đây đấu với phong vô thường còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, thất tình chi khí càng trở nên mỏng manh vô cùng, kinh mạch toàn thân bị đứt vỡ ở nhiều mức độ nếu không phải thân thể hắn khác thường thì chỉ sợ mạng hắn đã sớm ô hô ai tai rồi hiện tại nhạc phàm chỉ có thể dựa vào dưỡng tâm kinh để từ từ khôi phục nguyên khí trong cơ thể điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng là tinh thần lực đã khôi phục lại hơn nữa còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bất quá nhạc phàm cũng có chút lo lắng bởi vì hắn cảm giác được tinh thần lực của bản thân so với trước kia có chút không giống nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không chỉ ra được chỉ là mang máng thấy có liên quan đến cỗ hung khí bạo ngược trên chiến trường. Vì đề phòng có vắc sinh ngoài ý muốn, nhà phàm không tu luyện nữa, vừa mặc niệm Phật Kinh, vừa quan sát biến hóa của tinh thần lực. Trong thức hải, một đám khí mờ ảo đang lợn lờ ở trung tâm. Nhà phàm trước đây chưa từng tiến nhập vào, hắn thấy chấn động, liền tỉnh lại. Theo ghi chép của ý kinh, thức hải là do trạng thái tinh thần hình thành nên, mặc dù ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể tiến nhập vào tức hải không có hạn chế về thời gian và không gian, lớn thì lớn vô cùng, nhỏ thì rất bé mọn, thập phần kỳ diệu. chẳng lẽ đó là tinh thần lực? nhạc phàm thấy đạo khí thể lờ mờ trong thức hải trong lòng liền xuất hiện tia nghi vấn. sau khi quan sát, tinh thần lực vẫn không có chút tiến hóa. nhạc phàm tâm niệm vừa động, thử muốn khống chế nó, nhưng khi hắn tiếp xúc đạo khí thể đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nặng nề. đây là lần đầu tiên nhạc phàm cảm nhận sự tồn tại của tinh thần lực mặc dù trầm trọng nặng nề nhưng sung mãn vô cùng. Trong kinh đô hoàng thành, chính giữa đại điện, trung tâm tập trung quyền lợi tối cao trong thiên hạ, đương kim thiên tử đang ngồi mặc kim long y, an nhàn thưởng thức trà hương. Liếc mắt nhìn xuống các đại thần phía dưới, sùng trình nói, hiện tại tình hình ở những nơi bảo loạn như thế nào rồi? Ở trên cùng bên trái, một đại thần niên lão bước ra, cúi người nói, bẩm hoàng thượng, các vùng bạo loạn đã được chấn áp Nhưng Sùng Trinh khẽ nhíu mày nói Nhưng cái gì Không cần đáp á bóng như thế Đại thần nói Bẩm hoàng thượng Những vùng bạo động Tùy đã bị chấn áp Nhưng dư đảng đã trốn thoát Hầu hết tập trung ở vùng Sơn Đông Chiếm cứ Sơn Địa tự lập vương Choang Tách trà bằng bạch ngọc Bị Sùng Trinh đập mạnh xuống đất Vỡ thành nhiều mảnh Lão giận dữ nói Sơn Đông tuần phủ làm ăn kiểu gì vậy lòng nhàn giận dữ các đại thần phía dưới đều run sợ tất cả quỷ xuống nói hoàng thượng bớt giận vì đại thần vừa rồi liền tâu tuần phủ dân đông đã liều bình trấn áp chỉ có điều đám phản tặc đó phản ứng ngoan cường mà chúng phần đông là võ lâm cao thủ cho nên tốt đừng nói lời vô nghĩa nữa thế có biện pháp gì không sùng trinh ngắt lời đại thần nói kỳ thật khó đối phó nhất chính là đám người giang hồ chỉ cần chúng ta phái nhiều cao thủ đến đó tin rằng nhất định có thể một mẻ tóm gọn bọn phản tặc lúc này một vị lao nhân áo trắng đứng bên phải cũng phụ họa tần thừa tướng nói không sai hàng sơn nghe nói tống vương phủ cao thủ rất nhiều chỉ cần tống vương có thể phái cao thủ đến đó tin rằng nhất định không có vấn đề gì sùng trinh trầm ngâm một lúc rồi nói thái phó nói đúng nhưng tống vương nhiều năm không thượng triều Giờ đây đến cuối giày cũng không hay. Thái phó Hàng Sơn nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, nghe nói tần thừa tướng và Tống Vương từng rào rất tốt. Nếu nhờ thừa tướng đến thuyết phục, hơn nữa là việc vì nước vì dân, nghĩ rằng Tống Vương sẽ không từ chối. Thừa tướng Tần Du trong lòng bắn thầm, nhưng biểu hiện tỏ vẻ oai phong nói, chuyện vì nước vì dân, tin rằng Tống Vương sẽ không từ chối. Sông Trinh lập tức vui mừng nói, tốt, Thừa tướng đã nói như thế Vậy việc nhờ cậy phải làm phiền đến người vậy Tần Du nghe thế trong lòng đại kinh ấp ống nói Chuyện này thần và Tống Vương không có quen biết tốt lắm Sông Trinh nhíu mày nói Thừa tướng không muốn Tần Du hiện tại trong lòng rất khổ tâm Nhưng vô pháp cự tuyệt Đành phải mạnh dạn gật đầu Thần lĩnh chỉ Nói xong lão liền lui ra Sông Trinh và Hàng Sơn cùng nhìn nhau cười Lúc này viên quan truyền lệnh đi vào đại điện, quỷ xuống tàu. Bẩm cáo hoàng thượng, biên hoàng trình chiến đã bắt đầu. Mạc Nguyên Soái phái người dâng lệnh tiến tư, thỉnh hoàng thượng xem qua. Thái giám trên điện lập tức nhận lấy lệnh tiến tư, xem qua rồi dâng cho Sùng Trinh. Sùng Trinh cầm lệnh tiến tư xem qua, lông mày nhíu lại thành một hàng trong lòng đại nộ. Hả, tuyệt mạc trình này, dám đòi quân lường với chẫm. Quả thực là nghĩ chấm không trị nổi ngươi à? Rồi Hoàng thượng quay xuống nói với các đại thần. Chiến trưởng Biên Hoàng đang cần quân lương. Không biết chúng các anh già có ý kiến gì không? Nghe Hoàng thượng hỏi. Trên thượng đường lập tức ồn ào. Trong ngọc thư phòng, Sùng Trinh không ngừng đi qua đi lại. Trong lòng cảm thấy phiền phức. Thái phó hằng Sơn ngồi bên cạnh khẽ nhắm mắt như đang dưỡng thần. Sùng Trinh giận dữ nói. Biên Hoàng đánh nhau đã nhiều năm chẳng biết lương bổng của triều đình thiếu hụt bao nhiêu hiện tại lại còn trước mặt chấm đòi quân lương bọn chúng đã không chịu chết tạ tội chẳng lẽ lại còn bắt chấm phục tổng chúng sao đám người này đúng là phản rồi hàng sơn nói hoàng thượng kỳ thật đã biết biên hoang không thể không thủ quân lương cũng không thể không cấp hiện tại hà tất phải tức giận làm gì sùng trình nói chấm đừng nhìn biết cục diện trước mắt chỉ là biên hoàng chiến tranh bao năm lương cố đã sớm không thể chịu nổi hiện tại khắp nơi thiên tài không ngừng hơn nữa người trong triều cũng nhiều kẻ cầu kết với nhau loạn cục như thế chấm sao có thể bình tâm được rồi y lại cả giận nói chấm mặc dù không phải là anh quân binh chủ gì nhưng tự vấn cũng là vì cuộc sống của thiên hạ chỉ là nói đến đây y liền dừng lại chỉ thở dài một hơi đế quân vì sao lại thở dài một thanh âm ôn hòa từ ngoài cửa truyền lại. Sùng Trinh nghe thấy thanh âm thì tinh thần phấn chấn, liền bước đến nghênh đón. Ngoài thư phòng, một lão đạo từ trên không xuất hiện, từ từ hạ xuống giống như một vị thần tiên. Người này toàn thân mặc quần áo màu đỏ, ngay cả đầu tóc và lông mày cũng màu đỏ hồng, trông giống như đang trong lửa vậy. Quốc sư, cuối cùng ngươi cũng xuất quan, đúng là rất tốt sùng trinh nhìn thấy người vừa đến trong lòng lập tức vui mừng hàng sơn cung kính chào quốc sư quốc sư vái một lễ rồi nói đế quân và thái phó quá lễ nghĩa rồi chúng ta đi vào rồi nói sùng trinh cảm thấy nhẹ người cười nói mời quốc sư nói xong y liền dẫn đầu bước vào trong trong thư phòng sùng trinh đem cục diện hiện tại trình bày hết rồi nói không biết quốc sư có ý kiến gì không Quốc sư gật đầu rồi nói Hiện tại quốc gia loạn trong Giặc ngoài thiên tài triển miên Đích xác là rất hỗn loạn Bất quá chỉ làm ảnh hưởng đến căn cơ của đại minh Chúng ta mặc dù không tham dự vào chuyện của phạm nhân Nhưng đến thời điểm quan trọng Thì cũng sẽ ra mặt Đế quân chỉ cần giữ gìn thiên hạ cho tốt là được Sông Trinh tự nhiên biết rõ bổn sự của quốc sư Hơn nữa thế lực sau lưng quốc sư Cũng khiến lão rất yên tâm cho nên lão hiện tại cũng không còn lo lắng. Lão cười nhẹ nói, Chậm nhất định sẽ làm cho đại minh phổn thịnh lại. Ngữ khí tràn đầy vẻ hào sảng, tràn đầy niềm tin vào tương lai. Biên Hoàng Trong quân doanh đại minh, Mạc Trinh đang đánh cờ với một vị trung niên tư sinh. Lúc này, binh sĩ đứng ngoài doanh trướng, chen vào tàu. Bẩm chủ xoáy, hoàng thượng đã đưa ý chỉ, quân đường đến kỳ hạn sẽ đưa đến hy vọng chủ soái có thể khải hoàn bà trở về mạc trinh nghe nói thế liền quay ra ngoài cửa cởi nói tốt ngươi ra ngoài đi rồi lão đặt quân cờ đen lên bàn cờ nói với trung niên thư sinh tiên sinh xem ra trận này ta thắng rồi trung niên thư sinh không để ý mỉm cười nói trận này chủ soái thắng nhưng chủ soái đừng quên đại cục thiên hạ mạc trinh giữ người lập tức gật đầu nói tiên sinh nói không sai thế lực của hoàng thượng nghĩ thật không đơn giản như thế hơn nữa người của cung phụng viện giờ đây cũng không thấy lộ mặt. Xem ra thiên hạ đại cục thật khó mà kết luận được. Trung điên thư sinh thông thả gật đầu. Bắc Sơn Thành rất nhỏ, chỉ có thể xem như một tiểu trấn. Nó nằm trong lòng biên hoang, do tam đại thế lực cùng nhau quản lý. Do địa thế nơi đây khá thấp trũng, rất ít khi bị gió cát xâm nhập vào, khiến tiểu thành này trở thành nơi qua lại tập trung của dân chúng và các thương đội dần dần tiểu thành này trở thành nơi yên bình nhất, giàu có nhất biên hoang. Trong thành chỉ có duy nhất một khách sạn. Hôm nay trong đại thính chật ních người, bọn họ không đến để ăn uống, cũng không phải để nghỉ ngơi, mà là thảo luận chiến sự ở biên hoang. Tại một gian phòng nhỏ, ba người hiện diện bên trong đều là người có thế lực. Bọn họ chính là ba bá chủ của biên hoang. Lạc vương sở phi, xà vương nhầm hướng quân và phong vương đàn vân. trong doanh chướng tử dịch doanh. Nhạc Phạm đang ngồi trên mặt đất, thu liễm tinh thần, khai thông khối tinh thần lực trong thức hải. Mặc dù vô pháp khống chế nó một cách hoàn toàn, nhưng hắn có thể cảm thấy rất thân thiết, tựa như là một bộ phận của thân thể. Xác định không có gì nguy hiểm, Nhạc Phạm thả lòng sự chú tâm đối với tinh thần lực. Toàn thân, toàn tâm nhập định vào việc tu dưỡng thân thể. Không thể không nói là sinh mệnh nguyên khí rất thần kỳ, Vừa rồi trong nội thể thất tình chi khí rất yếu nhược chậm chạp, chỉ qua một chốc lát, màu sắc của thất tình chi khí đã trở nên rõ ràng đậm nét hơn nhiều. Ngoại ra công phu là một quá trình lâu dài, Lệ Vân tu luyện long cực kiểu biến là một kỳ công, trên chiến trường đã trải qua chui rèn sinh tử hơn 10 năm, cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới luyện thể đại thừa. Thế cũng có thể tưởng tượng được, luyện tập lại công phu như vậy, tuyệt đối người thường không thể chịu đựng nổi. Điều này không những rất cần nhiều thời gian và tinh lực, mà còn cần nghị lực cực lớn và tâm trí rất kiên định. Tuy nhiên, muốn qua luyện tập ngoại gia công phu mà đòi đạt tới đỉnh cao võ học, cơ hồ là không có khả năng. Chí Thiểu trong võ lâm cũng chưa từng nghe xuất hiện một người nào có thể như vậy, cho nên cũng cần phải có dũng khí đối diện với thất bại. Mọi người khi đối diện sự việc trước mắt thường luống cuống không dám tiến lên. Cho nên ai cũng thường theo thói quen đi theo con đường của người đi trước. Rất ít người có thể vượt qua khỏi sự ràng buộc đó. Nhạc phàm đối diện với tương lai vô địch không phải là không thấy e ngại, cũng không phải không cảm thấy sợ hãi. Chỉ có điều tính cách bất khuất giúp hắn có quyết tâm chống lại những thử thách chưa từng gặp qua. Mặc dù luyện thể là một quá trình lâu dài, gian khổ, hơn nữa không có phương hướng, vô pháp để đi theo. Nhưng nhạc phàm cảm giác như có một sự tiềm ẩn đại diện cho khả năng vô hạn, cho nên hắn đối với tương lai trở nên hy vọng vô cùng. Điều này không chỉ là vì hắn có thể chất và năng lực kỳ dị, mà quan trọng hơn là hắn rất tin tưởng, chỉ cần bản thân chịu khó, nhất định sẽ có thu hoạch. Có thời gian, trong lòng lại có niềm tin là đã có thể tạo cho con người một sức mạnh vô cùng to lớn. Nhạc Phàm hít thở không khí đạm bạc thanh nhã, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn gọi loại khí này là thiên địa nguyên khí bởi vì trước đây hắn hoàn toàn không rõ bản thân hít thở đã hấp thụ loại khí tức như thế nào. Chỉ biết là loại khí tức này không ngừng làm cho bản thân tinh thần sảng khoái. Hơn nữa, thất tình chi khí còn có thể hấp thu, quả thật là ảo diệu vô cùng. Nguyên khí tiến nhập vào thân thể nhạc phàm liền phân tán khắp nơi. Một phần bị thất tình chi khí hấp thu, rồi thông qua thất tình chi khí mà chữa trị kinh mạch bị thương, tôi luyện nhục thể của bản thân. Một canh giờ trôi qua, thể lực của nhạc phàm giờ đây đã khôi phục hoàn toàn nhưng thất tình chi khí cũng mới chỉ được hơn một nửa hơn nữa tốc độ khôi phục cũng không còn nhanh như vừa rồi xem ra không chỉ nhất thời nửa khắc là có thể khôi phục được trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng nhạc phàm biết có những chuyện không nên vội vàng cho nên hắn rũ bỏ lo lắng trong lòng đứng dậy đi ra ngoài doanh trướng vừa ra ngoài hắn đã thấy ba người bọn đồng vũ tiến đến <laughs> Chúng ta vẫn còn sống, quả thật là rất tốt à. Từ Kiệt bước lên một bước ôm chặt Nhạc Phàm. Nhạc Phàm cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng nói. Có thể sống cũng không dễ dàng, nhưng chúng ta nhất định sẽ sống mà thoát khỏi đây. Đông Vũ bước lên nói. Nhạc Phàm nói không sai, chúng ta nhất định có thể sống đến lúc rời khỏi đây. Chúng ta cũng còn rất nhiều chuyện cần hoàn thành. Ngữ khí có vẻ kiên định, khiến người khác không thể hoài nghi. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong gật đầu mạnh mẽ, <laughs> Lập tức bốn người cùng nhau cười lớn. Một tháng trôi qua, chiến trường vẫn là chiến trường, giết chóc vẫn là giết chóc, thay đổi có lẽ chỉ là người chết và thời gian. Nhạc Phạm đã sớm quen với cuộc sống đầy máu và lửa như thế, nhưng hắn tịnh không vì chém giết vô tận mà trở nên vô cảm, ngược lại khi hắn nhìn thấy các thi thể trên mặt đất, trong lòng càng cảm thấy sinh mệnh là rất yếu ớt đồng thời càng thấy quý giá hơn. Tử dịch doanh hiện tại chỉ còn hơn 3.000 người. Mặc dù mỗi lần chiến đấu mọi người đều ở vị trí tiền tuyến, nhưng đã không mất mát nhiều như lúc đầu. Dù sao tù nhân cũng là những kẻ giết người nhiều lần. Nếu luận về sức chiến đấu so với quân chính quy thì họ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa qua mỗi kỳ hạn thì lại có vài trăm tử tù được bổ sung khiến cho sức mạnh chiến đấu của tử dịch doanh vẫn còn rất cường đại. Nhạc Phạm đã trải qua vài lần thử thách chiến hỏa, sớm khống chế được lực đạo đến độ tùy tâm sử dụng. Mặc dù trên chiến trường thể lực tiêu hao vẫn rất lớn, nhưng hắn ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng. Vì đã sáng tạo ra đạo pháp thực dùng trên chiến trường, Nhạc Phạm quyết định bắt đầu kế hoạch thứ hai, đó là cân đối tổng thể, phối hợp cước bộ, thân pháp, động tác và sức mạnh bản thân. Sự kết hợp cước bộ và thân pháp khiến cho Nhạc Phạm có thể hành động dễ dàng thành thạo so với thần pháp linh xảo của Đông Vũ cũng không thua kém. Nhưng hắn không muốn giống như Đông Vũ, vừa tránh né vừa phản kích, chỉ cần một chiêu chế địch. Việc đó tịnh không chỉ cần phản ứng, mà còn cần phán đoán chính xác và năng lực khống chế thân thể, mà phương diện đó hắn hoàn toàn thua kém rất xa. Tốc độ và thể lực đều là điểm mạnh của nhạc phàm, do đó, do thói quen lâu năm của hắn, nên phương pháp công kích sớm đã định hình. Nếu chỉ là nhờ vào tốc độ mà thắng hoặc chỉ là sức mạnh mà thắng thì hắn cũng không khó khăn như thế. Nhưng tốc độ và sức mạnh cùng kết hợp để tạo thành phương thức công kích, trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn đã chịu khổ không nói lên lời. Thói quen đã thành thì rất khó sửa, nếu muốn sửa thì phải trả một cái giá không nhỏ. Thông thường muốn bỏ một thói quen thì phải cần trả giá nhiều thứ, đối mặt với địch nhân đồng như thế, áp lực lên nhạc phàm tăng lên rất nhiều, thể lực đã bị thử thách quá lớn. Theo kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, động tác trở nên thuần thục Nhạc phàm cơ bản đã thích ứng với phương thức chiến đấu như thế. Bật quá, cái giá phải trả chính là vết thương khắp người hắn. Hai tháng nữa trôi qua, chiến trường cũng không còn kịch liệt như lúc đầu. Nhạc phàm không ngừng tránh né công kích của địch nhân. Hắn giống như linh xà loạn vũ, xuyên lượn trong trận địa của địch. Giắc, và lúc quyết định, thanh đao trong tay hắn đột nhiên gãy rời. Nhìn thấy vô số lưỡi đao xung quanh bổ xuống, trong sát na, đầu óc nhạc phàm trở nên trống rỗng, thời gian phẳng phất như ngừng hẳn lại chỉ thấy vô số lưỡi đào từ từ chém xuống trong lần danh sinh tử hắn lại bạo phát tiềm lực kinh nhân ném thanh đao gãy đi với tốc độ mắt thường khó có thể thấy nổi thanh đao bên tay trái chuyển sang tay phải rồi toàn thân nhoáng lên một cái cả người như là cùng lúc xuất ra nhiều đôi tay hướng tới bốn phương tám hướng địch nhân mà chém ra lúc này nhạc phàm tâm linh sáng suốt đem tất cả động tác công kích mà sử dụng hắn không ngừng huy động thanh đao tay trái nắm chặt thành quyền song cước cùng chuyển động chuyển hóa phương vị di chuyển giữa khe hở của rừng đau thương không một ai có thể ngăn cản nổi cước bộ của hắn trong trận địa địch nhân trải qua hai lượt chém giết nhà phàm khống chế thân thể càng ngày càng như ý việc phối hợp toàn thân đã trở nên thuần thục giản đơn đao pháp với chỉ năm động tác khảm phách chuyển giá đạn được hắn phát huy đến tận cùng tựa như đó là một loại đao pháp sát nhân trời ban mỗi lần đi qua là máu rơi xuống đất vì sử dụng động tác càng liền lạc, hắn từ năm động tác khảm phách chuyển giá đạn đã nhập lại thêm hai động tác chạm và tha. Trên chiến trường, nhà phàm không ngừng luyện tập bài động tác khảm phách chuyển giá đạn chạm tha. hắn cảm thấy thất tình chi khí vận chuyển theo quỹ đạo rất phù hợp, chiêu thức trở nên càng thêm sắc gọn thuần tục. giờ khắc này, một bộ đạo pháp hoàn chỉnh sơ bộ cuối cùng cũng đã hình thành. về sau, trong quá trình chiến đấu, loại đạo pháp này được nhà phàm cải thiện không ngừng rồi được lưu truyền hậu thế trong chiến trường. Đó chính là loại đao pháp thực dụng nhất trên xa trường, Đào chiến thất thức. Nhạc phàm lúc này kích động vô cùng. Trải qua hơn 3 tháng nỗ lực, một loại đao pháp thực dụng trên chiến trường cuối cùng cũng hình thành. Mặc dù chỉ là sơ khai, nhưng uy lực của nó cũng khiến Nhạc phàm tin tưởng vô cùng. Trong lòng hắn cảm thấy sướng khoái, không nhịn được hét dài một tiếng. Do song phường bình lực tương đương, cho nên hiện tại chiến thế vẫn cân bằng, cứ chiến đấu như vậy, bọn chiến sĩ càng ngày càng mệt mỏi. Tình hình như thế này, tương lĩnh cả hai bên đều không muốn thấy. Mạc Trình đứng từ xa quan sát biến hóa trên chiến trường, biết là hiện tại muốn đánh tiếp cũng không hay, nên lão muốn hạ lệnh thu binh. Nhưng trận thế phía trước đột nhiên biến chuyển. Ở giữa trận địa không ngờ là có một khu vực không rút lui. Mặc dù chỉ là một vùng rất nhỏ, nhưng trên chiến trường trong một đám đông vô kể thì cũng rất dễ nhận ra. Một cá nhân có sức mạnh chặn cả ngàn quân Việc này trước đây chưa từng xảy ra. Đương nhiên nếu là Tiên Tiên cao thủ cũng có thể làm được, nhưng Tiên Tiên cao thủ không tham gia chiến tranh. Không chỉ có Bạc Trinh, Trầm Thiên Sách cũng đang đứng trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức giữ người lại. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Đào pháp hùng mạnh như thế, hoàn toàn là vì chiến đấu giết người mà sáng tạo nên, động tác đơn giản trực tiếp, lực khí không lãng phí chút nào, cho dù là có đi nữa thì cũng không bị người khác nhìn ra. Cùng lúc đó, một giả thiết lớn hiện lên trong đầu mọi người nếu có một thế lực sùng mãn như thế nếu không ngừng chém giết thì có thể giết hết địch nhân trên chiến trường nhưng trên chiến trường có đến cả năm vạn tướng sĩ nghĩa như thế mọi người trong lòng cảm thấy sợ hãi đều không muốn tin lúc này một người đứng bên trầm tiên sách hỏi tiên sách kẻ đó là ai sao ta trước đây chưa từng thấy qua trầm tiên sách nghe thế lập tức tỉnh lại công kính nói sa vương theo hiểu biết của thuộc hạ Kẻ này mới đến từ dịch doanh chưa đến một năm. Lần trước là hắn thu hút đại bộ phận tiễn thủ của quân ta. Không ngờ là ngoài tiết huyết trường thương và khoái tiễn, từ dịch doanh hiện tại lại xuất hiện thêm một nhân vật như thế. Xem ra tử vong như thế này thì chúng ta để bọn phong xa xuất hiện mới được. Người đó là xa thành chủ nhâm hướng quân. Y đi đến trước tường thành, hai tay chấp lại, bình tĩnh chú ý quan sát chiến trường. Một cơn gió lớn thổi tung y phục của lão, trông có vẻ rất khí thế, trầm ngơ một lát nhâm hướng quân đột nhiên quát đưa cung đây dạ thì vệ đứng bên cạnh nghe thấy liền nhanh chóng đưa tới một cây trưởng cung kẻ địch cứ xông lên như sóng tràn rồi tên nào sông lên cũng ngã xuống trong vũng máu nhạc phàm vung đao không ngừng cũng không biết đã giết chết bao nhiêu tên địch thanh trưởng đao trong tay đã dính đầy máu nếu không phải hắn khống chế lực đạo xảo diệu có lẽ trưởng đao đã sớm gãy nát rồi trên chiến trường, Nhạc Phàm toàn thân đầy máu, sớm đã không còn nhìn rõ hình dáng của hắn, chỉ có mái đầu trắng bị nhuộm đỏ là trông rất nổi bật. Trong khi chém giết, Nhạc Phàm đột nhiên trong lòng rung động, tựa như lúc đi săn thú dữ bị sói dữ rình dập vậy, toàn thân cảm thấy không thoải mái. Không tốt. Vừa phản ứng, trong đầu liền truyền đến một âm thanh phá không, loại âm thanh này Nhạc Phàm rất quen thuộc, chính là âm thanh phá không của mũi tên. Trong nguy hiểm, Nhạc Phàm không kịp nghĩ nhiều, tự động vận chuyển thất tình chi khí trong nội thể tập trung vào hai tay, thân thể nhanh chóng xoay chuyển, huy động sức mạnh toàn thân chém ra. Ngay khi chém đao ra, Nhạc phàm không ngờ phát điện trên thân đao lại phát tán ánh sáng mờ nhạt. Bất quá, trừ hắn ra thì không ai chú ý cả. Bình một tiếng, mũi tên đập thẳng vào đao kêu bang một tiếng bạo liệt rồi văng ra. Nhưng trên lưỡi đao đã bị mẻ một miếng thật lớn. Cao thủ, Mặc dù đã giải trừ nguy cơ, nhưng tình hình nhạc phàm hiện tại không khả quan chút nào. Hai tay bị lực đạo của mũi tên trấn làm run lên, mà chỉ với một tên vừa rồi chẳng những hao phí hơn nửa thể lực của hắn mà còn tiêu hao cả một nửa nguyên khí trong cơ thể hắn nữa. À, à, à. Nhà phàm vừa hít thở thật mạnh, vừa tránh né sự tấn công của kẻ địch, đồng thời phòng thủ tên bắn lén của kẻ địch từ trên tường thành. Hắn không biết khi nào mũi tên thứ hai sẽ bắn ra, chỉ hy vọng nó có thể nhanh chóng khôi phục lại thể lực, khi đó mới căn bản có thể bảo toàn tính mạng. Trên tường thành, Nhâm Hướng Quân vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, người này không ngờ lại có thể tiếp nổi 8 phần công lực của ta, quả thật là nguy hiểm. Do đó y chuyển thân quay sang nói với Trầm Tiên Sách, gọi bọn phong xa cho ta. Dạ. Phía xa trên đỉnh đồi, Mạc Trinh đã thấy hết thảy sự việc phát sinh vừa rồi, vẻ mặt có chút tiêu ý, nhẹ gật đầu nói, hà lệnh thu binh dạ trở lại tử dịch doanh nhạc phàm đang tu luyện chợt nghe doanh vệ trưởng đột nhiên bước vào cười cởi nói lý nhạc phàm tiểu huynh đệ phải công nhạc phàm giật mình ngoại trừ ba người bọn đông vũ đây là lần đầu tiên có người gọi tên hắn mà còn đối với hắn rất tôn trọng ít nhất cũng là biểu hiện như thế hắn khẽ gật đầu thấy nhạc phàm gật đầu doanh vệ trưởng vẻ mặt khẽ vui cười khẽ nói chiến cuồng huynh đệ. Đợi chút, chiến cuồng là cái gì? Nhạc phàm khẽ nhíu mày ngắt lời doanh vệ trưởng. Doanh vệ trưởng nói giọng đương nhiên. Chiến cuồng là tên gọi của ngươi. Ngươi sao lại? Rồi án lại phản ứng lại. À, đúng rồi, ngươi có thể còn chưa biết. Vì ngươi trong trận chiến chém giết vô số địch nhân, dụng mạnh vô cùng. Hơn nữa, địch nhân có nhiều như thế nào cũng không thối lui. Người như ngươi, bọn binh sĩ vô cùng bội phục. Cho nên bọn chúng thầm gọi ngươi là Bách Phát Chiến Cuồng. Hơn nữa chủ soái cũng đã ngầm thừa nhận. Nhạc phàm sực sốt. Phải biết rằng trong tử dịch doanh, tù nhân không ai có danh dự. Doanh vệ trưởng thấy biểu tình của nhạc phàm như thế, trong lòng cười thầm nhưng biểu hiện vẫn cung kinh nói. Bởi vì ngươi giết địch vô số, biểu hiện ưu tú, chủ soái đại nhân đúng là đã để mắt tới ngươi. Đây, dư gia dạ nói sai ta đưa cho ngươi bài kỳ. Sau này ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như bọn thiết huyết. Chúc mừng ngươi, chiến của huynh đệ nói xong hắn quay ra ngoài doanh trướng đói đưa tất cả mọi thứ vào đây nhạc phàm thấy thế không ngăn cản dù sao người xu nịnh như thế này rất nhiều do đó hắn đứng một bên không thèm để ý sau khi đưa vào mọi thứ doanh vệ trưởng nói với nhạc phàm chiến của huynh đệ mọi thứ đều rất tốt người cũng ngủ sớm đi nhạc phàm đối với loại người này rất phản cảm chỉ nhẹ gật đầu đợi mọi người đi ra hết hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh Việc bố trí hiện tại rất khác so với trước đây, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Trước kia chẳng những dơ bẩn hôi hám, mà ngay cả một cái giường cũng không có. Hiện tại chẳng những một mình ở một doanh trướng, hơn nữa lại có giường chăn mền, ngay cả thùng nước tắm cũng có nữa. cả trướng đều sạch sẽ vô cùng, lại có mùi đàn hương phát tán. Từ khi vào tử dịch doanh, nhạc phàm chẳng những chưa một lần tắm rửa sạch sẽ, mà ngay cả nước sạch cũng chưa được uống một ngụm trong biên hoang nước và thực vật không thể nghi ngờ là có thể so với hoàng kim dù sao ở đây cũng rất hoang vu cho nên hắn vừa thấy thùng nước tắm là lập tức bước đến thấy trong đó không ngờ là có nước lòng thầm nghĩ xem ra bọn chúng đúng là rất chú đáo thấy hình ảnh của mình trong nước nhạc phàm liền chấn động hắn hơn nửa năm qua chưa một lần nhìn bộ dạng mình khi vừa nhìn thấy thì phát hiện có chút không nhận ra bản thân trong nước khuôn mặt đầy máu không nhìn rõ, chỉ có mái tóc trắng nhốm đầy máu tươi. Bạch phát chiến của Bạch phát chiến của ông. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nhà phàm cười thật lớn, trong tiếng cười tràn ngập sự phẫn nộ và bất lực. Sau khi tắm rửa xong, nhạc Phạm cảm thấy cả người thoải mái, thanh thản chưa từng có. Đưa tay vuốt nhẹ viên đá nhỏ đeo trên cổ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Hắn lẩm bẩm cũng không biết phụ thân ra sao rồi. Qua thời gian hơn nửa năm, nhà phàm đã cao hơn cả một cái đầu. Mái tóc trắng cột phía sau, phối hợp với nước da dám nắng, trông rất khỏe mạnh. Về mặt kiên nghị, nhẵn mịn như được dao cạo, ngay cả vết sẹo chữ tội ở trên trán cũng chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt. Ánh mắt sáng ngời mà sâu, để lộ ra một sự tang thương và cô độc khó diễn tả. Vô số vết thương bà phủ khắp người hắn, nhìn qua có vẻ đáng sợ, khủng bố đưa tay sờ các vết thương nhạc phàm khẽ cười khổ thầm nói nếu không có lệ xa ra, truyền thụ cho long cực kiểu biến nói không chừng hiện tại đã chết trên chiến trường rồi hắn đến bên giường mặc lấy bộ y phục màu trắng mà doanh vệ trưởng đã chuẩn bị toàn thân mặc bạch y khiến hắn có vẻ nho nhã tiêu sái khiến người khác căn bản vô pháp liên hệ đến chiến cuồng giết người vô số trên chiến trường ngồi trên giường nhạc phàm thu hồi tâm trạng lại đầu nhập vào việc tu luyện từ khi nhạc phàm tu luyện dưỡng tâm kinh hắn đã ngủ rất ít hiện tại để có thể bảo tàn tính mạng trên chiến trường hắn không thể không bỏ nhiều công phu tu luyện sau một thời gian dài việc này cũng đã trở thành một thói quen nếu là người thường có lẽ đã sớm không chịu nổi nhưng hắn chẳng những tâm tính kiên định mà tinh thần lực lại cường đại phi thường nếu không trong khi tu luyện Nhạc Phạm quan sát phát hiện thất tình chi khí trong nội thể đã tinh thuần hơn trước rất nhiều. Màu sắc đã rõ đậm lên không ít, nhất là hồng sắc, tử sắc và hắc sắc nguyên khí so với các đạo nguyên khí khác thì mạnh hơn rất nhiều. Trước kia, Nhạc phàm đối với thất tình chi khí trong nội thể hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết nó có thể liệu thương, thanh tâm, khôi phục thể lực. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, hôm nay trên chiến trường, ngay khi bản thân toàn lực vung đao lên, trên thân đao có một vầng khí mờ nhạt, chính là thất tình chi khí. Điều này có thể nói, thất tình chi khí kỳ thật cũng có thể giống như nội lực, có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân hoặc binh khí, chỉ là hắn không biết phương pháp mà thôi. phát hiện này khiến nhạc phàm phấn chấn không ngừng, trong lòng thầm nói, nếu có phương ứng, con đường về sau sẽ có mục tiêu rõ ràng. Vì thế hắn càng nỗ lực hấp thu nguyên khí trong không khí, cung cấp cho thất tình chi khí luyện hóa. Có lẽ là xảo hợp đột nhiên khí tức trong không khí đột nhiên trở nên cuồng bạo, nguyên khí lớn mạnh từ bốn phương tam hướng tập trung vào thân thể của Nhạc Phàm. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy không gian phẳng phất như bị nén lại, không khí trở nên loãng vô cùng, muốn hô hấp cũng rất khó khăn. Không tốt, vào thời khắc quan trọng, lỗ chân lông toàn thân Nhạc Phàm mở rộng hết cỡ, cả người hắn giống như một cái vễu, đem hết cả nguyên khí cuồng bạo xung quanh hấp thụ vào nội thể. Lúc này, không khí xung quanh liền khôi phục lại sự yên lặng như cũ, doanh trướng đã trở lại yên lặng, nhưng nội thể Nhạc Phàm cuồng loạn dị thường, một người nếu như ăn quá nhiều sẽ bị mắc bệnh, cũng giống đạo lý đó, hắn hấp thụ quá nhiều nguyên khí như thế, nếu vô pháp tiêu hóa thì không chỉ đơn giản chỉ là sinh bệnh mà thôi. Nguyên khí vừa tiến nhập vào thể nội của Nhạc Phàm, thất tình chi khí lập tức vận chuyển toàn thân, giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ luyện hóa nhưng nguyên khí thật sự quá nhiều, căn bản vô pháp luyện hóa toàn bộ. Nguyên khí bị giữ lại trong kinh mạch của nội thể nhiều quá nên va đập hỗn loạn tứ phía, không ngừng phá hủy ngũ tạng lục phủ và kinh mạch toàn thân, lập tức lại được thất tình chi khí nhanh chóng hồi phục. Cứ phá hủy rồi phục hồi, cứ tuần hoàn như thế. Cố nén đau đớn trong người, nhạc phàm lập tức vận chuyển lâm cực cửu biến, sử dụng các nguyên khí dư thừa tôi luyện thân thể, hy vọng có thể giảm nhẹ sự nặng nề trong cơ thể, thời gian cứ trôi qua từng khắc một bị tiêu hao bởi thất tình chi khí nguyên khí trong cơ thể nhạc phàm dần dần trở nên ít hơn rồi lại bị thân thể hấp thu kinh mạch được thất tình chi khí luyện dưỡng phát ra những tiếng vang từ từ tất cả đột nhiên xảy ra cực nhanh nhưng khiến nhạc phàm có cảm giác như là rất lâu đợi đau đớn qua đi hắn mới từ từ mở hai mắt phát hiện bản thân đầy mồ hôi trong lòng cười khổ vừa mới tắm xong không nghĩ là giờ phải tắm lại lần nữa đợi cho tâm tình bình phục nhạc phàm cố suy nghĩ về sự việc vừa phát sinh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể bật ra được điều gì bất lực hắn chỉ có thể tạm thời loại bỏ nghi hoặc trong lòng mà kiểm tra tình hình trong cơ thể à vừa tiến nhập vào trong nhạc phàm trong lòng kinh hô hắn phát hiện thất tình chi khí trong cơ thể so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều phải biết rằng thất tình chi khí từ khi xuất hiện thì tăng trưởng cực chậm hôm nay chỉ một lát là tăng lên nhiều như thế sao không khiến hắn hoan hỉ cho được hơn nữa điều khiến hắn ngạc nhiên là long cực kiểu biến không ngờ là có đột phá nhìn trên kinh mạch phát xuất chút điểm quang mang hắn biết bản thân đã trải qua giai đoạn luyện thể trực tiếp đột phá vào giai đoạn đoán cân nhập môn nhạc phàm bình tĩnh ngồi đó cảm thụ sự biến hóa của thân thể chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi toàn thân hắn đã vượt lên một cấp bậc mới trong lòng kích động không nói lên lời hôm sau trong tử dịch doanh do bạch y tù nhân được đãi ngộ đặc thù có thể không cần tham gia thao luyện cho nên đồng vũ từ kiệt và hoàng trấn phong ba người sáng sớm đã đi đến danh chướng của nhạc phàm vừa đến danh chướng từ kiệt liền gọi lớn nhạc phàm lão tử ta đến còn không mau ra đây <laughs> vừa tiến vào trong bọn đông vũ ba người ánh mắt sáng lên quả nhiên so với trước kia khác biệt quá lớn nhạc phàm sớm biết bọn đông vũ sẽ đến cho nên không tu luyện nữa cười nhẹ nói bọn huynh đều biết rồi từ Kiệt lập tức nói, chuyện đại sự này bọn ta sao có thể không biết được? Mẹ nó, ta thấy chín cuồng so với trường thương của lão tử ta khí thế hơn nhiều. Không được, lão tử phải kiếm cái danh nào uy phong hơn mới được. À, gọi là vô địch. Không được, quá tầm thường. Thương thần, ha, không chừng vừa ra trận liền bị bọn chúng đâm cho lủng hết người. Chiến thần, tính xem, ta cũng phải tự lượng bản thân. Gọi là gì mới tốt nhỉ? Nói xong hắn liền trầm tư, đồng vũ và hoàng cấn phong cười bất lực không thèm để ý đến hắn đi thẳng đến chỗ nhạc phàm đồng vũ nói chuyện của ngươi tối hôm qua ta đã nghe dư lường nói đến mặc dù chúng ta biết ngươi nhất định có thể trở thành bạch y nhưng không nghĩ là nhanh đến vậy hồi đó chúng ta phải chém giết mất hơn một năm mới có thể trở thành bạch y như vậy thì tốt quá rồi vốn tối qua chúng ta muốn đến tìm ngươi nhưng sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi cho nên bây giờ mới đến từ kiệt không nghĩ nữa liền quay ra tiếp lời Đúng, đúng rồi, từ nay về sau chúng ta có thể kể vai sát cánh. Đến lúc đó chúng ta bốn người liên thủ, muốn sống sót rời khỏi đây cũng chỉ đơn giản như là ăn cơm uống nước vậy. Hoàng Trấn Phong hừ lạnh nói, <laughs> không biết tự lượng sức. Từ kiệt đỏ mặt quát lớn, tiểu phong tử, ngươi không phục, chúng ta đánh nữa xem. Đồng vũ giơ tay nói, được rồi, được rồi, hai người không cần đấu nữa. Rồi y quay sang nói với nhạc phàm, chúng ta còn vài tháng nữa là sẽ rời khỏi đây. Đến lúc đó nhạc phàm ngươi cần có một người tác chiến. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nghe thế giật mình, lập tức cả doanh chướng trở nên có vẻ áp lực vô cùng. Nhạc Phạm cười nhẹ nói, Các người yên tâm, ta nhất định có thể sống sót rời khỏi đây. Tựa như bị ảnh hưởng của Nhạc Phạm, mọi người trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Rồi Đông Vũ nghiêm nét mặt nói, Chúng ta hôm nay đến sớm là có một chuyện rất trọng hiếu. Hả? Nhạc Phạm có chút hiếu kỳ hỏi, Rốt cuộc là có chuyện gì? Đồng Vũ nói, Tối qua chủ soái gọi chúng ta đến, đúng là nói về chuyện của ngươi lão hy vọng ngươi có thể đem đa pháp hôm qua ngươi sử dụng trên chiến trường truyền thụ cho binh sĩ đại minh ngươi xem như thế nào nhà phàm sửng sốt cái gì truyền thụ đao pháp cái gì truyền thụ đa pháp doanh chướng đột nhiên trở nên yên lặng đồng vũ có chút lúng túng nói ta biết là ngươi có chủ kiến cho nên chúng ta sẽ không nói gì ta chỉ là đến báo tin quyết định là hoàn toàn do ngươi nếu người không nguyện ý, không, ta đồng ý. nhạc phàm ngắt lời đông vũ nói khẳng định. nghe nhạc phàm trả lời khẳng khái như thế, bọn đông vũ đều ngây cả người. trong giang hồ võ công luôn luôn không truyền ra ngoài, đặc biệt là võ công tuyệt học lợi hại như thế. nếu tuyệt thế võ học lưu lạc trên giang hồ, thì không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu tranh đoạt trên giang hồ. bất quá nhạc phàm không để ý đến chuyện đó, hắn lớn lên trong biển sơn Giã đối với những vật ngoại thân xem ra rất lãnh đạm tâm trí khoáng đạt tự nhiên, không chịu sự ước thúc của giang hồ. Hơn nữa trong tâm trí hắn, tự cường mới là điều trọng yếu nhất. Nếu không cho dù có tìm được võ công tuyệt học đệ nhất thiên hạ, cũng không trở thành cường giả được. Đồng Vũ có chút không xác định nói. Người đúng là nguyện ý đem đạo pháp truyền ra ngoài. Người còn chưa biết rõ, trên chiến trường đạo pháp đó ít nhất cũng là võ công tuyệt học bậc nhất. Nhạc Phàm nghi hoặc hỏi. Võ công cũng phân ra cấp độ à? Không chỉ nhạc phàm từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong cũng nhìn Đông Vũ với vẻ mặt nghi hoặc. Đông Vũ gượng cười nói, hey, Chuyện này là sư phụ ta nói cho ta biết. Đơn giản mà nói, võ công từ thấp đến cao chia ra làm ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt thế võ học và khoáng thế thần công. Trong giang hồ, tuyệt thế võ học tuyệt đối là chấn sơn chi bào của các môn phái tuyệt công truyền ra ngoài. Nhạc Phạm nói, chuyện đó không quan trọng trong mắt ta vĩnh viễn không có môn võ công nào là mạnh nhất chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể tự mình trở nên mạnh hơn cho nên võ công chuyên ra ngoài hay không ta cũng không để ý thế nên ta sẽ đáp ứng yêu cầu của họ bởi vì nếu trên chiến trường có thể giết được nhiều kẻ địch cơ hội để chúng ta sống sót mà rời khỏi đây sẽ lớn hơn một chút lúc này nhạc phàm tựa như một đầm nước thâm sâu khiến người khác không thể nhìn rõ hắn sâu trong ánh mắt hắn lấp loáng vẻ quang mang trí tuệ tựa như có thể nhìn thấu mọi sự Bọn đồng vũ thầm gật đầu đồng ý. Hiện tại bọn hắn đã phát hiện, trước đây bản thân đã đánh giá thấp gã thiếu niên trước mặt. Tới giờ, biểu hiện của Nhạc Phàm đều rất trầm lặng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn có tầm nhìn xa hơn người thường rất nhiều, đúng như lời thái nhân nói, đó chính là kẻ đại trí giả ngu vậy. Đồng vũ cười nói, Nhạc Phàm đã quyết định như thế, vậy chúng ta cùng đến gặp chủ soái thôi. Quân doanh Đại Minh. Mạc Trinh đang ở trong quân trướng cùng với các tướng lĩnh thương lượng phương pháp công thành lúc này thì về ở bên ngoài trướng bẩm lớn bẩm cáo chủ soái đám người thiết huyết cầu kiến trong quân trướng đột nhiên yên lặng mạc trinh giật mình lẩm bẩm nói sao nhanh vậy rồi lão quay ra nói với thị vệ nhanh cho họ vào lão lập tức nói với tương lĩnh xung quanh hôm nay nghị sự tới đây thôi chứ tiên Trinh và dư lương ở lại còn những người khác về trước đi dạ các tương lĩnh rời khỏi vẻ mặt có vẻ bất bình một vị tướng lĩnh thấy bọn đông vũ bên ngoài danh trướng, phì một tiếng rồi nói, ra cái vẻ gì chứ? Chỉ là một đám trừ là có chút danh dự, lại tưởng rằng mình là thứ gì chứ? Ha, ha 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 Bọn tướng lĩnh còn lại cùng cười lớn. Đồng vũ vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay nắm chặt tư kiện, lúc này đang muốn sông lên, trầm giọng nói, chúng ta vào thôi. Hai tay đồng vũ dụng lực quá lớn, siết chặt, khiến tư kiệt cảm thấy đau mà tỉnh người lại. Vì thế tư kiệt nhà nắm đấm ra, quay về phía bọn tướng lĩnh, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Trấn Phong thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Nhạc Phàm thì hỏi, "Ngươi không tức giận à?" Nhạc Phàm lạnh nhạt nói, "Danh dự của ta không cần kẻ khác ban cho." Ánh mắt của Hoàng Trấn Phong chợt sáng lên, lập tức cười to nói, "Ha ha, Nhạc Phàm nói không sai, danh dự không cần kẻ khác ban cho." Nói xong hắn kéo Nhạc Phàm đi vào quân trướng, mặc kệ bọn tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Trong quân trướng Mạc Trinh ngồi trên thủ vị, dưới chân là một tấm da bạch hổ thật lớn, phối hợp với tấm khôi giáp trắng lóa và dáng người khôi ngô trông rất là uy vũ hùng tráng. Đó đúng là khí thế của kẻ đứng đầu. Đông Vũ bước lên cùng tay bẩm báo. Chủ soái, Lý Nhạc Phàm đến rồi. Nói xong hắn lùi ra một bên. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong cũng lùi lại một bên, để Nhạc Phàm đứng ở giữa. Mạc Trinh sững người, có chút không xác định nói. Ê, ngươi là bạch phát chiến cuồng dù sao thấy nhạc phàm toàn thân bạch y trong lòng não cũng không thể liên tưởng tới là kẻ sát thần trên chiến trường nhạc phàm bước lên nói nhạt ta gọi là lý nhạc phàm nói xong hắn nhìn Mạc trinh đánh giá cẩn thận dư lương thấy nhạc phàm đối với chủ soái vô lễ như thế trong lòng cảm thấy phẫn nộ nhưng nghĩ biết hiện tại không phải là lúc sen ngang cho nên nhíu chặt đôi mày nhưng chữ tiên sinh bên cạnh lại nhìn có vẻ hứng thú Mạc Trinh không thèm để ý, ngược lại còn cười nói. Hãy Lý Nhạc Phạm, ta nhờ thiết thuyết truyệt lời, người đã biết rồi. Nhạc Phạm khẽ gật đầu nói. Ta đồng ý, mà kệ là vì kẻ khác hay là vì bản thân, ta đều không có lý do để cự tuyệt. Thấy Nhạc Phạm thẳng thắn như thế, Mạc Trinh ngược lại không biết nói gì nên hỏi lại. Ồ, oh, người cũng biết tác dụng của loại đao pháp đó à? Nhạc Phạm nói. Biết, cho nên ta có một yêu cầu. Mạc Trình nghĩ đến cảnh tượng quân đội của mình càn quét trên chiến trường, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn, cho nên Hào Phóng nói, có yêu cầu gì ngươi cứ nói ra. Nhạc Phạm nói, ta hy vọng người của tờ dịch doanh cũng có thể cùng học, hơn nữa ta chỉ phụ trách truyền thụ đạo pháp, còn chuyện khác ta không quản. Không được, Dư Lương rốt cục cũng không nhịn được nói với Mạc Trinh chủ soái, bọn tờ dịch doanh đều là lũ chư la ti tiện, nếu để bọn chúng cùng huấn luyện với quân chính quy, bọn binh sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Các tướng lĩnh khẳng định sẽ phản đối, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Thịnh chủ soái nghĩ kỹ. Nhạc phàm lại nhạt nói, các ngươi đừng quên, ta cũng là người của tử dịch doanh. Dư lương nghe thế thì nghẹn lại, đột nhiên không nói lên lời. Mạc Trinh nhìn sang chữ tiên sinh, lại nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Nhạc phàm, trầm ngâm một lúc rồi nói, không vấn đề, cứ theo như người nói. Với lại, nơi huấn luyện là tại tử dịch doanh chủ soái dư lương vừa mới mở lời mặc trinh đã cắt ngang được rồi ta tự có chủ trương thiết huyết các người về trước đi ta sẽ ăn bài sau dạ nói xong đông vũ cùng với bọn nhạc phàm lui ra khỏi quân trướng thấy bọn đông vũ rời đi dư lương lại nói chủ soái quả thực là cần phải để quân chính quy chịu huấn luyện với những kẻ đó sao đương nhiên chữ tiên sinh đang im lặng đột nhiên lên tiếng vẻ giả dặn nói Chủ soái vừa rồi diễn kịch rất tốt. Mạc Trinh cười nói. Ta nếu không vở như thế thì sẽ rất khó xử. Bọn chúng sẽ cảm thấy ta cầu xin chúng. Mặc dù chúng không cảm kích, nhưng chí thiểu trong lòng chúng cũng có phần như thế, có phải không? Hai người nói chuyện khiến Dư Lương cảm thấy mờ mịt, không nhịn được, nên hỏi ý của chủ soái là sao? Mạc Trinh mỉm cười nói. Chữ tiên sinh đã hiểu được. Vậy tỉnh tiên sinh chỉ giáo. Chữ tiên sinh ủy quải nói. Ai, chủ soái muốn có cả thiên hạ, cho nên nhiều năm qua đã ẩn mình không biểu hiện ra. Giờ đây là cơ hội đã tới, cho nên chủ soái quyết định trước tiên tấn công biên hoang, sau đó lấy đó làm cứ điểm tranh bá thiên hạ. Có được tử dịch doanh, hiển nhiên là có lợi. Từ nay về sau, chúng đều là người của ta. Chủ soái đương nhiên không hẹp hòi để chúng học tập đạo Pháp. Hơn nữa, còn rộng lượng, khiến cho chúng cảm động. Đúng là nhất thạch nhị liễu chỉ kế mà. Lắng tai nghe chữ tiên sinh nói, Mạc Trinh lập tức vẻ mặt giãn ra, gật đầu nói. Tiên sinh đúng là người hiểu rõ ta. Nếu ta đáp ứng truyền đạo pháp cho bọn tử thù, chúng tất sẽ cảm kích ta. Nếu ta giải phóng chúng khỏi nơi hắc ám vô tận, chúng sẽ trở thành mãnh tướng công thành của ta. Đến lúc đó, việc tranh bá thiên hạ cũng không khó nữa. Mạc Trinh phải tay nói. Chuyện này ta đã an bài. Ngươi gọi các tham tướng vào cho ta. Toàn mệnh. Giờ tin hôm sau, tại quảng trường trung tâm tử địch doanh, đã có rất nhiều người đứng ở đó. Nơi đây ngoại trừ tử tù gia còn có tướng lĩnh và binh sĩ ưu tú của các doanh trại. Vốn các tướng lĩnh và binh sĩ này không muốn tới đây tập luyện, nhưng Mạc Trình đã hạ quân lệnh. Kẻ nào không đến, chém. Sau khi chém ba người, rốt cuộc không còn ai dám trái quân lệnh nữa. Ngược lại, Người của tử địch doanh đã đến từ rất sớm. Thấy người đã đến đủ, sư lương tiến lên nói. Chủ soái có lệnh, toàn quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn một tháng, luyện tập đào pháp do chiến cuồng tiên sinh truyền lại. Kẻ nào trái lệnh, chém. Tiếp đó quay về phía nhạc phàm. Chiến cuồng tiên sinh, ở đây ngoài người của tử địch doanh còn lại đều là tinh anh của các doanh đội. Bọn họ sau khi học xong sẽ mang đào pháp truyền lại, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều nhạc phàm hoàn toàn thoải mái không chút quan tâm gật đầu sau đó đi tới một khoảng đất trống trước quảng trường cầm một thanh quân đao nói ta chỉ phụ trách truyền đao muốn học hãy xem cho rõ nói xong liền động thủ ạc à, dư lượng sửng sốt không nghĩ nhạc phàm vừa tới chưa nói hết một câu liền trực tiếp diễn luyện một chút chuẩn bị cũng không có trong lòng phát dầu vội kêu một viên quan ghi chép lại chiêu thức lúc tên quan chuẩn bị ghi chép thì đứng sững sờ tại chỗ. Không chỉ mình hắn, mà mọi người ai nấy đều như vậy. Đây là cái gì? Trong lòng mọi người tự hỏi. Đơn giản như vậy không phải là muốn đùa bỡn chúng ta sao? Không biết ai hét lên một câu, lập tức toàn trường vỡ ra như chợ. Tiếng tranh luận càng ngày càng lớn, thậm chí bắt đầu có tiếng chửi bới. Tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát khiến dư lương hết sức lúng túng, đi nhanh đến chỗ đồng vũ, giữ tợ nói. Mẹ nó, thằng nhà phàm muốn làm cái gì đây? không muốn chuyển đao thì thôi, dám rớt mặt ông, ông lộn ra nó. Từ Kiệt cũng hơi lo lắng nói, Thiết huyết, nhạc phàm sao vậy, không phải là đùa cợt mọi người chứ. Đồng vỗ nhíu mày nói nhỏ, ta cũng không biết, xem tiếp đi. Nhạc phàm không để ý đến đám binh lính la hét nhục mạ, một mình tại bãi trống diễn luyện, không động tác hòa lệ, không khí thế hại nhân, càng không có sức sát thương, chỉ là bảy động tác đơn giản, khảm, phách, chuyển, giá, đạn, chảm, tha hết lần này lại lần khác. Nhạc phàm tâm vô tạp niệm, động tác dần nhanh lên. Mỗi lần hoàn thành một bộ động tác, đao thế lại nhanh hơn vài phần. Âm thanh xung quanh từ từ nhỏ lại. Chỉ lát sau, cả doanh trại an tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng đào xé gió. Vù, vù vù, vù. Hai tay càng lúc càng nhanh, đao thế càng múa càng gấp. Bài động tác đơn giản từ từ liền lại với nhau vô cùng tự nhiên, đạo ảnh đầy trời không ngừng biến hóa, lúc tụ tròn lại bao bọc nhạc phàm khi tản ra bốn phương tám hướng, lúc như vạn mã bôn đằng khi thì như trên chiến trường sắt đấu. Kim qua thiết mã sát khí tung hành bài thức biến hóa khiến mọi người đứng xem phải choáng váng. Trần động trong lòng, dư lương vượt quá sức chịu đựng, chống ngực đập liên hồi, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh, ít hầu nuốt khô nước miếng. Người trong quảng trường càng trợn mắt há mồm, tiếng đào phảng phất quất vào tim, nặng nề trầm trọng thật khó thở mạc trinh từ đầu đến cuối vẫn trong doanh địa quan sát sự việc diễn ra lúc đầu thấy động tác của nhạc phàm cũng không nhìn được phải nhíu mày nhưng vẫn không ra mặt dần dần đạo pháp của nhạc phàm càng ngày càng nhanh cuối cùng biến hóa của bảy loại đạo thức khiến trong lòng hắn vô cùng kinh sợ đạo pháp thật lành lệ có thủ có công đơn giản trực tiếp đạo pháp này trên giang hồ ít ra cũng là một loại tuyệt học nếu là trên chiến trường so với các loại đao pháp thần công cung cấp tuyệt đối hữu dụng hơn nhiều. Đó là đánh giá của Mạc Trinh đối với bộ đao pháp này. Nhạc Phạm cứ múa không ngừng gần nửa canh giờ, không chút cảm giác mệt mỏi, mà thấy toàn thân thư sướng vô bì. Bài động tác đơn giản sinh ra càng ngày càng nhiều biến hóa, ngay chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Đến lúc Nhạc Phạm định thu đao, chợt nảy ra ý nghĩ, liền điều động thất tình chi khí trong cơ thể vào tay phải, trong nháy mắt truyền dọc thân đao à chém mạnh một đao tĩnh lặng tức thì tĩnh lặng ngoài tiếng gió thổi trên cát không còn âm thanh nào khác mọi người cùng như ngừng thở trong mắt chỉ thấy một thanh đao một đao chém xuống cát vàng tung bay tức thì một trận gió lớn thổi qua tất cả lại khôi phục về tĩnh lặng chỉ có vết đao trên mặt đất phảng phất như muốn nói điều gì chấn động tâm tình kích động hả Mạc Trinh đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi. Chính hắn cũng là hậu thiên đại thừa sắp vượt khỏi nhất lưu cao thủ, cách nhìn đương nhiên rất cao. Trước giờ đối với ngoại gia công phu vẫn luôn coi thường, nhưng lúc này trong lòng u ám, vì hắn thực sự không chút tự tin có thể đỡ nổi chiêu đao cuối cùng này của nhạc phàm. Mạc Trinh lẩm bẩm, ngoại gia công phu không ngờ lại có thể luyện đến loại cảnh giới này, xem ra kẻ này tương lai quyết không tầm thường. Tiếp đó vẻ mặt có chút vui mừng. <laughs> Ít ra hắn hiện tại là người của ta. Bất quá có phải người phải chịu khổ rồi. Ha, 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 ha. hiện tại, Nhạc phàm cảm thấy hư nhược. Đã vừa rồi chém ra, cơ hồ tiêu hao hết sức mạnh còn lại của hắn. Đành phải chống đao quỷ xuống, trong lòng cười khổ. Hay, uy lực không tệ, nhưng chỉ một chiêu đã tốn hơn phân nửa sức lực. Nếu một chiêu đó không thể chế địch thì ta chết chắc. Xem ra hiện tại thực lực của ta so với võ lâm cao thủ tranh lệch quá lớn. Thực ra nhạc phàm có chút đánh giá quá thấp mình. Lâm cực cửu biến của hắn giờ đây đã vào giai đoạn đoạn cân, lại phối hợp với bộ đạo pháp kia, trên giang hồ ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Chỉ có điều trước giờ hắn tự tu luyện, những người gặp phải đều là cao thủ trong cao thủ, nên hắn cho rằng mình chỉ ở mức nhị lưu mà thôi. Qua một lúc sau, mọi người mới dần hồi phục tinh thần. Dương Lương bước nhanh tới, vừa hỏi, vợ vừa nãy là đạo pháp gì, không cần nội lực mà cũng lợi hại như vậy thể lực nhà phàm đã khôi phục lại một chút nghe dư lương hỏi vậy sững người một hồi rồi mới đứng dậy nói đào chiến thất thức tiếp đó quay về phía đồng vũ ta về nghỉ trước hết giờ ngọ bắt đầu huấn luyện tiếp nói xong liền bỏ đi có lẽ lúc mới bắt đầu nhiều người không phục nghĩ rằng mình chinh chiến xa trường nhiều năm giờ lại phải theo thẳng nhóc học đao pháp đến khi họ thấy nhà phàm sử đao pháp kia đặc biệt là uy lực của chiêu đao cuối cùng ai nấy đều chấn động trong lòng trong lòng không còn chút bài xích mà lại tràn ngập trờ chờ mong. Chờ nhạc phàm rời đi, dư lương vội quay về viên quan ghi chép nói, sao rồi, đà pháp mới có ghi lại chưa? Tên quan kia hoảng hốt, ấp búng nói, mới, mới đầu nó đơn giản quá nên không có ghi, sau lại nhanh quá nên nhìn không rõ. Nói xong cúi đầu xuống thấp, người trong lòng dư lương không biết nên khóc hay nên cười. Từ đó về sau, Nhạc phàm chính thức truyền tụ đa pháp buổi sáng mỗi ngày toàn bộ mọi người tay đeo đá nặng luyện tập bảy động tác múa đao cơ bản buổi chiều dành cho nhạc phàm diễn giải đao pháp ứng dụng trong soái trướng mạc trinh cầm ba người đông vũ Từ kiệt và hoàng trấn phong lại nói chuyện mạc trinh ngồi dựa trên chiếc ghế ra hồ mặt mũi hân hoan nói Ê, các người ba người có cần học chiến cuồng đao pháp không hả à? cái thứ đao pháp của gã biểu diễn đích thực là rất ư là lợi hại á ba người nhìn nhau đồng tình từ Kiệt cười khổ nói, Đạo Pháp của Nhạc phàm đích xác là rất lợi hại. Tiếc là Từ Kiệt ta chỉ thích thú với thương pháp. Nếu hắn có thương pháp lợi hại, thì ta nhất định sẽ theo học. Hoàng Trấn Phong điểm đạm nói, ta không thích hợp luyện đạo Pháp. Đông Vũ nở một nụ cười đầy thâm ý. Mặc Trinh thấy vậy cũng không hỏi nhiều, cất giọng hỏa hoãn nói. Chuyện của các người ta đều biết. Hơn nửa năm nữa là các người có thể tự do ly khai nơi này nhưng ta hy vọng là các người có thể tiếp tục lưu lại đây để phò trợ cho ta. Cùng ta tranh bá tiền hạ. Đổi lại, ta sẽ không bạc đãi các người. Nói xong, đưa mắt nhìn ba người chờ đợi. Đông Vũ ngật người chìm sâu trong trầm mặc. Mạc Trinh cắt ngang dòng tư tưởng nói. Chuyện này dĩ nhiên là các người có thể trở về suy nghĩ trò kỹ, không cần thiết phải trả lời liền. Hy vọng các người có thể hiểu được tâm ý của ta. Sau đó lại chỉnh sắc mặt nghiêm giọng nói. Hôm nay ta gọi các người đến đây, là có một chuyện vô cùng trọng yếu, quan hệ rất lớn tới khả năng quân ta nhất cử mà chiếm được xa môn quan. Đông Vũ tâm thần chấn động, lập tức thẳng người chăm chú lắng nghe. Mạc Trình nói tiếp, hiện tại chiến cục chống chọi kiên trì, ta quyết định mở trở lại tử vong lâu đài. Ai, à, chuyến này có bao nhiêu người thượng đài? Từ kiệt hiếu kỳ hỏi. Lôi đài thường là một phương cách trên chiến trường dùng để cổ vũ sĩ khí. Đánh tới là rừng chứ không làm thương hại đến thân thể đối thủ. Nhưng tử vong lôi đài thì hoàn toàn không một điểm giống như lôi đài bình thường. Liên tục quần chiến, không chết, không ngừng tay. Tuy nhiên phương thức này quá tàn khốc, nhưng muốn phấn chân sĩ khí, đấu lôi đài là phương thức hiếu hiệu nhất. Mạc Trinh nói, lần này ta quyết định để chiến cuồng nhất thân xuất chiến. Cái gì? Một mình hắn thôi à? Từ kiệt kinh hoàng nói lớn, hắn cùng Đông Vũ đã từng tham gia qua tử vong lôi đài. Lúc ấy bọn họ có đến 10 người đánh nhau một lần, cuối cùng chỉ còn hai gã là còn sống mà nhìn thấy ánh mặt trời trên lôi đài toàn là cao thủ không phải nơi đùa dẫn mà là nơi cùng người quần chiến cho đến khi người ngả than vong Tùy ai cũng biết nhạc phàm là một cao thủ lợi hại nhưng cũng tuyệt đối không tin là hắn một người có thể hạ sát tất cả đối thủ đồng vũ đưa tay ngăn lại nỗi kích động trong lòng từ kiệt lạnh lùng nói hay nghe đại soái nói hết đã chắc là ngài đã có ăn bài ổn thỏa dĩ nhiên là không phải đem nhạc phàm đi tìm chết rồi nói xong đưa mắt nhìn Mạc Trinh. Mạc Trinh gật đầu cười nhẹ nói. Thiết huyết nói không sai. Ta đem chiến cuồng xuất chiến, mục đích chủ yếu là làm cho bọn chúng tập trung tinh thần vào đó. Sau đó ta phái bình đi đường vòng, đột kích xa môn quan, để cho bọn chúng trở tay không kịp. Trong thời gian này, chiến cuồng chỉ cần bảo vệ được mạng, chúng ta có thể trở về cứu hắn. Đồng Vũ nói, như vậy là đại soái muốn chúng ta ba người đi tập kích trước. Nếu như địch nhân có chú ý đến động tĩnh của chúng ta, cái kế này có thể trở thành công cốc rồi có phải ngài đã có ăn bài khác? Mạc Trinh cười lớn nói, thiết huyết quả nhiên trí tuệ hơn người. Không sai, ta đích xác là đã có ăn bài. Chiến trường cách đó rất xa, và lúc đó chỉ cần ta phái ba người, giả làm các ngươi lẫn trong bình lính. Bọn chúng ở bài kỹ trạm đều thấy rõ ràng, hỏi làm sao mà địch nhân phát giác cho được. Đồng Vũ gật đầu nói, đó đúng là một biện pháp hay. Chờ chút, Tư Kiệt đột nhiên lớn tiếng nói, vạn nhất mà nhạc phàm không thể bảo tồn tính mạng có phải là hắn bị chết không minh bạch không mạc trinh từ từ nói trên chiến trường thì không có gì đảm bảo hết nếu hắn không thể bảo tồn mạng sống thì chỉ có thể chết thôi tư kiệt còn đang muốn nói đồng vũ đã cắt lời đại soái nói không sai chiến trường là nơi vô tình chỉ có thể nương nhờ khả năng của bản thân thôi chúng ta chỉ đành chấp nhận vậy thôi những âm thanh cuối cùng nghe chừng cũng biến thành thê lương ảm đạm nghe đồng vũ nói như vậy mọi người đều thầm thở dài trầm mặc một khắc sau, Mạc Trinh mang theo bản đồ chiến lược, dẫn theo thủ hạ, bắt đầu triển khai một trường trình chiến. Sau mấy ngày truyền thụ đao pháp, nhà phàm trở về tử dịch doanh. Bóng tà dương đã lặn sau ngọn thông già, không có chiến tranh, không còn chết chóc, thậm chí cũng không có cả đến một cái gì câu thúc bản thân. Chỉ cần hắn truyền thụ hết đạo pháp, là hắn có thể tự do hoạt động, muốn gì, được nấy. Tuy là sinh hoạt thường ngày thập phần thư thái, Nhạc Phàm chưa hề sao lãng bản thân đối với sự tu luyện võ công. Long cực kiểu biến Trung Quy cũng tiến nhập vào tầng lớp tiểu thừa của đoạn cân. Toàn thân từ từ trở thành nhẹ nhàng nhu nhuyễn, sức lực vô cùng sung mãn. Đối với việc khống chế ba luồng chân khí đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng cùng nhau liên hoàn vận chuyển, tràn đầy liên lạc như một cầu vòng thực thể trong biển cả mênh mông. Theo thời gian với việc diễn luyện đạo pháp, Nhạc Phàm đối với Đao chiến thất thức càng tăng thêm kiến giải. Tinh thần của bộ đao này không phải ở chiêu thức động tác. Gã chỉ dạy cho binh lính bảy thế đao pháp căn bản. Trong thực tế thì mỗi người phải tự nhờ căn cơ của bản thân để tiến hành công kích trong mỗi tình huống. Như hắn nói, uy lực chân chính của thiên đao pháp này chỉ được thể hiện bằng tài năng trong chiến đấu. Sau một tuần trong huấn luyện, hơn ba chục vạn tướng sĩ đều đã học hết toàn bộ đao chiến thất thức, chỉ cần thêm ứng dụng thực chiến mà thôi. Kinh qua những lần diễn luyện, Mạc Trinh càng phát giác ra, là đao chiến thất thức, đích xác là lợi hại, đặc biệt là dùng trong quần chiến. quy lực của đao pháp ấy còn cường hãn hơn cả trong tưởng tượng của y. Chỉ tiếc một điều là trong hơn 30 vạn binh sĩ, chẳng có ai có được thành tựu đao pháp lăng lệ như Nhạc Phàm. Chỉ là hắn tịnh không biết bí mật của Nhạc Phàm, chỉ vì đao chiến thất thức cùng với nội khí thất tình chi khí, đích thị là có quan hệ mật thiết, cho nên đao pháp mới có thể trở nên nhân đao hợp nhất. Bất quá là hắn không biết được cái bí mật chết người ấy. Ở trên quảng trường, Dư Lương ngồi ở nơi cao nhất nhìn xuống tất cả tử tù của tử địch doanh nói lớn. Một tháng huấn luyện đã chấm dứt. rạng sáng ngày mai, tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ngày mai, chiến tranh cuối cùng rồi cũng khai mạc. Nhạc Phạm thấy nặng nề trong lòng. Ở trong doanh trại, Đông Vũ ngồi trên giường chờ đợi. Ngày mai chiến tranh lại khai diễn nữa rồi. Đông Vũ chậm chạp mở mắt. Đúng là gã đang nói với Nhạc Phạm. À... Nhạc Phạm gật đầu nhẹ nói Ngươi tìm ta có việc gì chăng Đông Vũ cười cười nói Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao Đương nhiên là được Bất quá ta biết là ngươi hiện tại tìm ta Tất là có việc muốn nói Nhạc Phạm nhún vài nói Đông Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi Chúng ta đúng là những con người đơn độc Hôm nay tìm ngươi đúng là có chuyện Đi kiếm chút rượu uống rồi nói tiếp Nói xong liền đi ra phía sau Mang vào một cái bàn lượm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống, mở hồ lô rượu, tức thì mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắp cả danh trướng. Đến đây, không chờ trả lời, Đông Vũ tiện tay đưa cả bầu rượu cho nhạc vàm. Nghe mùi rượu nồng làm cho nhạc phàm không khỏi nhíu mày. Xuất thân là một thợ săn ưu tú, trong đời gã chưa hề nếm qua một giọt rượu, nhưng hiện tại thì gã không có một lý do nào để khước từ cả. Hắn cầm lấy bầu rượu, nhìn Đông Vũ thành thật nói, ta chưa bao giờ uống qua cái thứ thơm tho thế này. Nói xong đưa lên miệng uống một hơi. <laughs> Nhạc phàm miệng mũi ho sặc sụa, từ lựa nói. Ngon thật. Cùng lúc mặt mũi lỏ bừng lên. Đông Vũ thấy vậy thì cười lớn. Một hồi lâu sau mới đau khổ nói. Đây là nữ nhi hồng, cất đã 30 năm. Tự nhiên là bị người làm hư mất. Đúng là tội nghiệp. Đoạn cười cười nói. Lần đầu tiên uống rượu. Thấy như trời đất cùng say. ngươi đúng là anh hùng hảo hán. <laughs> nói xong rồi nhịn không được lại cười to. Nhạc Phạm chửi thầm trong lòng, xoa bóp mặt mày, cầm bầu rượu lên uống thêm một hơi nữa. Sau một tuần rượu, Nhạc Phạm Trung Quy cũng uống hết bầu rượu, trong khi âm thầm dùng thất tình chi khí trong nội thể hóa giải tiểu kinh, hắn sợ say rồi lại phải nằm dài trên giường chẳng dậy nổi. Bỏ bầu rượu xuống, Nhạc Phạm hỏi: bây giờ có thể nói rồi, tìm ta có việc gì? trận chiến bắt đầu. Biên hoang thông đạo nối với Bắc Sơn thành một con đường nhỏ. Hai người cưỡi đôi tuần mã một trắng một đen đang già dòi phi về phía trước. Thiếu nữ ngồi trên lưng bạch mã lớn tiếng hân hoan nói. Cổn thúc, lần này ta về nhà, nhất định phải để mấy ngày để bồi tiếp lão nhân già thật tốt mới được. Trung niên hán tử trên lưng hắc mã nói. Người có lòng hiếu thảo như thế thì tốt. Bây giờ là lúc tái loạn cả cõi biên cương. Cẩn thận một chút cũng vẫn tốt hơn. Bây giờ có nhiều chuyện ra già, già người cần giúp đỡ, bởi vậy nên người mới đến tiền sơn học nghề. Được được, côn thức đừng có nói nữa, câu này người ta đã nghe đến mấy trăm lần rồi. Cây do ra trong tay thiếu nữ vùng lên, con ngựa lập tức mang theo chủ nhân ra tăng cước bộ, để lại hắc mã sau đám bụi mịt mờ. Ê, à, con nhà đầu này. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, cùng lúc vung roi cho ngựa chạy nhanh thêm. nội các hoàng thành ở kinh đô bề bộn như ông vỡ tổ cung nga thái giám hối hả ngược xuôi như đàn kiến trong chảo nóng trong nội cung không ngừng tìm kiếm trong cung can thanh sùng trinh không ngừng đi qua đi lại gần cả canh giờ lúc ấy một tên thái giám gấp rút chạy đến quỳ phục phục trên đất nói chúa thượng sùng trinh vội vàng hỏi thế nào rồi tìm ra nguyệt nhân chưa thái giám ngẩng đầu bẩm cải bẩm chúa thượng toàn thể hoàng thành đang ra sức tìm kiếm vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Tam Công Chúa. Sùng Trinh nghe nói vậy thì lập tức nổi giận nói, các người đều là phương ăn hại, hai con mắt để đâu? Chẳng có đến một người phát hiện nguyệt nhân ra đi, giữ lại mấy con mắt đó để làm gì? ai? Cả thân hình của tên thái giám run rẩy gào khóc bi thương. tam công chúa võ công lợi hại, đi về không để lại vết dấu, chúng tiểu nhân làm sao mà canh cho được. Người muốn đi thì chẳng thể giữ, sao bọn nô tài dám dự vào chuyện của công chúa, có lẽ chỉ vì ham vui nên mới rời cung. Hắn nói một câu thì dập đầu một cái. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Lệnh của Sùng Trinh ban ra, Thái phó Hàng Sơn lập tức tiến đến quỳ tâu. Xin hoàng thượng bất giận, tam công chúa võ cầm cao cường. Muốn lừa bọn thái giám thì về để đi ra ngoài không phải là việc khó khăn. Ngài cần gì phải động nộ với bọn chúng chứ? Sùng Trinh nhìn xuống tên thái giám vẫn còn đang quỳ mọp dưới đất, cất giọng lạnh tanh nói. Bọn vô dụng các người, cút hết đi cho ta. Hàng Sơn đưa tay vậy tên thái giám nói, người ra trước đi. Tên thái giám mặt mày mừng vui, dường như vừa được hoàng thiên đại xá, hí hửng tháo lui. Chờ cho thái giám đi ra, sông trinh thở dài nói, Ai, kể làm cha như ta, có lẽ đã quá hả khắc rồi. Nhưng thân là vua một nước, có nhiều chuyện không làm không được. Hàng Sơn cởi nói, khổ tâm của hoàng thượng, tạm công chúa nhất định biết. Lần này ra ngoài là để xem nhiệt náo, Xem xong thì tự nhiên sẽ trở về thôi. Và lại tam công chúa thông minh lình mẫn. Võ công thuộc hàng nhất đẳng cao thủ. Chắc là không có gì nguy hiểm đâu. Sùng Trinh gật gật đầu, thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hy vọng là vậy. Liền sau đó chấn trình tinh thần nói. Được rồi, chuyện ấy tiến hành ra sao? Hàng tràn nghiêm mặt nói. Mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đúng lúc là có thể hành sự được. Tốt, vài chuyện này giao cho người xử lý. Dạ. Sau khi Hằng Sơn rời khỏi, Can Thanh Cung lại trở về nét an tĩnh cố hữu của nó. Sông Trinh lại cảm thấy bất an trong lòng. Nguyệt Nhân dù sao cũng còn nhỏ tuổi, cho dù võ công cao cường cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến đó, bèn đưa tay khoát một cửa chỉ kỳ quái. Lập tức một nhân ảnh trong bóng tối hiện thân bước ra. Sông Trinh chậm chậm nói, nhượng lòng ngầm thầm bảo vệ tam công chúa nếu không cần thiết thì không cần xuất đầu độ diện cứ nói cho ta biết nó đi đâu là được rồi nó muốn làm gì thì cứ để nó làm dạ hoàng thượng nói xong liền biến mất vào trong bóng tối giữa đại điện chỉ còn lại một mình sùng trinh mặt lóe lên một tia sáng bén nhọn dõi về hướng xa xa ngoài ải sa môn quân lính hai bên đóng trại đối lập giữa chiến trường là một khoảnh đất rộng lớn đó chính là nơi Mạc Trinh cho lập lôi đài. Lôi đài thập phần đơn giản, bốn bên dùng đao làm hàng rào phân chia biên giới, trong, ngoài, kỳ dư là đất trống. Nhậm hướng quân đứng khoanh tay trên tường thành, nhìn xuống dưới mà thấy áp lực trùng trùng, trong lòng nặng nề không kể xiết, cất giọng nói với trầm thiên sách đang đứng phía sau. Thiên sách, cho người đi thám thính có kết quả gì không? Trầm thiên sách cung kính trả lời. Bẩm xa vương, việc vẫn như trước. Ngoài luyện binh ra thì không có gì thay đổi. Cả tháng trời nay, nhậm hướng quân chờ đợi mà trong lòng thấp thỏm không yên. Cứ theo tình thế trước mắt mà nói. Mạc Trinh lập lôi đài để khiêu chiến. Cần gì thời gian cả tháng để làm chứ? Cần biết rằng, đoạt thành chiếm lũy trước này vẫn cần phải khích động sĩ khí ba quân. Nhưng mà địch nhân bình thủ như vậy, làm cho gã sinh nghi hoặc trong lòng. Trầm tiên Sách nhìn ra được nỗi ưu tư ở trong lòng nhậm hướng quân, nhỏ nhẹ nói xa vương bất tất lo lắng lạc vương cùng với phong vương cộng với các cao thủ nhất định sẽ đánh cho chúng cúp đuôi mà chạy và lại chỉ cần phong xa bọn chúng hiển uy trên đôi đài sĩ khí toàn quân tất sẽ đại phân chấn cho dù địch nhân có âm mưu quỷ kế gì đi nữa cũng là bằng thừa thôi nghe trầm thiên sách phân tích lợi hại nhậm hướng quân trong lòng thấy nhẹ dần gật đầu nhẹ nhẹ nói gọi bọn phong xa đến đây cho ta cửa thành sa môn từ từ mở ra trầm thiên sách thân vận hoàng kim giáp mang theo vệ sĩ đi ra. Mạc Trinh ở phía xa nhìn đám vũ sĩ, sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng. Bên cạnh đó hướng chữ tiên sinh nhìn nói, căn cứ vào tình báo, đó là đám võ sĩ cao thủ phong xa, là ba đại thế lực điên thủ huấn luyện mà thành. Bọn chúng mỗi một người đều là nhất lưu cao thủ, nếu bọn chúng mà hợp lực quần chiến thì đúng là lợi hại vô bì. Chúng ta trên lối đài sợ là không thể chiếm được ưu thế. Mạc Trinh trả lời, Chúng ta chỉ cần cầm chân chúng trong một thời gian mà, để cho sơ hở phòng bị. Hy sinh đến đâu thì cũng phải thi hành. Cùng một lúc, một tên thị vệ chạy đến trước mặt thưa. Chủ soái quân sư của địch là Trầm Tiên Sách cầu kiến. Mạc Trinh bước lên phía trước cởi nói. Hời, không biết Trầm quân sư tìm bổn soái có gì dạy bảo Trầm Tiên Sách cung tay trả lời. Mạc Nguyên soái đây là những người xuất chiến của ta. Đưa tay chỉ đám vũ sĩ phía sau lưng, rồi tiếp tục nói. Để tiết kiệm thời gian, hai bên cùng phái 30 người đồng thời xuất chiến. Chúng ta ý đã quyết, không biết ý nguyên soái thế nào. Nói xong đưa mắt nhìn Mạc Trinh một cách thách thức, dường như có ý nói. Ta biết người không dám, không dám thì cứ nói. Lần này nhậm hướng quân tưởng là đã đưa ra được đối sách tối hảo. Bọn hắn dự định là trong quân đội của Mạc Trinh, tuyệt đối không có nhiều cao thủ có thể tham chiến như thế. Dùng cách quân chiến như thế quả là một chiến thuật lợi hại, đúng là lấy sở trường chế đoàn cầm thắng trong tay. Mạc Trinh nhíu mày tư lự nói, quần ta đối với việc phái ra 30 người lên đôi đài tuyệt không phải là chuyện lớn gì. Huống chi cho từng người lên đánh thì cũng không phải là một cách hiệu quả nhất. Mạc Trinh lại cười lớn nói, ha 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 ha, các hạ à, quả nhiên là tài trí xuất chúng, bàn soái không thể nhỏ bọn được. Được, vậy đi, lần xuất chuyến này, bàn phái quyết định phái... Vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nghịch ngợm nhìn chúng nhân một cách bỡn cợt, chậm rãi nói. Tà phái chiến cuồng, một người xuất chiến. Cái gì? Mọi người hô to, hả? Trong khoảnh khắc, cả chiến trường đột nhiên lặng lẽ, chỉ còn lại những ánh mắt kinh nghi. Mạc Trình thấy vậy trong lòng đắc ý vô cùng. Gã cũng không lường được hiệu quả lớn như thế. Lấy thế áp đảo người. Đương nhiên là cho một người xuất chiến. Nếu lỡ bị giết, chỉ sợ là người ta cười cho đến trẹo quai hàm. Trầm Thiên Sách trừng mắt nhìn Mạc Trinh như muốn bổ hắn ra làm hai, trong lòng chửi thầm. <laughs> Chỉ bằng sức một người đánh với phòng xả vũ sĩ, ta chờ xem người chết thế nào. quân đào bao bọc lấy lôi đài trên một khoảng đất rộng lớn, đứng xếp hàng dài, cách đài 20 trượng. Đội vũ sĩ phòng xà 30 người bày ra trận thế trên lôi đài chờ địch đến. Nhạc phàm chậm chậm đi theo đội ngũ ba quân, từng bước từng bước xa dần về phía trước không biết lòng có nặng không mà chân cứ bước đều cuối cùng rồi chiến trận cũng bắt đầu lần này chủ soái quyết định phái duy nhất một người đi đánh tử vong lôi đài đồng vũ nghiêm túc nói nhạc phàm nghi hoặc hỏi cái gì là tử vong lôi đài đồng vũ lạnh đồng nói ở trên lôi đài một người trọi mười không kể hơn thua chỉ có sống chết nhạc phàm trầm ngâm một khắc rồi nói nhân vì sợ ta đem thân vào vòng nguy hiểm nên mới tìm ta để nhắc nhở phải không? Đúng vậy. Ta có lựa chọn nào khác không? Không có. Nhạc Phàm đột nhiên phát ra một tràng cười đầy vẻ tự tin nói, "Ha ha ha, ta nhất định sẽ còn mạng để quay trở về." Đi ra đến cửa danh trướng, Nhạc Phàm đột nhiên ngừng bước, lưng vẫn xoay về phía Đồng Vũ nói, "Đa tạ." Hồi tưởng lại lần đầu tiên nói chuyện với Đồng Vũ, trong lòng thấy nặng như trì từ lúc gặp Đông Vũ về, hắn mới thật sự thấy cô đơn, lạc lõng. Xoa tay lên cổ rồi vỗ vỗ lên đầu mình, nhạc phàm kiên trì bước về phía trước. Tuy nhiên, nhờ biết trước nên đã có chuẩn bị. Gã đi lại lôi đài để xem xét, trong lòng không chút đe sợ. Không phải nói là chỉ có 10 người sao? Sao đối phương lại có đến 30 người? Nghĩ đến đó, chợt phát hiện một cỗ sát khí mạnh mẽ đang ập đến. Cao thủ, một ý niệm thoáng qua trong đầu nhạc phàm, hắn thầm nhủ. 30 người này toàn thân phát ra sát khí mãnh liệt, như thế cũng đủ thấy khí thế địch nhân cường đại đến cỡ nào. Cái gì? Thất sát? Bọn chúng đang bày ra trận thất sát. Nhạc phàm một phen kinh hãi. Lệ Vân đã từng nói qua, trong tất cả các trận pháp trên chiến trường, sát khí mạnh nhất, có sức công kích cường đại nhất là thất sát trận. Trận pháp này được chế ra dựa theo biến hóa của thất đầu tinh tú kết hợp cùng với biến hóa trên chiến trường mà thành thất tình muốn diệt không gì không vỡ nhìn thấy như vậy làm cho nhạc phàm trong lòng cười khổ nói mẹ ơi không ngờ hôm nay ta lại gặp thất sát trận đúng là số con dẹp Xong lập tức chấn chỉnh tinh thần cười lạnh nói Hả, nhạc phàm ta tuyệt không phải là kẻ lâm trận thối lui không phải chỉ có mình nhạc phàm mà cả mạc trinh nhìn từ ra cũng thất kinh sợ hãi Bọn chúng trường kỳ chinh chiến nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra là đối phương đang lập ra thất sát trận. Không thể tưởng tượng ra là đối phương lại lập ra thất sát trận, xem ra chiến cuồng gặp lành ít dữ nhiều rồi. Trừ viễn kỳ than thở. Mạc Trinh nhăn mặt nhíu mày. Đôi chân mày hợp thành một đường dài, hai mắt đam đam nhìn về phía lôi đài. Trầm thiên sách từ từ đi lại trên lôi đài tuyên bố. Vì để tiết kiệm thời gian, hai bên chủ soái quyết định một trận định thắng bại lôi đài chỉ có một quy tắc là không chết không ngưng không ngưng không ngưng bọn chúng nhất tề lên tiếng vang vọng khắp cả chiến trường nhạc phàm nhìn trầm thiên sách nói ta cần một cây cung hả mọi người xung quanh nhìn kinh ngạc nhạc phàm ngang nhiên đi giữa ba quân nhìn xem mọi mặt không để ý đến ai cái tên bạch phát tiểu tử này có phải đang đùa không đây trên mình không mang vài ba cây đao lại muốn một cây cung trong chủng vây lấy gì mà đánh với đấm. Bọn chúng đồng thời cười hô hố, ai cũng biết là quyết chiến trên lôi đài thì công kích từ xa hoàn toàn là vô phương để thi triển, trong khoảng cách gần chờ cho bắn được một mũi tên thì đã bị người ta chém thành trăm mảnh rồi. Bất quá quy định trên đấu lôi đài hoàn toàn không cấm dùng cung, Mạc Trinh bèn sai người mang cho Nhạc Phàm một bộ cung tên. Chiến trận bắt đầu. Trầm tiên sách hạ lệnh, Nhạc Phàm cùng 30 tử sĩ lập tức di động, không đồng đều 30 vũ sĩ phong xa tránh vai tiến lên phía trước, còn nhạc phàm thì tự nhiên chuyển thân chạy nhanh về phía sau. Tiền tiểu tử này chạy đâu cho thoát? Trong lúc bọn chúng tưởng nhạc phàm tìm đường tàu thoát, trận pháp có phần thay đổi, làm cho bọn chúng không thể cầm chân chàng. Nhạc phàm đã tính sẵn trong bụng, định nhận nhất định giữ vững trận thế, tốc độ di chuyển tự nhiên là chậm chạp, chỉ cần ta không vào trận, dùng cung tiễn tấn công từ xa, như vậy cũng được thêm vài phần ưu thế tốc độ vốn là sở trường của Nhạc Phàm, vừa chạy được 4 năm thước thì đã cách xa đến 10 trượng ngoài, hai chân lập tức điểm một cái, thân đã lên cao cách mặt đất đến 5 6 trượng. Trên không trung, Nhạc Phàm thành thục đưa tay dương cung xuống đất, đặt tên lên cung, chờ thân thể đang di động trong không trung dừng lại trong một nháy mắt, lập tức dùng được chuyển hướng. Đối với cung tên chàng có một cảm giác thân thiết đặc thù, tuy nhiên đã qua một thời gian dài chưa dùng lại cung tên, nhưng cảm giác và kỹ năng vẫn còn nguyên, chưa hề thối bộ đi nè nhạc phàm cất tiếng hét lớn một mũi tên cường mãnh bật ra khỏi dây thật là nhanh mọi người la lớn chỉ thấy kinh tiễn như lưu tinh thiểm điện bật ra vừa thấy chưa kịp nháy mắt là nó đã cắm vào yết hầu của một võ sĩ phòng xà những tưởng nhạc phàm sợ mà chạy trốn ai lại nghĩ được là hắn lại có công phu có thể đưa một vũ sĩ vào tử địa điều đáng nói là chuyện xảy ra một cách đột nhiên đơn giản như vậy trong lúc nhất thời đa số chúng nhân không biết ứng phó ra sao Cả chiến trường chìm trong lặng im một cách dị thường. Ai cũng dương mắt nhìn vào lôi đài. Thật là một mũi tên lợi hại. Mạc Trinh cùng Chữ Viễn Kỳ nhìn nhau trong mắt lộ rõ nỗi kinh dị. Mạc Trinh lên tiếng nói. Lần đầu tiên ta thấy chiến cuồng sử dụng cung tên. Không thể tưởng đến uy lực như vậy. Nếu đổi lại là ta, gặp tình huống như thế này. Thật là không thể bắn ra một tên như vậy. Xem ra ta thật là coi tưởng ăn quá. Chữ Viễn Kỳ tiếp lời Không phải chỉ là tiễn pháp. Chu Soái nhìn xem, mũi tên này của chiến cuồng bắn ra hạ sát đích thị là tinh chủ của Thất Sát Trận, Tuyển Kỳ Tinh. Mạc Trinh, một phen thất kinh, đăm đăm nhìn về phía lôi đài, nhẹ giọng nói, quả nhiên là tuyển kỳ tinh vị, không phải xảo hợp đến như vậy chứ. Dĩ nhiên là không phải tình cờ chiến cuồng chọn cách dùng cung tên để viễn chiến, chỉ cần nhìn mũi tên đầu tiên gạ bắn ra là thấy liền, chuyện này không phải đơn giản đâu." Trữ Viễn Kỳ khẳng định. Ở trên thành tường, Nhậm hướng quân cùng với trầm tiên sách cùng quan chiến mà trong lòng thất kinh. Cả hai đều cùng thấy mũi tên ấy rời dây phát xuất. Bọn họ đương nhiên là biết điều kỳ ảo của thất sát trận nằm ở vị trí chủ tinh. Vậy mà một mũi tên đã lấy mạng đương trường. Khó nói là chuyện tình cờ xảo hợp. Nhậm hướng quân nhớ mải nói. có chừng phải xem lại chuyện này mới được. Nhạc Phạm biết rõ, lần này đối thủ võ công vô cùng cao cường. Nếu là một phát tên bình thường, Tự nhiên là chẳng thể nào làm đả thương được địch nhân, nên mới máy động trong lòng, đem toàn bộ chân nguyên dồn lên đầu mũi tên rồi mới bắn ra. Những thành viên của phong sa đội không một ai không phải là võ sĩ ưu tú, bọn chúng trên chiến trường đã từng kinh lịch qua vô số lần đối diện với sinh tử, tự nhiên là không bao giờ xem thường một địch nhân nào, cho dù là hài tử. Bất quá bọn chúng chưa hề thấy qua chàng thiếu niên này, nên trong lòng có chút lơ là. Chỉ là một mũi tên của nhạc phàm đắc thủ quá nhanh, quá mạnh, căn bản là không để cho bọn chúng có một chút cơ hội nào để phản ứng. Một võ dĩ phòng xà ngã xuống, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tốc độ di chuyển của những người còn lại. Trong mắt phủ lên một màn tử khí mang mang, không màng sống chết. Nguy hiểm, càng lúc càng tăng. 20 dặm phía tây ngoài xa thành, trên con đường núi nho nhỏ khúc khỉu gập gành, một đội nhân mã đang dừng nghỉ giả hơi thiết huyết còn nửa khắc nữa là có thể đến xa thành chúng ta nên lẹ chân một chút từ kiệt đứng trên lưng chừng đối quan sát con đường trước mặt đồng vũ đang xem xét thanh quân đao trong tay nhẹ nhẹ gật đầu hô to với nam đạo binh sĩ phía sau lưng toàn bộ chiến sĩ tiếp tục lên đường khoan đã hoàng trấn phong đột nhiên hô lớn con đường phía sau có tiếng ngựa ý đồng vũ thất kinh ngừng ngựa hỏi bao nhiêu người hoàng trấn phong trả lời nghe tiếng vó ngựa thì hình như có hai người đồng vũ trầm ngâm một chút đoạn nói việc lần này rất là quan trọng không có thể có chút thất thú nào chuyện như thế này các người cứ đi trước đi ta một người ở lại đây coi sẽ tình huống bằng vào tốc độ của ta ta tự tin có thể đuổi theo kịp các ngươi ầy hey, vậy ngươi phải rất là cẩn thận đó từ kiệt vỗ vỗ lên cánh tay rắn chắc của đồng vũ hoàng trấn phong gật gật đầu chào rồi nhìn về mọi người hô lớn chúng ta xuất phát nhìn theo đội nhân mã ly khai đồng vũ nhanh nhẹn tìm một nơi ẩn mình lặng lặng chờ đợi trên lôi đài. Nhìn địch nhân nhanh chóng tiến lại gần, Nhạc Phàm không còn cách chi để thi triển xạ tiến nữa, chỉ còn cách liều mạng chạy tránh địch. Còn bọn võ sĩ phong xa thì phải đi theo đội hình trận pháp, nên tốc độ truy cản cũng không khỏi có phần chậm chạp. Cộng thêm lôi đài cũng lớn, nên Nhạc Phàm miễn cưỡng cũng có được chút xíu không gian để di động, không đến nỗi bị khổ vây trong trận. Đột nhiên trận hình thay đổi, thật tình biến vị. Nhạc Phàm một phen kinh hãi, lập tức xoay mình trở lại, nương theo địa hình mà đổi hướng di động. Thất tinh biến vị là đặc tính của một loại biến hóa của thất sát trận, có thể bành trướng phạm vi công kích, nhưng đồng thời sức phòng ngự lại bị giảm đi một cách đáng kể. Nếu là người thường, chỉ sợ là đã nguy hiểm khôn cùng. Nhưng nhạc phàm lại chạy đúng theo vị trí đã từng được lệ vân truyền thụ cho chiến trận tẩu vị, chuyên dùng để đột vây những trận pháp bao vây. Nhớ đến lệ vân, trong lòng nhạc phàm dấy lên một niềm cảm kích bất tận. Có điều, hiện tại không phải là lúc để hoài niệm chuyện xưa. Quả nhiên, khoảng cách càng thêm lớn, cách xa hơn 18 trượng. Nhạc phàm một thân cường mãnh di chuyển, đồng thời dương cung lắp tên, kéo dây, phóng tiễn liền một mạch. Mỗi động tác xem chừng liền lạc như áo trời không kẽ hở, liền lạc một cách tự nhiên. Phực, một tiễn xuyên hầu. Người thứ hai, nhạc phàm tính nhầm trong bụng. Phực, lại một vũ sĩ bị trúng tên ngã xuống. Người thứ ba, bên ngoài lôi đài, mặc Trinh mặt mày hớn hở cười nói, coi như chúng ta đã coi thưởng chiến cuồng quá rồi. Chữ Viễn kỳ bên cạnh gật đầu nói. Dùng tên phá trận, xem kìa, chiến cuồng đối với trận pháp nhất định là không thua kém ta. Mạc Trình thất kinh gượng cười nói. Chữ tiền sinh là một đại gia binh pháp, tiểu tử này làm sao mà bì cho đặng. Chữ Viễn kỳ lắc đầu nói. Thất sát trận, sở dĩ được tụng xưng là binh pháp đệ nhất cường hán trận pháp. Là vì nó biến hóa đa đoàn khôn lường, làm người ta không biết đâu mà phòng bị. Nó đạt hiệu quả lớn nhất khi bắt địch nhân phải đối đầu công kích. Đoàn nhìn Mạc Trinh rồi nói tiếp. Nhưng chiến cuồng dùng cung tiễn để đánh tử xa, như vậy hắn có thể đã nhìn ra trận pháp của địch, lại biết ứng biến đối phó với biến hóa của thất sát trận. Dùng đúng bộ pháp, ta khẳng định đối với kiến giải về trận pháp của gã, nhất định không giới thuộc hạ. Mạc Trinh đặt hết tâm tư nhìn về phía lôi đài. Nhạc phàm mỗi lần bắn tên là lại lấy một mạng người, đối với sức sát thương cao độ như thế này, ai nấy trong lòng đều kinh hãi bọn chúng đều biết là nhân lực trên đôi đài đích thị đều là cao thủ toàn bộ đều do tam đại thế lực bồi luyện qua nhiều năm tháng mới có thể trở nên một cao thủ nhất lưu như vậy thế mà bây giờ bị địch nhân hạ sát dễ dàng đích xác là khiến cho nhậm hướng quân khó mà tiếp thụ sự thật thật khó mà đoán được tên tiểu tử này lại cường mãnh đến vậy kỳ thật thì không phải là nhạc phàm quá cường đại chỉ là nhờ vào vận khí quá tốt của gã thôi nếu không phải là có kiến giải về thất sát trận chỉ sợ là gã đã rơi vào phòng khổ chiến mà kết liễu rồi. Thứ nữa là nhờ thể lực siêu phàm, có năng lực để chạy đua với địch nhân không biết mệt. Nhưng mà vận khí cũng chỉ là một phần trong tổng thể. Nếu gã không từng bỏ thời gian khổ luyện, cho dù vận khí tốt đến bao nhiêu, cũng chẳng thể cứu gã khỏi vong mạng. Chỉ trong nháy mắt, nhạc phàm đã liên tục hạ sát 5 người. Mỗi người đều bị trúng nợ yếu hại, liên tiếp chưa có người nào tránh được vận số. Bên trên thành tường, Nhậm hướng quân mặt mày âm trầm lạnh giọng nói Lập tức cải biến trận pháp Để ta xem coi bạch phát tiêu tử này chạy đi đâu Vâng mệnh Trầm thiên sách tiếp lệnh xong Tay cầm lệnh kỳ trên thành không ngừng vẫy lê lịa Chạy qua lại trong vòng chiến Nhạc phàm vừa muốn dư cung bắn Đột nhiên thấy trận hình vũ sĩ một loạt biến hóa Toàn bộ lôi đài bốn bề tản ra Tiếp đó là nhanh nhẹn phong bế các hướng đi của gã Hiển nhiên là tốc độ nhanh nhẹn hơn rất nhiều Tán tình trận, Mạc Trinh thất kinh đưa mắt nhìn từ xa. Tán tinh trận là một trận pháp thường gặp trên chiến trường, tuy nhiên sức công phá không mạnh mấy. Sức sát thương ở chỗ trường kỳ liên miên công kích địch nhân, tuy lớn rộng mà không loạn. Nhạc Phạm đương nhiên là biết qua loại trận pháp này, không thể không chửi thầm trong bụng, lập tức dương cung bắn một phát. Phực, một mũi tên, lại thêm một võ sĩ ngã xuống. Lần này thì Nhạc Phạm không chạy nữa, đảo tay bỏ cung tên xuống, rút một thanh quân đao phóng lên để nghiên chiến. Phanh, thanh quân đao trong tay nhạc phàm bay lên mạnh bạo chém trúng binh khí của địch lập tức một trường chiến trận ác liệt khai diễn vô số đa phong tỏa ra đánh vào bọn vũ sĩ đang bảo vệ tứ phương đột nhiên lại gặp biến hóa bọn phòng xà võ sĩ không biết phải ứng phó ra sao trên mặt yết hầu hai mắt tất cả bộ vị đều bị đao khí phong tỏa thấy nhạc phàm toàn thân toát ra đao phong bọn chúng chỉ còn biết kêu la chuyện chuyện gì mới xảy ra vậy bọn chúng trong lòng kinh hãi Thành quần đào cường hãn nói theo biến hóa của trận pháp, tung ra hạ sát liền hai võ sĩ. Đích mắt nhìn thấy một thân công phu chân chính, lại còn biến hóa như thế này, làm cho chúng thần tình kinh hoàng đến đờ cả người ra. Vậy cũng được sao? Mạc Trinh nghi hoặc trong lòng chẳng biết nói sao, chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên một thanh đao lại có thể trở thành ác liệt như vậy. Trong tích tắc, quân địch đang hoang mang. Nhạc phàm lại xoay người, rút nhanh thanh quần đào bên hồng ra, bắt đầu ngang nhiên chân chính tấn công. Bây giờ Mạc Trinh mới hiểu được sự tình. Nguyên là hắn muốn ra ngoài thối địch, ra tay trước để chiếm tiền cơ, đúng là chiến pháp lợi hại. Nhưng đồng thời trong lòng không giấu được một nỗi kinh khiếp. Ở giữa lôi đài, đao ảnh ngập trời, phong xa võ sĩ cùng nhạc phàm chính thức thi triển một trường tranh đấu. Từ trong chiến trường loang loảng tiếng binh khí giao nhau thành một trang dài, làm cho người ta phải táng đẩm kinh tâm. Đạo chiến thất thức tuy chỉ có bảy chiêu, nhưng biến hóa liên biên vô tận trên chiến trường lại càng phát huy năng lực cao độ không kể xiết. Để tiện phân biệt chiêu thức, Nhạc Phàm đặt cho một cái tên riêng cho mỗi chiêu thức đạo pháp: Vô hồi thức, Vạn quân thức, Loạn kích thức, Cuồng vũ thức, Nộ chiến thức, Sanh tử thức, Luân hồi thức. Trong chiến trận thì Nhạc Phàm đích xác là đang sử dụng Cuồng vũ thức. Đạo thức này dùng trong quần chiến là chủ ý phòng thủ, gã hiện tại hoàn toàn không biết địch nhân sẽ dùng phương cách nào để tấn công nên gã toàn tâm toàn ý xuất đạo phòng thủ. Hơn nữa, Nhạc Phạm đang đối diện với toàn là cao thủ nhất lưu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trường áp lực, trung quy là một loại khí tức của tử vong. Làm sao đây? Hiện tại áp lực càng ngày càng nặng nề, nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhạc Phạm mặc dù vận dụng cuồng vũ thức đến cực điểm, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của địch nhân. Dù sao đao pháp cũng cần rèn luyện trong thực chiến. Từ một tiếng, dưới sự công kích dài đặc, cánh tay Nhạc Phạm đã trúng một đao. Mười đao, 20 mươi đao. Thuận theo đao pháp càng ngày càng thuần tục, nguy cơ chúng thương của nhạc phàm cũng giảm đi. Bất quá hắn chống đỡ hơn nửa canh giờ, hiện tại đã cảm thấy không còn đủ lực nữa. Đám tử sĩ này xét về lực công kích cũng như tốc độ phản ứng so với bình sĩ thì bình thường trên chiến trường mạnh hơn rất nhiều. Quả thực là chất và lượng đều có sự chênh lệch. Hơn nữa bọn chúng phối hợp với nhau ăn ý vi thường, thuật hợp kích càng khó đối phó. Chiến đấu lâu như thế, nhạc phàm đến lúc này chỉ còn phòng thủ, vô pháp tấn công nhà phàm toàn thân đầy máu, tóc trắng bay tán loạn, y phục không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, nhãn thần kiên định bất khuất. Thành đào trong tay không giảm chút nào, liều chết chống đỡ công kích của địch nhân. Cảnh tượng như thế, người đứng bên ngoài đấu trường nhìn thấy tâm thần kích động. Đó chính là nam nhân, thấy chết không cúi đầu, không khuất phục vận mệnh, dùng ý chí sắt đá và máu huyết nhộm lấy vinh quang. Chiến quân, chiến quân, không kẻ nào không hô vang một câu, tựa như truyền dẫn lòng đồng cảm của binh sĩ đài minh chỉ chớp mắt cảm xúc hoàn toàn được bộc phát ra bên ngoài chiến quân chiến quân chiến quân chiến quân người của tử dịch doanh trong mắt những kẻ khác chỉ là đám tử tù không có danh dự thậm chí là đám chư là đề tiện nhưng trên chiến trường cho đến giờ họ đều là nam nhân anh hùng tạo nên những điểm nhân huyết ở nơi này không một chút kỳ thị chỉ cần không sợ cái chết thì cũng không cần e ngại gì cả ở nơi này không một chút khinh thường, chỉ cần có nhiệt huyết hào tình, binh sĩ sẽ ủng hộ. Giờ phút này, Nhạc Phạm với thân phận tử tù đã có được sự tôn trọng của đám binh sĩ. Sự đối xử như thế, ngay cả đám đồng vũ cũng chưa được nếm qua. Mạc Trinh từ xa thấy cảnh tượng như thế, vẻ mặt lộ nét vui mừng, ha ha ha, chiến cuồng luôn làm cho người khác không thể dự liệu, lần này cho dù hắn có bại trận, khí thế quân ta cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn đại tăng chỉ cần đợi bọn thiết huyết hành động đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thành này tất bị phá không thể nghi ngờ đám người nhâm hướng quân đứng trên tường thành vẻ mặt cực kỳ khó coi ba mươi tử sĩ phong xa hiện tại năm chết ba bị thương mà đối phương chỉ đưa một người ra chiến đấu điều này nếu như bị thành chủ biết được chỉ sợ đánh chết cũng không tin đối phương chỉ là một gã vô danh tiểu tốt trầm tiên sách nói xa vương người xem hiện tại làm thế nào thì tốt nếu cứ để như vậy quân ta chỉ sợ sĩ khí sẽ giảm sút nhâm hướng quân trong lòng nổi giận bừng bừng quát mắng phòng xả tử sĩ gì chứ chúng chỉ là đám phế vật rồi y quay sang nói với trầm tiên sách để bọn chúng lấy mạng đổi mạng ta xem tiểu tử tóc trắng đó chịu được bao lâu dạ ngay khi trầm tiên sách giơ cờ lên một tên thị vệ đứng sau vội chạy tới bẩm xa vương có quân địch đột kích xa thành hiện tại đương cố và kho vũ khí đều bị cháy cái gì có biết là người bên nào làm không nhâm hướng quân cả kinh thì về liền tâu. Theo thuộc hạ được biết, kẻ cầm đầu chính là bạch y tử tù của tử dịch doanh. Trầm Thiên Sách bỏ cờ xuống, bước đến nói, không thể, đám bạch y tù nhân của tử dịch doanh ở đây, sao lại có thể là bọn chúng? Chử vị, chử vị đám thuyết hết dưới kia đều là giả trang. Không tốt, nhâm hướng quân đột nhiên nói, bọn Mạc Trinh khẳng định sớm đã tính kế. Chúng ta lập tức chuẩn bị, thiên sách, ngươi lập tức phái người hỗ trợ phòng hậu, nơi này ta chỉ huy. Tuần mệnh. Mạc Trinh từ xa thấy khói lửa ở xa thành, biết rằng bọn đông vũ đã bắt đầu hành động do đó y quay sang nói với tướng lĩnh truyền lệnh xuống bắt đầu công thành đội ngũ nào nếu phá được cổng sa thành đầu tiên mỗi người thưởng mười lạng bạc chống trận vang lên các binh sĩ lập tức đợi lệnh tấn công lệnh vừa được truyền ra tất cả binh sĩ đều xông lên nơi đầu tiên chịu trận chính là tử vong lâu đài hết hết sao chẳng lẽ ta lại chết ở chốn này nếu ta yếu đuối như thế phụ thân khẳng định không tha thứ cho ta nhưng quả thật ta muốn nghỉ ngơi một chút chỉ nghỉ ngơi một chút thôi ta lúc này không thể nghỉ ngơi chả đang đợi ta về vạn ra ra và tiểu nhã cũng đợi ta về ta phải thỏa mãn mong chờ của mọi người ta sao có thể vô trách nhiệm như thế lấy nhà phàm ngươi có còn là nam nhân không À... Nhạc Phạm trong lòng tự trách chính mình. Lúc này thể lực của hắn đã đến cực hạn chịu đựng. Nếu không phải là hắn có nghị lực kiên cường, chống cự nỗi đau toàn thân mà chống trả cái chết, chỉ sợ hắn đã sớm chết dưới loạn đau rồi. Quay nhìn địch nhân xung quanh, tinh thần Nhạc Phạm dần dần trở nên mơ hồ. Trước mặt hắn chỉ là một khoảng trắng mờ, trừ việc không ngừng vung đao, hắn không còn một ý niệm gì trong đầu. Ngay lúc này, bên tai truyền lại một tiếng chống trận, Nhạc Phạm tinh thần liền phấn chấn. Bắt đầu công thành rồi, dù sao cũng chết, không bằng liều mạng vậy. Lập tức cải biến đạo thức, toàn lực tấn công. Nộ chiến thức, mặc dù không phải là công kích mạnh nhất trong đào chiến thất thức, nhưng lại là mạnh nhất trong quần chiến. Chỉ thấy Nhạc phàm đào thế biến đổi, vừa ngăn cản sự công kích của địch nhân, lập tức phản công, bắt đầu tấn công vũ bão. Biến hóa bất ngờ như thế, khiến cho trận hình của đám tử sĩ phong xà bị đình trệ, giúp hắn có một khe hở trong nháy mắt. Từ Một phát chém xuống Thành đao của nhạc phàm vụt qua cổ của một tên tử sĩ Nhưng bản thân hắn cũng trúng một đao vào lưng Theo sự tiến công của binh sĩ Trận hình của phong xa tử sĩ lập tức bị phá vỡ Dù sao bọn chúng cũng chỉ có vài người Dưới đại quân đông như kiến trước mắt Thì không có một cơ hội thi triển Yên lặng quá Mọi sự đều kết thúc rồi sao Nhạc phàm không còn áp lực Nhất thời thư thả Cảm giác xung quanh đột nhiên yên tĩnh chỉ thấy đoàn binh sĩ đang tiến tới rồi từ từ ngã xuống hắn cũng không còn nhận biết được gì nữa Sa Thành yên tĩnh chỉ được một tháng cuối cùng cũng lại phải hứng chịu chiến tranh Nhằm vương quần lệnh cho người đổ dầu hỏa Sa Thành lại bị biển lửa bao quanh nhưng biển lửa dưới thành không ngăn nổi khí thế tấn công của binh sĩ chủ soái có lệnh đội ngũ nào phá được Sa Thành trước mỗi người được thưởng 10 lạng bạc Bình cổng thành bị phá ra đám binh sĩ họ gieo tấn công vào bên trong. Dưới tường thành thây chất thành núi, trong thành máu trải thành sông. Nhờ bọn đông vũ nội ứng ngoại hợp, xa thành vô cùng vững chắc, cuối cùng cũng bị công phá. Tướng sĩ đại minh chẳng những khí thế ca vút, hơn nữa lực công kích vô cùng cường hãn. Hơn 10 vạn người đồng thời thi triển đạo chiến thất thức, quả nhiên kinh khiếp vô cùng. Đạo ảnh đầy trời phủ lấp cả hy vọng trong lòng đám phiến quân. Khải bầm chủ soái, xa thành quan đã phá, đám dư đảng nhâm hướng quân được viện binh cứu thoát, hiện tại đang đào tàu theo hướng đường bắc thỉnh chủ xóa định đoạt một tên thì về tàu mạc trinh cười nhai rằng nói ha, ha 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 tốt tốt cùng khấu mạc truy nghĩa là giặc cùng đường không nên đuổi hạ lệnh cho tất cả binh sĩ tiến vào sa thành thu dọn chiến trường tuần mệnh đến lúc này sa thành cuối cùng cũng bị quân đội đại minh chiếm giữ rồi tiếp ngay sau đó trận chiến mới cũng sắp bắt đầu ngay sau đây chúng ta cùng đến với thương thiên tập 13. kinh đô hoàng thành trên trung tâm đại điện sùng trinh và chúng đại thần đang thương nghị quốc sự đột nhiên một thái giám truyền tin quỳ ngoài điện cùng kính tâu khải bẩm thánh thượng tín sử ngoài cầm có truyền tin quân tình 800 dặm là biên hoang đại thắng hả sùng trinh ngẩn người lập tức lệnh nhanh truyền cho bà tuần chỉ chỉ trong chốc lát một binh lính vẻ mệt mỏi phong trần tiến vào trong điện quỳ xuống tâu khải bẩm hoàng thượng biên hoang đại thắng Mạc Trinh Nguyên Soái đã công hạ xa thành. Hơn nữa, quân đội đã tiến vào trong thành. Đây là quân báo. Nói xong, hắn lấy trong ngực áo ra một phong thư. Thái giám tiếp nhận thư, liền cẩn thận kiểm tra một lần, rồi dâng lên Sùng Trinh. Sùng Trinh cầm lấy thư mở ra xem, nhất thời mi mày nhíu lại. Thắng lợi này vốn phải là đại hỷ sự, nhưng thấy hoàng thượng về mặt ngưng trọng, các trọng đại thần trong lòng cũng bắt đầu thầm suy đoán. Một lúc sau, Sùng Trinh giãn đôi mày, mệt mỏi nói hôm nay dừng tại đây các người lùi hết ra đi đêm khuya trong ngự thư phòng sùng trinh nói hiện tại mạc trinh đã công hạ sa thành không biết thái phó có suy nghĩ gì hàng sơn nói hoàng thượng không cần lo lắng sa thành mặc dù đã phá nhưng muốn thu phục biên hoang tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều chúng ta vẫn còn nhiều thời gian hơn nữa mặc gia hiện tại tất cả đều bị giám thị tin rằng hắn cũng không để ý hết mọi chuyện Chúng ta bây giờ chỉ cần chấn an tướng sĩ biên hoang là được. Sùng Trinh gật cổ nói, Thái phó nói có lý, vậy việc ban thưởng giao cho người làm. Tuần chỉ. Đợi hàng sơn ly khai, một người bước ra từ trong góc tối của thư phòng. Sùng Trinh nói, Tạm công chúa hiện giờ tình hình ra sao? Người đó trả lời, Tạm công chúa hiện đang ở Giang Nam Du Ngoạn. vẫn rất tốt. Sùng Trinh gật đầu, thư thái nghĩ, như vậy ta cũng an tâm. Bất quá nói no với bọn chúng, không để xảy ra sơ sót. Biết chưa? Dạ, chủ công. Sùng Trinh lại nói tiếp. Người cũng cần lưu ý các thế lực mới quật khởi trên giang hồ. Hiện tại chính là thời kỳ phong vân tế hội, cần phải chiếm được tiên cớ, chúng ta mới có thể nắm phần thắng trong tay. Dạ. Người đi đi. Dạ. Biên hoang Sa thành, trải qua nhiều năm chiến đấu hoang tàn sớm đã trở thành mảnh đất hoang vu không có người ở duy nhất sót lại nơi này chỉ là những ngôi nhà rách nát nhưng bởi vì đây là thành trì hiểm yếu của biên hoang cho nên đám người nhâm hướng quân vẫn đóng ở đây chiến hỏa sa thành đã chấm dứt ba ngày bên trong thành vẫn là cảnh tượng vui mừng đám tướng sĩ ban ngày luyện binh đêm xuống vây quanh đống lửa mà uống rượu ăn thịt say sưa đêm xuống trong doanh trại chủ soái Mạc Trinh ngồi trên thủ vị, trợ Viễn Kỳ ngồi bên cạnh, phía dưới là các tướng lĩnh doanh đội. Mạc Trinh mở lời trước. Hiện tại tình hình các doanh đội như thế nào? Một tướng lĩnh vẻ tinh tường tiến lên một bước, cung kính nói: Nhất Doanh, bộ binh tám vạn, chiến từ một ngàn năm trăm hai mươi người. Nói xong y lại lùi xuống. Tiếp đến là một viên tướng khác bước lên nói: Nhị Doanh, đa phủ hai vạn, chiến từ một ngàn ba trăm ba mươi người. Tam Doanh cung thủ hai vạn chiến từ 580 người. Tứ doanh, kỵ binh 3 vạn chiến từ 860 người. Ngộ doanh, lục doanh. Cuối cùng Dư Lương bước lên phía trước nói. Từ địch doanh 8 ngàn chiến từ 5.800 người. Bởi vì bổ sung từ tù các nơi khác, hiện tại có hơn 4.000 người. Nói xong, y ngẩng đầu nhìn Mạc Trinh. Sau khi thống kê, lần công thành này tổng cộng tử thương hơn 2 vạn người, không thể không nói chiến tranh quả là vô tình và tàn khốc. Mạc Trinh hơi trầm ngâm nói. Lần công thành này tốt hơn so với dự liệu của chúng ta. Dù sao, Sa Thành rất hiểm yếu, chỉ có thể liều chết tấn công. Chết ít như thế mà đổi lấy thắng lợi to lớn, đúng là không dễ có được. Các người hãy chấn an mọi người, lấy tên từng người chết cấp báo cho triều đình. Ta tin không bao lâu, triều đình sẽ phái người đến đây khen thưởng tướng sĩ quân đội. Còn nữa, đội ngũ nào phá thành trước tiên một tướng lĩnh khôi ngô cao lớn bước lên ưỡn ngực nói lớn hồi bẩm chủ soái là đội ngũ của thuộc hạ nhị doanh đào phủ mạc trinh gật đầu cười nói tốt nhị doanh chiến sĩ quả nhiên dũng mãnh truyền lời của ta đội ngũ của ngươi mỗi người thưởng mười lạng bạc đợi triều đình khen thưởng thì phát ngay tạ chủ soái mạc trinh quay sang dư lương nói đến khi chúng ta ổn định ở biên hoang việc sinh hoạt ở tử địch doanh cũng cần được cải thiện một chút từ giờ bọn chúng cũng là một phần bên ta. Chúng ta cũng không thể quá hạ khắc. Chuyện này giao cho người làm. Dạ, chủ soái. Đúng rồi. Sau một lúc bàn chuyện, Mạc Trinh đột nhiên hỏi. Chiến của hiện tại ra sao rồi? Dư lương nói. Quần đi nói hắn chỉ bị thoát lực mà ngất đi. Chỉ cần điều dưỡng cho tốt là có thể hồi phục. Chỉ là không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Trinh gật đầu nói. Người sai người chăm sóc hắn. Đợi hắn tỉnh lại lập tức báo cho ta biết dạ, các người lui về nghỉ ngơi. dư lương gọi bọn ba người đồng vũ lên đây. dạ. đợi chúng tướng lĩnh ly khai, chưa viễn kỳ mới nói chủ soái, nếu muốn lưu lại bọn tiết huyết chỉ sợ không thể được. mạc trinh nhíu mày nói, ta biết bọn chúng tính cách cương liệt, nhưng không thử thì làm sao biết được. chưa viễn kỳ nghe thế mỉm cười, không biết chủ soái gọi chúng ta đến có chuyện gì. đông vũ bước vào hỏi, mạc trinh cười nói. Lần công thành này ba vị đương nhiên có công đầu, nếu không tổn thất khó mà tính được. Đồng Vũ về mặt lãnh đạm nói, người nên cảm tạ những người đã chiến tử. Mạc Trinh không thèm để ý đến khẩu khí của Đồng Vũ, ngược lại cười nói, thiệt huyệt nói không sai, đối với các chiến sĩ đã chết, ta rất thấy tiếc hận. Bất quá ta đã an bài rồi, sẽ làm yên lòng người nhà bọn họ cho tốt, xem như là góp một chút sức của ta. Hôm nay gọi các người đến, chủ yếu là muốn biết câu trả lời của các người ra sao, mọi người sững sờ đông vũ trầm tư một lúc rồi lẳng lặng nói ta không ở lại ta phải đi ta còn có chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành chủ soái biết chuyện của chúng ta tin rằng người hiểu tâm tình của chúng ta bọn ta cũng như thế từ kiệt và hoàng trấn phong cùng nói mạc trinh nghe thế thì không khỏi nghẹn lại thầm nói đã không thể lưu lại bọn chúng vậy sao không lấy lòng người Chỉ ít cũng khiến chúng thấy cảm kích lập tức lão cười lớn nói ha 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 chuyện của các người ta đừng nhìn biết rõ nếu các người muốn đi giải quyết chuyện của mình, vậy ta cũng không biến cưỡng nữa. Bớt quá ở đây, ta luôn hoan nghênh các người quay lại. Chúng ta cảm ơn chủ soái. Mạc Trinh thở dài nói, Dù sao các người sớm muộn cũng sẽ đi, cho nên ta quyết định thả các người sớm. Thật chứ? Từ Kiệt vội vã hỏi. Mạc Trinh cười nói, Đương nhiên là thật. Hơn ba năm nay các người đã lập vô số công lao. Ta tự nhiên cần phải sớm để các người đi. Phải nói với các ngươi là những người đầu tiên rời khỏi tử dịch doanh. Hahaha. Ha, Tự Kiệt nhảy lên hưng phấn nói, "Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này." Ha, ha. Đông Vũ và Hoàng Trấn Phong, mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng cũng kích động không thôi. Cuối cùng cũng có thể ly khai. Chờ đợi hơn ba năm, Ba năm à? Lạc Hâm, bây giờ nàng vẫn tốt chứ? Đông Vũ ở trong lòng cảm thán. Một hồi sau, Mạc Trinh hỏi các người muốn đi lúc nào? Ngày mai. Bọn Đông Vũ đồng thanh nói. Mạc Trinh lại sững người hỏi. Nhanh thế ư? Ừ. Từ Kiệt nói với Đồng Vũ. Đúng rồi, không thể nhanh thế được. Chúng ta còn chưa nói lời từ biệt với Nhạc phàm Đồng Vũ nói nhạt. Sớm muộn cũng từ biệt. Không bằng là cứ đi, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nhìn Đông Vũ gật đầu, rồi đồng thanh nói. Tạ ơn hôm nay của chủ soái, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hôm sau, Bên ngoài sa thành, vô số binh sĩ đứng trên tường thành đưa mắt nhìn bọn đông vũ rời đi. Trong mắt họ không giấu vẻ tôn kính. Dù sao bọn họ cũng là những người đầu tiên rời khỏi tử dịch doanh. Từ nay về sau, bọn họ không còn là tù phạm đê tiện, mà là những chiến sĩ anh hùng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, phảng phất mang đến cho mọi người trong thế giới hắc ám tử dịch doanh này một tia hy vọng. Trên con đường nhỏ từ biên hoang đi về phương Nam, nhóm đồng vũ cưỡi ngựa phóng vội vã hơn 300 dặm vẫn chưa muốn dừng lại. Chỉ hận là không thể phi một mạch đến nơi mình muốn. Thời gian 3 năm không phải là nhiều, chỉ như một chốc mơ hồ thoáng qua trong mắt lũ trẻ nhỏ. Nhưng 3 năm mong nhớ và chờ đợi cũng là sự đầy đọa vô tận. Nó không những lưu dấu tuế nguyệt lên thân thể con người, mà còn không ngừng ăn mòn sự kiên trì của họ nữa. đó chính là lý do vì sao bọn đông vũ đã chịu đựng hơn 3 năm trời, nhưng không thể chịu thêm một khắc nào nữa, có lẽ đây chính là điều đang tồn tại trong lòng họ. Bác môn quan ngoại. Đông Vũ nhìn Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nói. Ba năm chi giao, cuối cùng rồi cũng chia tay. Nhưng đã là sinh tử huynh đệ, suốt đời không quên. Từ Kiệt trong lòng bi thương, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Gã lập tức lau thật mạnh, cười lớn nói. Ha ha ha, con bà đó, mấy năm qua lão tử ta chưa từng rơi nước mắt. Không tưởng được là hôm nay lại yếu đuối như thế. Bà nó thật khốn nạn mà. Hoàng Trấn Phong hai mắt cũng đỏ lên, nén lỗi đau chia ly, cố nặn ra nụ cười, nói Tuy hôm nay mỗi người một ngả, nhưng ta tin sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Tháng 7 mỗi năm ta lại lên đỉnh Thái Sơn chờ các ngươi, chỉ còn còn sống, các ngươi nhất định phải đến đó. Từ kiệt vỗ tay một cái nói, ý kiến hay, đến lúc đó cho dù ta có chết đi cũng sẽ cho người mang xác đến đó. Đông Vũ gật nhẹ đầu nói, chỉ cần ta còn sống thì sẽ nhất định đi tìm bọn ngươi. Tuy không khí có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên nỗi ngậm ngùi. Từ Kiệt cười nói, lần trước ngươi dừng lại đã xảy ra chuyện gì thế? Làm sao mà khi quay về trên mặt ngươi lại có dấu bàn tay vậy? Nhưng người có mang đao theo cũng không phải là hạng người chịu nhục. Hoàng Trấn Phòng cũng nói, phải rồi, theo ta quan sát, ngón tay lưu lại trên mặt ngươi nhỏ mà dài, đúng là của nữ nhân, mà còn là nữ nhân đẹp nữa. Đông Vũ ngây người, thuận miệng hỏi, sao ngươi biết? Cái gì? Từ Kiệt kinh hô. Trời đất quỷ thần ơi, đúng là nữ nhân à? Ha <laughs> ha, tiết huyết của bọn ta không ngờ là bị nữ nhân đánh. Đúng là thiên địa đảo lộn rồi. Rồi hắn quay qua nhìn Hoàng Trấn Phong ngờ nghịch hỏi. Ngươi làm sao biết đó là một nữ nhân xinh đẹp? Hoàng Trấn Phong cất tiếng cười quái dị nói. Khi hắn trở về, mặt mày bí xị, trên mình lại có chút u hương, đúng là một loại hương vị thanh nhã. Vậy không phải là nữ nhân thì là cái gì hả? Ha 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 lần đầu tiên Đông Vũ cảm thấy khả năng quan sát của Hoàng Trấn Phong thật đáng ghét. Trời nào, hét lớn một tiếng, bọn hắn liền xông vào vật nhau. Nhớ lại tình huống lúc đó, khóe miệng của Đông Vũ bất giác khẽ nhếch cười. Hắn thầm nhủ, đúng là một nha đầu vừa hung hăng vừa khả ái. Bất quá, biên hoàng loạn lạc như thế à? Lạc Lạc mạnh cái đầu, xua những suy nghĩ đó ra khỏi óc, rồi gạ nói nghiêm chỉnh, chúng ta đi thôi. Từ Kiệt cùng Hoàng Trấn Phong toàn thân chấn động. Cả hai khẽ gật đầu rồi nhìn nhau. Nhớ lại hơn 3 năm về trước, lúc vừa mới đến từ dịch doanh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cuộc sống là chuỗi ngày chém giết trên chiến trường. Cuộc sống thống khổ đó tựa như chỉ mới là chuyện hôm qua. Cũng từ những năm tháng đó, ba người tương trợ lẫn nhau. Trên chiến trường cùng kẻ vai sát cánh, xung phong giết địch, kinh qua vô số là gian nan, cuối cùng rồi cũng có ngày hôm nay. Trải qua mọi chuyện như thế, hỏi sao không khiến người ta hoài niệm. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cũng là những lời nói chia ly, liền miền không dứt. Mọi người đều chọn cách im lặng. Đi! Cả ba cùng nhảy lên lưng ngựa, dứt khoát quay về ba hướng khác nhau mà ly khai. Đà niên sát chiến tâm vị lãnh, kỳ nhật ly biệt mãn tâm đầu, thiết huyết bất cập nam nhân lệ, tha chiêu huynh đệ tái tương phùng. Huynh đệ trân trọng. Tạm dịch là, bấy lâu trinh chiến đã trai lì, chia tay còn biết nói năng chi, Nam nhì máu đồ không rơi lệ, hẹn có một ngày ta gặp nhau. Dịch thơ là Chém giết bao năm tâm hồn lạnh lẽo, hôm nay ly biệt đau thương khôn cùng, sắt đá không ngăn nổi lệ nam nhân, rồi huynh rồi đệ cùng sẽ thương phùng. Ba người phóng qua bụi đường mà rời đi, ngoài thành chỉ còn nghe một hồi vó ngựa từ xa vọng về. Tại tử dịch doanh Nhạc phàm yên lặng nằm dài trên giường trong quân doanh, sắc mặt hồng nhuận vẻ mặt vô cảm xem ra hắn đang ngủ say có vẻ bình an vô cùng nhưng hắn đã nằm như vậy đúng ba ngày rồi vậy mà vẫn chưa tỉnh lại bọn đại phu trong doanh trại đều bó tay không còn cách nào thật ra lúc này nhạc phàm rất tỉnh táo hắn có thể biết hết mọi việc xảy ra quanh mình nếu so sánh với trước đây thì cảm nhận của hắn đã tăng lên rất nhiều có điều là tuy hắn tỉnh táo nhưng lại không thể làm được bất cứ việc gì cả giống như là cái thân thể này không thuộc về hắn hắn đã thử nhiều lần nhưng vô pháp dụng lực bất lực, nhạc phàm chỉ còn cách đẩy toàn bộ tinh lực vào thất tình chi khí, hy vọng là có chút hữu dụng. Thất tình chi khí mảnh mai trong cơ thể như con ốc yếu ớt, di chuyển trong kinh mạch, mà trong thức hải, khối khí màu xám cũng chậm chạp ngưng tụ lại, thậm chí nhạc phàm có thể cảm giác nó càng ngày càng cô đặc lại. Vì vậy hắn cố gắng điều động tinh thần lực, khống chế hấp thụ cả nguyên khí thiên địa. Bài đạo nguyên khí vận hành mặc dù chậm chạp nhưng lại không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa để tự bồi đắp, nếu cứ như thế nhạc phàm tin là không lâu sau thất tình chi khí có thể khôi phục như cũ vốn dĩ tất cả đều vận hành yên ổn ngay lúc này lỗ chân lông toàn thân nhạc phàm nở ra đến cực hạn nguyên khí trong thiên địa khuấy động kịch liệt tranh nhau chui vào thân thể hắn mẹ nó chứ lại không nghĩ là bị giống như lần trước biến hóa bất ngờ như thế nhạc phàm không nhận được nên thầm chửi bất quá hắn đã có kinh nghiệm nên thập phần bình tĩnh nguyên khí vừa vào trong người lập tức khống chế thất tình chi khí, thân thể, kinh mạch đều luyện hóa hấp thụ. Tì tì, tì tì, kinh mạch cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nguyên khí khổng lồ, bắt đầu từng đường kinh mạch bị xé ra. À, đau quá, bà mẹ nó, rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên khí khổng lồ này là ở đâu đến vậy? Bình thường ta tu luyện đâu có thấy nó xuất hiện bao giờ? Tư, kinh mạch tự hồ như đã chịu đựng đến cực hạn, ngay lúc bị nguyên khí nghiến cho vụn vỡ, thất tình chi khí lại chuyển động, nhanh chóng vận chuyển toàn thân, tu bổ lại cho những kinh mạch thụ thương. Thời gian từ từ đi qua, nguyên khí khổng lồ cũng dần tiêu tán. Hơi so với lần trước nhanh hơn nhiều. Luồng nguyên khí nhập vào cơ thể mặc dù rất lớn, nhưng nhạc phàm lại cảm thấy rất rõ. Tốc độ luyện hóa so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi thở ra một hơi dài. Đợi cho tất cả khôi phục lại, nhạc phàm bắt đầu suy nghĩ. Từ khi bắt đầu tu luyện, thất tình chi khí tăng trưởng rất chậm. Từ lúc đầu chỉ như một sợi tơ nhỏ mỏng manh, qua hai lần tẩy rửa nguyên khí thì bây giờ nó lớn như ngón tay sau khi tự chiêm nghiệm nhạc phàm chốt lấy mục tiêu cuối cùng là sinh mệnh lực trong nội thể cô ta thì thất tình chi khí đúng là một hình thức biểu hiện của sinh mệnh lực nhưng khối nguyên khí đó cũng là một loại sinh mệnh lực chỉ có tính chất nó là có vẻ khác biệt mà thôi đúng rồi ta minh bạch rồi nhạc phàm đột nhiên đại ngộ nguyên khí thật ra là năng lượng của sinh mệnh ở trên chiến trường, sinh mệnh lực của các chiến sĩ hy sinh đều vô cùng cường thịnh, đến mức sau khi chết thì sinh mệnh lực tụ lại mà không hề bị tan biến. Cho nên mỗi lần ta hấp thụ một lượng lớn nguyên khí, nguồn năng lượng này cũng bị thu hút đến. Đúng là như vậy rồi. Trong lòng hắn khẳng định như thế, Kỹ thật nhạc phàm có điểm không biết. Tuy nguyên khí là một dạng năng lượng của sinh mệnh, nhưng nguyên khí đó cũng là tử khí, còn trong thân thể hắn là sinh khí. Trong trời đất cũng có quy luật, cô âm bất trường, độc dương bất xanh, âm dương điều hòa mới là thiên đạo, cho nên chiến trường là nơi tụ hội của tử khí. rất lâu sau này hắn mới minh bạch đạo lý này. Theo dịch lý thì âm dương có tính cách tương đối, không có vật gì độc âm hay cô dương mà tồn tại, vì độc âm thì bất sanh, cô dương thì bất trưởng. âm dương lại hỗ căn chuyển hóa lẫn nhau, hệ dương cực thì âm sinh mà âm cực thì dương sinh. trong thái âm có thiếu dương, trong thái dương có thiếu âm, nên mọi người, mọi vật mọi hiện tượng cũng chỉ là sự đấu tranh, chuyển hóa và thống nhất giữa hai mặt đối lập là âm dương. Đây là phép biện chứng của triết học Đông Phương. Bên ngoài danh trướng của nhà phàm, hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác. Đột nhiên trong không khí xuất hiện một trận ba động, rồi lập tức lại yên tĩnh như cũ. Hai tên vệ sĩ ngây người ra, rồi quay nhìn nhau, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Một tên vệ sĩ nghi ngờ hỏi, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tên kia ngẩn người ra một chút rồi mới đáp. Hình như là chẳng có gì cả. Không biết chiến cuồng khi nào mới tỉnh dậy nữa, đã 5 ngày rồi. Đúng vậy, đứng ở ngoài này thật là chán quá đi. Bất quá có thể đứng gác ở đây cũng là vinh hạnh lắm rồi, đà pháp của chiến cuồng đúng là rất là lợi hại. Cũng đúng, bất quá ta thấy tiện pháp của hắn mới đúng là lợi hại nhất đó. Ha, ta thì thích thú với đà pháp hơn, đợt công thành lần trước ta dùng đạo chiến tất thức, mỗi đao là chảy đôi kẻ địch, đúng là lợi hại. Ta thấy lô đỉnh thức là lợi hại nhất hai tên nói chuyện rôm rả bắt đầu hoa tay múa chân là bơn đường đường nhạc phàm vừa bước ra liền thấy hai gã đứng chắn trước cửa không đợi nổi nên phải ngắt lời bọn chúng hai tên vệ sĩ nghe thấy lập tức ngừng nói quay đầu nhìn lại lập tức ngẩn người ra nhạc phàm thấy hai gã ngừng lại liền chen vào giữa mà đi qua đợi đã thấy Nhạc phàm bỏ đi hai gã lập tức tỉnh ra nhanh miệng nói chiến cuộc tiên sinh không nghĩ là ngài lại hồi tỉnh chủ soái nói khi nào ngài tỉnh dậy mời ngài đi gặp chủ soái Nhạc phàm cau mải nói, ta cần tới chỗ của thiết huyết, đợi gặp hắn rồi mới đến chỗ của chủ soái. Nói xong hắn đi thẳng. Tiên sinh chờ một chút, tên vệ sĩ vội ngăn Nhạc phàm lại. Nhạc phàm dừng bước, còn có chuyện gì nữa? Vệ sĩ nói, tiên sinh mê màn đã 5 ngày nên có thể không biết, đám thiết huyết đã ra đi hai ngày trước rồi. Đi đâu, đi đâu? Nhạc phàm ngẩn người vội quay ra hỏi. Vệ sĩ nói, bọn họ mãn hạn tù nên đã rời khỏi tử dịch doanh rồi. Cái gì? bọn họ không phải là còn hai tháng nữa sao? nhạc phàm kinh nghi vệ sĩ nói là do chủ soái thả bọn họ đi chủ soái hiện giờ đang ở đâu? ở chủ danh rồi tên vệ sĩ liền chỉ chỗ cho nhạc phàm nhạc phàm cũng chẳng buồn nói gì thêm toàn thân lắc nhẹ lập tức hóa thành một đạo bạch ảnh lướt nhanh về phía lều chủ soái để lại hai gã đứng đó mắt trợn ra mà nhìn miệng lẩm bẩm thật là lợi hại trong lúc chạy nhạc phàm cảm thấy mơ hồ thầm nói Hèn chi mấy ngày nay chẳng thấy bọn họ tới thăm ta, không nghĩ là họ đã ra đi rồi. Ở nơi này hắn chỉ có ba người ấy là bằng hữu, bây giờ bọn họ cũng bỏ đi. Tuy hắn rất kiên cường, vậy mà lúc này cũng không khỏi cảm thấy mấy phần lạc lõng. Ta cần gặp chủ soái. Đến ngoài danh chứng chủ soái, nhạc phàm không bước vào, dù sao hắn chưa mất hết lý trí. Thì vệ vừa thấy một bóng bạch ảnh nhoáng lên, một thiếu niên tóc trắng liền xuất hiện trước mặt. Người là chiến cuồng tiên sinh. Nhạc Phàm khẽ gật đầu. Thì vệ lập tức nói, chủ soái có lệnh, chỉ cần chiến cuồng tiên sinh đến, không cần phải thông báo, mời tiên sinh vào gặp mặt. Nói xong hắn đứng né qua một bên. Nhạc Phàm ngẩn ra, rồi lập tức cất bước đi vào trong trướng. Mạc Trinh cùng chữ viên kỳ đang thương lượng kế hoạch tác chiến, thấy có người không thông báo mà dám bước vào, đang định quát mắng. Nhưng nhìn lại thì thấy là Nhạc Phàm y liền kinh ngạc nói, à, ngươi tỉnh lại rồi. Nhạc Phàm tiến lên trực tiếp hỏi, bọn ông Vũ đã đi rồi sao? Mạc Trinh gật đầu. Đúng vậy, bọn chúng mấy năm này đã lập được vô số công lao, nên ta đã để chúng đi trước thời hạn. Nhạc Phàm chìm trong trầm mặc. Mạc Trinh cắt ngang dòng tư tưởng của Nhạc Phàm. Bọn chúng có nhờ ta nhắn với người. Nhắn cái gì? Huynh đệ ra đi không cần nói lời từ giã. Nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại. Nhạc Phàm ngây ra, khổ sở nói. Mẹ nó chứ, bọn hắn đúng là quá thoải mái mà. Lần sau gặp lại, đừng hòng mà thoát đoàn hắn chắp tay nói với mạc trinh nếu là ta ta cũng làm như thế mạc trinh gật đầu nói bọn đông vũ đã đi rồi vậy sau này ngươi thay thế vị trí bọn chúng ta có chuyện cần nói với ngươi rời khỏi danh trướng nhạc phàm không có cảm thán gì nhiều chỉ là trong lòng có một chút cảm giác lạc lõng mà thôi nhìn về phía chân trời hắn nhủ thầm kể từ ngày hôm nay ta phải cô thân chiến đấu rồi nửa tháng sau triều đình sai người đưa lương bổng và quân thực đến đối với tướng lĩnh và binh sĩ đều có khen thưởng một tháng sau biên hoang tam vương tụ binh lại công đả sa thành nhưng vì quân đội của đại minh thực lực cường hãn hơn nửa tháng công phá cuối cùng bại trận mà rút lui trận chiến này giết gần hai vạn địch nhân trong đó một mình nhạc phàm giết hơn ngàn người mười ngày sau bên mạc trinh đưa ra kế hoạch phản công cuộc chiến mới ở biên hoang cũng bắt đầu mở màn từ đó nhà phàm một mình tu luyện võ công giết người cũng không biết bao nhiêu mà kể ba năm sau biên hoang vĩnh viễn không thể trở thành một địa phương an tĩnh được chiến tranh kế tiếp chiến tranh người chết không đếm hết chuyện chém giết chưa hề ngừng lại một chút nào thời gian ba năm mạc trinh lấy gia thành làm căn cứ liên tục công hạ chú địa của sở phi và nhâm hứa quân lạc thành thiết kỳ thành mục nhĩ thành nhưng do nhiều nguyên nhân chú địa của đan vân Phong Thành, Tát Bà Thành vẫn còn chưa thôn tính xong. Đến mức vùng trung tâm Bắc Sơn Thành, các bên đều tự ngầm hiểu là chưa đem chiến tranh đến nơi đó mà thôi. Bọn đồng ngũ ra đi khiến cho đám người của Tử Dịch Doanh gặp rất nhiều gian khổ, cũng nhờ nhạc phàm truyền thụ đa pháp mà sức chiến đấu của mọi người đều tăng tiến vượt bậc, cho nên cơ hội sống sót cũng tăng lên không ít. Rồi cũng có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba rời khỏi Tử Dịch Doanh, tuy chỉ là một số ít khoảng vài chục người nhưng cũng đã đủ khiến cho mọi người càng thêm hy vọng. Nhưng có điều đáng buồn là lúc bọn họ rời đi khỏi nơi đó, lập tức cảm thấy mờ mịt. Chiến tranh liên biên khiến họ sớm có cuộc sống quen với chém giết. Hơn nữa bọn họ chẳng còn cách nào gặp lại người thân. Cuối cùng lại chọn cách tiếp tục ở lại, trở thành lính chính quy trong quân đội. Chỉ ít cũng có thể làm dịu bớt nỗi đau thương trong lòng. Ba năm qua, Nhạc Phạm đi theo quân đội đánh đông dẹp Tây, thu thập tình báo, huyết chiến lạc thành, đột tập thiết kỳ thành bao vây mục nhĩ thành vượt ngàn dặm cầu viện kỵ binh doanh sau đó gặp không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng trên chiến trường hắn luôn sung phong đi đầu không biết thân đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử tuy vậy mỗi một lần đối đầu với cựu tử thất sinh hắn đều vượt qua một cách mạnh mẽ ba năm qua những kẻ chết trong tay nhạc phàm nếu không phải một vạn thì cũng đến tám ngàn danh tiếng của bạch phát chiến cuồng vang dội khắp cả biên hoang nếu nói về khả năng tác chiến không ai có thể nói hơn được ba năm qua không ai có thể làm vơi được nỗi cô độc trong lòng nhạc phàm hắn chỉ có thể lấy tu luyện làm lối thoát ba năm qua nhạc phàm không cách chi tiêu trừ được nỗi niềm tâm tư vô tận bầu bạn với hắn chỉ có miếng đá nhỏ trên cổ hắn mà thôi ba năm qua nhạc phàm luôn luôn cảm nhận được sự huyền diệu của sinh tử ác đào tứ niên thân bách chiến vô tâm sát lục thủ bất đình mãn thần nhiễm huyết tẩy bất tận, minh nguyệt bất định loạn tâm đầu. Ngoài xa thành, bên trong tử dịch doanh, nhạc phàm lúc này ngâm mình trong bột nước, hưởng thụ sự thanh nhàn ngắn ngủi. Thời gian ba năm tịnh không lưu lại dấu vết thời gian trên người hắn, chỉ có vô số vết sẹo mờ nhạt trên thân thể, tựa như lý giải về những sự việc kinh tâm động phát trên chiến trường. Nhạc phàm hôm nay đã không còn là gã thiếu niên của vài năm trước nữa. Nét nổi bật trên khuôn mặt hắn chính là ánh mắt thần thúy, thỉnh thoảng lấp loáng hàn quang và còn mang theo một tia mệt mỏi. Lông mày sắc như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng đều, dù không phải là tuấn mỹ nhưng cũng khiến hắn có một mị lực thật kiên nghị và vững chãi. Tóc trắng phủ xuống tới vai, càng khiến hắn trở nên thần bí. Thân thể khỏe khoắn, cơ nhục gồ lên trông như muốn bạo phát ra ngoài. Cô đơn nhiều năm cùng với việc chém giết khiến cả người hắn tỏa ra một sát khí lẫm liệt lạnh lẽo như hàn băng. Nếu không phải từ ngày hắn thu liễm sát khí lại, thì các binh sĩ thường sao dám tới gần. Nhạc phàm mặc dù theo đạo lý, thiên địa vạn vật dĩ khả sát, nhưng chém giết bao năm cũng không khiến hắn đi theo sát đạo mà Đông Vũ từng nói. Bởi vì hắn hiểu sự quý giá của tính mạng, chỉ có giết người mới có thể còn sống mà thôi. Trong lòng có sự biến hóa vi diệu như thế, có lẽ đúng là có liên quan đến nguyên khí trong cơ thể của hắn nhất xích thiết sử tâm trung ác, mà đào tứ niên trung thành phong. Chiến trường đúng là một nơi rèn luyện tốt nhất. Trải qua 4 năm tu luyện, nhà phàm luyện long cực cửu biến đã đạt tới đoán cốt tiểu thừa chi cảnh. Trên giang hồ cũng được xem là nhất lưu ngoại gia cao thủ. Còn thất tình chi khí trong cơ thể nhiều lần tẩy rửa nguyên khí càng trở nên dày dặn và chắc chắn. Việc khống chế ba đạo nguyên khí, hồng, tử, hắc càng thêm linh hoạt. Chỉ duy nhất có một điều không thay đổi đó chính là việc khống chế khối khí màu xám trong thức hải. Đào chiến thất thức vốn lợi hại vô cùng, nhạc phàm trải qua bao nhiêu lần tô luyện trên chiến trường đã cải thiện đến đại thừa. Nói không phải khoa trương, đà pháp này tuyệt đối là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên chiến trường. Chiến cuồng tiên sinh, chủ soái có lời mời. Vệ sĩ bên ngoài danh trướng lên tiếng, phá vỡ sự thanh tịnh của nhạc phàm. Từ từ mở hai mắt, nhạc phàm lên giọng nói, biết rồi, rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi bồn nước mặc quần áo vào chủ soái doanh nhạc phàm bước đến doanh trướng thấy mạc trinh đang ngồi một mình liền bước lên hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì mạc trinh tự như đã quen với thái độ của nhạc phàm không thèm để ý ngược lại còn cười nói hôm nay cho gọi ngươi lại không phải vì chiến sự mà có hảo sự muốn nói cho ngươi nhạc phàm chấn động thầm nói đến nơi này cũng 4 năm rồi chưa từng gặp hảo sự đợi chút hảo sự chẳng lẽ Mạc Trinh dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, cười nói: "Không sai, ngày mai ngươi có thể rời khỏi nơi này." "Mai có thể rời khỏi? Mai có thể rời khỏi?" Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu Nhạc Phàm, cả người hắn không ngừng rung động, hắn cố nén kích động trong lòng hỏi lại: "Ngươi nói đúng chứ?" Mạc Trinh khẽ gật đầu, ngạc nhiên nói: "Bổn soái nói ra luôn giữ lời." Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vốn ta muốn yêu cầu ngươi ở lại giúp ta" nhưng ta biết người chắc chắn sẽ chọn việc ly khai cho nên ta quyết định ngày mai cho ngươi được rời khỏi nơi này nếu hỏi cảm giác hạnh phúc là gì có thể có nhiều câu trả lời khác nhau nhưng nếu hỏi hạnh phúc bất chợt là cảm giác gì thì đáp án khẳng định chính thị chỉ có một hạnh phúc đến bất ngờ như thế khiến tâm tình trầm lặng của nhạc phàm trở nên sôi nổi tất cả u buồn sớm bay đi hết lúc này nếu không phải là hắn cố nén kích động có lẽ đã sớm hét to lên cho dù như thế hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng máu nóng toàn thân sôi cả lên bốn năm cô độc và tịch mịch bốn năm đánh chém và giết chóc bốn năm mong nhớ và chờ đợi ngày mai ngày mai cũng có thể kết thúc ta được tự do tự do từ giờ trở đi có thể sống cùng phụ thân nhạc phàm trong lòng như cố hét thật to sau một hồi nhạc phàm cũng bình tâm trở lại nói với mạc trinh mặc dù ta biết ngươi luôn muốn lợi dụng ta nhưng hôm nay ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Chí thiểu, ngươi cũng không làm khó ta. Đa tạ. Nói xong hắn chắp tay. Mạc Trinh giữ người. Nghĩ muốn nói điều gì, nhưng Thủy chung lời lên đến miệng thì lại cứng lại. Cuối cùng lão thở dài một hơi nói. Ai, người nói không sai. Ta đúng là lợi dụng ngươi. Nhưng thần là chủ soái Lúc khác thường thì phải hành động khác thường. Cho nên ta biết chính ta cũng không sai. Chỉ là chúng ta hai người có lập trường bất đồng mà thôi. Có lẽ tự do tự tại mới là cuộc sống của ngươi. Mặc dù thật tiếc là không giữ ngươi lại được, nhưng ta cũng không quá khó khăn. Bởi vì người như ngươi đích xác không nên dính vào những chuyện thị phi. Chỉ là... ơi, ngươi quay về chuẩn bị đi. Ngày mai ta sẽ tiện người. Nhạc phàm trong lòng thấy rất là kỳ quái. Cảm thấy như là Mạc Trinh đang tự nói với mình. Bất quá hắn hiện tại tâm tư sớm bay về một nơi thật xa. Tự nhiên không để chuyện đó ở trong lòng trên đường về doanh trại nhạc phàm trong lòng thoải mái như chưa từng có nghĩ đến ngày mai xa rời được chuyện giết chóc trên chiến trường thì vô cùng sung sướng đêm xuống trên ngọn đồi nhỏ bên ngoài xa thành nhạc phàm tay trái cầm miếng đá nhỏ đeo trên cổ tay phải kê dưới đầu yên lặng nằm dài trên mặt cát nhìn lên bầu trời bao la vô số điểm tinh quang lấp lóe khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn trở nên thật thanh thản cha ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này bốn năm cuối cùng cũng trôi qua. Ở nơi này, con học hỏi được rất nhiều thứ, cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tin rằng sau này nhất định có thể bảo vệ các người. Trong chủ soái doanh, chữ viên kỳ cùng Mạc Trinh ngồi đối diện với nhau. Chủ soái thật sự quyết định thả hắn đi ư? Chữ viên kỳ mỉm cười nói. Mạc Trinh nói, đúng thế, nghĩ đến người như hắn, người khác thật vô pháp cai quản nổi. Theo ta biết, nếu không phải vì thân nhân, dựa vào năng lực của hắn muốn bỏ đi cũng không khó. Chính vì hắn sợ liên lụy đến thân nhân, nên mới cam chịu tình nguyện ở lại. Chỉ là... Ôi... Viễn Kỳ nói, chủ soái tả hắn không sợ đắc tội với Tống Vương sao? Mạc Trinh cười lạnh nói, ta và hắn cũng sớm đối mặt, đắc tội thì sao chứ? Hơn nữa ta cũng theo đúng quy định mà làm việc, hắn có thể làm gì ta? ha. Triệu Viễn Kỳ lắc đầu nói, Tống Vương làm chuyện dài dột như thế, xem ra sau này y gặp phiền toái rồi. Mạc Trinh cười nói, đó cũng là nguyên nhân ta dễ dàng thả chiến cuồng đi. Tống Vương thế lực rất lớn, ta hiện tại căn bản không thể manh động. Lúc này chỉ có thể ẩn tại biên hoang, đợi chờ thời cơ chín muồi thì thống nhất vùng này. Mà hắn biết chuyện này nhất định mang phiền phức đến cho Tống Vương, cho nên chúng ta có thể có nhiều thời gian chuẩn bị. Đúng rồi, tình hình kinh đô hiện tại ra sao? Sa Thành quan ngoại, nhạc phàm lúc này thân mặc bạch y, bất quá không phải là y phục tù nhân mà là do Mạc Trinh sai người làm riêng cho hắn. Mạc Trinh nói, Chiến cuồng, không, Lý Nhạc Phạm, từ hôm nay ngươi được tự do, mặc dù không thể giữ người lại, nhưng đại môn của quân ta luôn mở rộng đối với ngươi. Lời cần nói cũng nói hết, lão sai người mang đến một con ngựa, cười nói, đây là giúp đỡ cho cước lực của ngươi, còn có lộ phí nữa. Nhạc Phạm không nói gì, từ từ bước đến khoảng đất trống, rút thanh quân đao trên lưng ra. Mọi người cảm thấy mù mờ, không rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy nhạc phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như đang cảm thụ điều gì. Đột nhiên hắn bắt đầu chuyển động, thành đào trong tay múa lên như bóng mờ. Đó chính là đao chiến thất thức. Vô hồi thức, có đi không về, không thể quay lại, đào xuất bất hồi. Vạn quân thức, lô đình vạn quân, nhưng chỉ có một lực như thái sơn áp đỉnh. Loạn kích thức, như trên trời bay tán loạn, đào ảnh vô số. Cuồng vũ thức, như thập diện mai phục, liên miên không dứt nộ chiến thức, giận dữ ngập trời, rộng khắp tám hướng. Sinh tử thức, sát khí tung hoành, sinh tử lưỡng lập. Luân hồi thức, cầm đao trong tay, chém đứt luân hồi. Cả khu đất trống, cát đá bay khắp nơi, khí thức lăng lệ khiến con ngựa chịu không nổi phải hí ẩm lên. Biểu diễn xong tất cả đao thức, nhạc phàm đem nguyên khí toàn thân tập trung vào thân đao, hướng tới tường thành chém thật mạnh. Liệt! Theo tiếng thét của hắn, thân đao chợt lóe bạch quang, trên tường thành lưu lại một vết chém thật dữ dội. Im lặng, mọi người lại chấn động một lần nữa. So với đao pháp ba năm trước, hôm nay đao tựa như chạm đến linh hồn nội tâm, mọi người vĩnh viễn không thể nào quên. Nhạc phàm thu hồi đao lại, cũng không nói một lời nào, trực tiếp treo lên ngựa mà đi, biến mất trong tiếng kêu vang dội của đám tướng sĩ. Minh hướng sùng trinh, năm thứ mười lăm. Bởi sự phản kháng của dân chúng các nơi ngày càng kịch liệt, chiến loạn cuối cùng cũng bộc phát, giang hồ phong khởi vân dũng, đại minh rốt cuộc cũng đối diện với loạn thế. Là Uy tiêu cục là tiêu cục nổi danh nhất ở thành Thái Nguyên, cũng là một trong ba tiêu cục nổi danh nhất trên giang hồ. Mặc dù triều đình cùng giang hồ luôn luôn là hai hệ thống tách biệt với nhau, nhưng cũng có thể dám gọi là Long Uy thì cũng có thấy được tiêu cục này không bình thường. Lúc này trong đại sảnh của tiêu cục, ngồi đầy người, nhưng không có một người nói chuyện, thật sự là có điểm áp lực. 30 người đều là tiêu sư của Long Uy Tiêu Cục. Vì có chuyện trọng yếu, nên tất cả những người không đi áp tiêu đều được gọi đến. Trên đại sảnh đang ngồi ba người. Người ngồi bên trái là nhị đương gia Lục Cầm, 53 tuổi, tay cầm quạt, có vẻ thư sinh nhỏ nhã. Người ngồi bên phải là đại đương gia Tạ Phong, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt ngưng trọng. Còn lại ngồi ở giữa là một lão nhân uy vũ, chính là cha của Tạ Phong, người đứng đầu Long Uy Tiêu Cục, Tạ Trấn Hải. Tạ Trấn Hải đã 62 tuổi, tóc hoa bạch, hai tay to lớn có lực, là tụ đỉnh kỳ nhất lưu cao thủ. 17 tuổi xuất đạo, dựa vào thượng phẩm võ công Hạo Đình Quyết cùng thần môn quyền, trên giang hồ ít có địch thủ. 24 tuổi sáng lập Long Uy Tiêu Cục, đến nay đã bước chân vào giang hồ hơn 40 năm. Trong giang hồ, võ công chia làm 7 cảnh giới: dẫn khí kỳ, tụ khí kỳ, luyện khí kỳ, hóa khí kỳ, chu thiên kỳ, tụ đỉnh kỳ, tiên thiên kỳ. Mỗi giai đoạn chia làm nhập môn, tiểu thừa và đại thừa nhưng không phải cảnh giới càng cao thì võ công càng lợi hại chỉ là nội công tu vi thâm sâu hơn nếu đem ra so sánh một người cảnh giới võ công đạt tới tụ đỉnh kỳ đại thừa nhưng chỉ biết hạ phẩm võ công chiêu thức thì cũng có thể tính là nhị lưu nếu gặp được chu thiên kỳ cao thủ sở hữu thượng phẩm võ công thì cũng chỉ biết để cho người ta đánh tuy nhiên nếu tranh lệch quá lớn thì dù chiêu thức lợi hại cũng không bù đắp được khoảng cách về tu vi nội công trong đại sảnh tạ trấn hải chậm rãi nói Hôm nay triệu tập huynh đệ đến đây chính là có một chuyện trọng yếu muốn thương lượng cùng mọi người. Tin tưởng rằng mọi người cũng nghe nói hai ngày trước tiêu cục chúng ta nhận được một vụ mua bán áp tống một lô hàng hóa quan trọng đến phong hỏa thành. Sau khi nói xong mọi người phía dưới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Một lát sau khi mọi người bắt đầu trở nên im lặng tạ Trấn Hải mới nói lần nắp tiêu này phải đi qua kỳ điên sơn ở phía bắc. Mọi người cũng biết ở đây dân tộc hoành hành không kiêng kỵ gì. Hơn nữa võ công của mỗi người đều lợi hại. Những thường đội lùi tới đều chọn đường vòng mà đi. Lão già, hay là chúng ta cũng tìm đường khác mà đi? Một vị tiêu sư đề nghị. Tạ Trấn Thiên lắc đầu nói. Không được, chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày, nếu không... Nhớ tới lời cảnh cáo của Hắc Y Nhân, hắn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Một vị tiêu sư đứng ra nói. Lão gia tử yên tâm, bọn tại hạ dù tàn sừng nát thịt cũng sẽ cố gắng đưa đến. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa đến. Mọi người đồng thanh nói theo. Tà Trấn Hải thở dài nói. Hây, lòng uy tiêu cục sáng lập hơn 40 năm. Sở dĩ có thể có hôm nay, cũng là nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng lần này đi quá mức nguy hiểm. Chà, như vậy không bằng để cho con nắp tống lần này à? Tạ Phong một bên ngắt lời nói. Cản quấy, Tạ Trấn Hải hét lớn một tiếng, nhất thời trong đại sảnh trở nên im lặng. Ngươi là người đứng đầu tiêu cục, nơi này còn cần ngươi ở lại chủ trì đại cục, như thế nào muốn đem thân mạo hiểm chứ? Tạ Phong tỏ vẻ không phục nói, chẳng lẽ để ta ở đây làm con rùa đen rụt cổ sao? Ngươi... Ai... Ây... Tạ Trấn Hải thở dài, quay về lục tầm nói, chẳng biết như đệ người nghĩ thế nào. Lục tâm phe phẩy quạt nói, việc lần này thật sự là khó giải quyết. Một bên là bị thế lực lớn uy hiếp, một bên là những nguy hiểm không lường trước được. Chủ yếu nhất là chúng ta không thể làm mất mặt mũi của chính mình. Nếu không từ nay về sau, làm thế nào hành tẩu giang hồ? Việc này chỉ có hai đốc đầu chúng ta tự thân xuất mã thì mới có hy vọng thành công. Không được, Tạ Phong để nói. Như thế nào có thể để hai người bạo hiểm, ta cũng đi. Lục Tầm nói. Người nói nhiều như vậy, cũng không được gì. Ngươi phải ở lại để chủ trì tiêu cục. Còn phải chiếu cố vợ con, như thế nào có thể đi. Hơn nữa bằng vào võ công của ta cùng với cha ngươi, thì dù gặp nguy hiểm gì cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Người yên tâm, chúng ta trên giang hồ đã nhiều năm, mưa gió gì cũng đã trải qua, không chừng đám sân tộc này sẽ nể mặt mà để chúng ta đi qua. Như thế, Tạ Phong còn muốn nói thì bị cắt đứt. Lần này do ta cùng nhị đương gia cùng nhau áp tống, các người thông báo xuống, trọng các huynh đệ những người có giả thất đều ở lại tất cả những người còn lại sáng ngày mai tập hợp bên ngoài để xuất phát vâng đợi mọi người rời đi tạ phòng mới nói chà lần này chúng ta đã nhận cái gì chẳng lẽ không thể không nhận sao tạ trấn phòng vẻ mặt nghiêm túc nói lần này vận chuyển chính là quân khí đối phương có thế lực rất lớn chúng ta không thể cự tuyệt cho nên lần này không được có nửa điểm sơ xuất nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa nếu chúng ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho Thành Nhi cùng với mọi người. Tạ Phong cả người chấn động nói, Chá, ngươi... Tạ Trấn Hải về mặt hiền lành mỉm cười nói, Tiểu Phong, những năm gần đây, nhìn ngươi từng bước trưởng thành, ta cũng thấy vui mừng. Nhưng nếu muốn hành tẩu giang hồ, thì vẫn còn kém một chút. Tâm của ngươi vẫn còn yếu đuối như vậy, sao có thể phục chúng? Lúc này Tạ Phong như một đứa trẻ đang lắng nghe dạy bảo, ngẩng đầu lắng nghe không nghĩ gì khác. Hôm sau, bên ngoài Uy Long Tiêu Cục, mọi người đang chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên Tạ Trấn Hải dò hỏi. Thành Nhi sao lại không tới? Tạ Phu Nhân tức giận nói. Đứa nhỏ này sao lại như vậy? Tiến ông nội cũng không chịu đến, không biết đã đi đâu rồi. Tạ Trấn Hải nói. Tình giả tiểu hải tử này vẫn còn có điểm ham chơi. Thấy công công bênh vực như thế, Tạ phu nhân cũng không nói gì, chỉ là từ từ thở dài. Phía bên kia, Lục Cầm quay sang Tạ Phong nói, Tiểu Phong không cần lo lắng, ta cũng trả người nhất định không có chuyện gì. Xuất phát. Sau khi kiểm tra nhân số, Tạ Trấn Hải liền dẫn một đội ngũ hơn ngàn người hướng về phía Bắc Thành, hùng dũng mà bước đi. Phong Hỏa Thành, ở phía Bắc chính là chỗ giao giới của tộc Thát Đát cùng với nữ chân bộ lạc bởi vì hai tộc nhân có tín ngưỡng khác nhau mà vẫn gieo thủ kết đoán nên biết nơi này chiến hỏa không ngừng bất quá so với chiến tranh của biên hoang thì cũng chỉ giống như trẻ con đánh nhau phong hỏa thành mặc dù tương đối bần cùng nhưng lại là đường giao thông nam bắc quan trọng nam lai bắc vãng tự nhiên sẽ hình thành một tràng sở giao dịch phương bắc trời cao đất rộng nông nghiệp phong phú rất nhiều ngựa gia súc quáng vật bảo thạch đối với người nam phương mà nói thật sự nhìn lạ mắt nhưng cũng rất quan trọng nên cần phải trao đổi mà nam phương gốm xứ vải vóc tơ lụa là những vật thường gặp thì trong mắt người phương bắc cũng là chân quý vô cùng cho nên vẫn thường xuyên có những thương đội mạo hiểm chiến hỏa mang những vật trao đổi hy hữu này trở về thấy được cơ hội kiếm tiền như vậy người người đều đỏ mắt vì bạo lợi chính vì như thế cường đạo sơn tặc vùng phụ cận trở nên giàu có từ đó lại đi phân chia địa bàn trong đó có sơn tặc kỳ liên sơn là lớn nhất Kỳ Liên Sơn là con đường giao thông Nam Bắc chủ, cho nên thương đội qua lại có rất nhiều. Vì thế, ngày càng có nhiều bọn sơn tạc tụ tập tại nơi này, dần dần cũng lớn mạnh lên. Bọn họ chuyên đi cướp những thương đội qua lại để sống. Dưới tình thế bất đắc dĩ, rất nhiều thương đội chỉ còn cách chịu tốn nhiều thời gian cùng nhân lực để đi đường vòng. Hơn nữa còn phải cầu giang hồ cao thủ đến trợ giúp. Kỳ Liên Sơn trại nằm sâu trong Kỳ Liên Sơn, địa thế hiểm yếu, dân cư có khoảng 2-3 ngàn người, Triều đình nhiều lần phái binh thu phục nhưng không đạt được gì. Lúc này, trong đại sảnh của sơn trại, ngồi ở cao cao chính là kỳ liên trại ba vị trại chủ. Hai bên phân biệt là đầu lĩnh của 12 đỉnh núi kỳ liên sơn. Trung ương, một gã sơn tạc nửa quỳ trên mặt đất nói, bẩm cáo ba vị đại chủ, căn cứ thám tử hồi báo, chưa ngày mai sẽ có một đội áp tiêu đi qua, hơn nữa tất cả hàng hóa đều là quần khí. Wow! Mọi người một trận kinh ngạc. Cái gì? Ở phía bên trái đại đường, một vị trại chủ kinh hô. Khẳng định là quân khí. Người này ngoài 30 tuổi, vẻ mặt đầy nét tử khí, nhìn qua có thể thấy được. Hai tay màu đen, chính là nhị trại chủ kia liên sơn trại, độc thủ tiếu minh. Lão nhị, đừng đưa cái mặt như bánh bào ra mà kinh hãi như thế. Người nói chuyện chính là đại trại chủ kỳ liên sơn trại, vu trọng. Hắn 20 tuổi xuất đạo, bước chân vào giang hồ hơn 20 năm, được gọi là khoái nhân cầm đao, là Chu Thiên Kỳ đại thừa nhất lưu cao thủ, trong tài thượng phẩm võ học truy phong đao, cũng là giang hồ nhất tuyệt. Vu Trọng nói, Tiểu Ba Tử, người tiếp tục nói. Tiểu Ba Tử liền vội hỏi, Tiểu nhân như thế nào dám lừa gạt ba vị trại chủ, đích thật là quân khí, chỉ là, chỉ là... Vũ Trọng nhướng mày nói, chỉ là cái gì? Đúng vậy, chỉ là sao? Mẹ nó, người nhanh nói đi, đừng ra vẻ mơ mơ hồ hồ như vậy, làm ta mơ mơ hồ hồ. Nếu để cho lão tử không vui, cẩn thận lão tử một trường đánh chết ngươi. Nhị trại chủ Tiếu Minh hùng hùng hồ hồ nói. Nghe nhị trại chủ nói, tên tiểu ba tử kia nhất thời sợ tới mức cả người run run. Mọi người đều biết, nhị trại chủ tính tình rất không hay, động chuyện là muốn đánh người. Với một đôi độc trưởng của hắn, thì tiểu hà thước này như thế nào có thể ngăn cản chứ? Vì vậy lập tức nói nhanh. Nhị trại chủ bất giận, theo tin được biết lần này áp tiêu chính là Long Uy Tiêu Cục ở Thái Nguyên, tổng cộng có hơn một ngàn người, đội ngũ khổng lồ. Hơn nữa, áp tiêu người chính là lão gia tử tạ trấn hải của Long Uy Tiêu Cục. ai à, Vũ Trọng Hiệu nhíu nhíu mày đầu nói. Long uy tiêu cục, ta cũng có nghe nói qua. Là một trong ba đại tiêu cục, cũng rất nhiều giang hồ môn phái có giao tình. Hơn nữa, tạ Trấn hải này cũng là nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nếu kết thủ gây oán, thì từ nay về sau có lẽ sẽ gặp phiền toái. Đại ca, Tiếu Minh ngắt lời vu trọng nói, sợ cái gì à? Chúng ta vốn là cường đạo, không cướp của hắn thì... Mẹ ơi, chúng ta ăn cái gì à? Thật lâu lắm mới có một khối thịt béo như vậy. Như thế nào có thể buông tha? Hơn nữa đối phương vận chuyển chính là quân khí à? Có cơ hội tốt như thế. Hơn nữa thực lực chúng ta còn cao hơn một bậc. Nếu đám quan bình dám kéo đến, trách chúng không biết tự lượng sức cả. À? Vu Trọng hô tay nói, Lão nhị, ngươi ngồi im cho ta. Lão Tam, ngươi nghĩ thế nào? Nói rồi quay đầu nhìn qua một bên. Ngồi ở bên trái vũ trọng chính là Tam trại chủ, Chu Tiến, khoảng 30 tuổi. Nhưng nhìn lâu có điểm soái khí, đúng là vẻ mặt bĩ tương, ánh mắt thỉnh thoảng còn phóng ra tạc quang. Người giang hồ xưng là gian hồ ly, vì trí tuệ xuất chúng, nên sự tình trọng yếu của sơn trại đều muốn nghe ý kiến của hắn. Chu Tiến hí hí mắt tình cười nói, Đại ca, Lão nhỉ nói đúng, chúng ta là sơn tạc, không đi cướp thì làm gì à? Kiến vụ trọng sững sờ, Chu Tiến lại nói, Tộc thoại nói thật là đúng à? Người trong giang hồ, thân bất do kỳ à? Đôi khi khó mà bỏ qua cho người. Nếu đánh không lại thì chạy. Hơn nữa chúng ta vây mà không công, chỉ bảo cho bọn họ giao ra hàng hóa. Như vậy cũng không kết hạ cái gì thâm kiều đại hận. Nếu từ nay về sau có đại nhân vật nào đó bắt đầu truy cứu, không thể đánh thì chúng ta dâng đại lễ là được. Vô trọng nói, nếu bọn họ phản kháng thì làm sao? chu tiến sắc mặt biến đổi hung hăng nói, đến lúc đó mềm không được chúng ta sẽ dùng cứng. Khốn bọn họ ba ngày ba đêm, ta chính là muốn xem bọn chúng có thể chịu được hay không. Đương nhiên, chúng ta phải nắm chắc khi có thời cơ tốt. Đến lúc đó lại sợ không thể thu tập chúng sao? <laughs> Đúng vậy, đại cha chủ, chúng ta đi đi à? Đúng vậy, tất cả những người phía dưới đều bắt đầu kêu lên. Vũ Trọng trầm ngâm một lát, đột nhiên vỗ mạnh vào bàn, chát, đứng dậy nói. Hảo, hắn mẹ ơi, chiến tiêu này chúng ta cướp. Là sơn tặc mà không cướp, chẳng phải là không giống ai sao? Nhiều huynh đệ như vậy còn phải ăn cơm mà. Các vị huynh đệ đi chuẩn bị một chút. Ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Vâng, đại trai chủ. Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng có vẻ rất hưng phấn. Khí trời tháng 8 thật sự là nóng bức à? trên quan đạo kỳ liên sơn một đội ngũ hơn ngàn người đang hạo hạo lãng đãng đi trước người ở phía trước hai tay cầm cờ trên lá cờ là hai chữ đại khí phi phàm long uy đột nhiên tạ trấn hải dừng ngựa quát to mọi người chú ý mặt sau có người xoạt 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 mọi người nghe vậy lập tức rút ra binh khí nghiêm trận mà đứng ông nội ông nội theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần tạ trấn hải mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc vội vàng kêu lên. Mọi người dừng tay, tới chính là người của mình. Mọi người dừng sốt lập tức buông đào xuống. Chỉ trong chốc lát, phía sau đội ngũ quả nhiên bụi đất bay lên, một người cưỡi ngựa nhanh chóng hướng tới nơi này chạy đến. À, là đại tiểu thư. Mọi người thấy người đến nhất thời mở to mắt. Cái gì? Là thanh nhi? Nó như thế nào lại đến đây? Lục tâm kinh ngạc nói. Tạ Trấn Hải cũng vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tiến lên phía trước. Trên quan đạo kỳ đên sơn, một người cưỡi bạch mã nhanh chóng chạy đến nháy mắt công phu liền vượt qua đội ngũ phía trước ông nội ông nội tiểu thanh đến đây trên lưng ngựa một thanh âm thanh thúy vang lên ông nội cũng thật là như thế nào đi nhanh như vậy chứ tả thiếu chưa nữa đều đuổi không kịp một tiểu cô nương áo xanh từ trên lưng ngựa nhảy xuống hùa giỏi có vẻ rất giận dữ nói tả trấn hải nhảy xuống ngựa tiến lên hỏi thành nhi ngươi như thế nào lại đến đây tiểu cô nương lau lau mồ hôi trên đầu vẻ mặt sáng lạ nói đương nhiên là đến tìm ông nội rồi. Mẫu thân nói ông nội xuất tiêu, ta đều không có đến, cho nên ta phải truy đến nơi này. Vì tiểu cô nương này đúng là cháu của Tạ Phong, Tạ Tiểu Thanh, năm nay 15 tuổi. Tạ Trấn Hải nói, cha mẹ người có biết không? Tạ Tiểu Thanh ngẩng đầu nói, à, cha mẹ bọn họ không cho ta đến, là ta lặng lẽ chạy đến đây. Hổ nháo! Tạ Trấn Hải nổi giận nói, một tiểu cô nương như người như thế nào có thể một mình chạy đến nơi xa như vậy? Tạ Tiểu Thanh thấy ông nội như thế đối với nàng, trong lòng đau xót, khuôn mặt ủy khuất nói. Ông nội, xin lỗi, ta nghĩ là tống tống ông nội mà thôi. Nhưng mà mọi người đi quá nhanh, ta đuổi ba ngày mới đuổi đến. Nói xong nước mắt ngưng tròng như muốn chảy ra. Cảnh tượng như thế, làm cho trong lòng Tạ Trấn Hải không khỏi cảm khái. Nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng ôm Tạ Tiểu Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Thành nhị, đừng khóc, ngoan, đừng khóc, là ông nội không tốt. Ai biết nghe khuyên nhủ như vậy, lại càng làm tạ tiểu thanh khóc càng lớn tiếng. Nghe được thì trong lòng mọi người dấy lên một trận thương cảm. Lục tầm cũng đi lên, nhẹ nhàng vỗ về tạ tiểu thanh đang khóc như mưa, ôn hòa nói. Thành nhi, ông nội ngươi là quan tâm ngươi thôi, ngươi đừng khóc nữa à? có phải là có chuyện gì không? Nghe được lục tầm khuyên bảo, tạ tiểu thanh cũng dừng khóc lại, gật đầu nức nở nói. Tiểu thanh đuổi ba ngày, những thứ mang theo đều đã dùng hết rồi. Ha ha ha, 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 ha. Mọi người nghe xong liền có một trận cười vui, chỉ có Tạ Trấn Hải cùng Lục Tầm khóc cười không được. Tạ Tiểu Thanh thấy mọi người cười to, mặt đỏ lên, tức khí hô hô mà nói, các người đều không được cười, không được cười à. À, Thanh Nhi không khóc thì bọn họ cũng không cười à. Lục Tầm mỉm cười nói, cùng cô bé Tạ Tiểu Thanh này đùa giỡn, hào khí ở hiện trường hòa hoãn không ít, trong lòng mọi người cũng cảm thấy khá dễ dàng. Một trận qua đi, Tạ Trấn Hải nhìn tình huống bốn phía, quay về Tạ Tiểu Thanh nghiêm túc nói. Thành Nhi, nơi này không an toàn, chúng ta không thể ở lâu. Đợi tập phái người đưa ngươi về nhà. Lần này áp tiêu xong, ông nội sẽ trở về gặp ngươi. Tạ Tiểu Thanh cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi ông nội, là ta liên lụy mọi người. Tạ Trấn Hải xoa so xoa so đầu nàng cười nói, không liên quan đến chuyện của Thành Nhi, lần áp tiêu này vốn đã rất nguy hiểm. Tốt lắm, ca quỳnh đệ cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta đến phía trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vâng. Cẩn thận, phía trước có người. Tiêu sư đi trước, đột nhiên hô. Mọi người lập tức dừng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở dưới cây đại thụ phía trước, một gã nam tử đang ngồi trên phiến, bộ dạng nhàn nhã như đi chơi. Bên cạnh còn có một con tuần mã màu đen đang ăn cỏ. Nam tử một thân áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, bên hông dắt một thanh trường đao. Quái dị chính là hắn nhìn qua khoảng 20 tuổi, nhưng một đầu tóc bạc hai bên phấp phới chỉ thấy nét phiêu giật cùng lạc mịch người này đúng là rời đi từ biên hoang lý nhạc phàm nhạc phàm đã chạy hơn nửa tháng hắn trước kia chưa bao giờ đi xa nhà nên không nhận ra được đường trở về cuối cùng chỉ có thể dọc theo quan đạo mà chạy đi vì khí trời thập phần đóng bức nên liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mặc dù hắn thể lực siêu phàm có thể không cần nghỉ ngơi nhưng ngựa của hắn thì không được như vậy nếu không nghỉ chỉ sợ phải dùng hai chân mà đi Thấy có người đến, nhạc phàm cũng không để ý, ngược lại còn nhắm mắt dưỡng thần. Lục tâm thấy thế, quay về tạ Trấn Hải nhẹ giọng nói. Đại ca, người này không phải là địch nhân. Người xem, hắn một thân bạch y, tóc có chút tán loạn, vẻ mặt phong trần, có thể nhận thấy là người đi đường. Nghe được lục tâm nói như thế, tạ Trấn Hải cũng yên lòng. Vì vậy, quay về mọi người nói. Mọi người không rời thân, tại chỗ nghỉ ngơi. Một đội, hai đội luôn phiền canh giữ, nửa khắc sau xuất phát. Đại ca, uống nước đi. Tạ Tiểu Thanh đang cầm một chén nước đem đến trước mặt nhạc phàm. Thanh âm thanh thúy vang lên bên tai nhạc phàm, làm hắn không khỏi mở to mắt đánh giá tiểu cô nương trước mắt này. Một thân áo xanh, nhu thuận lanh lợi, đôi mắt to trong sáng, nhạc phàm có thể từ trong mắt nàng gặp lại sự thuần khiết kia của tiểu nhã. Đại ca ca, sao vậy? Thấy nhạc phàm nhìn mình đến phát thần, Tạ Tiểu Thanh tò mò hỏi. Nhạc phàm phục hồi tinh thần lại nói, không có gì. Thanh ngầm trầm thấp làm cho người ta vừa nghe liền biết hắn có tâm sự ta không khát nàng uống đi nói xong liền lâm vào thật sâu trong hồi ức vừa mấy đầu tạ trấn hải thấy tạ tiểu thanh đi qua gặp người lạ chào hỏi trong lòng lập tức bắt đầu khẩn trương đối phương chưa rõ địch ta vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn tạ trấn hải không muốn nghĩ tiếp đang chuẩn bị tiến lên thì lục tầm ngăn lại sau khi nghe được đối phương nói chuyện liền phát hiện không có ác ý trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng Tạ Tiểu Thanh thầm nghĩ. Đường thần nói với ta, chỉ có lão nhân mới có tóc bạc. Như thế nào này, vì đại ca ca này tóc cũng là bạc nhỉ? Nghĩ nghĩ liền đứng sang một bên, cẩn thận quan sát nhạc phàm. Ê, nhạc phàm mở to mắt thầm nghĩ. Như thế nào, có nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm gì? Hắn vừa nghĩ tinh thần lực lập tức phóng ra, phát hiện xung quanh đỉnh núi phụ cận có rất nhiều người, nhưng cách quá xa, nhìn cũng không biết là họ muốn làm gì. Tạ Tiểu Thanh thấy nhạc phàm đột nhiên tỉnh lại, hỏi, huynh làm sao vậy? Nhạc Phạm thuận miệng nói, phụ cần có rất nhiều người đang xông tới. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Tạ Trấn Hải mặc dù cách Nhạc Phạm khá xa, nhưng cao thủ như hắn, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng lời của Nhạc Phạm nói. Chợt dùng mình, lập tức điều động linh giác tìm kiếm. Quả nhiên, bốn phía có rất nhiều người đang hướng nơi này đi tới. Mặc dù hơi thở rất yếu, nhưng hắn cũng cảm ứng được. Mọi người chú ý, bốn phía có địch nhân gần sát. Tạ Trấn Hải bay lên ngọn cây hét lớn một tiếng, Mọi người Long Uy tiêu cục hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, không có một chút hỗn loạn, rút binh khí ra, đứng ở những phương vị tốt nhất để giữ xe hàng. Sau khi tạ Trấn Hải quay về, Lục Tầm nói, xem ra chúng ta đã xem nhẹ đám sân tặc này rồi. Không nghĩ tới bọn họ chẳng những nhiều người, hơn nữa giật cầm mưu kế, vừa mới lên núi liền bảo vệ chúng ta. Lục Tầm về mặt âm trầm lạnh lùng nói, Ây, chúng ta ra giao thiệp một chút, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta mặt mũi, nếu không... <tôi> Tạ Trấn Hải gật gật đầu, phân phó mấy người đến bảo vệ Tạ Tiểu Thanh, tiếp theo cùng Lục tầm đi ra khỏi đội ngũ. Trên quan đạo Kỳ Liên Sơn, một đám người vây quanh trăm chiếc xe lớn bằng gỗ, cầm binh khí trong tay, kinh hãi nhìn tứ phía. Về mặt như gặp phải đại địch. Sau đó hai lão giả khoát trường bào màu xám chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Tạ Trấn Hải nhìn quanh bốn phía một chút, vận nội kình cất cao giọng nói. Xin hỏi anh hùng bằng hữu nào đến gặp Long Nguy tiêu cục ta? Xin mời ra gặp mặt. Mời ra gặp mặt. Gặp mặt. Gặp mặt. Tạ Trấn Hải nội công mạnh, thành âm mạnh mẽ, trấn đến hai bên sơn lĩnh. Trong lúc đó phảng phất như có rung động. Ha, ha 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 Trên núi đột nhiên chuyển đến một trận cười to, thành âm âm trầm mạnh, hiển nhiên là một nội gia cao thủ. Tà Trấn Hải nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa sườn núi phía sau đi ra ba người liền phi thân đến quan đạo bọn họ đúng là kỳ liên trại ba vị trại chủ vu trọng tiếu minh cùng chủ tiến sau một hồi sơn tặc của kỳ liên trại liền bao vây nơi đây đến một giọt nước cũng khó mà lọt qua Vu trọng tiến lên một bước chắp tay nói vì này có phải là đại gia hành đỉnh đỉnh trên giang hồ một trong tam đại tiêu cục long uy tiêu cục long đầu tạ trấn hải lão gia tứ chính là lão phu các hạ chính là trại chủ kỳ liên trại quá nhân cầm đao vu trọng tạ trấn hải hồi lễ đáp đúng vậy ta chính là vu trọng lục tâm cũng đi lên cười cười nói vu trại chủ bọn tại hạ đi qua quý địa bàn nên đã quấy rầy mọi người thật sự là có lỗi nên đã sai người chuẩn bị một phần bạc lễ mong rằng trại chủ bỏ qua cho người đâu nhanh mang đến Nói xong, sáu các đại hán đưa đến ba chiếc dương lớn bằng hồng mộc. Vừa mở ra, tất cả đều ngỡ ngàng. Trang sức vàng bạc cùng với phỉ thúy, ngọc khí. Tất cả những thứ quý trọng này mà lục tầm lại nói là một phần bạc lễ. Bọn sơn tạc dù đã thấy qua không ít tài vật, nhưng nhìn thấy nhiều chân bảo như thế cũng nhịn không được. Hai mắt mở đam đăm nước miếng chảy ròng ròng. Đến ngay cả ba vị trại chủ nhìn thấy trọng lễ như thế cũng là tâm động không thôi. Ai... Tam trại chủ Chu Tiến sau khi lấy lại tinh thần vội ho lên một tiếng. Bọn người vũ trọng lập tức tỉnh táo. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, trên mặt hiện lên một trận hồng hồng. Chu Tiến cười hai tiếng nói. Hời lão gia tử, đà tạ, người cũng thấy được. Sơn trại chúng ta bốn năm ngàn huynh đệ. Như vậy, cho dù chúng ta ăn no, thì các huynh đệ làm sao bây giờ? Cho nên, người xem này, ta rất khó nhận à. Nói xong sờ sờ đầu, làm ra hình dáng có vẻ rất khó xử. Kỳ thật, kỳ liên sơn trại thật sự chỉ có hơn 2.000 người. Chu Tiến qua trường như thế, tự nhiên là muốn hư trường thành thế. Tạ Thà Trấn Hải sắc mặt phát lạnh, Nhớng mày nói. Vậy người muốn như thế nào? Chu Tiến cười hắc hắc. ca quỳnh đệ gần đây đều rất nghèo à, ngay cả cơm đều ăn không no thật vất vả đợi để có một khối thịt béo. Như thế nào có thể dễ dàng buông tha, chỉ cần ngươi thanh đem những hàng hóa này Giao cho chúng ta Chúng ta tuyệt đối không gây khó xử Các vị huynh đệ Long Nguy tiêu cục Hơn nữa từ nay về sau Chỉ cần các ngươi muốn đi qua Huynh đệ Kỳ Liên Sơn chúng ta nhất định sẽ đi phía trước Mở đường cho các ngươi Lão giả tử nghĩ thế nào Lục tâm trầm giọng nói Chú trại chủ Những hàng hóa này thật sự rất quan trọng Mong rằng trại chủ cùng các vị huynh đệ Nể mặt hai huynh đệ chúng ta mà bỏ họ Bọn tài hạ sau khi trở về nhất định có trọng lễ đưa lên. Chú Tiến cười tà nói. Hề, hey, không phải không để cho hai vị lão gia tử mặt mũi. Chỉ là các huynh đệ còn phải ăn cơm mà. Người nói là mặt mũi trọng yếu hay là ăn cơm trọng yếu hơn? <laughs> ta Trấn Hải hơi lạnh một tiếng nói. Mặt mũi chúng ta đã cấp cho các người. Muốn cướp sao? Xem các người có buồn sự này không đã. Vũ Trọng khó xử nói. Chúng ta cũng không nghĩ là sẽ có người chết, cho nên chúng ta muốn dùng lời lẽ khuyên các ngươi. Ha <laughs> ha, ha 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 Tạ Trấn Hải cười to ngắt lời nói. Các người đã làm cường đạo, chẳng lẽ còn muốn bọn ta hai tay dâng đổ lên sao? Lạ phù bước chân vào giang hồ hơn 40 năm, mưa gió gì cũng đã trải qua rồi, muốn đánh cứ đánh. Muốn đánh cứ đánh. Long uy tiêu cục mọi người đồng thanh hết lớn, xuất ra bộ dạng muốn liều chết đánh một trận. Wow. Chà, chà. người đã nói như thế vậy để lão tử đánh chết người trước rồi mới nói chuyện tiểu minh hét lớn một bước liền lao ra bọn người vu trọng đang muốn ngăn lại thì hắn đã đến trước mặt tạ trấn hải tạ trấn hải thấy hắn tiến tới trong lòng vui vẻ nếu có thể bắt hắn đem dạo ủy hiếp có lẽ có cơ hội rời đi nơi này tiểu minh có thể tiến lên như vậy vì biết mình một thân công lực đã là chu thiên kỳ tiểu thừa mặc dù võ công của hắn độc long trường chỉ là trung phẩm võ học nhưng uy lực của một đôi độc trường thì so với thượng phẩm võ học bình thường càng thêm khó đối phó hai tay đưa ra hướng tạ trấn hải mà đánh đến thấy một đôi bàn tay tối đen tới gần tạ trấn hải không dám chậm trễ vận kinh khí tụ vào hai đấm thận trọng đánh về phía đối phương tiếu minh cùng tạ trấn hải dù sao cũng không phải là cùng một tầng thứ sau khi hai người giao thủ mười chiêu liền phân cao thấp Lúc này Tiếu Minh giữa hai đấm của tạ Trấn Hải khổ khổ ngăn cản. Nếu không phải hai tay hắn có độc, có lẽ sớm đã bị bắt. Vũ Trọng thấy thế, trong lòng thầm mắng Tiếu hiểu được si. Nhưng chính mình huynh đệ không thể không cứu. Vì vậy lập tức nhắm phía chiến đoàn như cơn gió lao tới, muốn đánh úp lại. Một đòn sư tử xoay người tiến đến công kích. Người đến đúng lúc là lục tầm. Cơ hội thế này sao hắn có thể để người khác phá hư? Tự nhiên ra tay ngăn trở, hơn nữa ngoài miệng còn cười nói Trại chủ làm gì quấy rời nhã hứng của bọn họ vậy Không bằng để lão nhân ta đến cùng người luyện luyện Vũ Trọng trong lòng nóng vội Mắt thấy thiếu Minh đã sắp không chịu nổi nữa Nếu hắn bị bắt thì chẳng phải việc cướp đoạt này trở nên vô ích hay sao Chính tại lúc này thì Chu Tiến đột nhiên nhảy lên Trực hướng tạ Trấn Hải phóng đi Hét lớn một tiếng Lão thật vụ xem ngân tu độc châm của ta Chiêu này đúng là kế vây ngụy cứu triệu của Chu Tiến Quả nhiên Tạ Trấn Hải trong lòng thấy không hay, liền dừng tay lại, làm cho Tiếu Minh có cơ hội để thờ. Vù vù, độc châm bắn thẳng đến Tạ Trấn Hải. Thì bị Tạ Trấn Hải gầm lên một tiếng, bình, hai đấm sau khi trấn bài Tiếu Minh, tụ bà vung lên, đánh thành độc châm vang ra. Vô trọng thấy Tiếu Minh đã giải trừ nguy hiểm, cũng không muốn dây dưa, đánh ra song trường thuận thế mượn lực bay trở về. Hai phương trận doanh lập tức tách ra hai bên. Vũ Trọng thấy tình thế đã ổn định, cảm thấy âm thầm thở vào nhẹ nhõm nói ai đó chúng ta muốn chiến chúng ta chỉ là muốn bao vây các người mà thôi <laughs> vũ trọng vung tay lên sơn tạc chân quan đạo lập tức lui đến cửa quan đạo đặt những chiếc xe đã hỏng trên đường đi mà sơn tạc hai bên sườn núi cũng giờ cùng nỏ lên cả không gian trên núi đằng đằng sát khí ai cũng không dám coi thường hay vòng động song phương đều rằng co giữa ánh mặt trời chói trang nhạc phàm ngồi nhìn kỹ một hồi cuối cùng cũng hiểu được nguyên lai like là gặp được sơn tạc đang kiếm ăn trước kia hắn cũng từng nghe người ta nói qua chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng cũng khó nén được tò mò vì vậy tại một bên lẳng lặng mà nhìn bất quá làm hắn thất vọng nhất là ngoài vừa mới bắt đầu động thủ qua mấy chiêu song phương liền không có động tĩnh gì nhạc Phàm cảm thấy thật nhàm chán muốn rời đi vừa một đứng dậy thì phát hiện một đôi tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt vào áo hắn quay đầu lại thì thấy nguyên lai like là tạ tiểu thanh nha đầu bởi vì quá mức khẩn trương mà bất di bất giác nắm lấy quần áo hắn. Nhà phàm không để ý, ngược lại trong mắt hiện lên một tia ôn tình, trong lòng không khỏi giấy lên từ niệm. Cũng không biết tiểu nhã bây giờ thế nào, có phải là đã có thể mở miệng nói chuyện rồi không? Thu hồi suy nghĩ, hắn vỗ vỗ nhẹ vào đầu tiểu cô nương nhẹ nhàng nói. Không cần sợ hãi, bọn họ bây giờ đã không còn đánh nhau nữa. Nghe được nhà phàm an ủi, ta tiểu thanh hiểu được liền an tâm. Vì vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ là tay vẫn như cũ không buông nhạc phàm hỏi người có phải là lo lắng cho ông nội Tạ tiểu thanh ân một tiếng trong những lão nhân mà nhạc phàm nhận biết mà kệ là vạn tiên sinh tô phóng hào hay lệ vân mỗi người đối với hắn đều giống như thân nhân cho hắn trợ giúp phi thường đại cho nên sâu trong nội tâm nhạc phàm đối với lão nhân thủy chung đều có một phần tôn kính nhạc phàm không phải là kẻ rảnh rỗi mà đi quản chuyện người khác nhưng hắn tuyệt đối là một nam tử ân oán phân minh dám làm dám nhận hôm nay gặp được tình huống như vậy hắn trong lòng đã âm thầm quyết định tận lực trợ giúp vị tiểu khu nương này cùng với hai vị lão già một trận qua đi nhạc phàm đứng lên vỗ vỗ canh tay nhỏ bé của tạ tiểu quái niệm bảo ý buông ra tạ tiểu thanh vừa thấy liền chậm rãi buông tay ra bọn người vu trọng đang ngồi uống trà trong trướng nhìn ra thấy một bạch nam phát tử dẫn một tuấn mã màu đen theo hướng cửa quan đạo đi tới hắn muốn làm gì vậy mọi người nhìn thấy tràng cảnh như vậy trong lòng đều âm thầm cẩn thận lên ở phía trước nhất có một sơn tặc thấy nhạc phàm chậm rãi đến gần thì quát to tiểu tử người đến đây làm gì nếu còn tiếp tục đi tới lao tử sẽ không khai khí uy hách của sơn tặc không thể làm cho nhạc phàm dừng lại hắn vẫn đi như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới tên sơn tặc kia thấy người đến không thèm để ý tới phảng phất như bị sự vũ nhục to lớn. Wow! À, cầm đao nộ hống hướng nhạc phàm chém tới. Bình, sân tặc ngã sấp mặt xuống đất, mà nhạc phàm phảng phất giống như không có gì xảy ra, vẫn nắm cơ ngựa, dẫn ngựa, tiếp tục hướng đi phía trước. Mọi người ngạc nhiên, sao lại thế này? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Lợi hại, cao thủ, thâm tàng bất lộ. Trong đầu bọn họ kinh ngạc thầm nghĩ. Ba người vụ trọng hách nhiên đứng dậy, trong mắt gắt gao dương mắt nhìn nhạc phàm, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn tình cảnh vừa rồi ba người vũ trọng vẫn đều giương mắt chú ý nhưng bọn họ tuyệt nhiên không thể nhìn rõ động tác của nhạc phàm điều này đối với họ mà nói không thể nghi ngờ chính là một đả kích thật lớn thân là nhất lưu cao thủ trên giang hồ ngay cả người khác ra tay thế nào cũng không nhìn rõ thì chỉ có thể có một con đường tử ngọn đào đã nhiễm huyết nhiều năm nên bọn họ tự nhiên hiểu được đạo lý này rõ ràng tuổi của đối phương không lớn chẳng lẽ là thanh niên cao thủ do thế gia bồi dưỡng? Nghi vấn tại trong đầu bọn người vũ trọng hiện lên. Không chỉ là ba người vũ trọng, ngay cả tạ chấn hải cùng lục tầm cũng là có cùng ý nghĩ. Tạ chấn hải cùng lục tầm thật ra thấy rõ động tác của nhạc phàm, nhưng làm cho bọn họ khiếp sợ, chính là nhạc phàm chẳng những ra tay cực nhanh, hơn nữa vừa lạnh vừa chuẩn, một đao liền chém đứt cổ họng tên sơn tạc kia. Kinh nghiệm già dặn cùng thủ pháp giết người như thế, thật sự làm cho lòng người cảm thấy run sợ. Thật may là không phải địch hai lão trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm thấy nhạc phàm dần dần đến gần sơn tặc phía trước trong lòng thảm thắc không ngừng không tự giác hướng lui về phía sau những sơn tặc kế tiếp cũng tránh ra hai bên cuối cùng chỉ thấy ba vị trại chủ đi lên Vũ trọng chắp tay nói xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là người của long uy tiêu cục nhạc phàm dừng bước nói không phải không phải vũ trọng sững sờ nói không phải vậy chính ngươi vì sao chạy đến xen vào việc của người khác lại còn đánh chết huynh đệ ta Nhạc Phạm cười lạnh. Quả nhiên không nói đạo lý. Rõ ràng là hắn đi lên trước, vậy mà còn hỏi ta vì sao giết người. Đã như vậy, ta đây cũng không có gì phải khách khí nữa. Giết thì giết, ai kêu hắn cản đường ta đi. Ta muốn đi, các người không thể cản ta. Nhàn nhạt, nhạt nói xong lại tiếp tục dẫn ngựa đi về phía trước. Bọn người vũ trọng sắc mặt nhìn đã khó coi, thì lúc này càng khó coi hơn. Bọn họ hoành hành kỳ liên sơn hơn 10 năm, chính là quan phủ triều đình cũng không dám chọc vào bọn họ. Vậy mà hôm nay bạch phát thanh niên này chẳng những giết huynh đệ hắn, còn đối với bọn họ hưu trương như thế, bọn họ sao có thể nuốt nổi cỗ ốt khí này chứ? Vô trọng trong lòng tức giận thầm nghĩ, Ê, cho dù ngươi là thế gia công tử, lão tử cũng phải giáo giáo huấn huấn ngươi, nếu không sau này như thế nào phục chúng. Tại trong mắt bọn người Vua trọng, trên người nhạc phàm không có chút nội lực, nhưng hết lần này tới lần khác ra tay cực nhanh, làm cho bọn họ cũng không thể thấy rõ, nên thầm nghĩ chính là ngoại gia cao thủ, vì để ngựa vạn nhất vũ trọng hướng tiếu minh chu tiến liếc mắt nói lão nhị lão tam chúng ta cùng lên lĩnh giáo công vụ của vị tiểu huynh đệ xem hắn có hay không bổn sự này dám rảnh rỗi mà đi quản chuyện của người khác vừa dứt lời tiếu minh cùng chu tiến liền bắt đầu bao vây nhà phàm tạ trấn hải đang muốn tiến lên thì bị lục tầm giữ lại nói chúng ta không thể khinh cử vọng động nếu không song phương đại chiến chúng ta không thể thu tập. xem trước rồi mới nói chuyện nếu vị tiểu huynh đệ kia thực sự gặp nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ ra tài tưởng trận. Tạ Trấn Hải sau khi thấy động tĩnh của nhạc phàm thì trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Lên! Vũ Trọng hét lớn một tiếng, cùng Tiếu Minh nhắm phía nhạc phàm tiến lên, mà chú tiến trước sau vẫn không nhúc nhích. Quẩn chiến! <laughs> nhạc phàm cờ lạnh một trận, không lùi mà tiến tới ngành chiến. Lấy tay làm đao, hai chân như roi, tay chân phối hợp, ngân chiến hai người đang tiến tới, công phu sử dụng đúng là cầm nã thập bắt đà. Bà, bình bình. Trong nháy mắt, ba người đối nhau hơn 10 chiêu. Nhạc phàm lấy nhanh đánh nhanh, mỗi chiêu đều trực chỉ điểm yếu hại, làm cho vu trọng tiếu minh không thể không đề phòng. Lấy một địch hai, bây giờ xem ra ẩn ẩn chiếm thượng phong. Vũ Trọng cùng Tiếu Minh mặc dù bị bao vây vào trạng thái bị động dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Nhạc phàm, nhưng hai người phối hợp phi thường ăn ý, không có một tia bối rối phòng thủ càng thêm chặt chẽ, một giọt nước cũng khó thấm qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đánh đến hai ngày đêm cũng không thể phân thắng bại. Hơn nữa, bên cạnh còn có Chu Tiến như làng như hồ đang nhìn đăm đăm vào chiến trường. Trên quan đạo, nhà phàm đang cùng hai người vũ trọng tiếng minh đánh đến bất diệt nhạc hồ, dưới ánh nắng chói chang Công kích của nhạc phàm trên chiến trường cho tới bây giờ đều là nhất chiêu chí mạng, căn bản là không có cơ hội luyện thủ, bây giờ khó có thể được cùng cao thủ so chiêu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có được này. Theo hai tay của Nhạc Phàm, lực đạo dần dần tăng thêm, áp lực lên Vu Trọng Tiếu Minh cũng càng lúc càng lớn, mồ hôi từng giọt từng giọt bất giác từ trán tràn ra. Thượng phẩm võ học trong chốn võ lâm nghiên cứu đúng là công thủ kiêm bị. Lực khí bình hành mà cầm đá thập bắt đả do Nhạc Phàm tự cải biên cũng có sự khác biệt nhất định. Phò võ công này khi phóng ra thì sắc bén vô cùng, nặng như thái sơn áp đỉnh, nhanh như thiểm điện xét đánh, thế như ưng kích trường không, dồn dập như sóng vỗ bờ, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Khi mà phòng thủ là như bàn thạch, thanh tùng chắc chắn bất di. Võ công như thế có thể nói là cực đoan cực trí, cho dù không phải thượng phẩm võ học, nhưng uy lực nếu so với thượng phẩm võ học còn muốn cường hơn hai cấp. Quả nhiên chiêu thức công kích nhập phàm tinh luyện cường hãn, quyền cước thi triển càng đánh càng thuận, nhịn không được phấn khởi kêu lên một tiếng cà vút, phảng phất như là chút đi buồn bực trong nửa tháng qua nhìn chiến pháp không thèm phòng thủ mà chỉ có tiến công của nhà phàm hơn nữa còn là những thế công không thể đoán được những người đang xem ở đây kinh ngạc không thôi đều tự âm thầm suy tính chính mình dưới công kích như vậy thì đến tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu hảo sắc bén đích tiến công thà trấn hải quả là siêu quá nhất lưu cao thủ trên giang hồ đối với giải thích võ công chiêu thức xa xa làm cho người khó có thể tưởng được vậy mà lúc này có thể thấy vẻ mặt mê hoặc của hắn không xác định được hỏi nhị đệ vì kia tiểu huynh đệ đang dùng là cái chiêu thức ta như thế nào nhìn quen mắt như vậy nhưng lại nhớ không nổi là công phu của môn phái nào ta cũng thấy nhìn thật quen mắt đúng rồi ta biết hắn dụng đích cái gì chiêu thức lục tâm trầm tư một lát đột nhiên đại ca chiêu thức quen thuộc như thế chúng ta đừng nhìn gặp qua hơn nữa người cũng biết phò võ công này ầy ta cũng biết vậy thì như thế nào lại nghĩ không ra ta chấn hài vẻ mặt mờ mịt Lục Tiếu cười a à a à nói, bởi vì chênh lệch quá lớn, cho nên người nhất thời không thể tưởng tượng được mà thôi. Vì tiểu huynh đệ kia dụng chính là công phu không vào lưu trên giang hồ, cẩm nã thập bát đả Người nói có phải chúng ta đều biết? Cái gì? Là cẩm nã thập bát đả Ta chấn hải kinh hô. Nếu thật sự là cẩm nã thập bát đà, đường nhìn ta biết, nhưng nhìn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được à? Hơn nữa, cẩm nã thập bát đà có thể lợi hại như vậy sao? Lục Tầm nói, tả dám khẳng định, hắn dùng đúng là cẩm nã thập bát đả, chỉ là công phu này đã được dung hợp một ít chiêu thức riêng. Hơn nữa, vị tiểu huynh đệ kia công kích tốc độ quá nhanh mới có uy lực lớn như vậy. À, có trách ta nhìn quen mắt như vậy à, không nghĩ tới cẩm nã thập bát đả trong tay tiểu huynh đệ này lại có uy lực như thế. Ta vẫn thường tự nhận kiến thức võ công là cao cao nhất đẳng, xem ra chỉ giống như ếch ngồi đại giếng à. Ta chấn hài nhịn không được một trận cảm thán, Chú Tiến đứng ở một bên vẫn không tham chiến. Hắn đang đợi một cơ hội thật tốt để đánh lén. Trong khi ba người đang đánh đến thủy hỏa bất phân, là lúc chú Tiến lặng lẽ đi đến sau lưng nhạc phàm. Chẳng biết khi nào trong tay đã lấy ra rất nhiều ngân châm. Đột nhiên hắn bay lên giữa không trung, sau đó một tiếng phá không vang lên, ngân châm bắn về phía nhạc phàm. Cẩn thận! Bọn người tại Trấn Hải thấy thế nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Nhạc phàm trên chiến trường đánh giết nhiều năm. Đến ngay cả việc đối phương đánh lén đều không chú ý đến, thì hắn cũng không có khả năng sống sót đến bây giờ. bất quá nhắc nhở của bọn người tại Trấn Hải làm cho trong lòng hắn càng có hảo cảm ơn. vù vù vù, hơn trăm cây ngân châm tề tề hướng về những bộ vị yếu hại trên lưng nhạc phàm bay đến. nhạc phàm hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại, phảng phất như có mắt ở phía sau, nhanh chóng cải biến chiêu thế, hai chân một chuyển, cả người nhanh chóng quay ngược trở lại, mạnh mẽ chuyển qua vu trọng bên cạnh, né tránh ngân châm đánh lén, tiếp tục công kích không ngừng. chủ tiến dựng sờ, không nghĩ tới trăm cây bách linh ngân tu trầm của chính mình chuyên dùng để đánh lén lại không có nửa điểm tác dụng bây giờ đối phương đã có đề phòng tiếp tục đánh lén cũng là dư thừa bất đắc dĩ hắn đành phải lựa chọn mặt trước đối chiến chu tiến vừa đánh lén xong liền hư một tiếng hướng chiến đoàn phóng đi vì chu tiến gia nhập tình thế chiến đoàn lập tức có sự biến hóa vũ trọng tiếng minh chuyển thủ thành công được chu tiến phối hợp liền hạ hai đấm trọng trọng hướng về phía nhạc phàm đánh tới âm một tiếng nổ quyền cước ba người chạm nhau liền trong nháy mắt tách ra hào trọng đích lực Vì vì cũng không rõ lực lượng của đối phương như thế nào sau khi vu trọng tiếu minh cùng nhạc phàm ngạnh đánh cảm giác hai tay run run nghĩ cũng không rõ lực lượng của đối phương như thế nào lại to lớn như thế trên quan đạo ba người vu trọng dàn thành hình tam giác nhanh chóng vây lấy nhạc phàm ở trung ương vu trọng chậm rãi rút ra diệp loan đao vẻ mặt lãnh ngạo nói công kích của người đích xác rất lợi hại nhưng cũng phá không được phòng thủ của chúng ta vì tỏ vẻ tôn kính đối với người chúng ta quyết định dùng tam hợp trận cùng ngươi toàn lực một trận chiến tam hợp trận bọn người tại trấn hải một trận kinh hô nhạc phàm không phải người trong giang hồ không nghe nói qua trận pháp như thế nhưng bọn họ đều tại trên giang hồ hành tẩu nhiều năm đương nhiên biết lợi hại của tam hợp trận tam hợp trận là tuyệt chiêu cuối cùng của vu trọng ba huynh đệ bọn họ năm đó mới bước chân vào giang hồ đã giết chết một kiều địch trong lúc vô ý tại trên người hắn tìm được một tờ trận thuật. Đúng là dựa vào trận thuật này, bọn họ mới có thể phong quang như hôm nay. Hợp kích trận thuật này trên giang hồ cũng được coi là thượng kỳ trận, chỉ cần ba nhất lưu cao thủ bài trận liền có thể tiếp cận uy lực của tiên thiên cao thủ. Tạ Trấn Hải bọn người biết nhạc phàm võ học chiêu thuật phi phàm, nhưng cũng không nghĩ hắn có thực lực của tiên thiên cao thủ, trong lòng không khỏi vì hắn mà bắt đầu âm thầm lo lắng. Nhạc phàm đối với trận pháp cảm thấy phi thường hứng thú, bây giờ có ba vị cao thủ liên thủ bài trận, hơn nữa nhìn về mặt mọi người có thể thấy được trận pháp này nhất định rất lợi hại trong mắt chợt lé lên nét hưng phấn rồi biến mất đến đây đi nhạc phàm trong mắt hiện ra chiên ý nói hưu hưu chu tiến hai tay vung lên ngân tu trâm rời khỏi tay bắn thẳng đến nhạc phàm ngay sau đó cũng tiến về phía nhạc phàm phốc phốc tiếu minh dùng một đôi độc trưởng hướng mặt bên của nhạc phàm đánh tới vù đa phong của vũ trọng nhanh chóng tấn công hạ bàn của nhạc phàm ba người thủ đoạn không đồng nhất tại những phương vị bất đồng, đồng thời công kích nhạc phàm, phối hợp nghiêm mật như thế cùng với phương thức công kích độc ác. Thấy mà trong lòng mỗi người một trận mồ hôi lạnh. Nhạc phàm thân ở trong trận nên càng có sự lĩnh hội rõ ràng, mày nhíu lại về mặt ngương trọng, người rất nhanh vặn vẹo, hiểm hiểm tránh khỏi ngân châm bay tới, lập tức hai tay một chiêu, dụng phương pháp làm giảm lực đánh phá công kích của ba người. Thật là một hợp kế thuận lợi, ba người liền có uy lực như thế. Nhạc phàm thầm than, tay chân không dám có chút lờ đánh. Đối mặt với công kích của ba người vô trọng, hắn bây giờ không có cơ hội hoàn thủ, chỉ có thể nhờ vào phòng tự quyết của cầm nã thật bắt đà để toàn lực phòng thủ. Ba, ba, ba. Lúc này song phương đều lấy nhanh đánh nhanh, muốn xem ai nhanh hơn ai. Bất quá, nhà phàm rõ ràng bị vây thấy yếu, toàn lực phòng thủ, mặc dù giúp hắn không có một điểm thương tổn, nhưng cũng không có một chút cơ hội phản kích. Những chiêu thức huyết lệ trên chiến trường đem so với những lần giao đấu trên giang hồ thì không có nhiều. Do đó, cuộc chiến của Nhạc Phàm làm người xem hưng phấn không thôi, phảng phất như đã quên đi tình thế khẩn trương hôm nay. Tạ Trấn Hải thu hồi tâm thần, quay về lục tầm nói, Nhị đệ, dựa vào nhãn lực của ngươi, có thể nhận ra lai lịch tiểu huynh đệ này không? Thành niên Tuấn Kiệt lợi hại như thế, trên giang hồ cũng không có bối cảnh. Người như thế nào không nghe nói qua có một nhân vật như vậy. Lục tầm cười khổ nói, Ta tự nhận linh thông tin tức trên giang hồ Nhưng về vị tiểu huynh đệ này Thì một chút ấn tượng cũng không có Tất cả võ công hắn dùng Đều là những chiêu thức không vào lưu trên giang hồ Nhưng công kích cùng phòng thủ Cũng lợi hại đến khó tin Ta còn chưa gặp qua phương thức công kích cực đoan như thế Thế công chưa từng có từ trước đến nay Liền miền không ngừng Phòng thủ thì như bản thạch bất di, Hoàn toàn không giống với thủ đoạn của người trong giang hồ Nói xong lắc đầu tự diễu là nhìn về phía nhạc phàm bốn người đánh nhau càng thêm kịch liệt người xung quanh đều binh trụ hít thở Lặng lặng nhìn kỹ bọn họ trên quan đạo đạo thanh âm lý lý ba lạp truyền khắp cả sơn lĩnh không sai hợp kích thuật của bọn họ quả nhiên là rất lợi hại bất quá công kích như thế cũng không làm gì được ta bây giờ ta đối với trận thuật này cũng có sở dài đã đến lúc kết thúc nhạc phàm trong lòng quyết định thân hình đột nhiên chuyển hướng hai chân đạp mạnh trực hướng tiếu mình tiến đến tiếu minh một trận dần mình thấy nhạc phàm biến chiêu như thế liền một bước chuyển qua phía hai người bên cạnh lập tức tạo thành một hàng thẳng tắp do tiếu minh cầm đầu đồng thanh nói tạm tình quán nguyệt vũ trọng song trưởng hướng đến lưng chu tiến chu tiến lại đưa hai tay tiến vào lưng tiếu minh hai người đồng thời đem nội lực chính mình truyền cho tiếu minh đi tìm chết à theo tiếu minh một tiếng quát lớn song trưởng cùng với nhạc phàm ngạnh kháng ầm um, chấn động kịch liệt làm bụi đất bay lên Lúc đó xung quanh sơn lĩnh khí lãng thật lớn hướng ra bốn phía tản ra. Người xung quanh thấy thế nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị luồng khí lãng xâm nhập. Nhà phàm bị chấn lui mười bước mới có thể định trụ thân hình, kinh mạch hai tay run lên, ngay cả nội phủ cũng bốc lên huyết khí. Trong lòng cả kinh nói, Và người tập trung lực lượng lại, lại có thể cố uy lực như thế, xem ra ta cũng xem nhẹ địch nhân rồi à. Bọn người tiếu minh tuy một chút không rời, nhưng trong lòng lại đang rung động cực kỳ. Người khác không thể thể hội hết được, đối phương chẳng những không sợ hãi độc trưởng xâm nhập, lại còn dưới một kích hợp lực của ba người. Thế nhưng chỉ là bị đánh lui mà thôi. Tình hình như vậy mà nói, với bọn họ thật sự là một đả kích trầm trọng mà. Nhạc phàm vẫn đang âm thầm điều động, thất tình khí đã thông kinh mạch hai tay, nhưng đối phương không để cho hắn có chút cơ hội. Vũ Trọng tiến lên trước tiên, truy phòng đào quả nhiên không hổ danh khoái trên giang hồ, đao đao đều nhanh vô cùng, hơn nữa thi triển bất định như gió, làm cho người ta khó lòng phòng bị. T. Nhạc phàm phản ứng cực nhanh, hiểm hiểm né qua đao của Vu Trọng, trước cực áo cũng rách một đường lớn. Nhất chiêu không thành, Vu Trọng nhất định không buông tha, cổ tay vừa lật đao thế thì nhanh chóng quay ngược lại, trực hướng cổ của Nhạc phàm mà đi. Trong lúc hai người chiến đấu, Tiếu Minh Chu Tiến cũng xông tới, Nhạc phàm lại bị bao vây, chỉ có thể lâm vào cảnh phòng thủ. Thật là lợi hại đích trận thuật. Tạ Chấn Hải trước kia cũng chỉ là nghe nói, hôm nay được kiến thức mới biết được rằng nghe không bằng thấy, hắn không cho rằng chính mình lúc này nếu trong trận có thể an toàn mà lui. Trong lòng không khỏi đối với nhạc phàm gia tăng vài phần bội phục. Dưới ánh mặt trời chói trang, thể lực tiêu hao phi thường lớn. Nhạc phàm giới hợp kích của ba người chống đỡ suốt một canh giờ có vẻ có chút mỏi mệt. Hắn đã tử rất nhiều phương pháp công kích, dùng tốc độ công kích, dùng lực lượng công kích, dùng linh hoạt công kích, vẫn không thể phá khai trận này. Lúc này song phương đã đánh nhau tới bạch nhiệt hóa giai đoạn, ngoại nhân căn bản không thể nhúng tay lực công kích không đủ, căn bản không thể phá tan hợp lực của ba người. Công kích, công kích. Nhạc Phạm vừa ngăn cản ba người tiến công, vừa khổ khổ tự tìm lại trong tất cả chiêu thức của chính mình, như thế nào mới có thể công phá hợp kích thuật của địch nhân. Ảch! À, Nhạc Phạm trong đầu đột nhiên linh quang trật hiện, lôi phạt. Hắn đã được thể hội rõ ràng sự lợi hại của chiêu này, nếu không phải chính mình thể phách đặc thù, có lẽ cũng sớm bị đánh chết. Nghĩ đến liền lập tức hành động, Nhạc Phạm độc thân tiến về phía chủ tiến, bắt chước lực độ cùng biến hóa lôi phạt tam điệp lãng đánh đến chu tiến đồng dạng đang rất nhanh lắc mình đến một bên cùng với vu trọng tiếu minh hội hợp tàn tình quán nguyệt vu trọng hai người lại đem nội lực truyền cho tiếu minh bình song trưởng đối song quyền trong lòng tiếu minh đang cười lạnh nhà phàm chẳng những không nhúc nhích ngược lại biến quyền thành trường rất nhanh đánh về phía song trưởng tiếu minh và nhà phàm quát lớn một tiếng chẳng nháy mắt khi bốn trưởng sắp chạm vào nhau đột nhiên bộc phát lực lượng toàn thân bình song phương đều bị đẩy lui mấy bước xung quanh mọi người một mảnh hoa nhiên đã đánh lâu như vậy bọn họ cũng lần đầu tiên thấy nhạc phàm đánh lui vu trọng ba người nhạc phàm nhất chiêu đắc thủ trong lòng đại định xem ra thật sự là như thế lực độ với khống chế cơ thể cùng bộc phát mới có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến đính đoan thân hình vừa ổn nhạc phàm lại tiến lên tạm tình quán nguyệt bình 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 đánh ba lần một lần so với một lần trọng Nhạc Phạm chỉ là lui một bước nhỏ mà Vu trọng ba người lại bị đánh đến sờ sát. Mọi người ngạc nhiên. Nhạc Phạm vừa rồi còn chỉ có thể phòng thủ. Sau nháy mắt công phu, hắn giống như là được ăn gì đó tăng lực lại trở nên xanh mãnh như thế. Tạ Trấn Hải cũng là có vẻ mặt khiếp sợ, lầm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn vừa rồi vẫn đang bảo tồn thực lực? Một bên lục tầm lắc đầu nói. Tạ cũng không biết. Bật quá, chiêu thức hắn vừa dụng chính là lôi phạt tàm điệp lãng bốn tiếng bình bình vang lên lúc tâm còn chưa nói hết liền nghe được nơi đánh nhau có tiếng cả người như bị điểm huyệt như thế nào vẫn không nhúc nhích trong mắt chứa đầy vẻ không tin nhạc phàm lại một lần nữa xông lên liên tục ba lượt đánh qua đi đánh văng hai tay tiếu minh khống chế toàn thân cơ thể cùng lực lượng lại bộc phát phốc tiếu minh hai tay bị đánh giặt ra trung môn mở rộng cùng lúc song trưởng nhạc phàm đã đặt ở ngực hắn cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài trên không trung máu tươi phun ra nếu không phải có nội lực cường đại hộ thể, có lẽ một mạng đã ô hô à hà. vu trọng, chú Tiến thấy thế lập tức nhắm phía Tiếu Minh tiếp lấy hắn. Chú Tiến từ trong lòng móc ra một lạp dược hoàn đưa cho Tiếu Minh ăn vào. Đứng dậy, quay về phía nhạc phàm lạnh lùng nói. Các cả thật sự là hảo công phu, lại có thể phá tam hợp trận của bọn tài hạ. Xin hỏi quý tính đại danh của các hạ, dùng công phu gì? Lý nhạc phàm, vừa rồi dùng chính là nhạc phàm như như mày nói, ta gọi nó là phá kính. Phá tất cả vừa ra, vô phòng bất phá. Bộ công phu này chính là thiên hạ kỳ học từ nay về sau nổi tiếng hậu thế. Phá kính kiểu kích. Từ lúc nhạc phàm đánh ra tứ toàn kích, cả tòa sơn đạo đều trở nên im lặng dị thường. Tà Trấn Hải chừng hai mắt nói, hắn, hắn như vậy lại có thể đánh ra tứ toàn kích. Ê, hắn đến tột cùng là cái gì quái vật à? Hành đầu giang hồ hơn 40 năm, ta à, cũng lần đầu tiên thấy con người có thể bộc phát tứ toàn kích. Lục Tâm lẩm bẩm nói, bộc phát tam toàn kích đối với cơ thể cùng với lực độ đã có yêu cầu cực cao, đó là cực hạn mà con người có thể thừa nhận. Hắn như thế nào lại có thể tiếp tục bộc phát ra tứ toàn kích cơ chứ? Cho dù là ngoại gia cao thủ như là Thiếu Lâm Không Văn cũng không có khả năng đánh vỡ cực hạn đó. Trong lòng mọi người đầy mê hoặc. Đối với lai lịch của nhạc phàm thì càng thêm tò mò kỳ thật trên giang hồ có thể toàn kích mấy lần cũng có rất nhiều nhưng lúc công kích cũng không rõ hư thật không biết đối với cơ thể có ít nhiều bao nhiêu yêu cầu với lôi phạt quyền trong lôi phạt tam điệp lãng mặc dù cũng là tam hoàn kích nhưng lại lấy việc biến hóa là chính đối với lực lượng cũng là kém rất nhiều mà vừa rồi theo lời của bọn lục tầm toàn kích chính là đem thân thể năng lượng bộc phát ra loại này toàn kích chẳng những đối với khống chế cơ thể yêu cầu phi thường cao hơn nữa tự thân còn phải thừa nhận áp lực sau khi cơ thể bộc phát tác dụng phụ to lớn như vậy nên bình thường chỉ có ngoại gia nhất lưu cao thủ mới có thể luyện tập bất quá cho dù là ngoại gia siêu nhất lưu cao thủ như thiếu lâm không văn đại sư cũng chỉ có thể liên tục bộc phát ba lượt mà nhạc phàm lại bộc phát tứ toàn kích sự thật đã vô tình đánh vỡ những quan niệm truyền thống của mọi người giờ phút này ba người trung tiến đã không thể dụng lại hợp kích thuật Đối mặt với nhạc phàm với công kích cường hãn như thế, bọn họ càng không thể có một điểm tin tưởng có thể thắng. Chu Tiến sắc mặt âm trầm phất phất tay thầm nghĩ, chúng ta đánh không lại, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. Sơn tạc trên sườn núi lập tức dương công hướng về phía nhạc phàm. Địch sơn tạc trên đường cũng dần dần vọng động. Nhạc phàm thấy thế cảm thấy thở dài. À, không nghĩ tới, vừa rời khỏi chiến trường không lâu, giờ lại phải dùng ác đao hừ lạnh một tiếng chậm rãi rút ra trường đao bên hông hắn lại muốn làm gì tạ trấn hải đang muốn hạ lệnh hỗ trợ thì phát hiện nhạc phàm đứng yên bất động rút ra trường đao áp lực khẩn trương dần dần tăng lên nhanh chóng theo động tác từ từ rút từng đoạn từng đoạn trường đao của nhạc phàm một cỗ hơi thở nồng đặc từ trên người hắn khuếch tán ra những sơn tặc vây bắt nhạc phàm hai chân không chịu nghe lời đều hướng lui về phía sau trong mắt là sự sợ hãi là sự tuyệt vọng là tử vong ngay cả đoàn ngựa cũng bắt đầu lo sợ kêu lên thất thanh chu tiến nuốt nước miếng hỏi hào 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 trọng sát khí thiên à tiểu tử này đến tột cùng là ai đối mặt với nhạc phàm tận trời sát khí trong lòng hắn phi thường hối hận tự nhiên lại đi chọc vào một sát thần như vậy sát 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 Bà âm thanh hét lớn nhất thời làm cho mọi người cảm giác thân đang ở xa trường đối diện với thiệt quân vạn mã sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhạc Phàm nhất đao chém vào hư không, lạnh lùng nhìn kỹ đám sơn tặc xung quanh nói: người chết trên tay ta nhiều lắm, mặc dù ta không thích giết người, thế nhưng ai lên đây? Lúc này mặt trời đã nhô lên cao, nhưng Nhạc Phàm tán vọng ra sát khí như làm cho cả tòa sơn đạo trở thành hàn băng, lạnh lùng đến thấu xương. Chúng sơn đạo sao dám tiến lên nửa bước? Mỗi sơn tặc quay mặt lại nhìn nhau, cuối cùng hướng về ba vị trại chủ. Xin đợi đã, Vũ Trọng nâng Tiếu Minh dậy, liền vội nói, kính mong các hạ hạ thủ lưu tình, chúng ta làm sơn tặc trên đăng hồ cũng là vì cuộc sống. Chuyện hôm nay là chuyện chúng ta không đúng, dù sao tất cả mọi người đều không có gì tổn thất, việc này liền bỏ qua, các hạ nghĩ thế nào? Chu Tiến muốn nói chuyện, lại bị Vũ Trọng ngăn cản. Tạ Trấn Hải bọn người càng không có ý kiến gì, tất cả đều hướng mắt về phía nhà phàm, đang chờ đợi ý tứ của hắn. Vũ Trọng lại nói, các hạ đã thắng bọn tài hạ, có yêu cầu gì xin cứ nói. Nhạc Phạm cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đối phương chuyển biến cực nhanh như vậy. Sau khi kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt, nói, ta nói, ta muốn đi, đừng ngăn cản ta. Nói xong liền thu hồi thanh đao vào bên hông. Vũ trọng sững sờ, phảng phất như việc này là một đại hiểu lầm, lại vì việc nhỏ như thế này mà làm nên cục diện như thế, trong lòng khóc cười không được. Vũ trọng nhíu mày nói, hảo, các hạ đã đại lượng như thế, bọn thầy hạ cũng không dám dày dưa hướng về phía nhạc phàm chắp tay, rồi quay về bọn sơn tạc quát. Toàn bộ mọi người trở về sơn trại. Nhìn theo bọn sơn tạc rời đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghiệm qua việc vừa rồi giống như là nằm mơ. tiêu Sư Môn ngồi bệt trên mặt đất thở mạnh, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Sơn đào lại khôi phục sự bình tĩnh như lúc trước, chỉ có những con ngựa không ngừng kêu to. Nhạc phàm đi đến bên tuấn mã, sờ sờ tông mau của nó. Chậm đã, Nhạc phàm vừa định rời đi, tạ trấn hải tiến lại nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi ra tay tường trợ. Nếu không, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng được. Nhạc Phạm hùa tay nói, Các ngươi không cần tạ ta, ta tình không có giúp các ngươi, chỉ là bọn họ muốn cản ta. Sau khi thu đao, sát khí của hắn lại liếm nhập vào trong cơ thể, mặc dù cũng có chút lạnh như băng, nhưng không đáng sợ như vừa rồi. Lục Tâm cũng đi lên nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay nếu không có tiểu huynh đệ ra tay bọn đại hạ cũng sẽ không toàn thây mà lui từ nay về sau tiểu huynh đệ có chuyện gì đều có thể tới thái nguyên lao nguy tiêu cục của chúng ta lão nhân nhất định không từ chối nhà phàm nhẹ nhàng gật đầu nói ta đích xác có việc cần hỏi không để ý tới vẻ mặt trinh trinh của lục tầm liền hỏi xin hỏi lão tiên sinh từ nơi này đến chữ huyền thành đi đường nào là gần nhất lục Tâm cũng không để ý nói từ nơi này đến chữ huyền thành đi đường nhỏ chỉ cần ba ngày nhân tiện nói có thể thấy người không quen thuộc đường đi sẽ dễ dàng bị lạc đường nên ta khuyên người hãy đi quan đạo thì tốt hơn nhạc phàm nhẹ nhàng gật đầu thầm nghĩ đúng vậy nếu là lạc đường nhất thời thời gian cũng chậm trễ càng nhiều cảm ơn cáo từ khoản đã ta trấn hải gọi nhạc phàm lại nói tiểu huynh đệ muốn đi chữ huyền thành sao ê nhạc phàm gật đầu ta trấn hải nói tiểu huynh đệ đã muốn đi chữ huyền thành Đi theo quan đạo vừa hay cũng vừa đi qua Thái Nguyên, cùng đường với cháu gái của ta, không bằng hãy cùng đi như thế nào?" Nhạc phàm trầm tư một lát rồi rõ ràng nói: "Tốt, đi thôi." Nói xong liền nhảy lên tân mã. Tạ trấn Hải không nghĩ Nhạc phàm lại sảng khoái như thế, lại có thể đáp ứng nhanh chóng. Những điều muốn nói đều dừng lại tại yết hầu, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người về phía Tạ Tiểu Thạch nói: "Thanh nhi, trên đường rất nguy hiểm, ngươi về trước đi." đợi ông nội xong việc sẽ trở về gặp ngươi. Tạ Tiểu Thanh quyết chứ cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng nhảy lên ngựa, được bốn vị tiêu sư hộ tống rời đi. Thấy bọn người Tạ Tiểu Thanh đi xa, Lục Tầm mới nói: đại ca, người muốn tiểu huynh địa kia tống Thành Nhi một đoạn sao? người yên tâm sao? Tạ Trấn Hải thở dài, hey, bây giờ đang rất nguy hiểm, nếu dân tộc lại đến tìm Viền Toái, thì Thanh Nhi có thể gặp nguy hiểm đi cùng với tiểu huynh đệ kia ta cũng yên tâm hơn rất nhiều hơn nữa ta hành tẩu giang hồ hơn 10 năm bản lĩnh nhìn người cũng có thể tin tưởng mặc dù hắn sát khí rất nặng nhưng thu phóng tự nhiên không giống như những kẻ sát nhân hơn nữa ánh mắt hắn trong suốt trong mắt không có địch ý gì nên sẽ không có việc gì đâu à lục tâm gật đầu đồng ý mọi người kiểm tra lại xe hàng một chút chuẩn bị xuất phát trong kỳ liên trại Tiếu Minh vẻ mệt mỏi đang ngồi trên ghế. Mặt tái nhợt nói. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua như vậy sao? Lão tử nuốt không trôi cỗ ốt khí này à? Chát, vũ trọng vỗ mạnh cái bàn, nổi giận nói. Người, hay thật là ngủ ngốc. Tiếu Minh tại sân trại rất hoa trương, nhưng đối mặt với đại ca của mình thì lại như có nỗi sợ hãi từ cốt tử. Hôm nay bị đại nhục như thế, muốn tìm người trả thù, không nghĩ rằng đại ca lại đối với mình phát ra hỏa tính như vậy nên nhất thời sững sờ không biết phải làm thế nào mới tốt chu tiến thu hồi về mặt nham hiểm quay về tiếng mây nghiêm túc nói thủ này ta thấy không nên muốn tìm người trả chẳng lẽ người đã quyền cỗ sát khí kinh nhân vừa rồi sao ta còn chưa bao giờ gặp qua sát khí nồng trọng như thế cho dù là một đại ma đầu đại danh địch đỉnh trên giang hồ cũng xà xà không kịp đại ca nói không sai những người này chúng ta không thể chọc vào à nếu ngu xuẩn đắc tội với những người như vậy thì chính là tự chuốc lấy diệt vong lần này chỉ có thể trách là chúng ta vận khí bất hảo à nói xong một câu cuối bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiểu minh cứng đầu nói chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao chu tiến nghiêm mặt nói có đôi khi trách lệch không phải là có nhiều người hay ít người là có thể quyết định à không biết đã nói qua một câu nơi nào có người thì liền có giang hồ có thể thấy được giang hồ rất rộng lớn à? Hôm nay trong một trấn nhỏ như Bình An Trấn, lại có nhiều người giang hồ đến đến đi đi. Bọn họ mỗi người đều mang một vẻ mặt nghiêm túc, tụ ba, tụ năm, tụ tập cùng một chỗ. Chính xác khách điếm duy nhất ở đây, Bình An khách điếm. Nhiều người giang hồ tụ tập đến một tiểu địa phương nơi đây, chẳng lẽ lại có đại sự gì phát sinh sao? Trong Bình An khách điếm, ở tầng trên có hơn 450 bộ bàn ghế, cơ hồ một nửa số đó đều đã ngồi đầy khách, đều đang thương lượng cái gì đó. Thật là náo nhiệt, nhưng cũng thật hỗn tạp. Kỳ quái chính là tất cả bọn họ thân đều mang binh khí. Hơn nữa, trà điểm trên bàn cơ bản không động đến, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, lại có một nhóm thân mang vũ khí tiến vào khách điếm. Sau khi nhìn quanh, liền tìm đến một chỗ ngồi xuống. Hoàng hôn Lã bản, cho ta một gian phòng nghe được khách điếm lại có người đến tất cả mọi người đều nhìn lại chỉ thấy một thanh niên áo trắng đầu toàn tóc bạc đang đứng ở cửa phía sau còn có một tiểu cô nương cùng bốn gã đại hán đi theo ngoại trừ tiểu cô nương kia những người khác đều mang theo vũ khí vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ bọn họ đúng là bọn người nhạc phàm bọn họ đi nửa ngày rốt cục trước khi trời tối đen mới đến được một khách điếm người xem bốn người phía sau mặt chính là quần áo là nguy tiêu cục nên khẳng định là tiêu sư của Long Huy Tiêu Cục. Thấy người đến không phải là người mình muốn tìm, mọi người trong khách điếm lại bắt đầu thảo luận. Bạch phát thanh niên kia là ai? Ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua? <laughs> có thể đúng là bởi vì chính mình trông có vẻ quái dị, nên từ trước tới nay đều không ra khỏi nhà, chúng ta đương nhiên không thể nghe nói qua. Ê, có lý à? Đúng rồi, người nói bọn họ có đến không, cũng đã qua một ngày rồi đường nhiên sẽ đến theo tin tức của lâu thượng lầu đã chuyển đến người không thấy nhiều người tập trung ở chỗ này sao kiên nhẫn địa à? mọi người nói tự nhiên nhạc phàm đều nghe nhưng cũng không liên quan đến hắn hắn cũng chẳng thèm để ý tới đi đến quầy tính tiền lão bản cho ta một gian phòng không đúng là bốn gian phòng còn có chúng ta nữa ta thử thanh từ phía sau đi lên nói nhạc phàm quay về trường quầy gật đầu nói ê bốn gian phòng tiền chúng ta tách ra mà tính bên ngoài ta còn có một hắc mã dù ta chiếu cố một chút trường quầy thấy khách hàng như vậy mặc dù có chút không vui nhưng hắn cũng cười hà ha hà ha nói hảo 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 hà tiếp theo dương giọng nói lục tử mạo dẫn khách vào gian phòng hảo hạng vâng một gã tiểu nhị phía tầng trên đi đến nở nụ cười nói khách quan mời lên lầu nhạc phàm vừa định lên lầu tạ tiểu thành nói đại ca ca người không ăn cơm chiều sao bông tiểu thành đã kêu lên rồi à Nói rồi dùng mắt to đang uông uông hức nhìn nhạc phàm. Nhạc phàm dùng mình sờ sờ bụng thầm nghĩ. Ta mấy ngày nay đi liên tục, cơ bản không ăn cái gì. Nếu không phải có người nhắc tới, thì vẫn còn cảm giác không đến à. Tính ra, dù sao cũng đều phải nghỉ ngơi, không bằng ăn ngon một tí rồi lại đi tiếp. Ê, tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước. Ta tiểu thanh nghe vậy thì cười vui nói. Lá bạn, đem tất cả những món ngon nhất đến đây. Lần này không cần phân ra để tính, ta mời khách. Trưởng quầy cười nói. Không có vấn đề, lục tử, báo cho phòng bếp làm nhanh đi. Hảo lè, khách quan ngồi trước đi, rất nhanh sẽ có mà. Tiểu nhị dẫn bọn người nhạc phàm đến cái bàn phía bên ngoài bên cạnh cửa sổ, sau đó khi đem trả lên, liền vội vàng chạy xuống nhà bếp. Sau khi ngồi xuống, một vị tiểu sư nói, Tiểu thư, nơi này hối tập nhiều người giang hộ như thế, tình hình có vẻ phức tạp à? Chúng ta ăn xong thì nên nhanh chóng quay về phòng. Ta tiểu thanh trẻ môi, bật cả hứng nói, Thật khó có đáo nhật để xem Vì sao phải đi Chỉ cần chúng ta không gây chuyện là được Bốn vị tiêu sư vẻ mặt rất bất đắc dĩ Thầm nghĩ Ê, Chúng ta đúng là sợ người gây chuyện à Nhạc phàm đột nhiên hỏi Hôm nay là ngày mấy Tạ Tiểu Thanh nói Hôm nay là ngày 8 tháng 8 Ngày 8 tháng 8 Ngày 8 tháng 8 Và ngày sau đúng là trung thu Nhạc phàm trong miệng thì thào tự nói, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lòng tràn ngập trong hồi tưởng. Đang khi tiểu sư cảm thấy khó xử, khách điếm lại đi vào bốn người, hai nam hai nữ. Bọn họ quần áo hoa lệ, mỗi người tướng mạo bất phàm, vừa thấy thì biết là danh môn đệ tử. Tà tiểu thanh tò mò hỏi, bọn họ là ai à? Một tiểu sư nói, nhìn bọn họ mặc tử biên áo xanh, nên chính là thanh thành phái tam đại đệ tử. À, trong khi hai người đang nói chuyện, bốn người đã hướng phương này đi tới một gã công tử tuấn giật bất phàm tiến lên nói các vị bằng hiếu là nguy tiêu cục chúng ta muốn ngồi ở cái bàn bên cửa sổ này các vị có thể rời đi một tí không tiêu sư đang muốn nói chuyện ta tiểu thanh bật thốt lên vì cái gì phải nhường cho các ngươi chúng ta cũng thích ngồi ở ban này tên nam tử kia mặc dù trong lòng tức giận nhưng không muốn cùng tiểu cô nương tranh chấp nên nhẹ nhàng nói tài hạ thanh thành phái từ rằng bằng hữu khả cho chúng ta một mặt mũi Tiêu sư cả kinh Cả cả đúng là một trong thanh thành tứ tú Tư sản tư thiếu hiệp Tư sản rất hài lòng với vẻ mặt của đối phương Ra vẻ khiêm tốn nói Đúng là tại hạ Ba vị phía sau đều là thanh thành tứ tú Dư mộng cầm, vũ vần cực và tịnh yên nhiên Người ở đây tất cả đều thấy ngạc nhiên Thanh thành tứ tú Tinh anh trong đám tuổi trẻ đồng lứa Trên giang hồ danh ký rất thịnh Tất cả bọn họ đều là chu thiên kỳ nhất lưu cao thủ Tiêu sư kia vội vàng chấp tài nói Kinh đại lâu, kinh đại lâu sau đó nhìn tạ tiểu thanh nói Tiểu thư, bốn vị đây là danh môn tránh phái Còn chúng ta cũng tính là đồng đạo Không bằng chúng ta nhường đi à Tạ tiểu thanh đương nhiên là cũng nghe nói qua đại danh của thanh thành tứ tú Chỉ là vì bây giờ vô duyên vô cớ bảo nàng ta đổi chỗ Trong lòng khó mà không tức giận Thấy nhạc phàm ngồi nhìn ngoài cửa sổ như không quan tâm chuyện gì Con ngươi vừa chuyển vừa cười hì hì Quay về tiêu sư nói Có thể à, ngươi bảo hắn đi luôn đi Tiêu sư thấy người tạ tiểu thanh chỉ đúng là nhạc phàm, nhất thời liền tức giận. Hôm nay một màn bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ai có lá gan dám đến trêu chọc? Nếu không phải là lão gia tử sai bọn họ bảo vệ tiểu thư trở về, có lẽ họ đã tránh xa xa rồi á. À? Cuối cùng, tiêu sư đành phải quay về bọn người từ sảng khó xử nói. Tử tiêu hiệp, chúng ta thật ra không có ý kiến gì, nhưng người cũng nên hỏi vị tiểu huynh đệ này. Nói xong chỉ về hướng nhạc phàm. Từ sảng dụng bình, kỳ quái, bốn người ngồi cùng một bàn mà lại không có quan hệ gì sao mãn tháng phi minh kính quy tâm chiết đại đao nhạc phàm nhìn ánh trăng sáng đang dần dần mọc lên ngoài cửa sổ những tư niệm về thân nhân lại gia tăng vài phần vì bằng hữu này có thể nhường cái bàn này cho tài hạ hay không một thanh âm thanh lãng cắt đứt sự tự tư của nhạc phàm nhạc phàm quay đầu nhìn lại thấy một khuôn mặt nam tử như ngọc khi vũ hiên ngang đang nhìn hắn hỏi ta không nghĩ đổi nhạc phàm nhàn nhạt nói sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ mọi người cũng đều sửng sốt không nghĩ tới nhạc phàm lại chẳng nể mặt mũi như thế trả lời trực tiếp rõ ràng như vậy vẻ mặt của bọn người tiêu sư càng thêm xấu hổ chỉ có tạ tiểu thanh lại một bên đang che miệng cười trộm lúc này một nữ tử mỹ mạo đi lên quát ngươi còn có phải là nam nhân hay không chẳng phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao Nhạc Phàm tư tự lại bị cắt đứt trong lòng tức giận, nhíu mày nói, "Ta như thế nào không có nghe nói qua, giờ cho người khác ngồi thì mới được gọi là nam nhân." Nhạc Phàm trả lời là thật, nhưng nữ tử này lại tưởng là đang trêu chọc nàng, vì vậy xuất lời châm chọc nói, "Xem ra ngươi không phải là nam nhân à, một chút phong độ đều không có." Nhạc Phàm trong lòng cười lạnh, không muốn so đo, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống hết một ngụm, nhàn nhạt, nhạt nói, "Ta không nghĩ đổi Nữ tử kia vẻ mặt giận như là đang muốn phát bưu. Lại một nữ tử tú lệ đi lên, chập tay nói. Tài hạ à, thanh thành tịch yên nhiên. Ồ, wow. nàng đúng là tịch yên nhiên à? Thật sự là chăm nghe không bằng mắt thấy à? Nghe tịch yên nhiên báo tên, ánh mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Tài hạ à, thanh thành tịch yên nhiên. Các hạ có thể cùng chúng ta đổi bàn hay không? Nơi này quá nóng bức. Nếu là một nam tử khác thấy tịch yên nhiên khẩn cầu như thế, tất nhiên miệng sẽ liên tục mà nói đáp ứng. Dù sao cũng chỉ là như một chỗ ngồi, cũng không tính là cái gì to lớn đến mức bỏ không được. Lại còn có thể có được hào cảm của Hồng Nhan, chỉ có lợi mà vô hại. Nhưng nhạc phàm hết lần này tới lần khác cảm thấy phiền phức, lạnh lùng nói. Các người đừng phiền nữa, ta nói không nghĩ đổi. Nộ! No. Tây kiên nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng như thế. Trong mắt không khỏi lóe lên hàn quang, nói. Xin hỏi cao danh đại tánh cùng sư môn của các hạ. Nói không chừng chúng ta cũng là người đồng đạo, không cần vì việc nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí. Tới lúc này, tranh chấp của thanh thành tứ tú hú đã động đến vấn đề mặt mũi. Nhìn thân sắc của tịch yên nhiên, nhạc phàm cảm thấy không tự nhiên. Nhàn nhạt, nói, lý nhạc phàm, không phải là người trong giang hồ. Không phải người trong giang hồ. Điều này làm tất cả đều sừng sốt, kể cả tạ tiểu thanh cùng bốn vị tiểu sư đều ngây ngốc nhìn nhạc phàm Vội ho một tiếng, Vũ Văn Cực đứng ở sau cùng liền tiến đến, mỉm cười nói: "Nếu các hạ à thích nơi này, chúng ta cũng không nên làm khó các hạ, à. đi thôi, chúng ta đến mặt khác vậy." Sau một câu cuối cùng liền quay về cùng ba người của hắn nói, nhưng Dư Mộng Cầm thập phần tức giận, còn muốn tranh chấp, Vũ Văn Cực ngắt lời nhỏ giọng nói: "Đừng quên, chúng ta lần này đến là vì lý do gì." Nghe được Vũ Văn Cực nói như vậy, ba người nhất thời trầm mặc. Vũ Văn Cực quay về nhạc phàm cùng bọn người tiêu sư chắp tay nói đã quấy dày rồi nói xong liền hướng bàn trống ở xa xa đi đến bọn người tịch ninh lạnh lùng liếc mắt nhìn nhạc phàm rồi cũng quay người rời đi đồ ăn đến rồi chỉ trong chốc lát tiểu nhị liền nhanh chóng mang lên khách điếm tuy nhỏ nhưng thức ăn ở nơi này quả là không tồi đây là tùng tưởng ngư đây là muộn ngưu nhục đây là hồng thiêu bài cốt tiểu nhị nhất nhất nói hết một lượt nhìn thức ăn bày trên bàn nhạc phàm nhớ tới cuộc sống bốn năm trước ngoại trừ chết chóc không có một ngày ăn bình chứ đừng nói là ăn ngon đại ca ca dùng bữa đi à ta tiểu thanh kiến nhạc phàm còn đang trầm tư không khỏi thúc giục nói nhạc phàm động tác quả nhiên rất nhanh trong chốc lát miệng như một cái thùng cơm lớn khách điểm tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng ăn cơm của nhạc phàm hả quả nhiên không giống ai ăn cũng khó cò như vậy nói chuyện đúng là dư mộng cầm chuyện vừa rồi nàng vẫn ghi tạc trong lòng thấy nhạc phàm ăn cơm khoa trương như thế nhịn không được một trận trào phúng thấy nhạc phàm một chút tự giác tính đều không có vẫn đang tập trung hết sức để ăn khiến cho bọn người tạ tiểu thanh vừa tức giận vừa buồn cười chờ quay đem thêm đồ ăn cho ta lúc này khách điếm chợt trở nên vô cùng áp lực nhạc phàm cũng cảm giác được không đúng buông đũa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa đi vào một vị lão già dâu dài khoảng sáu bảy mươi tuổi thân thể tiêu sái trên mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt đi thẳng đến tai. Bên người có hai đứa nhỏ đi theo, một nam một nữ, hình dáng chỉ có 13-14 tuổi. Chỉ là hai mắt sáng ngời, ẩn vẻ lạnh lùng không đúng với tuổi. Lúc này lão giả phảng phất chú ý tới nhạc phàm, ánh mắt đang cẩn thận quan sát hắn. Ánh mắt hai người tiếp xúc, phảng phất như là đang trao đổi gì đó. Lập tức lão giả hướng nhạc phàm gật gật đầu. Lão giả đến một cái bàn bên cạnh nhạc phàm ngồi xuống, hai đứa nhỏ cũng ngồi xuống theo lão già cất cao giọng nói các lộ anh hùng hôm nay có lẽ vì tiêu mỗ cùng nhị tôn ta mà tới à mọi người không nói lão già tiếp tục nói lão phu nói qua chúng ta không có tàng bảo đồ nếu có thì đã sớm đi tìm hơn nữa người thiên hạ đều biết bốn chương tàng bảo đồ đã bị tam đại thế gia cùng với giang nam thủ phú đoạt được rồi chúng ta chỉ là muốn sống yên ổn vì sao còn khó xử chúng ta bọn họ là ai tà tiểu thanh thấy Nhạc phàm vấn hỏi hưng phấn nói ta biết ta biết bọn họ đúng là quản gia bích quyết dân trang tiêu cần hòa cùng với lăng tố tâm lăng thiên hai tỷ đệ không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được bọn họ lúc này một thanh âm thô đại nói mặc dù các ngươi không có tàng bảo đồ nhưng ta nghe nói các ngươi đã nhìn qua bản đồ biết tàng bảo địa phương chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm bảo tàng chúng ta cũng sẽ không khó xử các ngươi ngược lại còn bảo vệ an toàn của các ngươi như vậy không phải là rất tốt sao đúng vậy chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm bảo tàng chúng ta liền bảo vệ ngươi ra đi mọi người phụ họa nói ha ha ha. ha 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 tiêu cần cười to trầm chọc nói các ngươi như thế nào bảo vệ ta các ngươi có cái gì tài mà bảo vệ được ta ngươi không cần phải quá chân như vậy Tiêu Cẩn nói, Tả nói, ta không có tàng bảo đồ, cũng không biết địa phương tàng bảo. Các người tiếp tục hỏi cũng là uổng phí. Hừ, người muốn bức chúng ta ra tay. Khách điếm hào khí gia tăng, trường quay thấy thế vội vàng đến khuyên trở nói. Ơi các vị anh hùng hào hán, đây là cái suy nghĩ nhỏ nhoi của ta, cầu các vị đừng đánh nhau tại đây à. Một hán tử huy đào quát, cẩn mẹ nó, người đúng là tên ngu xuẩn, cẩn thận nó tử một đao bổ ngươi trường quầy sợ tới mức co rụt người lại nhận lấy tịch ninh ném ra mấy đính bạc cấp trường quầy nói chỗ này cũng đủ cho người tân trang trọng tu một lần trường quầy nhất thời mặt mày hớn hở vâng vâng cảm ơn cô nương cảm ơn nữ hiệp nói xong liền cùng tiểu nhị chạy vào trong hậu đường tiêu cẩn đạo không nghĩ tới thành thành tứ tú cũng vì tiêu mẫu mà đến thật là vinh hạnh à tịch ninh nhàn nhạt, nhạt nói chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Tiêu Cần cũng không hề khách khí, trực tiếp hỏi, các người muốn như thế nào? Bình an trấn, bình an khách điếm tối nay nhất định sẽ không bình an. Trong khách điếm, năm sáu mươi người giang hồ cầm trong tay đủ các loại, các dạng vũ khí, phơi bắt một lão cùng hai tiểu đầu, có thể thấy được một trận đánh lớn sắp xảy ra. Một gã cầm đồng phủ, nghĩa là diều đồng, trong tay cả người đầy cơ nhục, như là hung thần ác sát nói chỉ cần ngươi nói ra bảo tàng địa phương chúng ta để lại ngươi bình yên rời đi nếu không ha <laughs> ha <laughs> tiêu cần một trận cười to ngươi cười cái gì một người hỏi tiêu cần ngừng cười nói ta đương nhiên là cười các ngươi ngu muội nếu ta thật sự biết tàng bảo địa phương vì sao chỉ có các ngươi đến bắt ta mà những môn phái thế lực lại không có đến các người sẽ không tự tin đến mức đó, cho rằng tin tức của mình so với những thế lực lớn kia còn muốn linh thông hơn sao. Ha, 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 ha. Trong lòng mọi người cảm thấy kỳ quái, quay mặt nhìn lẫn nhau. Tiêu cần thấy mọi người có ý dao động, lại nói, cho dù các người không nói, ta cũng biết là có người đứng sau xài khiến. Các người chỉ là con cờ bị người ta lợi dụng thôi. Có lẽ Tiêu Cẩn nói rất có đạo lý, nhưng tham lam tựa như độc xà đã xâm nhập sâu vào trong linh hồn của những người này, cho nên hai mắt bọn họ sớm đã bị lòng tham che mất. Người đừng nghĩ nói thế là có thể đánh lạc hướng chúng ta. Nếu không có tàng bảo đồ, các người vì sao phải chạy? Rõ ràng là có tật giật mình. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Ha ha ha, ha. Tiêu Cần tức giận cười. Thiền cờ vận mệnh đều được định sẵn. Tránh tà lưỡng đạo cốt trời mới biết. Thị Phi lại chỉ do một người đói mà thành. Không nói chuyện dư thừa nữa, các người muốn bức tiêu mỗ ra tay thì sanh tử cũng không thể trách ai. Nói xong khí thế đột biến, chân khí hướng bốn phía khuếch tán, mọi người như con thỏ nhỏ nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Tịch ninh bốn người cũng kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Tụ đỉnh kỳ đại thừa, xem ra hắn cũng sắp mở ra cánh cửa tiên thiên. Chúng ta xem tình huống rồi mới nói chuyện. Tiêu cần nhìn nhị tôn của mình, trong lòng lo lắng dị thường, nếu thật sự là bắt đầu đánh, chính mình có lẽ bảo vệ không được bọn họ. Vì vậy ngữ khí trầm thấp nói. Hai cháu của ta vô tội, các vị có thể buông tha bọn nó hay không? Trong lòng mọi người lạnh xuống, vừa rồi kiến thức chân khí tiêu cần ngoại phóng, đương nhiên nhận biết rõ sự tranh lệch. Nếu không bắt lấy tiểu hài tử uy hiếp, có lẽ cơ hội sẽ ít hơn rất nhiều. Không được, bọn chúng khẳng định cũng biết là bảo tàng địa phương, không thể buông tha, đúng không thể buông tha. Hề... Hey các người đúng là <laughs> tiêu cẩn nộ cấp công tâm một trận ho khan ta giúp ngươi nhìn nhị tôn ngươi ngữ khi nói chuyện như phảng phất lấy một món đồ bình thường người nói chuyện đúng là lý nhạc phàm vì hắn muốn từ trên hai người đứa trẻ này chứng thật một việc đối với hắn phi thường trọng yếu mọi người sửng sốt đột nhiên lại có người đến hỗ trợ Dư mộng cầm vẻ mặt bỉ di thanh âm bén nhỏ nói Ngươi không phải nói chính mình không phải người trong giang hồ sao Bằng vào cái gì lại đi quản việc giang hồ? Nhạc phàm lạnh đồng nói. Ta chỉ nhìn hai hải tử kia. Còn lại ta mặc kệ. Bất quá. Nếu ai muốn đụng đến bọn chúng. Thì đừng trách ta không khách khí. <laughs> Bốn vị tiêu sư sợ hãi. Nói tiếp. Lý thiếu hiệp. Nhạc phàm ngắt lời nói. ca cười ngồi xuống đi. Ta tiểu thanh thấy nhạc phàm vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ khí không để cho người ta thương lượng. Biết tình thế lúc này thập phần khẩn trương. Lưu ở chỗ này chỉ làm vướng bận hắn, đành phải cùng bốn vị tiêu sư tạm thời rời đi. Tiêu Cần trong lòng vừa động, trên mặt nhất thời có nụ cười, quay về hai nhị tôn nói, Các người đến bên vị tiểu ca kia, tìm nơi nào mà ngồi xuống, chờ ta thu thập xong bọn người kia sẽ gặp các ngươi." Lăng Tố Tâm nước mắt nhìn Nhạc Phàm, rồi lại nhìn Tiêu Cần, sau đó quay về Lăng Thiên nói. Chúng ta qua bên kia, đừng cối giải ông nội. Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo tỷ tỷ hướng nhạc phàm đi đến. Bắt lấy bọn họ. Một tiếng hô to, bốn đại hán lập tức hướng hai hải tử đánh tới. Phanh, 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 phanh. Tiêu Cần thấy bốn người đánh về phía nhị tôn, đang muốn tiến lên mở đường, thì thấy bốn người kia đột nhiên bị văng ra, cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất không có động tĩnh, hiển nhiên đã mất đi khả năng tái chiến. Sao lại thế này? Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, nhạc phàm chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hai người con, nhạt nhạt nói, "Chúng ta đi." Nói xong liền dẫn Lăng Tố Tâm hai người đi về phía trước. Kỳ thật, nếu không phải chú ý lực của bốn người kia đều trên người tiểu hài tử, Nhạc phàm cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy. Bất quá biểu hiện của hắn cũng làm cho ánh mắt những người ở đây sáng ngời, ngoại trừ Tạ Tiểu Thanh cùng bốn vị tiêu sư ngoại, những người còn lại trong phòng rung động không thôi. Những người này tuy không phải là nhân vật đứng đầu gì trên giang hồ, nhưng bọn họ đều là cao thủ từ Nhị Lưu cho tới Nhất Lưu. Vừa rồi kia bốn người là nhất lưu cao thủ, lại dễ dàng bị giải quyết như thế, hiển nhiên là đối với những người khác, tất nhiên đả kích không nhỏ. Mà tiêu cần cùng bọn người tịch ninh kinh ngạc chính là tốc độ của nhạc phàm. Thấy nhân lực bọn họ mà chỉ nhìn thấy thân ảnh của nhạc phàm, quả thực, khó có thể tin. Bất quá tiêu cần cũng yên lòng. Có cao thủ bực này bảo vệ, hai người cháu càng thêm an toàn. Ngắn ngủn vài bước, nhưng lại như là đi thật lâu. Chứng kiến võ công thâm không lường của nhạc phàm, không ai dám tiến lên bắt người, dù sao trên mặt đất vẫn còn nằm bốn thi thể mới toanh. Ngồi đi, trước tiên ăn một chút gì đã. Nhạc Phạm nói rất bình thản, phảng phất như chính mình là cha. Những người này cũng không phải là ngu ngốc, mặc dù trong lòng tràn đầy tu nhục, nhưng mà lúc này quyết không thể không đạt được gì mà đi chuốc lấy thiệt thòi, đành phải đem chú ý lực chuyển qua người tiêu cần. Sau khi Lăng Tố Tâm cùng với Lăng Thiên ngồi xuống, Nhạc Phạm nói, ăn đi. Hai tỷ đệ nhìn nhau, sau đó cầm chén từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng, khoa trương trình độ cũng không dưới nhạc phàm. Thật sự là khổ cho các ngươi à? Tiêu Cần thấy cảm khái, trong mắt hiện lên một tia an ủi. Chưa vì muốn thế nào, có hay không còn muốn cùng tiêu mỗ đánh một trận. Mọi người không phải sợ, nghe nói hắn thân chúng kỳ độc, các bản phát huy không được tự thân công lực, vì tăng bảo đồ mọi người cùng tiến lên à? Chẳng biết là ai nói lên một câu, liền làm hào khí xung quanh khẩn trương lên. Trong mắt những người này lóe ra vẻ tham lam, huy động vũ khí hướng Tiêu Cần đánh đến. Tiêu Cần nhảy lên tránh bị bao vây, tại không trung vừa lật bàn tay, chẳng biết từ đâu đến biến thành một thanh đoàn kiếm, nghênh hướng địch nhân. Song phương vừa hỗn chiến đã liên tục có người ngã xuống, bài già cũng không ngừng có người tiến lên. Bình, 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 vừa rồi là ba bộ bàn ghế bị đánh nát. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm thấy người trong giang hồ tranh đấu, mặc dù trang diện không hoành đại như là trên chiến trường, nhưng tuyệt đối là tinh tế hơn, cái gì như là ý thủ, đại hoành đa pháp, kiểu cầu chiến pháp, dù lòng côn pháp, kiểu tiết phiêu, lôi phạt trường, ưng trào công, tàn ti đạo pháp, cản khôn kiếm pháp. Có hơn 10 loại võ công, nhạc phàm nhìn mà cảm thụ được không ít. Điều này làm cho hắn đối với hệ võ công lại có một bước sơ bước nhận thức. Bất quá, hắn cũng tương đối hân thưởng kiếm pháp của tiêu cần. Chợt đến chợt đi, luôn chiếm lợi chỗ lợi, dùng trong quần chiến đúng là rất tốt. Song phương càng đánh càng hăng, chỉ trong chốc lát cả gian khách điếm trở thành một mảnh lang tịch trong đao quang kiếm ảnh. Trên mặt đất hoành có hơn 10 người đang nằm la liệt, nhìn hình dáng không chết cũng bị thương. Lăng tố tâm cùng lang thiên cắm đầu tập trung ăn uống, căn bản không quản xung quanh xảy ra sự tình gì. Lúc này Dương Mộng Cầm đột nhiên đi lên nói, Tiểu tử, đem hai đứa trẻ kia giao ra cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhạc phàm nhàn nhạt, nhạt, liếc mắt nhìn nàng, rồi không thèm để ý đến nữa. Dương Mộng Cầm từ khi hành tàu giang hồ tới nay, mà kệ là ở đâu thì đều được mọi người kính trọng. Nhưng bây giờ lại bị một bạch phát tiểu tử nhìn như thế, trong lòng nổi giận không nói lên lời, quát to, xú tiểu tử, xem chiêu. Thường, một thanh trường kiếm như là tiệt chớp trực tiếp hướng phía nhạc phàm bay đến. À, lăng tố tâm cùng với lăng tiên thét lên một tiếng kinh hãi, trường kiếm vừa đúng lúc dừng ở trước mặt nhạc phàm. Không dư mộng cầm đương tay, mà là mũi kiếm của nàng đã bị ngón tay nhạc phàm giữ lại, không thể tiến thêm phần nào. Hảo, Tiêu Cần vừa nhìn thấy một màn này nhịn không được âm thầm khen ngợi. Mà Thanh Thành Tứ Tú cũng là thần tình không thể tin được, nhìn ngón tay nhạc phàm. Bọn họ đều biết, kiếm mà Dư Mộng Cầm sử dụng chính là Thanh Thành Chi Bảo, Thiên Phong Bảo Kiếm trong Ngọc Lộ Thiên Phong. Kiếm này chính là do ông nội nàng, cũng chính là Thanh Thành Trưởng Môn Dư Đoạn Hải truyền lại, chém sắt như chém bùn, cơ bản là không để trong mắt. Nhưng lúc này lại bị nhạc phàm dụng ngón tay chặn lại, như thế nào làm cho bọn họ có thể tin được. Nhạc Phàm đang muốn buông tay, đột nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới cách vận dụng kình lực, ngón tay chấn động thân kiếm, thanh kiếm lại trọng trọng bắn ra. Ông, phanh, hai tiếng, Dư Mộng Cầm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng xâm nhập đến, chẳng những người bị chấn lùi hai bước mà tay cũng bắt đầu run lên, tay tê đi, ba một tiếng, thiên phong kiếm rơi trên mặt đất. Lúc này, Vũ Văn Cực ba người đi lên quan tâm hỏi, Mộng Cầm không có việc gì chứ? Dư Mộng Cầm lòng còn đang sợ hãi nói, Vừa rồi có một cỗ lực lượng cường đại từ thân kiếm chuyển đến. Đúng vậy, không phải nội lực, chỉ thuần túy là lực lượng. Chấn đến hai tay ta run lên, bất quá không có gì đáng ngại. Nói xong nhặt bảo kiếm từ mặt đất lên, hung hăng trừng mắt nhìn nhạc phàm. Tỷ kiên nhiên trả vốn nói. Các hạ à, thật sự là hảo công phu, bất quá lại đi khi dễ nước lưu như vậy, cũng tính là không được cái gì. Nhạc phàm còn đang tự hỏi về cách vận dụng kinh lực, nghe được tịch ninh nói cũng không đáp lời nàng, chỉ là liếc mắt nhìn nàng nhàn nhạt, nói, ngủ ngốc phúc ha tạ tiểu thanh nghe vậy liền cười to một tiếng lập tức che miệng lại bất quá trong lòng cũng đang cười như mở hoa đại ca ca thật là lợi hại nữ nhân tài ba nổi danh trên giang hồ đích lại bị hắn chửi là ngu ngốc nếu ông nội biết được khẳng định mắt cũng phải mở to ra <laughs> người tịch kiên nhiên thiếu nữ thiếu chút nữa mở miệng mắng to lúc này thề sẽ trả thù mối thù của dương mộng cầm vừa rồi bị vũ nhục quả thực đúng là xích lòa lòa vũ nhục giống như từ trời cao bị rơi xuống tận đầm lầy bất quá nàng so với dư mộng cầm thì tỉnh táo hơn nhiều âm thanh lạnh lùng nói nếu các hạ đã muốn xen vào việc của người khác thì bốn người chúng ta cũng xin lãnh giáo công phu của các hạ nói xong bốn người liền tiến đến những vị trí thích hợp bắt đầu vây quanh ba người nhạc phàm tập trung lực dồn trên người nhạc phàm nhạc phàm thấy thế thì nhớ mày biết đây là một loại hợp kích trận pháp hơn nữa phương vị thập phần xảo diệu so với tam hợp trận của ba người vu trọng thì chỉ có hơn chứ không có kém nhạc Phạm đoán không sai trận pháp chính là một trong những trận pháp tối nổi danh của phái thanh thành tứ tượng kiếm tuyệt trận trên giang hồ cùng với võ đăng thất tình kiếm trận đều là kiếm trận đứng đầu thiên hạ người bài trận công lực càng thâm hậu thì uy lực kiếm trận càng lớn nhưng phải bảo trì công lực bình hành nếu không không thể phát huy hết uy lực bốn người tịch ninh là chu thiên kỳ nhất lưu cao thủ trong trốn giang hồ cũng không phải là dễ đụng vào Bất quá chính là nhờ tứ tượng kiếm tuyệt trận mới có thể thành danh trên giang hồ, được mọi người công nhận là thanh thành tứ tú. Xem ra phải toàn lực đánh một trận mới được. Niệm tưởng chật lóe qua, nhạc phàm quay về hai đứa trẻ nói. Các người tiếp tục ăn cơm. Đứng dậy, chậm rãi, rút trường đao bên hông ra. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà khi nhạc phàm rút đao, trong nháy mắt, cả cách điếm trùng trùng hơi thở đầy huyết tinh. Sát! Tiền phát chế nhân đúng là thói quen của nhạc phàm. Thanh Thành tứ tú bị hét lớn, chấn đến làm cho tâm thần run lên. Trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, nhạc phàm thừa cơ mà lên, một chiêu vô hồi thức với tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy được, mạnh mẽ hướng về phía dư mộng cầm chém tới. Đang, đao kiếm tương giao tạo ra một tràng hỏa hoa, dư mộng cầm không hề phản ứng, chỉ là theo bản năng giơ kiếm lên đỡ, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Binh. lưng va vào cây trụ trong phòng, phộc, một ngụm máu tươi phun ra. Bật thảo, vũ văn cực thấy thế hét lên một tiếng kinh hãi sau khi đánh lui dư mộng cầm nhạc phàm liền hướng tới người thứ hai đánh tới đúng là tịch yên nhiên theo kinh nghiệm của nhạc phàm để đối phó với quần công biện pháp tốt nhất đúng là lấy loạn đánh loạn mạnh mẽ kích phá mà phá giải trận pháp thì bất đồng trừ phi người biết phương pháp giải trận nếu không là chỉ lãng phí khí lực bất quá nhạc phàm trải qua kinh nghiệm sát trận nhiều năm tổng kết ra một phương pháp phá trận khác dĩ lực phá trận bất quá điều kiện tiên quyết là tự thân lực lượng phải cao hơn một người trong trận pháp, nếu không cũng chỉ là phí công. Trên phương diện lực lượng mà nói, nữ nhân trời sinh yếu nhược hơn, nên tự nhiên sẽ là đối tượng mà hắn nhắm đến. Khi nhạc phàm đả thương dư mộng cầm, cũng là lúc bọn người tịch yên nhiên đã phản ứng tới. Ba người bá kiếm đồng thời hướng nhạc phàm chém đến. Hừ, nhạc phàm hư lạnh một tiếng, đào thế cấp biến loạn kích thức. Đang, đang, đang. Sau ba cú đánh, ba thanh kiếm đồng thời bị văng ra, Tề Kiên Nhiên trong mắt hàn quang chật lóe, xuất ra một kiếm. Chỉ có điều một kiếm này không phải hướng vào Nhạc Phàm mà lại tiến đến hai người con trai. Nhạc Phàm sắc mặt biến đổi, trong mắt đại ý sát thịnh, hát gầm lên một tiếng, xoay tay sử ra một kích, hậu phát tiên trí chấn khai chiêu kiếm này. Đao thế lại biến đổi hướng tịch Kiên Nhiên đổi theo. À, Tề Kiên Nhiên hai tay run lên, căn bản không thể tiếp tục ngăn cản, thét lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đặc đích hơi thở tiến nhập vào đại não. Thời khắc này, nàng phảng phất như người thấy hơi thở đến từ địa ngục thời khắc này nàng như cảm nhận được tử vong đang đến rất gần thời khắc này nàng như cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận dừng tay vũ văn cực hét lớn một tiếng đang muốn liều mạng tiến lên thì cả người đột ngột ngừng lại bởi vì đao của nhạc phàm đang dừng lại trên cổ tịch yên yên tĩnh trong khách điếm không có gì một chút đâm thanh ngay cả đám người giang hồ kia cũng đứng tại chỗ đình chỉ công kích đến tiêu cần mọi người ở đây đều là thường xuyên hành tẩu trên giang hồ cho dù không phải cao thủ đứng đầu nhưng kiến thức cũng tuyệt không chịu thua kém ai tứ tượng kiếm tuyệt trận chính là kiếm trận nhất đẳng trong chốn giang hồ cho dù là thiên tiên cao thủ muốn phá trận cũng không phải là việc dễ dàng vậy mà hôm nay phảng phất như một tiếu thoại nháy mắt công phu liền bị người phá mất mà từ thủy tới trung cũng chỉ có ba đao sự kiện này nếu chuyển vào chốn giang hồ có lẽ không có bao nhiêu người tin là thật à thật là lợi hại đích đạo pháp trong là mọi người dấy lên một trận mồ hôi lạnh âm thầm may mắn vừa rồi chính mình đã sáng suốt. Bọn người ta tiểu thanh, mặc dù đã biết đạo pháp của nhạc phàm rất là kinh khủng, nhưng chẳng diện kinh tâm động phách vừa rồi lại bị chính nó làm cho rung động. Vũ văn cực cùng tư sảng càng không dám vọng động. Tiếp cận vô hạn tử vong đích đạo pháp, đây chính là đánh giá trong lòng bọn họ. Nhạc phàm trầm giọng nói, ta dừng tay, không có nghĩa là ta không giết người, chỉ là ta không muốn. Người chết trong tay ta nhiều lắm, Hy vọng các ngươi đừng ép ta. Nhiều năm sinh tử trong sa trường, Nhạc Phàm đối với sinh mạng sớm đã coi là đạm bạc, cho nên khi hắn nghĩ muốn giết người, tuyệt sẽ không bị ngoại vật tác động. Sau khi chậm rãi thu đao, Nhạc Phàm về lại chỗ ngồi, phảng phất như cái gì cũng chưa phát sinh qua, tiếp tục trầm tư. Từ thiên nhiên trải qua một quá trình sinh tử, tâm thần nhất thời bị chấn động, người mềm nhũn, sức lực giống như bị trôi đi hết, ngã xuống, quỳ trên mặt đất hai mắt trông rỗng vô thần. Nàng tại sợ hãi, tại kinh khủng. Nguyên lai tử vong không phải là đơn giản như nàng tưởng tượng. Thì yên nhiên đương nhiên là cũng đã giết người. Chỉ có điều nàng cho rằng việc mình làm đều đúng. Ngoại trừ lần đầu tiên giết người, sau khi đã hiểu ra thì tịnh không có cảm giác gì bất hảo. Đến bây giờ nàng vẫn còn phi thường hưởng thụ ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của địch nhân. Nàng chưa bao giờ nghĩ về giá trị của tính mạng cũng không biết được tính mạng lại trân quý như thế. Bất giác, nước mắt tề kiên nhiên tràn ra hốc mắt, không có nửa điểm khí chất u nhã, phảng phất như một đứa nhỏ gặp chuyện rất kinh khủng, ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Vô Văn Cực thấy vậy, trong lòng toàn thống, một bước liền tiến tới ôm tịch ninh vào lòng, đôi bàn tay ôn nhu như muốn đem bình yên đặt vào lòng nàng. Tiếp theo hướng nhạc phàm nói, Đa tạ huynh đài hạ thủ lưu tình, ân tình hôm nay Vũ Vân Cực ta ngày sau sẽ trả. Giang Hồ có câu, sát nhân giả, nhân diệt sát chi. Nghĩa là giết người, rồi cũng sẽ bị người giết. Đã vừa rồi, nhạc phàm nếu vẫn chém xuống, cũng không ai phản nàn nửa câu. Chỉ cần huy mạnh, đây là Giang Hồ. Từ sảng nói, "Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Cầm mồm, nếu không phải nhờ người ta hạ thủ lưu tình, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể sống sao? Hờ. <laughs> Vũ Bận Cực lớn tiếng nói. Đi đến giúp tiểu sư muội, chúng ta đi. Thấy Thanh Thành tứ tú rời đi như thế, đám người giang hồ này quay sang nhìn nhau, chẳng biết làm thế nào mới tốt. Đánh. Cho dù là đánh thắng tiêu cần thì vẫn còn có Lý Nhạc Phàm canh mãnh đang đứng một bên. Như thế nào đánh? Chúng ta đi. Vừa rồi kiến thức đao pháp của Nhạc Phàm, mọi người sớm đã bị khuất phục, không còn muốn tái chiến nữa. Mọi người rời đi xong, trưởng quầy mới từ hậu đường đi ra, À, Ai ta khách điếm của ta, sao lại thành như thế này? Ê... Nhìn khách điếm bị tàn phá đến mức không nhìn nổi, trường quầy một trận khóc lớn, đã thương tâm lại càng thương tâm. Tiêu Cẩn đi lên, đưa ra một thỏi bạc cấp trường quầy, chỉ vào những cỗ thi thể trên mặt đất nói, hãy tìm người an táng bọn họ đi à? Trường quầy thấy bạc ánh mắt liền sáng ngời, sắc mặt nhất thời trở lên sáng lạn, vội vàng tiếp nhận bạc, miệng không ngừng đa tạ. Khi nhìn thấy bảy tám cỗ thi thể nằm trên mặt đất, khuôn mặt lại hiện lên vẻ khổ khổ. Cả khách điếm rốt cục cũng trở nên an tĩnh. Tạ Tiểu Thanh là người đầu tiên vọt tới trước mặt nhạc phàm, hừng vân nói. Đại ca, đạo pháp của ngươi thật là lợi hại, có thể dễ dàng đánh bại thanh thành tứ tú như vậy. Ôi, quá là lợi hại à, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đạo pháp lợi hại như vậy ha. À. Nhạc phàm nhìn hai má của tạ Tiểu Thanh hồng hồng, thông thông, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu nói. Không còn sớm, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc. Tạ Tiểu Thanh nhíu nhíu cây mũi nói. Không nói thì không nói. <laughs> Trong khách điếm, mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn lại nhạc phàm cùng ba người tiêu cần. Tiêu cần đi lên chắp tay nói. Đà tạ Tiểu Huynh Đệ ra tay tường trợ. Thấy ông nội đi tới. Lăng Thấu Tâm và Lăng Thiên vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nhạc phàm đứng dậy hoàn lễ nói. Không cần khách khí, ta giúp các người cũng là hy vọng được chứng thực một việc. Tiêu cần dùng mình hỏi chẳng biết tiểu huynh đệ muốn nói về chuyện gì. nhạc phàm nhìn vào hai người lăng tố tâm thật sâu, sau đó nói: các người có phải là đã dùng dị thuật? lăng tố tâm cùng lăng thiên nghe vậy liền dùng mình lui về phía sau tiêu cần co rụt lại yên lặng không nói. tiêu cần nhìn nhạc phàm nửa ngày một lời cũng không thoát ra được, cuối cùng trầm trọng thở dài nói: Ê, người đã biết chúng ta cũng không dối gạt ngươi, bất quá nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta đến chỗ khác nói chuyện nói xong liền dẫn nhạc phàm lên lầu trong một gian phòng nhỏ của khách điếm nhạc phàm nói ngươi vì sao lại tin tưởng ta ta cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngươi mà là ta đánh cược giang hồ hiểm ác thế nào chẳng lẽ ta còn không biết chỉ là nếu muốn sống sót thì vận khí cũng là rất trọng yếu xem ra vận khí của ta cũng khá tốt nói xong tiêu cần mỉm cười mặc dù vết thương trên khuôn mặt có làm lão có vẻ thập phần dữ tợn nhưng nhạc phàm có thể nhìn ra nụ cười đó phát ra từ nội tâm tiêu cần lại nói từ khi bước vào nơi này ta đã chú ý tới ngươi hả ta cảm ứng được tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại hơn nữa thập phần sắc bén nhạc phàm gật đầu nói đúng vậy ta cũng phát hiện các ngươi không tầm thường chỉ là bây giờ ta cũng không rõ tại sao lại như thế tiêu cần kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi trời sinh liền có tinh thần lực cường đại như thế? Không phải, Nhạc Phàm lắc đầu nói. Tinh thần lực của ta là do chính mình rèn luyện. Ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể được như bây giờ. Tiêu Cẩn nói. Nói như vậy, ngươi vẫn còn chưa khống chế được tinh thần lực. Nhạc Phàm cười khổ nói. Ta vẫn đang tự mình tìm hiểu. Những điều biết được đều phi thường có hạn. Cho nên ta muốn từ trên người các ngươi chứng thật việc này. Tiêu Cẩn trầm tư một lát nói. Điều huynh đệ tự xưng không phải là người trong giang hồ. Ta cũng không nghĩ làm cho ngươi bị cuốn vào chuyện thị phi. Người đối với chúng ta có ấn, ta sẽ đem phương pháp khống chế tinh thần lực mà ta biết, giảng giải cho ngươi, xem như là báo đáp. Nhạc phàm trong lòng thập phần kích động. Những nghi hoặc nhiều năm đã sắp có thể cởi bỏ. Tâm tình đó, người bình thường không thể nào hiểu được. Hắn cố gắng khống chế tâm tình của chính mình, nhẹ nhàng gật đầu nói, Cảm ơn, Tinh thần lực chân thật mà nói thì đúng là lực lượng linh hồn. Nó vừa mờ ảo lại vừa chân thật. Người có thể hiểu thì sẽ hiểu. Người không hiểu làm thế nào cũng không thể hiểu được. Tinh thần lực chia làm tiên thiên cùng với hậu thiên. Người có tiên thiên, tinh thần lực cường đại. Đối với khống chế tinh thần lực phi thường dễ dàng. Tựa như một bộ phận của cơ thể. Mà tinh thần lực hậu thiên do tu luyện thì phi thường khó khống chế phải cần một ít tế ngộ đặc thù phương pháp khống chế tinh thần lực nói khó thì cũng khó nói đơn giản thì cũng đơn giản chủ yếu là phải xem hai chữ lính ngộ người có thể xem tinh thần lực như một loại năng lượng tự thân đầu tiên phải cảm thụ tồn tại của nó sau đó mới có thể làm nó lưu thông đây là một bước phi thường khó khăn vì loại năng lượng này có vẻ như là hư vô mờ mịt không có gì có thể tham khảo chỉ có thể do chính mình dụng tâm tìm hiểu mới có thể có được. Sau khi người đã cảm nhận được sự tồn tại của nó, thì dùng tâm niệm để khống chế. Tâm tùy kỳ động, niệm niệm không dứt. Nghĩa là tùy tâm mà động ý, ý niệm liên miên không dứt. Nhạc Phạm hỏi, Vậy tinh thần lực công kích như thế nào? Sau khi người đã hoàn toàn học được cách khống chế tinh thần lực, người có thể phát hiện tác dụng của nó với những người khác nhau thì tinh thần lực cũng khác nhau phương thức công kích có rất nhiều loại đại loại như ẩn hình bay lên không khống vật ảo thuật dị hóa đẳng dưới tình huống bình thường dị thuật sư chỉ biết một loại dị thuật mà cá biệt đối với dị thuật sư có tinh thần lực phi thường cường đại thì lại có hai ba loại dị thuật uy lực không hề bé còn có một ít nhánh dị thuật sư khác tinh thần lực của bọn họ càng biến hóa quỷ dị hơn, như vu thuật, cổ thuật các loại tả pháp. Tiêu Cần nói cẩn thận, nhạc phàm nghe chuyên tâm, bất trí bất giác đã đến đêm. Nhị tôn của Tiêu Cần bôn ba một ngày, sớm đã chìm vào giấc ngủ an lành. Trong phòng, Tiêu Cần trong lòng tràn ngập tình cảm nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, ánh mắt chợt hiện ra vẻ thương cảm sầu bi. Nhạc phàm thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ khẽ nói. Không trải qua mưa gió, làm sao nên người được? Tiêu Cẩn gật đầu, trong lòng cũng bớt chút thương tâm. Nhạc Phạm lại hỏi, tinh thần lực so sánh với võ công như thế nào? Tiêu Cẩn đáp, hai cái này không so sánh được. Dị thuật sư bản thể yếu hơn người tu luyện võ công, cho nên mày ra bằng kỳ chiêu mới có thể thắng được. Vì vậy các dị thuật sư thường thoái ẩn chỗ tối, không để người đời biết được. Vậy tinh thần lực và võ công có thể đồng thời tu luyện được không? Nhạc Phạm hỏi. Đúng vậy ta cũng xem như tính là một nửa dị thuật sư tuy nhiên điều kiện đầu tiên là tinh thần lực của họ phải cực kỳ cường đại ít nhất đạt tới mức tiên tiến nếu không thì hai đẳng không thể bổ khuyết cho nhau miễn cưỡng tu luyện cũng không thể đạt tới đỉnh cao được tiêu cần đáp vậy đỉnh cao của tinh thần lực là gì tiêu cần nghĩ ngợi một chút rồi đáp ta chỉ biết tinh thần lực càng tu luyện càng cường đại cũng không biết đỉnh cao của nó như thế nào bất quá theo ta biết tinh thần lực cường đại đến một mức độ nào đó liền phát sinh biến hóa lúc này dị thuật sư gọi tinh thần lực là linh thức trong thiên hạ chỉ có năm vị dị thuật sư luyện hóa được tinh thần lực trở thành linh thức sát thương lực so với tông sư tiên thiên cao thủ không thua rút chút nào nhạc phàm hiếu kỳ hỏi tiên thiên cao thủ chia ra cấp bậc như thế nào tiểu cần đáp tiên thiên cao thủ chia ra làm tuyệt thế cao thủ nhất đại tông sư thiên đại cao thủ đại biểu phân biệt là tiên thiên kỳ nhập môn đến tiểu thừa, tiên thiên tiểu thừa đến đại thừa và tiên thiên đại viên mãn, tức là thiên đạo tri cảnh, mà thiên đạo cao thủ đã không thấy xuất hiện mấy trăm năm trở lại đây rồi. Này chỉ còn là truyền thuyết. Ta thấy cũng cần cảnh tinh cậu nhớ kỹ một chút là gì thuật sư và người trong giang hồ có mâu thuẫn rất lớn. Vì vậy tốt nhất không nên để người khác biết bí mật của mình. Nhà phàm nhẹ nhẹ gật đầu, bọn họ đều là người được thiên phú tinh thần lực cường đại ư nhạc phàm hướng mắt tới hai đứa trẻ trên giường hỏi đúng vậy bọn chúng thật là hai đứa trẻ khổ mệnh tinh thần lực cường đại không những không mang tới hạnh phúc cho chúng mà ngược lại còn gây ra biết bao nhiêu tai họa những việc còn lại của giang hồ nhạc phàm không để trong lòng cho nên cũng không có hỏi qua qua một đêm nói chuyện nhạc phàm đối với tu luyện tinh thần lực đã nắm bắt được hệ thống rất hữu ích để xác định mục đích tu luyện tiếp theo Ồ, Nhạc phàm chợt nhớ tới một việc hỏi. Ấn đường của Huynh ẩn hiện đám khí, mắt bị chọc khí bao phủ. Vậy có lẽ đã chúng phải loại kỳ độc hiếm thấy. Tiêu Cần dùng mình kinh hãi nói. Thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn biết cả kỳ hoàng thuật. Lão gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, ta chúng phải tư hải đường ân dược vương chi độc. Nếu không phải dựa vào bản thân công lực chế trụ, e rằng sớm đã mất mạng. Dù vậy, ta biết với công lực của bản thân, e cũng chỉ có thể trấn trụ một thời gian mà thôi. Hôm nay nhóm người giang hồ tìm tới ba ông cháu ta không phải nhóm đầu tiên. Cũng chắc không phải là nhóm cuối cùng. Vậy lúc ta mà ngã xuống, e rằng hai đứa cháu của ta... Ê... Nhạc phàm vút cảm nói. Từ hải đường chi độc ta cũng có nghe nói qua. Huy chấn trụ được độc tính cho thấy công lực thật là thâm hậu. Bất quá cũng chỉ thêm được khoảng nửa tháng nữa thôi. Ta cũng biết vậy. Ê... Tiêu Cần chấn động run run hỏi Chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi có biện pháp? Tiêu cần mắt ánh lên hoang mang, như người sắp chết đối với được cọc, nhìn nhạc phàm với ánh mắt gắt gao. Nhạc phàm cầm lên cái chén, tay kia ánh đào chật lóe lên, liền đó tay trái của hắn xuất hiện một vết thương. Máu tươi liền từ từ chảy không ngừng, chừng được nửa chén, vết thương trên tay nhạc phàm liền tự khép lại, trên cổ tay hắn chỉ còn lại một vết sẹo. Nhạc phàm qua nhiều năm chinh chiến, biết được rằng sau khi uống máu hắc xà, đã làm cho máu mình trở nên có thể giải được rất nhiều kỳ độc tiêu cần ngạc nhiên nhìn vết thương trên tay của nhạc phàm vẻ mặt ngẫm nghĩ cái này sao có thể thế được nhạc phàm cười đó là bí mật của ta tiêu cần gật đầu lập tức không hỏi han nữa nhạc phàm đưa chén máu cho tiêu cần nếu tin được ta thì hãy uống cạn đi tiêu cần dùng mình nhìn chén máu tươi không khỏi suy tư mặc dù chính hắn chém giết không biết bao nhiêu người nhưng việc uống máu tươi thế này đúng là chưa bao giờ trải qua Tiêu Cần nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, rồi nhìn nhạc phàm, cuối cùng nhận lấy chén máu uống cạn một hơi. Máu vừa vào miệng, Tiêu Cần bỗng cảm thấy một cỗ thanh lương thơm ngát, không hề có nửa điểm thanh tuổi. So với khi uống trà loại cực phẩm cũng không khác nhau bao nhiêu. Tiếp đó, Tiêu Cần cảm thấy hàn khí dần dần bị khu trục ra ngoài, toàn thân bừng bừng sảng khoái tới tận đầu ngón tay ngón chân, không hề có điểm nào khó chịu. Đến khi hắn hồi phục tinh thần lại thì bất giác phát hiện Nhạc Phàm đã rời khỏi phòng. Nhạc Phàm trở lại phòng mình, ngồi trên giường, nghĩ lại những điều vừa học hỏi được từ kinh nghiệm của Tiêu Cần. Mặc dù giữa hai người tình thế thực sự bất đồng, nhưng Nhạc Phàm đã cảm thấy được hướng đi phía trước nên trong lòng phấn chấn không thôi. Ngày hôm sau, Nhạc Phàm chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn bất chợt hiện lên một tia do dự. Đã không thuộc về giang hồ, hay là quay lại trốn quan trường. Hắn biết, bọn người Tiêu Cần đã rời đi, nhưng trên đường đi của bọn họ là những trông gai đang chờ sẵn. Chẳng lẽ đây như vậy là giang hồ? Đại ca, dậy chưa? Ngoài phòng vang lên tiếng gọi của tạ tiểu thanh, nàng lẩm bẩm khẽ. Không biết hôm qua ta làm cái gì mà mãi không dậy, thật là bực mình. Nhạc phàm mở cửa ra, tạ cô nương tiêu sái hùng dũng tiến vào trong phòng hắn, hiếu kỳ nói. Đại ca, từ lúc gặp huynh tới giờ, chưa có thấy qua huynh cười. Đại ca có biết cười hay không vậy? Nhạc phàm có chút bất ngờ sững người đáp. Trước kia có, sau đó hắn ngó lại bộ dáng của mình một chút, thầm nghĩ. Đúng vậy, ta đã lâu không có cười rồi. Chúng ta lên đường thôi. Sau khi bọn nhạc phàm rời khỏi khách điếm, một tốp khách nhân mới lại tới. Một nữ tử khuôn mặt che mạng chậm rãi bước vào khách điếm. Theo sau là bốn nam nhân và một tố y nữ nhân. Trời quay không nhịn được lên tiếng. Khách qua à, thật thứ lỗi, tiểu điếm đang chuẩn bị tân trang lại, không có tiêu khách. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Bà ta không phải đến ở trọ, mà để muốn nghe người nói chuyện. Tôi nữ nhân phía sau rút trong mình ra một thỏi bạc, thanh âm tựa như yến oanh của nữ tử che mặt vang lên, làm trường quầy đột nhiên mặt mày si ngốc choáng váng, y ngay cả đang định tiễn khách cũng quên mất. Tôi nữ nhân phía sau cầm thỏi bạc gõ gõ mấy cái lên mặt quầy, mới làm y hồi tỉnh lại, vội nói, chỉ cần tiểu thư hỏi gì, tại hạ biết nên nhất định là thuật lại. Nói rồi xuân xe khom lưng rất là cung kính. Nữ tử che mặt trong mắt chợt hiện lên tia ác ý hỏi, Ta muốn biết ngày hôm qua tất cả sự tình phát sinh tại đây. Trường quay cả người rụt lại khẩn trương nói bọn họ đều đã đi hết cả ta cũng chưa từng gặp qua hôm qua thật là nhiều thi thể thật khó mà tưởng tượng. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói mau việc hôm qua cuối cùng như thế nào? Việc là thế này là thế này tối qua có một nhóm khách giang hồ tới đây. Trường quay ấp ba à ấp úng đem việc tối hôm qua thuật lại một lần. Nghe tới đoàn một bạch phát nam tử vì hai đứa trẻ giải vây nữ tử che mặt cùng bốn nam nhân trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. Tô y nữ nhân còn lại cũng chấn động, không lẽ nàng có biết nhạc phàm. Nữ tử che mặt nói, mau chuẩn bị cho ta bốn gian phòng. Sau khi vào phòng, tô y nữ nhân đi tới phía trước tấm gương trong phòng. Tại đây nàng đặt một chậu nước rồi xoa nước lên mặt. Nhẹ nhàng từ tai xuôi xuống, nàng bóc ra một chiếc mặt nạ, chính là dịch dung thuật của giang hồ. Lúc này trong gương hiện ra một cô gái có khuôn mặt thanh tú, nếu nhạc phàm bất chợt hiện ra sẽ nhận ra gương mặt trong gương chính là cháu gái của vạn tiên sinh vạn nhã nhi thái nguyên còn gọi là tịnh châu thiên long sơn cảnh đẹp như vẽ hùng vĩ tráng lệ từ xưa đã có mỹ tử thái nguyên một mảnh gấm vóc lụa là giang sơn cẩm tú có câu người có lúc vui buồn hợp tan chẳng có khi tròn khi khuyết chỉ mong đời người được dài thêm để hưởng thụ. Còn vài ngày nữa là tiết trung thu, chỉ thấy hoa đang treo đầy đường, không khí tại Thái Nguyên Thành hiện giờ thật náo nhiệt. Mọi người qua lại, nét mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ. Tại phía sau một tiểu lâu trong thành, có hai tiểu tử chừng 13-14 tuổi đang nhặt nhạnh đồ thừa. À Tuấn này, thực là tốt nha, đây toàn là cao lương mỹ vị, nếu không dừng chân tại đây thì đúng là chúng ta chết đói. Một tiểu tử thấp hơn nói tiểu thừa kia cao hơn một chút bất giác nhướng mày nắm đấm siết chặt giận dữ nói không sai tại thái nguyên này chỉ cần chúng ta cố gắng làm việc kiếm một chút bạc sau này đợi tìm được minh sư chỉ điểm còn không lo nổi danh thiên hạ đúng vậy thiếu niên kia sáng ngời ánh mắt bộ dạng của hai thiếu niên này thật là gầy gò tóc tai rối bời quần áo bẩn thỉu so với hàng ăn mày cùng đường cuối chợ còn có phần thê thảm hơn người cao tên gọi là long tuấn người thấp là đinh nghị bọn họ đều là cô nhi từ những nơi rất xa mà trôi giạt tới Thái Nguyên Thành. Gặp nhau cùng một chỗ đã ba năm nay, rồi chia sẻ với nhau bao hoạn nạn, đã từng không ít lần đồng sinh công tử, so ra với anh em ruột còn muốn thân thiết hơn. Long Tuấn và Đinh Nghị đều có lòng hào hứng tiến nhập giang hồ. Trong mấy năm này đều chịu khó tìm kiếm hết Nam lại Bắc, cho nên đối với những động tính của giang hồ cũng biết được đôi phần. Để bái sư học nghệ, lần này hai người bắc tiến, hy vọng tìm được minh sư chỉ dạy họ lên núi muốn học được võ công tuyệt thế để vùng vẫy trong giang hồ nhưng thực sự là khó khăn vì đinh nghị tư chất bị đánh giá là kém nên các môn phái đều không thu nhận hắn lòng tuấn cũng vì điểm này không muốn cho huynh đệ hắn phải chia lìa mà cho tới nay cũng nhất quyết không gia nhập một môn phái nào hắn vì vậy chỉ chọn cách bỏ đi nghe nói tại thái nguyên rất là đông đúc náo nhiệt và phồn thịnh cho nên hai huynh đệ hắn một tháng trước đã quyết định đến đây chính là hai đứa bọn chúng dám kim ăn ở địa bàn của lão gia ta huynh đệ lên cho ta một tên khất cái dẫn theo 10 tên khất cái huynh đệ nhằm phía long tuấn hai người tiến tới chậm dạo quát đúng vậy long tuấn hai người khi tới thái nguyên hoàn toàn không có quỵ lụy một thế lực nào cũng không chịu nhận ân hưởng của người khác bọn họ đều tự thân mình kiếm ăn do đó đã đắc tội với tên khất cái này đinh nghị vội vàng hô a à, tuấn bọn chúng đã tới chúng ta chạy mau mẹ nó đúng là chó chết mà ngày nào cũng truy đuổi lão tử đợi khi lão tử học được võ công, xem còn ai dám khinh phụ lão tử nữa. Long Tuấn vừa chuyển thân vừa ngoạc mồm ra trời rủa. Số tiểu tử các người đứng lại. Một đám người vừa truy đuổi vừa quát tháo, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhắm đám người đông đúc trên đường liều mạng chạy vào. Ôi chà, đúng là một hán tử bị hai người đẩy liêu siêu sắp ngã liền ngoạc mồm mắng chửi. Binh, Long Tuấn vừa chuyển thân đã va và ngay vào một đại hán ngược chiều, ngay lập tức chính mình bị đẩy bắn ngược lại, ngã văng về phía Đinh Nghị ôi chào, Long Tuấn ngã quay đơ trên mặt đất, miệng không ngừng la mắng. đúng là một lũ không có mắt mà. Đinh đầu tử đâu, mau đỡ ta dậy nhanh lên, ôi chào. mau, bọn chúng phía trước, mau bắt lấy chúng. tên khất cái hô hào, đồng bọn của y đã tiến tới. Đinh Nghị lập tức nâng Long Tuấn dậy, bọn chúng đuổi kịp rồi, mau lên, chạy hả, à, ta chống mắt xem các ngươi làm sao chạy. đám người liền tản ra, mười mấy tên khất cái đã đuổi kịp bọn họ, chỉ hai ba bước chia nhau xung quanh vây họ vào giữa long tuấn từ mặt đất đứng dậy giận dữ nói mẹ nó chứ vừa rồi tên đuôi mù nào đụng lão tử đứng lên đây xem nào là ta vừa rồi ta không có đụng ngươi chính là ngươi đụng ta đó hán tử vừa lên tiếng đúng là nhạc phàm sau ba ngày lộ trình hắn đã tới thái nguyên thành đang thong thả xem náo nhiệt bất chợt lại gặp một màn kịch long tuấn nhìn thấy bạch phát hán tử bất giác một bụng đang đầy những câu chửi độc ác vốn sắp phát tác đều nghẹn lại ở yết hầu nói không nên lời Tên khất cái cầm đầu bước lên. Hừ, lần trước bị các người trốn thoát được. Lần này các ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát. Đinh Nghị không cam tâm đáp. Đúng là vô duyên vô cớ thật. Tự nhiên sao lại chưa được bọn ta? Bên kia tên khất cái tay vậy thì nói lớn. Tại đây, tất cả khất cái lớn nhỏ đều quy thuận cái bang, do cái bang quản lý. Các người đã không hiểu quy củ, đương nhiên bọn ta phải giáo huấn các người. Người đâu không cho chúng xuất thành, đánh chúng cho ta. Hai, sao hắn lại cắn tay ta à nhà trộm này anh dạ cái hốc của ta một trận ẩu đả loạn xì ngầu liền diễn ra làm cho mọi người xung quanh cười nghiêng ngả chạy mau trong trận ẩu đả long tuấn thừa dịp sờ dạng hầu bao của một hán tử to béo sau đó hắn đổ tung tóe ra mặt đất rồi hô to ha <laughs> ha đúng là thân tài thương tình cấp chúng ta tiền này mọi người mau tới tiền đó là của ta của ta hán tử mập mập kia không kịp nổi nóng vội vàng chạy tới nhặt tiền mặc hắn gào thét gì chỉ cần tiền rơi trên mặt đất thì đã là của mọi người tiền khất cái nọ cũng không thèm đến xỉa gì tới bọn Long Tuấn đang bị vây bắt vội vàng cúi xuống nhặt tiền được bao nhiêu hay bấy nhiêu máu máu ngăn hai tên tiểu tử lại đến khi cổ chủ khôi phục lại tinh thần thì Long Tuấn hai người đã sớm cao chạy xa bay nhà phàm lại thấy cảnh thị phi trong lòng sớm buồn bực quay về phía Tạ Tiểu Thanh trầm giọng nói đã tới Thái Nguyên rồi cũng là lúc chúng ta nên đường ai nấy đi Tà Tiểu Thanh đang đắm chìm trong không khí vui vẻ náo nhộn của những ngày này, trong lòng hưng phấn cao độ, nghe Nhạc Phàm nói vậy thì như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Nhạc Phàm. "Đại ca phải đi sao? Chỉ bằng ghé qua nhà muội, huynh xem bây giờ không khí như vậy thật là náo nhiệt." "Không được, ta phải trở về sớm một chút, trong nhà còn có người chờ ta." Nhạc Phàm hờ hững đáp, nhưng không ai hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay. Tiểu Thanh cũng không phải trẻ con, nên hiểu được, thấy nhạc phàm đang có tâm sự, cũng không biện cưỡng hắn nữa. Nàng cười nói, đại ca, nếu dành tới tham ta nhé, nhất định rồi. Cảm ơn đại ca đã chiếu cố cho Thanh nhìn mấy hôm nay. Kỳ thật mỗi hiểu huynh vì bảo vệ an toàn cho Tiểu Thanh, nên mới đi cùng đường với muội. Ta, nhạc phàm ngắt lời nói, không phải cảm ơn ta, chúng ta chỉ là cùng đường thôi mà. Ta Tiểu Thanh nói, đại ca, Huynh theo ta tới kia, ta có mấy thứ muốn mua tặng Huynh. Nói rồi nàng nhắm hướng phía trước chạy tới. Tại phía đông ngoài thành, trong một căn nhà đổ nát bỏ hoang, Long Tuấn đang nằm vật ra đất, thở hồn hển. Trên mặt hắn lúc này nổi lên mấy vết bẩm tím. Đình Nghị nói, Long Tuấn, chúng ta từ nay về sau làm sao bây giờ? Long Tuấn nghi ngợi một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tinh hành nói, không việc gì, chúng ta sẽ lên kinh đô. Nghe nói nơi đó so với nơi đây còn giàu có hơn, thậm chí thường hay nhặt được bạc trên mặt đất. Nói không chừng, chúng ta cũng là nơi đây mà hiển uy đó. Nhưng mà trước khi lên đường, chúng ta phải cho tên kia một bài học. Tên kia? Đúng rồi ha. Đinh Nghị mơ hồ đáp lại. Lòng Tuấn hẳn học nói, đúng ra là chúng ta đã chạy thoát. Còn mẹ nó, nếu không phải là hắn cản lão tử, thì mới tên mày kia làm sao mà đuổi kịp chúng ta? Nói không sai, vậy chúng ta làm thế nào mà trả thù đây? ha, ta vừa rồi đã để ý, hắn nhất định sẽ đi qua chỗ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Tạ Tiểu Thanh tại các quầy hàng mua một bao lớn hàng hóa các loại đặc sản, dụng cụ, đồ dùng cho tới lương khô, tất cả giao cho nhạc phàm, chất một đống trên lưng ngựa. Nàng làm như hắn sẽ về nhà hàng năm, không có đồ dùng mà phải đi mua nhiều hơn. Mấy vị tiêu sư thế vậy đều giờ khắc giờ cười. Nhạc phàm không đành lòng từ chối sự nhiệt tình của tiểu cô nương, đành phải thu nhận lấy, chỉ khổ cho ngựa của hắn phải gồng gánh tất cả mọi thứ sau đó nhạc phàm đem cho hết mọi thứ xong xuôi nhạc phàm dắt ngựa nhằm hướng đông thành thái nguyên xuất phát rốt cuộc hắn đã trên đường trở về nhà nhạc phàm thúc ngựa phóng nhanh hơn sau khi ra khỏi thành đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác có gì đó không ổn giống hệt như những cảm giác đã phát sinh trước kia hắn liền dừng lại vận tinh thần lực quan sát hoàn cảnh xung quanh Lúc này dựa vào nhạc phàm tinh thần lực cường đại, mọi hình ảnh xung quanh hắn hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hư lạnh khinh thường một tiếng, nhạc phàm tiếp tục dục ngựa chạy lên phía trước. Lên! Khi hắn lướt qua một dạng cây lớn, phía trên chuyển tới một tiếng thét lớn. Ngay lập tức một tấm lưới rách từ trên cao chụp xuống đầu nhạc phàm. Qua! Nhạc phàm đột ngột túc mạnh hai gót, dục ngựa vụt lên phía trước như gió, vừa đúng lúc tấm lưới hạ xuống chỗ hắn vừa lướt qua. Bọn Long Tuấn hai người nấp ở trên cây, định bụng dùng lưới để bắt Nhạc Phàm nhằm giao huấn hắn một trận. Cũng chắc mẩm rằng chắc sẽ thành công. Ai ngờ vào giây cuối cùng, con ngựa đột nhiên lại vọt qua khỏi bẫy, trong lòng đang thầm tiếc nuối, thì chợt thấy Nhạc Phàm xuống ngựa rồi quay lại. Cơ hội tốt, mau. Long Tuấn và Đinh Nghị nhỏm dậy định phi xuống, chợt khựng lại nhất thời sừng sốt, đứng ngây ra như hóa đá, lầm bẩm. Hắn quay lại làm gì vậy? Nhạc Phàm tốc độ cực nhanh, bằng ba bốn bước đã tới dưới tán cây, hắn vận phá kình nhằm thân cây phát trường sau hai tiếng phanh phanh mọi thứ im lặng trở lại nhạc phàm trở lại lên ngựa thúc ngựa chạy tiếp nháy mắt thấy nhạc phàm quay lại sử dụng công phu rồi bỏ đi như vậy bọn long tuấn nhìn nhau không hiểu đầu đuôi ra sao đinh nghị thần tình nghi hoặc hỏi hắn quay trở lại đây làm gì vậy nhỉ lão tử hơi đâu mà thèm biết hắn à long tuấn chưa nói hết câu thì thân cây bắt đầu lung lay à đây là sao lại thế này mau chảy xuống cây sắp đổ rồi ầm cái cây lớn đổ gập xuống ở giữa đã bị đánh nát bấy ai à ơi cái cổ của ta đinh nghị hét thả một tiếng hắn đã bị cành cây đập lên long tuấn gạt cành cây đè trên mình ra vội đứng dậy lôi đinh nghị nhắm hướng nhạc phàm đuổi theo à tuấn chúng ta đuổi theo hắn làm chi đúng đó vừa rồi ngươi cũng thấy sự lợi hại của hắn thế nào đó so với những người ta từng thấy qua thì hắn đúng là cao thủ lợi hại hơn rất nhiều đây đúng là một cơ hội tốt chúng ta mau đuổi theo hắn để bái sư đinh Kỳ có chút sợ hãi hỏi nhờ hắn giết chúng ta thì sao người đúng là óc heo mà nếu vừa rồi hắn muốn giết chúng ta thì hai phát trưởng trên cây đã nhắm vào chúng ta ta và ngươi bây giờ có lẽ cũng đã gãy làm đôi như cái cây đó như vậy chúng ta không đi kinh đô sao việc đó tính sau long tuấn vừa chạy vừa giáo huấn trước mắt là học cho được tuyệt thế võ công chúng ta muốn tới sao thì tới chứ vậy sao vậy chúng ta mau đuổi theo đi theo hướng này chỉ có duy nhất con đường này mau ruột theo Bốn năm qua, trước huyền thành đã náo nhiệt hơn trước nhiều, khắp nơi người dân cùng thương khách qua lại đông đúc. Nhạc phàm vận một thân bạch y, thân sắc đầy vẻ phong trần, chậm rãi rất ngựa trên đường. Hiện tại hắn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nửa muốn về nhà ngay, nửa lại có cảm giác bất an nên không biết quyết định như thế nào. Cuối cùng hắn quyết định tìm qua chỗ tô phóng hào trước. Tới một ngã tư đường, nhạc phàm ghé mắt nhìn xung quanh, vẫn không cảnh quen thuộc, nhưng trong thâm tâm hắn tựa như có gì đó ngăn cách xa lạ. Khung cảnh của tô ký trả lâu thật tiêu điều. Nơi đây không một bóng người, tấm biển hiệu ngả nghiêng dường như mục nát. Xung quanh cửa sổ đều đóng chặt. Hai cánh cửa ra vào dán niêm phong của quan phủ. Sùng Trinh năm thứ 11, ngày, tháng. Nhạc phàm đọc thầm rồi nhận ra đúng là ngày đó của 4 năm về trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? một cảm giác xúc động chợt dâng lên trong lòng nhạc phàm tiện tay hắn cua chặt lấy một người qua đường trầm giọng hỏi xin hỏi trà lâu nơi đây sao lại bị quan phủ niêm phong người nọ thấy nhạc phàm hông đao đao khẩu khí bất thiện không dám chậm trễ đáp bốn năm trước lão bản của trà lâu vì làm ra việc phạm pháp nên đã chạy trốn từ đó nơi đây bị quan phủ niêm phong làm ra việc gì nghe nói lão bản nơi này là đồng bọn của quân cường đạo Nhạc Phạm trong lòng trùng xuống, bất giác buông tay ra. Người nọ thoát được tay hắn, vội vàng chuồn mất. Chẳng lẽ có chuyện đã xảy ra? Sau khi đã có chủ ý, Nhạc Phạm lên ngựa nhằm hướng ngoại thành chạy tới. Lưu Thủy Thôn trước kia bình an như vậy, này đã là một vùng hoang phế. Chỉ thấy thấp thoáng mấy cột nhà cháy đen thui, đầy bụi, nằm dài rác trên khắp mặt đất. Khắp nơi trang viện đổ nát lêu siêu, những mảnh tường vỡ mọc đầy rêu xanh, Sân sau đầy cỏ dại Tại đây đúng là không có người qua lại đã lâu Nhạc phàm từ đầu thôn Chạy vội tới cuối thôn Đều thấy cảnh tượng như thế Trong lòng thêm bối rối Hắn chạy tới rỗ của vạn tiên sinh Thì thấy mái nhà tranh khi xưa chỉ còn là một đống cho tàn Hắn không phát hiện được bất cứ cái gì Xung quanh chỉ là một đống đổ nát cháy rụi Tại sao? Tại sao lại đến nông nỗi này? Ai có thể cho ta biết? Tại sao? À... Nhạc phàm trong lòng đầy lo lắng hắn phát tiết điên cuồng thét lớn. Về nhà. Nhà phàm lên ngựa, quay ra hướng lên núi ngoài thôn. Gặp lại mái nhà cũ cũng đồng dạng bị thiêu thành cho. Hắn thầm thầm chết lặng không thốt lên lời, im lặng quỳ trên mặt đất. Nơi đây mái nhà đã gắn bó với hắn một thời gian dài, là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, trong đó còn phẳng phất hình ảnh và hơi thở của phụ thân hắn. Này không còn lại gì bốn bề trở nên yên lặng kỳ lạ đến nỗi hắn thấy tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên đó là cảm giác của hơn bốn năm hy vọng đã biến thành thất vọng bốn năm chờ mong nay cũng không còn gì hồi tưởng lại mọi chuyện trước đây nhạc phàm thấy hối hận ghê gớm nếu ta không học võ nếu ta không có đánh nhau nếu chính mình không để tâm mọi chuyện nếu nếu còn có thể cho tới bây giờ thời gian lặng lẽ trôi đi phía xa trên bầu trời một đám mây đen dần dần bay tới rào rào, cơn mưa to, nặng hạt rơi xuống người nhạc phàm như muốn xoa dịu nội tâm hắn, nhưng nhạc phàm vẫn quỳ không nhúc nhích. Trong cuộc sống là thần nam nhi phải không ngừng tự cường. Lời phụ thân bất chợt như vang lên bên tai, nhạc phàm bỗng ngẩng đầu lên, hai khóe mắt lóe hàn quang. Hắn phảng phất như nuốt trôi hết mọi điều đen tối. Ta nhất định sẽ biết được điều gì đã xảy ra nhiều năm sinh tử ma luyện đã làm cho nhạc phàm tâm vững như bàn thạch tuy nhất thời không khỏi có chút mê mang nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp theo còn tự vấn tâm mình đó chính là trí tuệ của người thợ săn sau khi tỉnh táo trở lại nhạc phàm chợt nhớ tới lời của viên tướng mạc trinh trước lúc mình ra đi đã từng có nói lúc ấy mạc trinh đã từng bóng gió nói với ta như vậy chẳng lẽ hắn đã sớm biết được sự tình xem ra phải đi qua nham môn một chuyến mới giải quyết được chuyện này nghĩ được là làm nhạc phàm lên ngựa nhằm trong thành chạy tới không hay không hay rồi trong thái phủ một gã gia nhân vừa chạy từ ngoài theo hướng vào đại sảnh vừa hô vang ẩm ý việc này xem như đã phá lệ trái ngược với sự yên tĩnh vốn có trong mùa hè vừa qua tại nơi đây mọi khi vào dịp giáp tết trung thu thái gia có vai trò như trung tâm của chữ huyền thành lúc này trong phủ thái gia đang tề tiệu nhiều tân khách Thái Vũ đứng đầu Thái Gia tươi cười tiếp đón các tân khách của chữ huyền thành trong đại sảnh. Nơi đây toàn là thương nhân giàu có và các quý nhân, khung cảnh thật là hoành tráng diễm lệ. Tiếng ca múa nhà khí rộn ràng. Đột nhiên một gã gia nhân tiến vào lại còn luôn miệng hô, không hay không hay. Nhất thời làm cho mọi người thật mất hứng. Thái Vũ thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, trong lòng giận dữ quạt lớn. Thái Vũ, ngươi thật không biết quy cổ gì cả, người độc thi hành giả pháp. Bên ngoài lập tức có bốn gã hậu viên bước vào, tiến đến giữ chặt tay chân Thái Phú. Thái Phú sợ hãi lắp bắp. Lão già tha mạng, xin tha mạng, tiểu nhân là có việc gấp muốn bẩm báo, xin lão già khai ân, khai ân. Thái Vũ biết tên Thái Phú này không phải là người lỗ mãng. Hiện giờ hắn như vậy, chẳng lẽ có điều gì thực sự cũng quan trọng không chừng. Hắn đảo mắt một cái, phục hồi tâm tình, lạnh giọng hỏi. Coi như cho người một cơ hội, nói màu, nếu không có lý do chính đáng, thì đừng trách ta không niệm tình tiếp đó hắn khoa tay mấy tên hộ viên liền thả thái phú rồi lui ra thái phú vội vàng nói lão già tên bạch phát tiểu tử đã trở lại thái vũ sừng sốt nghi hoặc nói người nói cái gì bạch phát tiểu tử màu nói cho rõ ràng xem là là tên bạch phát tiểu tử bốn năm trước thiếu gia để hắn đi tử dịch doanh hắn tên là lý nhạc phàm hiện đã trở lại thái phú vội nói lý nhạc phàm bạch phát cái gì chẳng lẽ là hắn hắn còn có thể sống mà quay lại sao Thái Vũ trong lòng không ngừng khiếp sợ, mọi việc từ đầu chí cuối hắn biết rất rõ ràng, vốn thâm kiều đại hận như thế, không thể một hai câu có thể nói rõ được. Đúng vậy, hôm nay trên đường tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy, mái tóc trắng của hắn, tiểu nhân không thể không nhận ra. Thái Vũ quả quyết nói. Thái Vũ biết mình vừa rồi đã lỡ lời, nên đứng lên nói. Các vị bằng Hiếu hôm nay thái mẫu có việc, đã không chiêu đãi được tận tình, xin các vị lượng thứ cho. Những người bên trong cũng là những tay hiểu biết từng trải. Nghe thấy từ dịch doanh, ba chữ này hiểu rằng đây đúng là việc trọng đại của Thái Gia. Việc đã không liên can tới mình, ở lại cũng không có lợi ích chi, chi bằng chuồn cho sớm. Cả đám đều nhanh chóng đồng thanh cáo lui. Sau khi tiễn khách rời phủ, Thái Vũ quay sang Thái Phú nói, người mạo gọi người kêu thiếu gia về, đồng thời mời bốn vị đại cao thủ do vương công tử phai tới ra đây thì còn lo lắng gì nữa. Còn đứng đó làm gì, đi mau lên. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn một mình Thái Vũ. Hắn nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy thật không an tâm. Hắn lẩm bẩm, không được, để ta thả một bức thư tín gửi vương tống, phòng ngừa có gì vạn nhất. Người đến, trong hậu đường tại nha môn của chữ Huyền Thành, tân nhậm chi phủ Mã Chi An đang cùng với từ sư gia bàn bạc tổ chức các việc nhằm tiết trung thu. Đột nhiên một gã nha dịch cuống quýt tiến vào bẩm báo, bẩm tri phủ đại nhân có người đang làm loạn nha môn hắn đã đả thương không ít các huynh đệ mã tri phủ dùng mình thầm nghĩ không ngờ mình mới nhậm chức chơi lâu thì đã có việc phiền toái xảy ra liền vội nói hắn là ai đến đây làm gì vậy nhà dịch đáp tiểu nhân không biết đại nhân tên bạch phát nam tử này nói là muốn gặp tri phủ lão gia mã tri phủ nói mau đi xem ngươi gọi tất cả nhà dịch bên trong đó ra hết cho ta mời hồ đô sự tới còn nữa nhớ kêu hắn mang theo nhiều người tới Dạ đại nhân, tiểu nhân đi ngay. Nói rồi tên nha dịch vội quay người chạy đi. Mã chỉ phủ cũng vội vàng nhắm phía công đường tiến đến, bỏ lại từ sư ra đang sững người lầm bẩm Tóc trắng, tóc trắng, sao nghe quen vậy ta, hình như đã nghe qua đâu nhỉ? Nhà phàm khoanh tay đứng quay lưng lại ở giữa công đường, hai mắt bắn ra tia lạnh lùng. Xung quanh nhà xòa nằm đầy đất, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Bốn năm quả nhiên có thay đổi rất lớn, Nhà môn của chữ huyền thành cũng đã đổi mới nhiều. Các cột trụ cũ tại đây được thay bằng cột trụ gỗ hồng sắc rất lớn, khí thế thật phi phàm. Phía công đường treo tấm biển lớn sơn son thiếp vàng tinh xảo bên trên để bốn chữ minh kính cao huyền. Ngay cả nhà sai tại đây cũng đã được hoán đổi tới vài lần, nên hầu như không có ai nhận ra nhạc phàm, nếu không chúng sao dám ngăn cản. Nhà ngươi là người nơi nào? Cớ sao lại làm loạn nam môn, lại còn ra tay đả thương người quan soa? Vậy có còn vương pháp nữa hay không? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. mã chi phủ từ hậu đường đi tới thấy nhà dịch nằm đầy đất. Xung quanh công đường tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng trong lòng giận dữ cực điểm ra lệnh bắt người. Bốn gã bộ khoái lập tức nhắm nhạc phàm phóng tới. Nhạc phàm thoáng giật mình thấy người tới không phải là chi phủ cũ mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng nhưng không vì thế mà tay chân chậm lại chút nào. Bình bình, bình bình bốn gã bộ khoái lập tức trong nháy mắt ngã xuống đất rên rỉ. Nhạc phàm quay đầu lại lạnh lùng nói Ta là Lý Nhạc phàm Ta tới đây muốn hỏi một việc Bọn họ nếu không làm khó ta Ta tự nhiên sẽ không đả thương họ Người Mã Chỉ Phủ thấy Nhạc phàm thản nhiên như vậy Đang muốn phát hỏa Nhưng những tiếng kêu than trên mặt đất làm hắn trùng xuống Những lời định phát tiết đều nuốt ngược trở vào trong Hắn cuốn ông tay áo Ảo não nói Nói đi Vậy ngươi xông vào tận cùng nha môn là vì việc gì Ta muốn biết 4 năm trước Lưu Thừa Thôn vì sao bị tiêu đốt thành cho Bây giờ mọi người trong thôn ở nơi nào? Nhà phàm khống chế tâm tình của mình, tận lực thầm nhủ suy nghĩ phải thật tỉnh táo. Má Chi Phủ nghĩ một chút rồi đáp. Mấy năm trở lại đây, việc lưu thủy thôn đúng là một việc lớn của chữ huyền thành. Bồn quan mới tiếp nhận chức Chi Phủ không lâu. Chỉ biết được là dân chúng của lưu thủy thôn toàn bộ đã bị sơn tặc giết chết, thôn trang thì bị thiêu hủy. Nhà phàm sống tại đây mười mấy năm, tình huống xung quanh chính mình biết rất rõ, Việc dân tộc tới lưu thủy thôn giết người phóng hỏa như vậy, thử hỏi làm sao hắn có thể tin được. Nhà phàm đương nhiên không tin, hử lạnh. Ta muốn nghe sự thật. Mã Chị phủ cô nén phẫn nộ. Hắn vừa tới đây nhậm chức không lâu, làm sao biết hết việc của bốn năm trước được. Tại đây lại còn bị người tra vấn. Có là Phật cũng phải có ba phân nộ hỏa, huống chi mình là mệnh quan triều đình. Bồn quan chỉ biết tới như vậy. Người nếu không tin, bồn quan cũng chẳng có biện pháp. Nói xong thì phất áo xoay người bỏ đi, nhạc phàm đang muốn thi chuyển thủ đoạn cho thấy phía sau bình phong tại công đường có người đang ẩn nấp nhìn trộm hắn lắc mình một cái chớp mắt đã tới trước mặt người nọ người này chính là chữ huyền thành nha môn từ sư gia hắn nghe nói có gã tóc trắng tới thì trong lòng cảm thấy thập phần quen thuộc nhưng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra là ai vì vậy hắn cũng tiến ra nhưng nấp ở phía sau bình phong nhìn trộm không ngờ lại bị nhạc phàm phát hiện được đúng là hắn Gặp lại nhạc phàm, từ sư gia nhất thời hồn phi phách tán, vội lùi lại. Nhưng nhạc phàm đã chắn trước mặt không còn lối thoát. Nhạc phàm tiến đến dồn hắn lùi ra giữa công đường, đứng rụt cổ phía sau mã trì phủ. Nhạc phàm chậm rãi tiến lên hỏi. Ta nhớ kỵ người chính là từ sư gia tại đây trước kia. Thế nào, còn nhận ra ta chứ? Người nhận ra ta chứ? Từ sư gia ngã sấp mặt trên mặt đất, lồm cồm bỏ dậy. Thấy nhạc phàm hỏi, hắn giả bộ nghiêm giọng đáp. À, các hạ là ai? Sao ta có nhớ vậy? nhưng nhà ngươi dám làm loạn nha môn lại còn đả thương quan dịch thật là coi thường vương pháp mà tốt tốt lắm nhạc phàm gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán dương hắn nghe nhạc phàm tán dương mình từ sư gia không những không vui mừng mà ngược lại trong lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng thấy nhạc phàm tiến lại gần từ sư gia bao nhiêu hào khí ban đầu bay sạch giọng run run, run nói ngươi 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 định làm gì nơi này là nha môn chẳng lẽ ngươi lại muốn vào ngục thêm lần nữa nhạc phàm không dừng bước chậm rãi đi tới Mỗi bước chân của hắn giờ đây phảng phất như một cước vào lòng của tử sư gia. Đến trước mặt tử sư gia, nhạc phàm dừng bước, hắn nhẹ nhàng nói. Nói như vậy, bây giờ chắc là ngươi đã nhớ ra ta nhỉ? Tử sư gia biết mình đã lỡ miệng, muốn thu lại lời nói cũng đã muộn, nên đành đánh liều gật gật đầu. Nhạc phàm tiếp tục. Ta không có nghĩ sẽ nghe thêm lời giả dối. Ta muốn biết chân tướng của việc lưu thủy thôn bị hủy ra sao? Lưu thủy thôn là bị sơn tạc... À, à. Từ sư ra chưa có nói hết câu đã kêu thảm một tiếng. Nhạc Phạm nghe thấy cùng một đáp án đã không còn giữ kiên nhẫn được nữa, đã ra tay. Hắn sử dụng cấm thuật tiệt mạch, một thủ pháp trong y kinh, tạm thời cắt đứt tâm mạch của từ sư ra, làm cho hắn không ngừng đau đớn, hệt như một cái chết từ từ cực kỳ đáng sợ. Thủ pháp này ác độc dị thường, khi xưa nguyên vạn tiên sinh lúc dạy cho hắn đã dặn dò không phải trường hợp bất đắc dĩ không được sử dụng cấm thuật này. Hôm nay ngay cả thân nhân của mình đều không biết sống chết ra sao. Hắn đã không có gì gò bó hay cấm kỵ nữa, liền đem ra sử dụng trên người từ sư ra Ta nói rồi, ta muốn nghe chân tướng. Nếu người có thể chịu được đau đớn, ta cũng không ngại đợi thêm chút nữa. Nghe thấy dòng điệu của nhạc phàm thản nhiên như vậy, má chi phủ đứng bên lạnh người dựng hết cả dâu tóc. Lão im lặng đứng cạnh, thầm mong hồ hiến hải mau đến. À ôi! Tiếng kêu thảm vang vọng khắp nha môn, làm cho ngay cả đám nha dịch đang đau đớn nằm trên mặt đất xung quanh cũng phải lập tức nhỏm dậy, làm vội ra xa, sợ người tiếp theo sẽ là mình. À, à, đau quá, chết mất, ta nói, ta nói, ta cầu xin ngươi hãy dừng tay lại. Từ sư gia làm sư gia cho nha môn của chỗ huyền thành, chưa từng đếm trải thế nào là nỗi khổ của sự hành hạ thân xác. Bị như vậy đúng là đau đớn ta nát cả cõi lòng. Trong chốc lát, phong tuyến tinh thần đã bị phá tan, chỉ có thể khóc lóc van cầu xin tha thứ, nhà phàm phất tay trái một cái thu hồi thủ pháp trên người từ sư gia làm cho hắn ngừng đau rồi trừng mắt nhìn hắn quát nói từ sư gia trần chờ đang định mở miệng thì hưu phía ngoài cửa lớn một cây ngân châm bắn thẳng vào mục tiêu chính là từ sư gia nhà phàm hừ lạnh một tiếng và lúc ngân châm sắp trúng mục tiêu nhoáng một cái bằng tốc độ di động mắt thường không thấy kịp hắn đã đứng trước mặt từ sư gia tay phải vung lên gạt mũi châm một tiếng đinh vang lên ngân châm đã bị đánh rớt có độc. Nhạc phàm bị ngân châm xuất qua tay làm thương tổn, đồng thời một cảm giác đau đớn thông thường chuyển đến. Hắn lập tức vận thất tình chi ký hóa giải hoàn toàn độc tính. Người ra tay đánh lén không để ý tới đối thủ, vừa rồi ngân châm toàn lực phát ra, chỉ là kẻ đó không ngờ tới phản ứng của Nhạc phàm, lại càng không có ngờ Nhạc phàm đối với độc công hoàn toàn không sợ. Vì vậy hắn không dám lưu lại hiện trường mà lập tức đào tẩu. Nhạc phàm đương nhiên biết kẻ đánh lén ở chỗ nào, thậm chí hắn có thừa khả năng bắt kẻ kia lại nhưng hắn không đuổi theo mà lặng lặng đứng nhìn từ sư gia đang khuỵu trên mặt đất hắn hiểu rằng chính mình sẽ biết câu trả lời rất nhanh từ sư gia sau khi lấy lại tinh thần mồ hôi lạnh toát đầy trán trong lòng lão tràn ngập đau thương kích động nói Đà tạ tiêu hiệp đã cứu giúp ta thực ra biết không nhiều lắm việc của lưu thủy thôn chúng ta biết được cũng là sau cùng nhưng theo căn cứ của ta cho thấy bọn họ tất cả đều bị giết người diệt khẩu chỉ là do quan trên còn có mệnh quan cấp cao hơn nữa. Bọn họ đều nói là do sơn tặc, chúng ta cũng đành phải phụ mệnh hành sự mà thôi. Nhà phàm vội hỏi, vậy có người nào sống sót hay không? Từ sư gia thở dài đáp, cả thôn toàn bộ cơ bản đều chết cả, chỉ có bốn người hạ lạc nơi nào chưa rõ. Nhà phàm tinh thần rung động hỏi, vậy là những người nào? Từ sư gia ngậm nghĩ rồi nói, nghe nói có một thợ săn, một lão tiên sinh và cháu gái của ông ta còn có một tiểu tử bọn họ tên là gì ta cũng không nhớ rõ nhà phàm nghe được tin tức của thân nhân rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng được buông xuống lưu thủy thôn chỉ có một nhà thợ săn đó chính là gia đình nhà phàm còn lão tiên sinh cùng cháu gái hắn khẳng định là vạn tiên sinh cùng vạn nhã nhi mặc dù không có biết tin tức chính xác của bọn họ nhưng như vậy coi như là đã qua khỏi tình huống nguy cấp không biết tin tức có khi lại là một điều tốt Nói không chừng bọn họ đã sớm rời cả đến đây. Nhạc phàm cố gắng tự an ủi chính mình. Chầm ngâm một lát, Nhạc phàm hỏi. Vậy ngươi có biết kẻ nào làm không? Từ sơ ra nói. Ta chỉ biết việc này cùng người của Thái Phủ có quan hệ bởi vì sau chuyện đó đều là bọn họ cụ thể dẫn dò mọi việc. Lại là Thái giả. <laughs> Các ngươi cứ chở đó, ta sẽ tìm đến tận nơi. Nhạc phàm chăm lòng mặc dù đại hận nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo hỏi tiếp. Tô ký trả lâu kia, sao lại bị niêm phong? Còn lá bản tại đó là bài đảng của cường đạo ở đây nào? Tự sư gia cười khổ đáp. Đó là ý tứ của bề trên. Hồ Đô Sự dẫn người đi truy bắt và niêm phong. Nghe nói khi còn quần tới thì tại nơi đó đã không còn một bóng người. Xem ra không có đơn giản như vậy. Giữa những việc này có thể có nhiều bí mật khác nữa. Nhạc phàm càng nghĩ càng dối. Có chút lo lắng hỏi. Vậy ngươi còn biết việc gì của hắn nữa? Tử sư gia nói. Ta có nghe tiền nhiệm chi phủ lão già nói qua Thái gia cùng với Giang Nam thủ phú triệu gia còn liên kết với nhau Ta nghĩ triệu gia cũng biết việc này Chuyện của hắn ta cũng chỉ là hạ nhân Cho nên chuyện của hắn ta cũng không rõ ràng lắm Nhạc Phạm gật nhẹ đầu nói Tốt lắm, đã như vậy Chúng ta không còn gì để trao đổi nữa Nói xong Nhạc Phạm liền rời đi Được vài bước Nhạc Phạm đột nhiên quay lại nói với tử sư gia Nếu muốn sống Người nên nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu ta đoán không lầm thì vừa rồi là người của Thái gia tới giết người để diệt khẩu đó. Từ sư gia nhất thời trầm mặc. Ra khỏi nha môn, nha phàm nhảy lên ngựa chạy về Lưu Thủy thôn, hắn cần có thời gian chuẩn bị. Cái gì? Người chạy thoát rồi? Hồ Hiến Hải mang theo quan binh ba vây nhà môn, nhưng người đã rời đi mất, nhất thời một trận lửa giận, mẹ nó, là ai ăn gan hùm dám tới nơi này đảo loạn. Lúc này Từ sư gia đã rời đi dưỡng thương, Mã Chi phủ liền tiến lên thuật lại sự việc. Sao? bạch phát bốn năm trước hắn khó mà quay trở lại không thể nào hắn làm sao mà còn sống mà trở về không thể nào tuyệt đối không thể nào hồ hiến hải thì thào ngữ khí lộ ra vẻ run rẩy phảng phất như là sợ hãi mạ tri phủ càng tò mò không rõ vì sao từ sư gia và hồ hiến hải hai người họ lại sợ người nọ như vậy cho dù hắn có là người giang hồ cũng đâu cần phải tỏ ra sợ hãi tới mức đó bất quá mã tri phủ đã hiểu rõ đạo làm quan đối với một số việc không nên hỏi. Vì vậy, hắn chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Hồ Hiến Hải đột nhiên ngẩng đầu nói. Nơi này đã không còn việc gì, vậy ta đi trước, cáo từ. Sau cáo từ mã chi phủ, Hồ Hiến Hải liền vội vội vàng vàng dẫn người hướng Thái Phủ tiến tới. Tại khi đó, một âm mưu đối phó nhạc phàm đang được hình thành tại đại sảnh của Thái Phủ. Lần này, Thái Vũ dồn hết tâm huyết, sử dụng tất cả lực lượng của mình hắn còn bỏ ra rất nhiều tiền ân cần mời thêm 20 vị nhất lưu cao thủ tới trợ giúp. Vừa khéo, chữ huyền thành là nơi thông thương yếu địa, cho nên cũng không thiếu võ lâm cao thủ chi lưu qua lại. Nếu không cho dù thái vũ coi là phú hào át một phương, cũng không có khả năng trong nhất thời mời tới nhiều nhất lưu cao thủ như vậy. Mà còn có Ngô Đông, Ngô Tây, Ngô Nam và Ngô Bắc, đúng là bốn vị cao thủ trong cao thủ. Bọn họ chính là tiên thiên cao thủ do Vương Tống phái tới. Mặc dù chỉ mới tiến vào tiên thiên, nhưng trong trang hồ thực lực của bọn họ có thể được xem như đứng hàng đầu nếu không vì gia thế của thái gia quan trọng đối với vương tống là thập phần hữu dụng thì hắn tuyệt không có phái cao thủ như vậy tới để đến bảo vệ lúc này bọn ngô đông bốn vị huynh đệ đang ngồi cùng hàng ghế với thái vũ mắt khép hờ trong mắt ánh lên một vẻ khinh bỉ lặng lặng nhìn cả bọn đang thương nghị không nói một lời một tên cầm nhọn tay kỳ đứng lên nói thái đạo bản đã hào sảng đô đái với bọn tài hạ như vậy chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó Đúng vậy, đã nhận tiền của người thì phải giúp người thoát nạn. Thái gia đã hạ phóng như vậy, chỉ là một tên tiểu tử từ chiến trường trở về, không cần tới người khác phải ra tay. Ta, Dương Ngọc, một mình cũng có thể giải quyết được hắn. Một trung niên nam tử ngạo nghễ nói. Không biết tự lượng sức. <laughs> một tiếng cười trong trẻo vang lên trong đại sảnh. Bị một nữ tử cười nhạo như vậy, Dương Ngọc thốt nhiên là giận dữ, giết lên. Là đứa tiện thì nào dám cười nhạo lão tử vậy, còn không mau ra đây cho ta một bóng thân ảnh chợt lóe lên bốp một tiếng vàng khắp đại sảnh tức thì trên má dương ngọc hiện lên một vết mờ mờ của năm vết ngón tay dương ngọc đang muốn hoặc mồm chửi bới lời vừa lên đến cổ thì vội ngậm miệng lại nuốt ngực xuống hắn đã nhận ra người vừa đến cũng là người mà hắn rất e ngại nữ tử khoảng chừng hai mươi tuổi môi đỏ răng trắng vũ mị phi thường nàng than mặc lại rất gợi cảm làm cho người nhìn thấy không khỏi phát sinh tả ý tờ tưởng bất quá những người đã nhận biết nàng thì tuyệt đối không dám có ý nghĩ gì bởi vì nàng tuy nhỏ tuổi nhưng đã là tụ đính kỳ siêu nhất lưu cao thủ chẳng những võ công quỷ dị ra tay độc ác mà còn là thánh nữ của hắc đạo ngũ giáo thiên tà tông từ lúc nàng xuất đạo giang hồ tới nay người chết dưới tay vô số kể bình thường đều không có ai dám va chạm với nàng nàng ta hiện trên giang hồ nổi danh là tiểu ma nữ quan tâm vừa rồi chỉ là một chút giáo huấn cho những lời loạn ngôn nếu còn tái phạm ta sẽ cắt lưỡi người đấy. Tuy quan tâm thần sắc tươi cười, nhưng lời nói của nàng không khỏi làm cho chúng nhân run sợ, lạnh người. Quan tâm quay đầu lại nói. Tiểu nữ tử quan tâm, lần này thấy thái gia bỏ ra nhiều tiền mời cao thủ để đối phó kiểu gia như vậy, cho nên không mời mà tự tới, chắc sẽ không có ấy giải chứ. Nói xong về mặt thân thiết nở nụ cười nhìn thái vũ. Thái vũ nhìn thấy quan tâm, tâm thần nhộn nhạo, lúc nghe thấy nàng hỏi mới lấy lại tinh thần đáp. Đương nhiên, đương nhiên, không có vấn đề gì hắn hắng giọng hai lần rồi nói tiếp ừ, quan tâm cô nương mời ngồi ta nghĩ một hai ngày nữa kiều gia sẽ tìm tới lúc đó nhất định sẽ không tránh khỏi một trưởng ác chiến chà tên bạch phát tiểu từ đã thực sự trở lại tiếng thái ân khắc vang lên bên ngoài và thân hình mau chóng tiến vào đại sảnh cắt đứt lời nói của thái vũ nhìn quanh thấy đúng là đám người giang hồ đang tụ tập tại đây hắn trong lòng cảm thấy bất an thái vũ thấy như tử bây giờ mới trở về biết chắc chắn là hắn đã là lướt phong lưu ở linh lung cát thực làm cho người phải phiền não trong lòng càng thêm giận dữ nói tại đây có bao nhiêu bằng hữu giang hổ như vậy người hộ tò gọi nhỏ như vậy còn ra thầy thống gì nữa còn không mau ngồi xuống một bên mà lắng nghe thái ân khắc thấy cha hắn thực sự tức giận như vậy cũng không có dám làm càn liền ngồi xuống một bên hắn thoáng liếc mắt sang bên cạnh thì lập tức ánh mắt không thể rời đi được nữa trời ơi đẹp quá nhìn thấy quan tâm bên cạnh Thái ân khắc trong lòng buồn phiền bao nhiêu đều bay sạch, hai mắt nhìn chằm chằm không rời vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương này. Lúc này, ngoài đại sảnh, một gia nhân cung kính nói, bẩm lão gia, hồ đô sự tới bãi phòng. Thái vũ nghe vậy thì dùng mình thầm nghĩ, không nghĩ hắn tự nhiên không mời mà tới đây, xem ra chắc cũng nghe được tin tức. Được, đã như vậy ta đây cũng không cần phải khách khí. <laughs> Mau mời. Hồ đô sự mời ngồi thái vũ nhìn hồ hiến hải tiến vào mỉm cười nói "Ta nghĩ người cũng là vì việc tên bạch phát tiểu từ kia mà tới đây chăng hồ Đô sự ngồi xuống nói đúng vậy hôm nay có người đánh loạn nhà môn căn cứ lời của mã tri phủ thì hắn chính là lý nhạc phạm việc năm xưa chúng ta đều có tham dự vốn tưởng như vậy đã là diệt cỏ tận gốc không nghĩ có gia tình lại an nhiên còn sống mà từ từ dịch doanh trở về hiện tại phải suy nghĩ cách đối phó hắn nhưng có lẽ không dễ dàng như vậy Bất quá coi bộ thái lão bản đã có sắp xếp rồi nhỉ. Nói rồi hắn nhìn đám người giang hồ xung quanh. Thái vũ tự tin đáp. Ta thì tưởng lần này chúng ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc được. Nhưng việc này hồ đô sự phải trợ giúp nhiều hơn mới được. Hồ Hiến Hải về mặt đại nghĩa nói. Ta và thái lão bản đã chung một chiếc thuyền. Vì nghĩa thì tự nhiên không thể tách rời. Bất quá hắn trong lòng thầm nghĩ. Nếu bắt ta phải lên trận đầu thì lão tử cũng mặc kệ bọn người. Tốt, Thái Vũ nham hiểm nói, ta muốn cho thiên hạ không thả cho hắn, cho dù chân trời góc bể cũng không có chỗ để hắn có thể dung thân. Mấy năm trở lại đây, Thái Gia phát triển rất nhanh, tham vọng bành trướng vô hạn sớm làm cho đầu óc Thái Vũ toàn ý nghĩ đen tối. Đối với người uy hiếp địa vị của hắn, càng khiến hắn dùng thủ đoạn ra tay ác độc. Ngay cả phu nhân hắn là Lạc Dông, cũng vì không chịu nổi khi chứng kiến những thủ đoạn của hắn gây nên, nên phải bỏ Thái Gia mà đi. Sau một hồi an bài, Đám người giang hồ liền rời khỏi Thái phủ, cả tiểu ma nữ quan tâm đang trong ánh mắt đám đuối của Thái ân khắc cũng rời đi. Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại cha con Thái Vũ, Hồ Hiến Hải cùng bọn Ngô Đông bốn huynh đệ. Thái Vũ nói: "Bây giờ chỉ còn lại toàn người của mình, mọi người có gì đừng ngại cứ nói thẳng ra." Hồ Hiến Hải nói: "Không biết Thái đã bản muốn ta làm chuyện gì vậy?" Thái Vũ nhào mắt lạnh giọng nói: "Ta hy vọng Hồ Đô Sự dùng lực lượng quan phủ truy nã Lý Nhạc phàm, làm cho hắn không thể quang bình chính đại sống trên đời. Còn về việc của Giang Hồ, ta đã có tính toán. Hồ Hiến Hải nghe nói như vậy, tức là không có bắt mình phải đánh trận đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực nói. Chuyện này là việc nhỏ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thái Vũ mỉm cười nói, vậy làm phiền Hồ Huynh rồi. Tiếp theo hắn quay người đối diện với bốn huynh đệ ngô đông cùng kính nói đến lúc mấu chốt phải phiền bốn vị tiền bối xuất thủ tương trợ tuổi tác bọn ngô đông bốn người cũng đã ngoài bảy mươi hai chữ tiền bối cũng là tự nhiên mà thôi thái lao bản không phải đã tìm được nhiều cao thủ như vậy tương trợ ừ nơi này làm gì còn cơ hội cho bốn vị huynh đệ chúng tạ xuất thủ ngô đông ngữ khí tuy bình thản nhưng không có ai dám nhìn ra trong mắt hắn ánh lên tiền ngạo khí thái vũ không vì vậy mà bất mãn ngược lại hắn rất hiểu đã là tiên thiên cao thủ cũng là cao nhân nhất đẳng đối với đám người gọi là cao thủ giang hồ tự nhiên có ý khinh thường. Tà vốn đã tìm nhất lưu cao thủ giang hồ ám sát tử sư gia hy vọng chặn đường điều tra của lý nhạc phàm cuối cùng cũng thất bại. Sau khi thở dài thái vũ nói tiếp lý nhạc phàm đã có khả năng từ tử dịch doanh còn sống mà trở lại tất có chỗ hơn người ít nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ đám người giang hồ cao thủ này tuy tiếng là nhất lưu, nhưng cũng chỉ là một đám ô hợp, sợ không thành được đại khí. Năm đó Lý Đàm một mình tiêu diệt hơn 30 người của ám ảnh tổ. Lý Nhạc phàm là con trai hắn, khẳng định chỉ có hơn. Ta mời nhiều người như vậy, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nếu họ mà cũng có khả năng giải quyết vấn đề, thì tự nhiên ta đã không làm phiền tới bốn vị tiền bối. Thái Vũ khẩu khí cực kỳ khiêm tốn, Bốn vị huynh đệ ngô đông nghe được trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Là do vương tống ăn bài nơi này. Hơn nữa, bình thường thái vũ đối với bọn họ cực kỳ hiếu kính. Bọn họ mặc dù khinh thường ra tay đối phó một tiểu tử, nhưng trong lòng cũng đã đáp ứng. Ngô đông gật đầu nói, Bọn ta chính là khinh thường ra tay đối phó với một tiểu tử. Nhưng công tử đã cẩn dặn, chúng ta bốn người bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi yên tâm, lúc mấu chốt sẽ là lúc bọn ta ra tay tương trợ bốn huynh đệ do Ngô Đông cầm đầu, hắn là đại ca đã nói như thế, bọn chúng huynh đệ đều không có gì nghĩ gì. Thái Vũ nghe như vậy thì yên tâm, cười, nghĩ rằng nếu bốn người này không ra tay thì bọn họ thực sự là không có biện pháp. Giờ đã có bốn siêu cấp cao thủ trợ trận thì còn lo lắng gì nữa. Lý Nhạc Phạm, ta không tin lần này mạng ngươi lại lớn như vậy. <laughs> Thái Vũ cười âm hiểm, phảng phất như thấy địch nhân đã chết thảm dưới bước chân của mình đêm khuya hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị nhạc phàm cưỡi ngựa như gió cuốn nhắm hướng thái phủ chạy tới hắn biết tin tức mình trở lại chữ huyền thành có lẽ đã chuyển ra người của thái gia khẳng định sẽ không buông tha cho mình nếu là ngồi chờ chết chỉ bằng động thủ ra tay trước thừa dịp bọn họ chưa kịp chuẩn bị nửa đêm đánh tới thái phủ làm cho bọn họ ứng phó không kịp nam nhi hành sự có ân trả ân có oán báo oán lần này cho dù lành ít dữ nhiều ta lý nhạc phàm cũng sẽ không lùi bước Nhạc phàm kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Trên trời mây đen cuồn cuộn, làm cho lòng người sầu muộn trầm lặng không thôi. Một trận mưa to bắt đầu rơi xuống mặt đất, lại càng có cảm giác đau khổ. Và lúc đêm hôm khuya khoắt và thiên khí như vậy, trên đường không nên có người qua lại mới đúng. Nhưng dưới một mái hiên trên đường lớn, có một người đang ngồi, tựa như là đang chờ cái gì đó. Đạp đạp, đạp 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 tiếng vó ngựa dẫm nước từ xa vọng lại người dưới mái hiên kia chợt đứng lên hai bên mái hiên hắt ra ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhận ra là một nữ tử thần thái vũ mị diễm lệ khiến cho người ta khuynh tâm người này chính là tiểu ma nữ quan tâm nàng đứng dưới mái hiên nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài hai mắt nhìn thẳng ra phía trước miệng lẩm bẩm ta quả nhiên đoán không sai mà hắn rốt cục đã đến ta phải xem kỹ hắn rốt cuộc là ai mà có thể làm cho thái gia phải trọng thị như vậy <laughs> đạp 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 tiếng vó ngựa càng ngày càng gần trong mưa to hiện ra một thân ảnh dần dần tiến sát đến người đến toàn thân ướt đẫm mái tóc trắng tung bay hắn hông đeo đao vai khoác cùng tên không phải lý nhạc phàm thì là ai quan tâm lập tức phi thân tới trên ngã tư chặn đường đi của nhạc phàm t Người ngựa đang chạy liền nhất thời dừng lại sau một tiếng hô. Nhà phàm không nghĩ tới vừa mới tiến vào thành đã bị người khác chặn đường. Dương mắt nhìn nữ tử trước mặt, thành ngầm lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở đường đi của ta? Quan tâm nhìn thấy nhạc phàm đúng là một mái tóc trắng, sững sở tại chỗ, không ngừng dò xét một hồi. Sau đó nàng ta tò mò hỏi. Ngươi đúng là lý nhạc phàm. Tóc ngươi như thế nào mà lại bạc trắng hết như vậy? Tránh ra. Nhạc phàm hư lạnh một tiếng, nói là thái gia mời ngươi tới trợ giúp quan tâm đầy thâm ý đáp nếu cho là đúng thì đúng nếu bảo sai thì là sai nói xong hai mắt chợt bắn ra lam quang xanh lè nhìn chăm chăm vào nhạc phàm không cần nói chính là vũ mị câu hồn nhạc phàm đột nhiên cảm thấy tâm thần chấn động thầm nghĩ xem ra người này cũng có dị thuật cẩn thận tốt hơn nghĩ xong liền lập tức điều động tinh thần lực ra ngăn cản gì quan tâm ngạc nhiên thầm nghĩ không nghĩ tới người trước mắt ít tuổi mà lại có ý chí lực lượng cường hãn như vậy, có khả năng ngăn cản được công kích tà nhãn của ta. Hơn nữa, một mái tóc trắng như vậy, xem ra người này thật có ý nghĩa. Quan Tâm mỉm cười nói: "Ngươi thật là lợi hại, chỉ bằng ngươi hợp tác cùng ta, ta sẽ cùng ngươi thanh toán Thái gia, ngươi thấy sao?" Nhạc Phàm có thể không có để tâm đến cái đẹp, mặc dù Quan Tâm rất đẹp, rất diễm lệ, nhưng Nhạc Phàm hiện tại không có lòng dạ nào để ý. Ngược lại hắn cảm nhận được sự tà ác, do đó lạnh lùng nói. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quan tâm nghe vậy, bộ dạng ủy khuất, u oán nói. Người ta đã đợi ngươi ở chỗ này một đêm, ngươi thế nào mà lại đối xử với người ta như vậy? Một nữ tử xinh đẹp, đứng dưới mưa to, trên mặt đầy nét u oán biểu tình như vậy. Có lẽ ngay cả thánh nhân và hoàn cảnh này cũng phải xin lỗi. Nhưng nhạc phàm hoàn toàn không để ý đến. Lạnh giọng người có tránh hay không quan tâm giọng bực tức nói bổn cô nương không tránh thì sao nếu là trên chiến trường có người dám càn trước mặt nhạc phàm như vậy khẳng định sẽ bị hắn cho một đao chém làm đôi nhưng nơi này không phải là chiến trường hơn nữa hắn cũng không muốn giết người vì vậy hư lệnh một tiếng dân ngựa vòng sang chuẩn bị rời đi quan tâm từ lúc xuất đạo tới giờ chưa từng bị ai khi dễ qua nhưng trước mắt người này làm như không hề nhìn thấy mình vì vậy nhất thời làm cho quan tâm buồn bực không thôi nàng lại chặn đầu hắn nói người chắc cũng biết giờ này thái gia đã mai phục tứ phía đến chỉ là tìm đường chết vậy thì sao nhà phàm lãnh đạm đáp không bằng quay đầu trốn đi thật xa như vậy có thể sống lâu hơn một chút quan tâm chăm chú nói nhà phàm gần giọng từng chữ vậy cuối cùng ngươi thực sự là muốn gì lúc đầu do tò mò ta mới tới xem nhưng bây giờ, bây giờ lại càng tò mò. Người không có nội lực, cũng dám tới Thái Phủ, xem ra cũng là một loại thất phu mà thôi. Quan tâm khinh thường nói, tránh ra. Nhạc phàm ngữ khí lãnh đạm nói, quan tâm thấy nhạc phàm lại lần nữa coi thường mình như vậy, trong lòng giận dữ, cười lạnh nói, ta muốn xem người có bản lãnh gì mà dám tới đánh Thái Phủ. Trước tiên, hãy qua cửa này của ta đã rồi mới nói chuyện. Nói xong, song trường phòng phất âm phong của nàng nhắm nhạc phàm phóng tới. Nữ tử này chẳng những ngáng đường ta đi, hơn nữa lại ra tay thực ác độc, xem ra đúng là người tới giúp thái gia. Nhạc phàm thấy quan tâm công tới, trong lòng đã nhận định nàng là địch nhân của mình, liền sử dụng phá kình tứ kích nghênh đón. Tại xa trường nhiều năm, nhạc phàm đã có thói quen khi đối phó địch nhân không hề nhân từ, cho dù là nữ nhân cũng không có nương tay, đều toàn lực ứng chiến. Băng, phanh, ba, quyền trưởng giao nhau kinh khí khuếch tán phát ra tiếng vàng thật lớn ngay cả mưa to đầy trời cũng bay tán loạn nhà phàm cảm thấy một cỗ hàn khí cường đại xâm nhập vào cơ thể nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị thất tình chi khí hóa giải hết so với hắn quan tâm chật vật hơn rất nhiều dưới sự va chạm cả người bị đánh bay ra ngoài nàng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại hơn nữa là thuần túy lực lượng xâm nhập toàn thân chấn thương nội phủ miệng phun ra một búng máu nằm trên mặt đất trong mưa cách khoảng 1 đến 2 trượng. Nhạc phàm thấy địch nhân bị thương cũng không tiếp tục truy kích, chỉ cưỡi ngựa nhắm Thái Gia chạy đi. Nhạc phàm đã rời đi, nhưng người nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Mặc kệ cho mưa to rơi xuống thân thể, vừa rồi trưởng kia chẳng những chấn thương đội phủ nàng mà còn phá vỡ lòng kiêu ngạo bấy lâu. Từ nhỏ tới lớn, hôm nay phòng tuyến tâm lý chính mình đã bị chọc thủng. Như thế nào lại như vậy? Như thế nào lại như vậy? rõ ràng không có nội lực, sao lực lượng lại to lớn đến thế? Không thể nào, không thể nào. Quan tâm căn bản không có quan tâm thương thế của chính mình, mặc cho mưa gió cuồng loạn trong mắt thiện ra vẻ không tin. Lấy nhạc phàm, người chờ đấy, ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ. Trong mưa, quan tâm kích động hét lớn, phát tiết chính mình vẫn nộ và kiều hận. Thái phủ phòng vệ thâm nghiêm, lúc này người đề cao cảnh giới tất cả hậu viện, đà thủ phân tổ, chia nhau tuần tra bốn phía ở trong phủ, coi bộ như là thế trận khi lâm đại địch. Nên hiểu tất cả như vậy chỉ là để đối phó một người. Tiểu Tam, bây giờ ngoài trời mưa lớn như vậy, sao phải phái nhiều người tuần tra vậy chứ? Thực là ép chết người mà, còn không biết có được ngủ không nữa. Ai, à, nghe nói là kiểu gia trước kia của công tử đã trở lại, lão già lo lắng xảy ra chuyện nên mới phái thêm người tuần tra như vậy. Ô, là ai mới lợi hại như vậy, làm cho ngay cả lão già cũng phải sợ hãi thế sao? Shh, người nói nhỏ giọng một chút nếu để lão già nghe được người chết chắc vậy người nói nhanh lên người nọ thật ra là cái hình dáng gì? hèi hey, kỳ thật người cũng chắc cũng nghe qua là bốn năm trước một bạch phát tiểu tử bị xung quân giờ hắn đã trở lại cái này cũng là ta nghe quản gia nói chuyện đó à là hắn à trong một gian phòng nhỏ tại thái phủ hai gia nhân đang nằm trên giường tán gẫu. Đã muộn như vậy rồi, chắc người kia không tới đâu nhỉ? Nói vậy không đúng, ta nghe người ta nói, người trong giang hồ đều là thích nửa đêm qua lại, như vậy mới có vẻ thần bí mà. Nửa đêm mà tới hình như là toàn là dâm tạc hái hoa thì phải. Người nọ ngữ khí có chút xấu hổ nói. Một tiếng cười nhỏ vang lên, người kia nói, phải không, chắc là ta nhớ nhầm. Nhưng mà nếu là ta là hắn, ta nhất định sẽ không tới. Vì sao vậy? Ta nghe quản gia nói, Lần này lão già đã mời được cả trăm giang hồ cao thủ tới giúp. Nếu hắn tới, không phải là tự tới tìm chết hay sao? Hà nói không sai. Đúng rồi, tốt nhất là không đánh. Chúng ta sẽ được ngủ yên. Đúng đó, đã muộn lắm rồi. Chúng ta sớm đi ngủ thôi. Nếu có người tới, thì dù sao cũng không phải là việc của chúng ta. Sau đó, đèn tắt. Trong phòng lại trở nên im lặng. Nhà phàm trên đường Tiến Thành. Tại con đường ngắn ngủn trên mười dặm, hắn gặp bốn kẻ cản đường. Người quang minh chính đại, giao đấu có, kẻ ám toán có, lại có cả tên sử dụng độc. Những kẻ này mặc dù danh tiếng không phải là đỉnh đỉnh đại danh, nhưng cũng là có tên tuổi, trên giang hồ đều là nhất lưu cao thủ. Chỉ là hôm nay bọn họ đã ngã trong mưa gió, nên thân thể có nằm trên đường cũng không có ai hỏi tới. Người giang hồ hành, sinh tử bất do mệnh, chính là sự bất đắc dĩ của giang hồ. Nhạc phàm ra tay tuyệt không lưu tình, những kẻ cản đường hắn không chết cũng tàn phế, nhà phàm không có cảm thán với việc này chính bởi vì họ đã chọn con đường giang hồ cho mình tới rồi đúng là thái phủ như người ta nói trong mưa gió nhà phàm lờ mờ thấy phía trước cách đó không xa một tòa đại trạch nơi cửa lớn có hai con sư tử đá thật to gần lại phía trên nối vào treo ngang một tấm biển bạch ngọc viền vàng để hai chữ thái phủ khí thế thật hùng hồn vừa nhìn đã biết là thủ bút của đại gia là nơi này. Sau khi nhạc phàm xuống ngựa, liền trực tiếp tiến thẳng tới cổng chính. Sao lại nhằm cửa chính mà vào? Có phải không sợ người phát giác? Nhạc phàm tiến vào, một quyền nện trên cửa lớn của thái phủ. Bình, một tiếng nổ lớn phát ra. Hai cánh cửa của thái phủ vỡ vụn. Tiếp đó nhạc phàm thong thả bước thẳng vào. Phong thái phẳng phất rất nhàn nhã như là về nhà mình vậy. Tiếng động lớn vang lên cơ hồ đánh thức tỉnh tất cả mọi người trong thái phủ. Một số kẻ nhát gan thì co đầu rụt cổ trong phòng không dám thò mặt ra ngoài. Số ít người đảm lược hơn, một chút thì là thò nửa đầu qua cửa sổ mà nhìn. Dù sao bọn họ vì cuộc sống của mình mà đã còn sống cũng là người bình thường. Trong thái phủ đèn đuốc sáng choang, người ngồi la liệt. Thái vũ cùng bọn thủ hạ đêm khuya không ngủ, chính là lo lắng nhạc phàm tới đánh lén. Đột nhiên nghe thấy tiếng nổ thì trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vì Lý Nhạc Phàm đã đến, mừng cũng vì Lý Nhạc Phàm rốt cuộc đã đến, Đôi khi chờ đợi so với cảm giác người đã tới thì còn trầm trọng hơn. Không có nghĩ tiểu tử kia lại an nhiên đi vào cửa chính như vậy. Chúng ta bố trí cạm bẫy kia đều thật là lãng phí. Thái ân khác lúc này rất tức giận, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Để phòng ngừa nhạc phàm đánh lén, bọn họ đã mất không ít công sức. Tại những nơi có thể lẻn vào trong thái phủ đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, hy vọng sẽ bắt được nhạc phàm. Có ai ngờ, nhạc phàm lại đột nhiên vào bằng cửa chính, Vậy là bao nhiêu công sức của bọn chúng tất cả đều uổng phí. Như vậy thử hỏi làm sao chúng không buồn bực. So với Thái Ân khác khi đó, Thái Vũ tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn đứng lên nói. Chính xác không có khả năng đặt cạm bẫy tại cửa chính. Xem ra tiểu tử họ Lý đúng là tinh minh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Mau, theo ta ra ngoài gặp hắn. Nói xong, liền dẫn mọi người hướng phía ngoài tiến ra. Nhà phàm vừa qua cửa vài bước, một đoàn người tay cầm mộc côn sông tới, Bọn nò hai bên trái phải tổng cộng khoảng bốn năm mươi người người nào cũng mặc áo xanh thân hình cao to như vậy xem ra đúng là đám vệ sĩ hậu viện của thái phủ người chính là lý nhạc phàm tên đầu lĩnh lớn tiếng hỏi nhạc phàm thoáng liếc tên hậu viện này phấn nộ quá to cả người tránh ra ta không nghĩ sẽ giết người vô tội nhạc phàm tóc trắng tán loạn tung bay hai mắt như tóe lửa tự nhiên có uy một tiếng thét lớn làm chúng hậu viện không ai dám tiến tới Bọn hộ viện đưa mắt nhìn nhau thầm tính toán. Rõ ràng bên mình nhiều người, đối phương chỉ có một người, mà nhìn hình dạng cũng bình thường nho nhỏ. Trong lòng đảm khí nhất thời đề cao không ít. Hơn nữa lão già có nói qua, nếu giết được nhà phàm sẽ được thưởng trăm lạng hoàng kim. Trăm lạng hoàng kim à, bản thân mình có làm mười đời cũng không có dám mơ số tiền đó. Nghĩ vậy, đám hộ viện trong mắt lộ rõ vẻ tham lam, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ còn một nửa sợ hãi. Tên đầu lĩnh hộ viện kia cao giọng đáp, chúng ta là hộ viên ở đây ngươi xâm nhập thái phủ chúng ta nào có thể lùi bước các vị huynh đệ tao nói đúng không đúng vậy đây là chức trách của chúng ta đúng là Nhạc phàm không để ý tới lời của bọn họ chỉ bình thản nói là do các người đã tự quyết định lưu lại vậy các ngươi không phải người vô tội mọi người sửng sốt nghĩ thầm đây là ý tứ gì nhỉ sao hắn lại nói điều này tại đây vậy nhạc phàm chỉnh thần sắc lạnh lùng nói tiếp đã không phải là người vô tội vậy đáng để ta giết Vừa dứt lời, người như mũi tên rời khỏi dây cung bắn vào trong đám người. quẩn chiến vẫn là một trong những phương thức công kích mà nhạc phàm rất am hiểu. Chỉ thấy hắn trong đám đông địch nhân chuyển hướng qua lại như thoi, quyền cước vù vù. Mặc dù là những kích đơn giản nhất, nhưng mỗi chiều chúng vào những bộ vị yếu hại chí mạng của địch nhân. Một cái tính mạng như vậy liền vô thanh vô tức biến mất, căn bản không có kịp suy nghĩ tại sao. Ai à, không, phốc. Nghe tiếng kêu thảm thiết kinh tâm, Chúng hộ viện nhìn quanh, thấy đám đồng bọn lần lượt ngã xuống, không có nhúc nhích. Đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, bóng đêm tràn lan, đã nuốt gọn sự kiên cường hết thảy trong thâm tâm, bao gồm cả dục vọng vô hạn. Bọn họ đã sợ hãi. Họ cho tới giờ cũng không nghĩ tử vong lại kinh khủng như vậy. Khoảng cách giữa mình và tử vong lại gần như vậy, phảng phất như địa ngục đang ở phía trước. Chúng ngộ viên run run mở đường lui lại phía sau. Trong mắt bọn họ giờ đây, bạch phát cuồng vũ nhạc phàm tựa như ma quỷ như dấu ấn của tử thần nhạc phàm thấy chúng hộ vệ thối lui tình không có ngừng ra tay mà còn tăng tốc độ nhanh hơn đuổi theo bọn họ à bọn người thái vũ đuổi tới tiền viện phát hiện một đống thi thể tất cả đều là vệ sĩ hộ viện của thái phủ cứu mạng a à, là một nhân mạng vừa biến mất nhạc phàm sau khi đánh chết người chạy trốn cuối cùng liền đi tới chỗ bọn thái vũ Thái Vũ nhìn thi thể chất đầy đất, không khỏi tức giận, không cam tâm nói. Lý Nhạc Phạm, không thể tưởng tượng được ngươi lại nham hiểm độc ác đến như vậy. Bọn họ đã chạy trốn rồi, mà ngươi hoàn toàn không buông tha. Nhạc Phạm lạnh lùng nói. Ta nói rồi, ta không giết người vô tội. Bọn chúng đã ở lại, thì không phải người vô tội. Bọn chúng đều đáng chết. Nghe Nhạc Phạm nói như vậy, Thái Vũ đang tức giận, ngược lại trở nên tỉnh táo. Hắn trong mắt sát khí lộ ra, âm trầm đáp. Người chết thì đã chết. Dù sao trong phủ ta cũng không thiếu vài hạ nhân. <laughs> Thực sự ta không ngờ ngươi có thể sống mà quay lại. Nhạc phàm thoáng liếc mắt dò xét thái vũ. Thấy tại xung quanh hắn đều là người giang hồ. Ánh mắt hắn dừng lại tại người đang đứng cạnh thái vũ chính là thái ân khắc. Nhạc phàm thu hồi mục quang lạnh giọng nói Ta nhớ kỹ ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi. Bốn chữ đơn giản như vậy chẳng khác nào tiếng sét nổ bên tai của thái ân khắc. Thái Ân Khắc bị dọa một nhảy trốn sau lưng của Thái Vũ, sợ hãi nhìn Nhạc Phàm, run run giọng hỏi, Người ngươi muốn làm gì? Thái Vũ thấy Nhi Tử mất hết nhuệ khí, cả giận quát. Người cầm miệng. Tiếp theo hắn gần giọng, nói với Nhạc Phàm. Vốn người có thể sống lâu thêm được vài ngày, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác khơi khơi tìm chết. Đã như vậy, sẽ thành toàn cho ngươi. Bà vơi hắn lại cho ta. Theo tiếng hót lớn của Thái Vũ, mười cao thủ giang hồ đang đứng cạnh hắn tất cả tay đều cầm binh khí vọt lên trước vây chặt lấy nhạc phàm thái vũ cười nhẹ nói <cười> những giang hồ hào kiệt này mỗi người đều thân hoài một môn tuyệt kỹ võ công cao cường đều là nhất lưu cao thủ lần này thì ngươi có chắp cánh cũng không thoát được nói đi trước khi chết ngươi có chăn chối gì không <laughs> nhạc phàm thấy nhiều cao thủ như vậy bao vây trong lòng cũng không kinh hoàng khí định thần nhàn đứng thẳng người trong mắt đầy vẻ kiên định phảng phất là dù mưa to gió lớn cũng không khuất phục được hắn ngươi là phụ thân của tên họ thái kia nhạc phàm ngờ vực hỏi đúng vậy ta là thái vũ thái vũ gật đầu đáp nhạc phàm lại hỏi việc của lưu thủy thôn là do bọn ngươi làm thái vũ đối với câu hỏi đó ra vẻ thần bí đáp đây là bí mật ta không thể nói nhiều quá bất quá ta chỉ có thể cho ngươi biết việc lưu thủy thôn không phải ta phái người ra tay nhạc phàm dùng mình ngay lập tức hừ lạnh một tiếng hắn tất nhiên không tin thái vũ nói bất quá hắn cũng không muốn chứng tỏ điều gì chỉ tiếp tục hỏi ta chỉ muốn biết tin tức của những người còn sống ha 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 thái vũ cười điên dại sau đó nói người còn sống ư nơi đó còn người nào còn sống lưu thủy thôn tất cả đều chết hết rồi ờ đúng rồi người không biết tung tích của người thân ở đâu Chẳng lẽ người hy vọng họ có thể còn sống ư? Ừ? Nhạc phàm trong lòng buồn bực lạnh lùng nói Bọn họ rốt cuộc Đang muốn hỏi tiếp Đột nhiên phía sau chuyển đến thanh âm hô hô hơ. Nhạc phàm trong nháy mắt điều động tinh thần lực xung quanh Hết tài đều tự nhiên hiện lên trước mắt Đả một bước Xào rượu tránh khỏi đòn đánh lén của địch nhân Thân ảnh cấp tốc chật lóe, Chuyển về phía thân hình của địch nhân không chờ hắn kịp phản ứng mà xuất phá kình chi lực đánh thẳng vào chỗ yếu hại phanh bồng hai quyền nháy mắt bắn ra lập tức thu hồi chỉ thấy kẻ đánh lén đứng im tại chỗ không một cử động giữ nguyên tư thế công kích tiếp theo toàn thân phát ra tiếng lách cách thất khiếu trả máu ngã lăn ra đất ám kính thủ đoạn ra tay làm cho người khác sợ hãi tốc độ cực nhanh một chiêu lấy mạng quả thực so với sát thủ ra tay còn nhẹ nhàng sạch sẽ hơn nhiều mọi người tại đây run lên trong lòng có chút ngán sợ ngay cả bọn ngô đông đứng sau thái vũ cũng vì thế mà thần sắc rung động xem ra lý nhạc phàm này tu luyện một loại ngoại công đúng vậy hắn trẻ tuổi mà đã tu luyện ngoại công đạt trình độ như vậy chỉ là thật đáng tiếc ta nghe nói người tu luyện ngoại công đặc biệt chịu đòn dạng ấy chỉ giỏi đùa dẫn bằng không nếu hai người khác cầm chắc kẻ kia bị vẩn chết như thế không phải nghĩ ngợi Ngô Đông bốn huynh đệ đứng một bên, nhỏ giọng bàn tán, căn bản không có để chuyện của Nhạc Phàm vào trong lòng. Dù sao bọn họ cũng xem như là tiên thiên cao thủ, như Nhạc Phàm bất quá chỉ như con sâu chịu đòn mà thôi. Không khí khẩn trương tràn ngập cả đại viện, Nhạc Phàm đứng thẳng bất động, vẻ mặt sắt lại, tinh tường quan sát động tĩnh xung quanh. Lần đầu tiên cùng quần chiến với nhiều cao thủ như vậy, hắn trong lòng có phần hưng phấn, mà phần lớn còn lại cũng là tỉnh táo. Sát! Ra tay trước chiếm thượng phong, nhạc phàm hét lớn một tiếng xông ra ngoài. Lên! Sự trầm mặc của hai bên rốt cục là như núi lửa phun trào. Trong thái phủ đại viện, bóng đao thương kiếm bay lượn đầy trời làm cho người ta hoa cả mắt. Nhạc phàm trong vòng vây của phần đông cao thủ dễ dàng tự nhiên qua lại như thoi. Hắn tịnh không có ra tay, một bên thì né tránh, một bên thì quan sát. Bởi vì đối với nhạc phàm mà nói, khó có được cơ hội như vậy. Học tập đa dạng chiêu thức võ học đối với người khác mà nói chỉ có hại cho tu vi võ học bản thân. Nhưng đối với nhạc phàm mà nói thì lại là tốt. Nguyên nhân chính là vì tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, đủ để hắn ghi nhớ tất cả các chiêu thức nhưng không bị hỗn loạn. Hơn 10 vị cao thủ này đích xác thật bất phàm, đều đã đạt tới chu thiên kỳ cảnh giới, chiêu thức võ công đều là loại trung phẩm và thượng phẩm. Nhạc phàm mặc dù không biết chiêu thức kinh lực vận chuyển như thế nào, nhưng hắn cứ yên lặng dụng tâm ghi nhớ sau này khi tu luyện, lấy sở trường bù sở đoàn, đây chính là cơ sở cho thành tựu võ học kinh nhân của hắn sau này. Mẹ nó, số tiểu tử, đứng lại cùng chúng ta đánh, tránh tránh né né, còn gọi gì là nam nhi. Mẹ có kiểu tránh né như vậy, đứng lại, lão tử phải chém chết ngươi. Nhà phàm cơ bản lại hiểu được đạo lý, chỉ là trào phúng cười nói. Kìa các người lấy đánh nhiều, như vậy thì cũng gọi là nam nhi sao? Mọi người bị một câu nói mỉa mai như vậy, đỏ bừng gặp mặt rốt cuộc không nói nửa câu, nhưng song phương không có dừng lại. Ngô Đông một bên kinh ngạc nói, Người tu luyện ngoại công, phần lớn đều lấy lực luyện thân thể, theo đuổi tốc độ rất khó lên tới cực điểm, nhưng tiểu tử này thân pháp có thể đạt được tốc độ như vậy, cũng không hiểu sao lại luyện thành được. Lão Tam Ngô Tây khinh thường nói, Tu luyện ngoại công cuối cùng cũng chỉ là bảng môn, hắn còn nhanh nữa cũng sao nhanh hơn thực chúng ta. Ngô Nam nhíu mày lạnh lùng nói, Lão Tam, người vẫn chứng nào tật ấy. Ta đã nói ít nhiều bao lần rồi, đừng bao giờ coi thường địch nhân, nếu không có hại cuối cùng chính là mình. Phải. Trong ba vị huynh đệ, ngô tây sợ nhất chính là nhị ca mình. Hắn không dám nói thêm nửa câu, cúi đầu đứng ở một bên. Ngô Đồng nói, Lão Tứ, phần người thấy sao? Ngô Bắc vẫn đang quan sát, nghe thấy đại ca hỏi, trầm ngâm hồi lâu đáp. Người này ta nhìn không có thấu. Bọn Ngô Đông nghe được như vậy thì sừng sốt, không khỏi nghi hoặc, tại trong mắt bọn họ, tứ đệ mình khẳng định là thông minh nhất. Hiện giờ hắn nói không nhìn thấu một tiểu tử, làm cho bọn họ có điều khó mà tin được. Ngô Đồng nhìn nhạc phàm cách đó không xa, trong lòng chợt cảm thấy bất an, quay về nhìn ba người huynh đệ chăm chú nói. Nếu là cùng hắn giao thủ, mọi người tốt hơn nên cẩn thận. Nhạc phàm đã quan sát nửa ngày, rốt cục đại bộ phận chiêu thức đã ghi tạc toàn bộ trong đầu, tỉ như là một ít dùng côn, dùng quạt, dùng câu xoa, dùng ám khí. Đại khái chiêu thức mỗi một môn một thế, nguyên vẹn đều không có buông tha. Không sai biệt lắm. Đã có chú ý, lập tức nhằm phàm khai triển phản kích, tay chân đồng thời thi triển tân cẩm nã thập bắt đà đối phó với địch nhân. Các cao thủ thấy nhà phàm trước mắt không hề né tránh, nhất thời tinh thần đại chấn, trên tay công kích càng thêm hung hiểm hơn. Lúc này, một người nhân cơ hội nhạc phàm đang đánh nhau té lửa, lặng lẽ lẻn ra phía sau hắn. Sau đó cất mình mãnh liệt nhảy lên, hai tay đồng thời vung ra, hai ông trúc xuất hiện trong lòng bàn tay lập tức cùng phóng ra vô số ám khí từ trên trời bắn thẳng đến người nhà phàm là diệt hồn đinh ngô đông cùng bao anh đệ kẽ hô một tiếng thần sắc có chút kinh ngạc xem ra ám khí này có một không hai lai lịch không hề tầm thường chút nào trên bầu trời đang mưa to như chút nước bỗng thấy ánh làn tình lập lòe tỏa rộng rơi xuống dưới kỳ dị vô cùng ai gặp cũng biết bên trong có ẩn chứa sát khí trong khi chiến đấu Nhạc Phạm đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Trong lòng rung động mãnh liệt, dựa vào 4 năm kinh nghiệm sinh tử ở chiến trường. Khi hắn thấy cảm giác cảnh giác kia tới, tức khắc theo bản năng rút trường đao bên hông ra. Khai! Nhà Phạm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt khí thế cuồn cuộn dâng lên, chém ra đầy trời đau ảnh, gắt gao bao bọc lấy mình tại trung tâm. Chiêu này trong đao chiến thất thức có tên là cuồng vũ thức. Đao ảnh như một vòng tròn, từ nhỏ mở to, kín tới độ gió không xuyên nổi. Kín đến nỗi, ngay cả mưa to như chút cũng bị ngăn trở bên ngoài, chứ đừng nói là lam tinh ám khí đang rơi xuống. Đinh, đinh, đinh. Hơn 10 mũi diệt hồn đinh bị văng ra, bắn thẳng vào đám địch nhân đang vây quanh nhạc phàm. Biến cố thình lình, cùng cách một cự ly như thế, tốc độ ám khí lại nhanh như vậy. Làm cho không một người nào căn bản kịp phản ứng, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng không có ngoại lệ. Không hay tránh mau ai, à, ôi, ai. À tiếng than khổ bên tai vang lên không ngớt đột nhiên cả đại viện tiếng than biến đổi thật lớn trở thành tiếng kêu gào thê thảm chẳng khác nào như người bị xét đánh trúng tim những gia nhân trong các gian phòng nhỏ nghe được không ngừng run rẩy không ai còn dám lén nhìn ra ngoài nữa đây là ám khí gì vì sao lại lợi hại như vậy thái vũ không hiểu nói lợi hại ngô đồng nhìn khinh bỉ thái vũ bằng nửa con mắt nói diệt hồn đinh cớ sao lại là diệt hồn không thể sống chết hồn phách diệt hết cho nên có thể nói là loại ám khí kỳ độc vô cùng. 40 năm trước, vô độc lão tiên Diêm Thanh uy trấn giang hồ, đó là nhờ dựa vào ám khí diệt hồn đinh này. Hành tàu thiên hạ câu hồ không ai dám ngăn trở. Nếu không phải tự nhiên về sau lại vô thành vô tức biến mất, sợ rằng hiện tại dù là thập đại cao thủ cũng như kẻ kia đã nằm trên đất. Tuyệt kỹ đã thất truyền nhiều năm, không ngờ hôm nay tại giang hồ tự nhiên xuất hiện trở lại có điều uy lực còn kém xa. Chỉ thấy trên thân người bị trúng diệt hồn đinh, miệng vết thương bắt đầu lan rộng rất nhanh, máu độc tràn ra, cả thân hình dần dần giữa nát, từ đầu tới cuối hỏa lẫn vào nhau, đến cuối cùng biến thành một bãi máu thanh hồi nồng nặc, thật là ghê sợ và khủng khiếp. Huệ! Thái ân khắc từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhìn thấy tình cảnh trên sân như vậy thì đứng một bên nôn mửa không thôi. Xem ra hắn phải mất nhiều thời gian mới có thể ăn uống lại được những người còn lại đều sắc mặt đại biến bọn họ hành tàu quanh sang hồ nhiều năm đã gặp qua không ít trận đầu rơi máu chảy vậy mà khi thấy tình cảnh tàn nhẫn như vậy cũng nhịn không được muốn nôn mửa vì vậy bọn họ nhanh chóng rời mắt chuyển sang hướng nhạc phàm nhạc phàm tại chiến trường đã từng giết không biết bao nhiêu người Tầm sớm tự nhiên đã vững như bàn thạch vì thế không bị phản ứng gì hắn hoành đao mà đứng hàn quang trong mắt bắn ra tứ phía trong lòng không nén nổi giận dữ quả nhiên lám khí kịch độc nếu là ra tay chậm một chút, e rằng đến thất tình chi khí cũng không thể cứu được tính mạng. Thật sự đáng giận, thật sự đáng giết. Nhạc phàm nhìn hơn 10 người xung quanh, trong mắt tràn đầy sát ý. Theo sát ý của hắn, sát khí cường đại tỏa bên ngoài cơ thể tràn ngập cả đại viện. Sát khí thật ghê gớm. Những người tại đây cảm nhận được sát khí nồng nặc như thế, vẻ mặt đỏ bừng, ngột ngạt, phảng phất tựa hồ hít thở khó khăn. Giết! Nhạc phàm quát lớn một tiếng, mượn thế uy hiếp tâm thần địch nhân, đồng thời cổ tay xoay đao nhắm hướng đối phương đánh tới vô hồi thức thần đào như chấp giật nhanh như điện đánh thẳng ra xuất đào vô hồi mục tiêu chính là kẻ vừa đánh lén đào nhanh thật bọn người kia còn chưa kịp cảm thán đao nhạc phàm đã tới trước mặt kẻ nọ dừng tay ta lạ là... người kia tâm thần đang bị uy hiếp còn chưa kịp phản xạ đào đã xoẹt qua cổ hắn phụt một vòi máu tươi phun ra từ vết chém đầu hắn bị mưa to hất văng rơi xuống đất trong mắt ngập nước vẫn còn lưu lại một tia kinh hãi vừa rồi. Mọi người trầm mặc trong lòng chẳng biết nghĩ gì. Đây là đạo pháp gì? Đây là võ công gì? Ra tay cực nhanh, cực tàn nhẫn, đạo pháp cực chuẩn, cực sắc, thật là đạo pháp lợi hại, con người lạnh lùng tàn ác. Thái Vũ như bị sét đánh, nhưng khôi phục lại rất nhanh. Thấy mọi người sợ hãi lùi lại, bèn nói lớn. Đừng lo lắng, nếu giết được hắn, ta sẽ trả thù lao gấp đôi. Các cao thủ nghe vậy chợt tỉnh lại, dưới lời nói trọng thưởng tất có dũng phu, người trong giang hồ như bọn này lại càng như thế. Mọi người cùng xông lên. Đã có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên cũng xông lên, huy động binh khí của mình hướng nhạc phàm đánh giết. Loạn. Những kẻ giang hồ này không giống như binh lính ngoài chiến trường, không có phương pháp công kích, làm cho đại viện loạn thành một đoàn, không bị ngộ thương thì cũng thất thủ. Mặc dù vậy, nhạc phàm cũng bị thương nhiều chỗ. Đám người này đều là nhất lưu cao thủ, nếu nói tới công kích, cho dù lực công kích của 100 binh lính cũng không mạnh bằng một người trong bọn họ. Bất quá vết thương nhỏ đối với nhạc phàm mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Trong chốc lát, thất tình chi khí làm liền miệng vết thương lại. Loạn kích thức Tứ phía kích địch, mọi nơi yếu hại, sát khí vùng vẫy. Quả nhiên cực đoan vô cùng. Đào tám máu, tâm tư lạnh, ác đao trong tay rung động không ngừng, như diệt trời, như diệt đất. Thiên địa vạn vật đều tận diệt. Trừng nở canh giờ sau mưa to dừng lại trong đại viện của thái phủ thi thể đầy đất máu huyết chảy ra hòa nước mưa chảy chậm chậm thành dòng xuôi theo rãnh mà trận chém giết vẫn chưa dừng lại sau một hồi tiếng chém giết đã chấm dứt hôm nay trong đại viện ngoài bọn thái vũ còn có hơn hai mươi vị cao thủ giang hồ mà giờ chỉ còn lại có một người còn lại vẻ mặt thất kinh quên cả công kích chậm rãi lui lại phía sau hắn nhìn nhạc phàm thân mình đầy máu vẻ mặt dữ tợn đang tiến đến tay chân bất giác bắt đầu run rẩy đừng đừng người đừng có tới đây hắn liều mạng hô lên đó là tiếng phát ra từ nơi thâm sâu của linh hồn đang run rẩy và sợ hãi lạt nhà phàm chém một đao một tính mạng liền biến mất trên cõi đời khi mà địch nhân cuối cùng tại nơi đây ngã xuống là lúc nhạc phàm đạp mạnh hai chân cả người như làn gió xông ra ngoài mà mục tiêu hiển nhiên là Thái Vũ. Thái Vũ thoạt đầu hoảng hốt, sau đó lập tức trên mặt nở một nụ cười nhạt, dùng ánh mắt khinh thường và diễu cợt nhìn Nhạc Phàm. Ngô Đồng bốn huynh đệ, mặc dù khiếp sợ đao pháp của Nhạc Phàm, nhưng trong lòng bọn họ, Nhạc Phàm thủy chung không uy hiếp đến bản thân mình. Ngô Tây thấy Nhạc Phàm vọt tới, một tia sáng thoáng qua trong mắt, chặn trước mặt Thái Vũ quá to. Tới rất hay. Tay phải sờ vờ hông, rút ra một thanh nhuyễn kiếm hướng trường đao của nhạc phàm quấn lấy đinh đang đao khởi ra bị quấn chặt xung quanh phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai ngô tây cả cười lập tức quán chú tiên thiên chân khí định đánh rơi trường đao của nhạc phàm lúc này nhạc phàm cười lạnh phảng phất như mọi việc đã dự liệu trong lòng không hay cẩn thận né tránh ngô đông ba huynh đệ đột nhiên phát hiện ánh mắt của nhạc phàm có điều không phải đồng thanh hô to đáng tiếc đã quá muộn phá Nhạc phàm hai mắt vụt ngời tinh quang, thất tình chi lực tụ vào thân đao, dùng sức chấn động, Bồng, thân đao vỡ tung, bắn vọt ra bốn phương tám hướng. Thân đao tự nhiên vỡ vụn rồi bắn ra tứ phía, phương thức công kích quỷ dị như thế, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù bọn Ngô Đông đã nhắc nhở, nhưng vẫn không thể vãn hồi được cục diện nguy hiểm. Liều mạng, Ngô Tây biết khoảng cách gần như vậy, muốn né tránh đã là không thể, đành phải rất nhanh điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể miễn cưỡng hình thành một lớp cương khí mỏng manh vận chuyển bên ngoài cơ thể để bảo vệ mình. Cương khí tuy mỏng, nhưng binh khí thường đừng mong đâm vào được, dù chỉ là một phân. Phát ra chân khí, đó chính là sự khác biệt chia ra giữa tiên thiên cao thủ và nhất lưu cao thủ thông thường. Bồng, thân đào xé ra, phốc, phốc, những mảnh đao nhỏ xuyên qua hộ thể cương khí của ngô Tây cắm sâu vào trong thân hắn. Sao có thể như vậy? Mặc dù ngô Tây trong lòng âm thầm khiếp sợ, những mảnh đao nhỏ có thể xuyên qua cương khí của mình nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vì cương khí đã chống đỡ lại được đại bộ phận lực đạo của mảnh đao chỉ bị thương ngoài da mà thôi bằng không thì hậu quả thật không tưởng tượng được cẩn thận nghe thấy bọn Ngô đồng nhắc nhở Ngô Tây vừa mới hồi tâm lại đã thấy phía trước có một mảnh đao rất nhỏ bắn thẳng vào mắt trái tám đế tám k à mắt của ta Ngô Tây không kịp né tránh tả nhãn bị mảnh đao đánh trúng còn người vỡ tan máu chảy ròng ròng đau đớn như thế, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng khó lòng chịu nổi. Cơ hội tốt, nhà phàm vùng trôi đao, hàm chứa phá kình, chi lực phát ra, muốn đánh chết ngô tây. Lúc này thấy ba người từ mặt khác vọt lên, trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt. Ba huynh đệ ngô đông khi nhắc nhở ngô tam đã định tiện thời ra tay, nhưng sự tình biến đổi quá nhanh, làm cho họ căn bản muốn cứu cũng không kịp. Ngô Bắc ở lại chiêu cố cho Ngô Thầy, còn ngô đông ngô nam hai người cố nuốt giận bay vọt về phía nhạc phàm cùng lúc đó trong một sát na nhạc phàm tâm niệm chuyển động lùi lại nửa bước phóng mình lên trên trên không song cước chấn động thân hình liền rời xuống ngô đông hai người thấy thế hử lạnh một tiếng đồng thời cùng hướng lên phía trên đánh lên phanh nhạc phàm thu hồi kình lực song cước ngang nhiên đón tiếp thế công của hai người nhạc phàm không thèm để ý tới hai cỗ tiên thiên chân khí cường đại xâm nhập vào cơ thể mượn lực phản chấn bắn ngược lại lên không khi tới độ hai ba trượng cao thân hình vừa chuyển động cung tên trên vai hạ xuống không chậm trễ tiện tài lắp một mũi tên vào ngắm thật chuẩn vèo mũi tên như một vệt sáng lóe lên bắn vụt ra nhưng lần này nhắm vào mục tiêu đang trốn phía sau thái vũ chính là thái ân khắc không hay ngô đông hai người không tưởng tượng được nhạc phàm còn có kiểu giết người như vậy sau khi bọn họ đi giao thủ với nhạc phàm hai tay phát tê dĩ nhiên không có khả năng tiếp tục chặn mũi tên như chớp đó của nhạc phàm chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mũi tên bắn đi. Thái Vũ cùng Thái Ân khắc sững sờ nhìn mũi tên phóng tới, vẻ mặt tuyệt vọng, phảng phất thật sâu trong mắt họ. Lúc này, cả thiên địa chỉ còn lại là một hình dáng của mũi tên. Mũi tên xoẹt qua má của Thái Vũ, bắn về phía Thái Ân khắc, thì ngay sau khi đó, một đạo bạch quang chật lóe lên tại trước mắt Thái Ân khắc. Đối với Thái Ân khắc bà nói, đạo bạch quang tựa như hy vọng mở ra đen tối trước mắt hắn. Ba, bạch quang đánh trúng thân tên, sau đó ngập vào trên gốc thiết thụ phía xa. Sau khi nhìn kỹ, mới biết hóa ra là một thỏi bạc đã được truyền tiên thiên chân khí. Mũi tên bị thỏi bạc đánh gãy đôi, phần đầu đã bị ảnh hưởng rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Chỉ có điều... À... Thái ân khắc hét thảm một tiếng, phần đầu mũi tên đã bắn trúng vào tai phải của hắn. Ai, à, đau quá, cái tai của ta. Vũ nhì. Thái vũ nghe thấy nhị tử kêu thét thảm thiết, nhất thời hồi phục lại tinh thần, xoay người nhìn lại chỉ thấy nhi tử bịt chặt phần tay phải đang lăn lộn trên mặt đất kêu gào xé nát tâm gan hình dạng con yêu thật thê thảm thái vũ thấy được thì đau xót không thôi vội vàng chạy tới để vỗ về ngô bắc nhanh chóng tiến đến vung tay điểm phong trì huyệt của thái ân khắc làm cho hắn hôn mê đi rồi từ trong lòng lấy ra một quả đan dược nhét vào miệng thái ân khắc xem ra không phải lo lắng tính mạng hắn nữa trở lại nhạc phàm hắn đã như vậy tinh tâm thiết kế cố chịu ngoại lực xâm nhập để bắn ra mũi tên này, để báo thù hãm hại mình năm đó nhập ngục. Vốn dĩ tưởng rằng tất cả đã nằm trong sự tính toán của mình, không nghĩ tới khi giết kẻ thù đến nửa đường lại xuất hiện trình rào kim, khiến cho thất bại trong gàng tấc. Binh Nhà phàm nặng nề từ trên không rơi khụy xuống trên đất, y phục tơi tả rách nát, trên người hắn lộ ra đầy sẹo do đao chém, vẻ mặt dữ tợn, làm cho lòng người kinh hãi. Hai chân chảy máu, da rẻ vỡ nát, miệng thổ máu tươi hai cỗ tiên thiên chân khí nóng lạnh đánh thẳng vào cơ thể mặc dù kinh mạch của nhạc phàm có vững chắc vô kể cũng không chịu nổi bị phá hại lý nhạc phàm ta muốn giết ngươi ta bắt ngươi phải đau đớn đến chết cho ngươi và cha ngươi giống nhau đều chết không chỗ trồn thây thái vũ nhìn nhạc phàm bị thương đứng trên mặt đất trong lòng không có nửa điểm lo lắng có chăng chỉ là ý hận vô hạn người nói cái gì cha ta cha ta làm sao nhạc phàm liêu siêu cố gắng đứng dậy bất an hỏi Ha 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 ha, ha 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 ha. Thái Vũ điên cuồng cười lớn, sau đó hắn lạnh như bằng nói: ha, "Dù sao người cũng đã là người chết, không ngại nói thật cho người biết, Lý Đàm cha ngươi đã chết từ bốn năm trước, hơn nữa còn chết không toàn thây." Ha, 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 ha. Tin tức này rất khiếp sợ phải không? Ta đúng là muốn ngươi phải thống khổ, ngay cả trước khi chết phải thống khổ cảm thụ cái chết của thân nhân là thống khổ vô hạn nói tới câu cuối ngữ khí của hắn biến thành gào rít thống hận ngây ngốc choáng váng nhạc phàm như sắp hỏng mất hắn kiên cường hắn cố gắng đối mặt với khó khăn dù thất bại hắn cũng chưa bao giờ buông tha cho qua mà tới giờ phút này hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy hối hận bất lực hắn không muốn tin điều này là sự thật nhưng chúng thẳng vào nỗi đau bất an trong lòng thật sâu ảnh hưởng tới hắn làm cho hắn chỉ còn cách thừa nhận chả đã chết chả đã chết như thế nào không thể nào không thể nào không thể nào, nào. nhạc phàm ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm nói thái vũ khinh thường nói đã chết thì là đã chết một tiện dân mà thôi có gì to tát mà không được không chỉ có hắn ngươi cũng phải nhạc phàm trầm mặc không nói gì chẳng ai biết trong tâm hắn đang đau thương và tự trách mình nhiều năm nương tựa lẫn nhau tin tưởng chính là còn sống hy vọng chính là sinh mạng từng có một lời thề đại bi vô ngôn không ai có thể lý giải sự thân thiết của lý đàm và nhạc phàm trong đó đó là một loại tình cảm không cách nào dùng ngôn ngữ mà mô tả được nhẹ nhàng sờ lên mảnh đá nhỏ trên cổ nhạc phàm lẳng lặng nói các người đều đáng chết. Nói rồi ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt đỏ hồng rực lên chăm chú nhìn mọi người thái vũ. Trong tâm thức của nhạc phàm, một dòng khí màu xám không quy tắc chấn động xuất hiện. Trong nháy mắt, công phu hóa thành hình mũi tên xuyên qua sự ngăn trở của tâm thức hướng ra phía ngoài vọt tới. Ngô Đông và Ngô Nam thấy hai mắt của nhạc phàm đột nhiên đỏ hồng như máu, giật mình kinh hãi, huyết hóa. Ngô Bác thét lên kinh hãi, tức thì lớn tiếng nói, mau, mau giết hắn, người này không diệt hậu họa vô cùng. Ngô Đông hai người không có nghi ngờ lời nói của tứ đệ mình, lập tức vận chuyển tiên thiên chân khí toàn thân. Ngô Nam chuyển ra sau Ngô Đông, song trường áp vào lưng, truyền tiên thiên chân khí. Do Ngô Đông đồng thời phát xuất hai đạo kinh khí tương hỗ xoắn chít vào nhau hướng nhạc phàm đánh tới. Chiêu này là hợp kích tuyệt học của bọn họ, có tên là băng hỏa nhị trọng kình chỉ thấy tại nơi mi tâm của nhạc phàm hiện ra một mũi tên màu xám hình dạng do khí thể thẩm thấu ra ngoài mà thành bắn thẳng về phía băng hỏa kinh khí điều làm cho người ta không thể tưởng tượng được là sau khi hai cỗ năng lượng gặp nhau liền mặc kệ xuyên qua nhau hướng tới mục tiêu phía trước mà đi tiếp đây là sao lại thế này bọn ngô đông hai người căn bản không có chuẩn bị gì mũi tên khí mà màu xám bắn thẳng đến không chút động tĩnh xuyên thẳng vào người phạc thông. Ngô đông hai người không một chút dấu hiệu ngã lộn trên đất, không một chút phản ứng, thật là một cảnh tượng quỷ dị. Phanh Nhạc phàm bướng bình đã trúng đòn, bị băng hỏa kinh khí của ngô đông hai người chấn bay thật xa, té nhào trên một cái trụ cầu trong đại viện. Bính Bồng Hai hũ đựng đầy chất dầu cháy bay vào từ cửa đại viện, đám cháy lập tức bùng lên, lan rộng ra. Sư phụ, chạy mau! Tại cửa chính đại viện, hai người một bên ném các hũ dầu cháy, một bên chạy nhanh về phía nhạc phàm. Sau khi nâng nhạc phàm dậy, ba người trực tiếp nhằm phía ngoài thái phủ chạy ra. Trong đại viện chỉ còn lại một biển lửa, thi thể đầy đất cùng với bọn người thái vũ. Trong thái phủ từng cột khói bay mờ mịt, các đám cháy lúc này đã được dập tắt. Mặc dù thời tiết tuy hanh khô, nhưng do trời vừa mưa to nên đại viện thiệt hại cũng không lớn lắm, chỉ có một chút rối loạn. Lúc này Thái Vũ ngồi ở trong đại sảnh, trong lòng sợ hãi không yên. Hắn đã phái người đi truy tìm nơi trú ẩn của Lý Nhạc Phạm. Ngay cả quan phủ cùng toàn bộ binh lính dưới tay trong thành cũng được huy động. Nhưng cho tới nay một nửa điểm tin tức cũng không thấy báo về, làm sao không khỏi nóng nảy. Hơn 30 nhất lưu cao thủ một lượt chết hết toàn bộ. Tứ đại tiên tiên cao thủ hai chết một bị thương, mà Lý Nhạc Phạm thì bị người cứu thoát chạy mất. Trời ơi, đến cuối là làm sao lại như vậy? Ta rốt cuộc sao lại gặp phải dạng người như thế? Thái Vũ trong lòng một trận đau thương riêng gì. Nếu Thái Ân khắc không phải con ruột mình, thì sợ đã sớm một trưởng vỗ chết rồi. Lát sau, một gia nhân vội vàng chạy vào sảnh, thanh âm thấp thỏm nói, bẩm bập cao lão ra. Thái Vũ từ chỗ ngồi đứng lên cấp tốc hỏi, tình hình như thế nào, có hay không tìm được người, còn sống hay đã chết, ê, người nói mau. Kẻ hạ nhân kia trong lòng ủy khuất vội vàng nói, phải phải, người do chúng ta phái đi cùng người của quan phủ đã tìm khắp chữ huyệt thành nhiều lần nhưng cũng không thấy mảy may tông tích của hung đồ hổ già nói hung đồ cùng đồng đảng của hắn có thể đã chạy ra ngoài thành đã dẫn người truy đuổi để tiểu nhân về báo tin trước cho lão già biết thái vũ nghe vậy đại nộ tiến lên trước hung hăng đạp một cước hét lớn vẽ vật người không có tìm được người còn trở về đây làm gì không có tin tức không có tin tức thì đi tìm gặp khó khăn thì ngươi chia người ra đi tìm sao mà không được Đi, đi mau lên, không tìm thấy người thì đừng có về gặp lão tử. Dạ, 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 tiểu nhân đi ngay, đi ngay. Ra khỏi đại sảnh, gia nhân nọ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vội vàng vàng mang theo hy vọng rời đi. Ngô Đồng, Ngô Nam hai người nằm im lìm tại trung tâm đại sảnh như là đang ngủ say, mặc dù toàn thân không có thương tích, hít thở bình thường, nhưng từ đầu chí cuối không có tỉnh lại. Sau khi xử lý ổn thỏa thương thế của Ngô Tây, Bọn người ngô Bắc dùng mọi biện pháp cũng không thể nào đánh thức được hai người. Mẹ nó, tiểu tử kia đến cuối cùng sử dụng yêu thuật gì mà quỷ dị như vậy. Lão tử phải giết hắn, nhất định phải băm Tây hắn làm trăm nghìn mảnh. Ngô Tây tính tỉnh nóng nảy hung bạo, nhìn thấy hai đại ca của mình như vậy, không nhịn được gầm thét một trận. Ngô Bắc trầm tư một lát, cuối cùng bất đặc dị nói, Ây, đại ca và nhị ca có thể đã trúng vài dị thuật, chúng ta cũng vô pháp cả thi. Chỉ có dị thuật sư mới có thể Chúng ta trước tiên cũng nói qua tình hình cho công tử, nhờ hắn nghĩ biện pháp vậy. Hơn bốn năm đã trôi qua, Đại Lính Sơn vẫn một mảnh hoang vu như xưa, không một bóng người. Chỉ có một khe suối dưới thác nước là còn vài phần xuân sắc tươi tốt. Nhà phàm ngồi xếp bằng trên bờ vực nước sâu, lặng lặng nhìn hai người quỳ trước mặt. Lúc này, hắn đã khôi phục tâm cảnh. Hắn tin chắc rằng chỉ cần không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, chưa chắc đã là thật, cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng có thể là giả. Hai người trước mặt đầu bù tóc rối, khuôn mặt lem luốc, không nhìn rõ diện mạo, nhưng Nhạc Phàm lại nhớ kỹ một một, trong thái nguyên thành hai người này bị cái bang đổi đánh, sau đó lại còn muốn đánh lén mình, chỉ không ngờ được hôm nay gặp lại hai người lại được hai người cứu thoát. Không sai, hai người lang bạt tứ xứ để bái sư này chính là Long Tuấn và Đinh Nghị bọn họ theo một con đường mòn nhỏ sớm hơn so với nhạc phàm một ngày đã đuổi tới chữ huyền thành hai người dùng thủ đoạn trà trộn kết bạn được với không ít tiểu lưu manh tại đây từ miệng của đám tiểu lưu manh bọn họ biết được tin tức nhạc phàm đã nổi giận giao oai tại nhà môn bằng vả ba tấc lưỡi bọn họ nghe qua nhiều lần cuối cùng cũng hiểu đến nơi đến trốn nguyên nhân kết quả xuất phát từ sự kính trọng nhạc phàm một lòng hướng tới võ học long tuấn và đinh nghị hai người đã quyết định giúp sức có lẽ do ý trời sai khiến. Về sau khi nhạc phàm chém giết, thái phù không người canh gác, những người khác còn lại thì không dám tới gần nửa bước. Lúc này Long Tuấn hai người mới có cơ hội, từ cửa lớn ngây ngang tiến vào, cứu nhạc phàm thoát đi. Xem ra cậu yêu mình đều đã có sự an bài. Ngày đó, nhạc phàm đối với bọn họ hạ thủ lưu tình, mà hôm nay bọn họ hai người cũng đã tới kịp thời. Ba người chạy trốn một đường tới Đại Lĩnh Sơn. Trên đường đã xuyên qua vô số cảm bẫy ngầm, Thấy được Long Tuấn hai người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ có thể khẳng định cảm bẫy không cùng một dạng, không phải loại trí mạng. Nhạc Phạm dưới sự nâng đỡ của hai người, theo lộ tuyến đã sớm thiết kế của mình chạy trốn được lên núi. Lúc này mới tạm thoát khỏi nguy cơ bị đuổi bắt. Các người hai người muốn bái ta làm thầy. Nhạc Phạm nhìn kỹ bọn họ thật lâu, lát sau mới mở miệng hỏi. Đúng vậy, Long Tuấn và Đinh Nghị gật mạnh đầu, ngữ khí kiên định, bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ Long Tuấn và Đinh Nghị thấy được nhạc phàm đại hiển thần uy. Khi đánh chết hơn 20 cao thủ, đào pháp đó, khí thế đó đều khắc thật sâu vào trong tâm khảm của bọn họ, làm cho bọn họ trong lòng hâm mộ. Lại thấy nhạc phàm bất ngờ đánh ngã Ngô Tây, rồi khi chiến đấu với tiên thiên cao thủ như Ngô Đông, Ngô Nam, lúc đó bọn họ tâm trạng dâng cao, kích động không ngừng. Nhiều năm trà trộn lang bạt vào Nam ra Bắc, hai người bọn họ đương nhiên biết được tiên thiên cao thủ đại biểu cho cái gì. Tiên thiên cao thủ à? Đó đích xác là những nhân vật hàng đầu trong chốn giang hồ, là hình tượng biểu thị cho quyền lợi và địa vị, mà sư phụ thản nhiên lấy một địch ba, đánh cho hai chết một bị thương. Người lợi hại như vậy, cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là đệ nhị chẳng sai. Nếu mình học được dù chỉ một nửa phần lợi hại tuyệt thế thần công của sư phụ, cũng đã là cao thủ hiếm có trong thiên hạ rồi. Tưởng tượng đến đây, Hai người Long Tuấn trong lòng tựa như nở hoa, thật đẹp đẽ. Nhưng không được. Nhạc phàm nói tiếp, ta không thu nhận đồ đệ. Long Tuấn hai người dùng mình, lời nhạc phàm như một chậu nước lạnh, nhất thời giết chết tâm trạng đang tràn đầy phấn khích, giống như trong lòng đang nở hoa chợt trở nên tàn úa. Vì cái gì? Vì cái gì không thu nhận bọn ta? Đinh Nghị không chịu nổi sự mất mát đang từ tiên cảnh rơi xuống hang sâu, vội vàng hỏi rõ vì cái gì. Nhạc Phàm không để ý cảm nhận của bọn họ, lạnh lùng đáp. "Không vì cái gì cả, không thu là không thu." Ba người im lặng một hồi. Long Tuấn thay đổi tư thế ngồi xuống trên mặt đất cười khổ nói: xem ra đây là số phận của chúng ta rồi." Thật khó tưởng tượng từ miệng một đứa trẻ mới 13, 14 tuổi nói ra một câu có ngữ khí tang thương như vậy. Đến ngay cả Nhạc Phàm cũng có chút động dung. Đinh Nghệ đột nhiên đứng dậy hô hào: "Mẹ nó, cái gì số mệnh?" Ta định nghị không chấp nhận số mệnh. Ta mặc dù không thông minh, không có tư chất, nhưng cho tới bây giờ ta không có buông tha qua cái gì. Từ sau khi cha mẹ chết đi, ta mỗi ngày đều tự thầm nhủ mình, phải kiên cường, phải cố gắng. Một ngày nào đó, ta cũng có thể đứng lên làm người. Nhưng giờ thì sao? Bây giờ dễ dàng chấp nhận số mệnh như vậy ư? Khẩu khí trần gấp rút, định nghị nói tiếp. A à Tuấn, người không có giống như thế. Vì bãi sư học nghệ không sai biệt lắm, nên đã kiên trì bôn ba tới nửa đại minh, những vị huynh đệ như ta mà đã từ bỏ cơ hội bái sư hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ đây là số mệnh à? À! Nói tới câu cuối, hắn gần như thét lên lạc giọng. Long Tuấn trong mắt mông lung, thành âm khàn khàn nói. Tốt lắm, đừng nói nữa. Ta với ngươi đều là cô nhi, đương tựa nhau mà sống đã bao năm nay. Ta đã sớm coi ngươi như người thân duy nhất của ta rồi. Làm sao có thể bỏ ngươi đi được? Binh! Đinh Nghị đột nhiên quỳ xuống trước mặt nhạc phàm vừa khóc vừa nói đại hiệp, người thu nhận đại ca ta nhé. Rất nhiều người đã nói hắn thiên vũ tốt lắm, là kỳ tài luyện võ, đi theo người nhất định sẽ phát dương quang đại võ học của người. Cầu xin người thu nhận hắn, ta tài hắn khấu đầu xin người, cho dù người muốn ta phải làm châu ngựa, ta cũng sẽ đáp ứng người. Nói xong liền bắt đầu dập đầu lại. Thịch, 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 đừng... Long Tuấn thấy huynh đệ của mình quỳ gối dập đầu trước mặt người khác, trong lòng chua xót. Người ngoài sao cảm thụ được? vì vậy lập tức tiến lên giữ đinh nghị lại nói huynh đệ đừng dập đầu nữa đừng quỳ lại thêm nữa ta đã nói rồi chúng ta hai người một mạng ta tuyệt sẽ không bỏ ngươi lại một mình long tuấn giọng đầy chính nghĩa Phải lận uất ức nói chúng ta đi chúng ta không học nữa Hừ, đại hiệp có gì mà to tát chứ nói xong nâng đinh nghị dậy định rời đi đủ rồi đấy nhà phàm khẽ quát hai người các người không cần phải giả bộ tại đây nữa cho dù thế nào ta cũng không thu nhận các người đâu long tấn và đinh nghị chợt cùng dùng mình đứng lên đối diện nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi ngươi làm sao biết được Hử. nhà phàm lạnh lùng nói mặc dù các lời ngươi nói đều là thật nhưng một người thực sự kiên cường sao mặt lại biểu hiện ra tình cảm bi lụy như vậy chỉ do bọn ngươi tự cho là mình thông minh đấy thôi hai người nghe vậy xấu hổ một trận đinh nghị thấp giọng trách cứ nói đều là chủ ý của ngươi nói cái gì là dùng chân tình để động lòng người cuối cùng bị người ta đoán ra được hết Long Tuấn giọng không phục nói, cũng vì ngươi diễn kém quá, sao lại trách chủ ý của ta không hay? Ta diễn kém, chẳng phải ngươi chính mình khoa trương qua đáng đó sao? Rõ ràng là ngươi. Nhà phàm nhìn hai người một trận bắt nháo, trong mắt thiện lên vẻ mỉm cười, ngay lập tức biến thành lạnh lẽo nói. Tốt lắm, nói ở Mỹ như vậy, nếu được người bọn chúng phát hiện, đúng là chỉ có con đường chết. Nhạc phàm bây giờ tinh thần lực suy yếu phi thường, căn bản không thể quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù hắn tự tin những cảm bẫy do mình bố trí có thể cản được địch nhân một thời gian, nhưng hắn vẫn lo lắng. Hai người dùng mình lập tức ngậm miệng lại, hai đôi mắt mở to thao láo chờ mong nhìn nhạc phàm. Long Tuấn gãi gãi sau gáy, cười ngượng nói. Sư phụ đúng là sư phụ, chúng ta diễn kịch như vậy đương nhiên không thể lừa gạt qua mắt người được, nhưng chúng ta cũng là thiệt lòng muốn bái người làm thầy mà. Nhạc phàm không ngần ngại đáp. Ta nói rồi, không thu đồ đệ, bây giờ tốt nhất các người yên phận đi. Sau khi rời xa khỏi đây, Chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ta... Đinh Nghị đang muốn nói là bị Long Tuấn ngắt lời. Đừng nói gì nữa. Đợi thoát được khỏi đây rồi sau này mới nói tiếp. Nếu mà mà không còn thì bái sư làm gì nữa. Đinh Nghị bất đắc dĩ phải gật gật đầu. Tảng sáng hôm sau. Nhạc Phạm trải qua điều khí. Những vết thương ngoài da trên người đã lành lại bảy tám phần. Trong cơ thể thì vẫn còn hỗn loạn. Thất tình chi khí tùy trông đỡ được hai luồng hàn nhiệt tiên thiên chân khí. Nhưng nội phủ của Nhạc Phạm cũng bị thương nặng thậm chí hắn sử dụng long cực cửu biến luyện tới đoán cốt tiểu thừa cảnh giới cũng không hồi phục nhanh chóng được. bà đặc dĩ nhà phàm đành tạm thời ngưng tu luyện để cho thất tình chi khí tự động vận hành trong cơ thể chậm rãi chữa trị kinh mạch bị thương. nghĩ đến lời của thái vũ nói nhà phàm trong lòng không thể bình ổn trong tâm tâm có tiếng gào thét ta không tin ta tuyệt đối không tin hắn chợt bật dậy lầm bẩm ta nhất định phải biết được chân tướng sự việc trong ánh mắt lóe lên nét cương nghị nghe thấy tiếng nước từ thác rơi xuống tảng đá, nhạc phàm chợt mái động, phảng phất sinh mạng như được thành âm kia kích thích. Ngẩng đầu lên nhìn về phía núi cao, nhạc phàm chợt nhớ tới cây tùng trên ngọn núi nằm đó, không biết giờ nó như thế nào nhỉ? Đánh thức Long Tuấn và Đinh Nghị, nhạc phàm dặn dò: Ta lên núi một chuyến, hai người các ngươi đừng có chảy loạn, nếu không chúng phải cảm bẫy ta cũng không thể nào cứu các ngươi được, có biết không? Long Tuấn nhìn xung quanh một chút, cố nói. Sư phụ à, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta lưu lại chỗ này không tốt lắm, cơ sao người không mang chúng ta theo lên đó đi? Nhạc phàm giọng lại như băng. Các người muốn lên thì tự mình leo lên, trái lại sợ chết thì cứ ngây dại ngồi đó. Nói xong liền xoay người rời đi. Đinh nghị từ mặt đất đứng dậy hô to. Leo thì leo, lão tử không tin. Đột nhiên phát giác ra cái gì đó, đinh nghị dừng lại kêu to một tiếng sững sờ nhìn Long Tuấn. À Tuấn, ta đột nhiên phát giác có cái gì đó không hợp lý, Thực sự là Long Tuấn toàn thân run rẩy phấn chấn, kích động nói. Vừa, vừa rồi, ta ta gọi hắn là sư phụ, không ngờ hắn, hắn không có phản đối. Đúng, đúng là vậy à, hắn đã chịu nhận rồi, ha <laughs> ha, thật tốt quá, chúng ta sắp thành tuyệt thế cao thủ rồi, ha ha ha. Đinh Nghị cười to. À, Long Tuấn kích động qua đi, đột nhiên dùng mình, sắc mặt tái nhợt nói. Nếu hắn không thu nhận ngươi thì làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đình nghỉ một thoáng run lên cười to nói Lần này ngươi không được u mê mà thái phạm nữa Võ công của người ngươi cũng đã xem qua rồi đó So ra không giống với những danh môn đại phái trước kia Nếu ngươi học được tuyệt thế võ công Thì có thể bảo vệ ta mà Chúng ta từ nay về sau sẽ không bị khi dễ nữa Long Tuấn trầm mặc một lát Nói Ngươi yên tâm Ta nhất định cầu sư phụ thu nhận ngươi Nếu là hắn không thu nhận ngươi Ta và ngươi sẽ cùng rời khỏi Tốt lắm Không cần nói nữa Ta đã quyết định rồi Đinh Nghị biết Long Tuấn tính tình bướng bình. chuyện hắn đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Nghị bất đắc dĩ cũng đành phải lắc đầu, nhưng trong lòng cũng cảm động không thôi. Đi thôi, sư phụ đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo. Đại lĩnh phong tràn ngập mây mù nhẹ nhẹ quanh quẩn, trông thật thư thái. Nhà phàm ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao, tự nhiên lại tư tưởng nhớ lại quá khứ. Tu luyện đơn thuần, cuộc sống an tĩnh đó mới là nội tâm của hắn chỉ là thu hồi lại tư tưởng nhạc phàm lắc mình một cái nhảy lên mỏm núi chừng hai trượng tiếp theo hắn linh hoạt leo lên trên dù sao ngoại công của hắn đã tu luyện tới cùng cực Thức thế bên trong cơ thể không có ảnh hưởng đến tốc độ của nhạc phàm trong nháy mắt công phu đã lên tới sườn núi long tuấn cùng đinh nghị nhìn nhau cười khổ lên mau, không thể bị xem thương lòng tuấn cổ vũ à lên Đinh Nghị từ độ cao ba bốn trượng nặng nề rơi xuống đất, quệt máu trên mồm lại bắt đầu leo lên lần nữa. Bình, Long Tuấn cũng từ trên cao rơi bịch xuống, sau khi đứng dậy lại tiếp tục leo lên. Bình, lại rơi xuống đất một lần nữa. Long Tuấn và Đinh Nghị hai người học theo cách nhạc phàm leo lên lúc trước, đã vô số lần rơi xuống, cũng vô số lần đứng lên. Trong lòng bọn họ đều giữ chặt niềm tin, không bao giờ khuất phục. à Tuấn, nghĩ biện pháp khác đi, cứ như vậy thì chúng ta sẽ ngã chết mất. Đinh Nghị nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, toàn thân đầy dậy những vết thương. Lòng Tuấn cũng vậy, đang nằm trên đất ra sức thở, mười ngón tay qua cọ sát đã bật ra máu tươi. À, ta có thể có biện pháp gì chứ? Ngọn núi này thật quỷ quái, lúc chân tuột, lúc mềm nhũn, không có khả năng leo lên giống sư phụ. Trừ phi có cái gì đó cố định để chúng ta có thể nghỉ tay, nghỉ tay, có rồi, dùng dây. Long Tuấn đột nhiên nghĩ ra biện pháp, hưng phấn kêu to. Đinh Nghị không giải thích được khó hiểu nói. Dùng dây thế nào nhỉ? Không có chỗ buộc, hơn nữa tại đây cũng không có dây mà. Lòng Tuấn liều siêu đứng trên mặt đất cao hứng nói. Chúng ta dùng dây nối nhau lại. Như vậy nếu một người bị rơi, người kia cũng có thể kéo lên. Dù sao chúng ta cũng đồng sinh cộng tử. Dây thì chúng ta có thể lấy dây leo, sợ gì không có. Đinh Nghị giật mình, biện pháp này được đấy. Đi, đi, chuẩn bị một chút. À... sau vài lần thi triển công phu nhạc phàm đã lên tới đỉnh núi nơi đây bốn phía trống trải chỉ có một gốc tùng trơ trọi bên vách đá vẻ ngoài an nhàn có phần cô độc và ngạo nghễ còn có điểm tang thương khó nói thành lời nhạc phàm gặp lại cây tùng liền có một cảm giác thân thiết và ấm áp như lúc xưa truyền lại bất giác trên mặt lộ ra một nét cảm động từ khi rời chiến trường trở về lần này là lần đầu tiên hắn để lộ tình cảm trong lòng sau khi nội tâm đã bình tĩnh trở lại mọi chuyện đau khổ lúc trước tự hồ đã biến mất thật là tiêu diêu tự tại phù nhạc phàm đang ngơ ngẩn xuất thần thì một bóng đen nhỏ từ cây tùng bắn thẳng vào hắn nhạc phàm phản ứng cực nhanh thò tay phải đã chộp lấy bóng đen đã bị túm chặt nơi tay cái quái gì thế vừa chộp được bóng đen hắn đã cảm thấy có điểm khác lạ vật đó vừa dài vừa mềm mại vào tay liền chuyển động nhìn kỹ thì ra là một con rắn bé xíu toàn thân màu đen hai mắt đỏ hồng, trên đầu còn có một cái màu nhỏ. Không ngờ nó còn có con. Nhạc Phạm đang định bóp chết con rắn, chợt nhận ra thì ra đây là một con hắc độc nhỏ, rất có khả năng là con của hắc độc mãng xả năm đó. Nhớ lại lúc trước mình vật đột đánh nhau với hắc độc mãng xả đó, không còn cách nào đành phải giết chết nó, làm cho bây giờ tên tiểu giao hỏa này không có thân nhân. Nhạc Phạm ít nhiều trong lòng có chút hổ thẹn, từ từ buông tay nói, Ngươi đi đi, và lúc nhạc phàm thả tay ra tiểu Giao hỏa này dùng thân quấn lấy cổ tay hắn nhe hàm răng lởm chởm răng trắng dùng sức cắm phập vào cánh tay hắn tuy ra tay của nhạc phàm rất dày nhưng răng của tiểu hắc rất cứng miệng nó đã cắn ngập vào tay hắn nhạc phàm nhíu mày không lo lắng mình sẽ trúng độc chỉ thầm nghĩ đây là người báo thù cho thân nhân phải không tiếp theo hắn tự lấy là buồn cười nói nói cho cùng máu của thân nhân người cũng trải trong thân thể ta Tiểu Hắc nhà miệng, dương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Nhạc Phàm trông chờ, giống như là nói với hắn điều gì đó. Nhạc Phàm tự hồ minh bạch nhẹ nhàng nói, bởi vì dòng máu của thân nhân ngươi chảy trong thân thể ta, từ nay về sau, ngươi theo ta vậy. Vì vậy từ lúc đó Tiểu Hắc cư trú trên thân thể của Nhạc Phàm, bị hắn gọi là Tiểu Khuê. Cao sở tịch mịch vô nhân chi, duy độc cô tùng lập thương mang. Tiểu điên tri tâm mặc tương phan, diệu vong vô tế thiên địa gian hơn bốn năm trôi qua nhạc phàm lúc này trở lại nơi đây trong đầu nhớ lại chuyện lúc trước không nhịn được thương tâm thở dài yên lặng ngồi dưới bóng cây tùng nhìn mây trời biến ảo nhạc phàm cảm thụ được sự tịch mịch và cô độc của cây tùng không thể dùng ngôn từ để miêu tả sự cô đơn đó bốn năm qua ta không tới ngươi tại đây một mình có tịch mịch lắm không nhạc phàm nhẹ nhàng vuốt ve cây tùng mà hỏi tựa như đang cùng lão bằng hữu lâu năm dốc bầu tâm sự đột nhiên trong tích tắc nhạc phàm thân mình chấn động oanh một tiếng nổ to vang lên trong đầu ngay sau đó một luồng tin tức to lớn kèm theo một luồng năng lượng thuần khiết mạnh mẽ chạy vào trong đầu hắn đã có kinh nghiệm giao tiếp lần trước nhạc phàm không một chút hoảng sợ ngược lại mở rộng tâm hồn đón nhận tin tức chuyển tới mặt trời mọc rồi lặn thời gian vận chuyển của tinh tú mây hợp rồi tan đất liền và biển cả tất cả trong trời đất lúc đó đều có quy luật vận hành đây là thiên đạo nhạc phạm trong lòng xúc động không khỏi đối với quy tắc của thiên đạo này mà nảy sinh nghi hoặc xuân hạ thu đông hoa nở rồi tàn sinh lão bệnh tử vận mệnh luân hồi tuần hoàn không nghỉ tóm lại sự vật trong trời đất đều tự chuyển động theo một quỹ tích tuần hoàn Nhạc Phạm cảm nhận được luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tiến vào, phảng phất như muốn tiết lộ nỗi cô độc vô cùng. Đó là khí tức của cây tùng truyền đến. Không, Nhạc Phạm kiên định nói, thiên đạo không phải là mãi mãi, biến hóa vô lường, sao lại có quy luật. Tuần hoàn bất quá chỉ là một kiểu thiên đạo mà thôi. Cái mà ta theo đuổi chính là đạo lý của sinh mệnh. Nhạc Phạm vận chuyển dưỡng tâm kinh, mượn sinh mệnh lực to lớn của cây tùng để bồi bổ tâm thần, và chữa trị thương thế của mình. Chỉ thấy sâu trong tâm thức, một quả cầu khí nhỏ chuyển động xoay tròn không dừng. Trung tâm của quả cầu, một viên hình cầu nhỏ màu xám, ánh sáng lấp lẽ, hấp thu dòng khí trắng bên ngoài. Tiếp đó chuyển hóa thành khí màu xám, dung nhập vào quả cầu khí, cứ như vậy liên tục xoay vòng. Lúc sau, quả cầu khí bắt đầu mở rộng, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Trong tâm thức, tinh thần lực trước phân ra sau, tụ lại, không ngừng dồn ép, mật độ mỗi lúc một lớn thêm. Nhạc Phạm phản phất cảm giác như thật lâu, một năm, mười năm, trăm năm, hoặc chỉ trong một nháy mắt, trong tâm thức, quả cầu khí màu xám trở nên vô cùng đậm đặc. Có lẽ lúc này nên gọi là dịch thể thì đúng hơn. Dịch thể màu xám trắng tại tâm thức chuyển động rất nhanh. Hình dạng biến hóa không ngừng, hoặc hình cầu, hoặc mặt phẳng, hoặc dao, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc to, hoặc nhỏ dịch thể xám trắng từ từ biến dài thành hình một cây trúc. Đoạn phía trên đầu vẫn tiếp tục ngọ nguậy, dần dần trở thành củ ấu ba góc, như mũi rủi thép, thẳng, nhọn, tinh tế như mũi kim, có thể thấy sắc nhọn như thế nào. Còn đoạn phía dưới cả hai bên mọc cánh như đuôi chim yến, nhẹ nhàng, linh hoạt, nhìn tuyệt đẹp. Mũi tên Sau cùng, dịch thể sám trắng ngưng động thành hình một mũi tên nhỏ có trí tuệ, khéo léo và nhanh nhẹn mũi tên này rất hoàn mỹ dòng cảm giác cực mạnh không ai dám hoài nghi tốc độ của nó mũi tên xoay chuyển trong tâm thức thỉnh thoảng phát sáng hiện rõ vẻ rực rỡ nhạc phàm tinh tế đón nhận cảm giác huyền diệu này tuy không biết vì sao lại như vậy nhưng hắn cảm thấy sinh mệnh sung mãn tinh thần lực mạnh mẽ bền bỉ không có điểm nào khó chịu tại lúc này không ai phát hiện trên trán nhạc phàm có một ấn ký màu trắng chớp lên rồi biến mất thật là quỷ dị sao lại biến thành hình mũi tên nhỉ xem ra ta cũng là có duyên với đi săn nhạc phàm cười hài lòng kỳ thật nhạc phàm không biết vừa rồi gặp được vận khí rất lớn lúc trước tại trên chiến trường hấp thu toàn bộ là thiên địa sát khí tuy nhờ phật kinh luyện hóa nhưng tinh thần lực đã bị biến đổi khác đi trở thành tinh thần chi lực bên trong ẩn chứa sát khí theo lý thuyết tinh thần lực của nhạc phàm tuyệt đối bài xích tinh thần năng lượng kia nhưng cây tùng lại là truyền một loại năng lượng sinh mệnh lực thuần khiết, vừa khéo lại có khả năng chữa trị tinh thần lực đã hào tổn kia của hắn. Chẳng những vậy, còn khiến cho tinh thần lực của nhạc phàm biến đổi, cô đọng thành hình mũi tên nhỏ. Hơn nữa, thất tỉnh chi khí trong cơ thể hắn dần dần khôi phục, đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Cảm ngộ sinh mệnh đạo lý, tại trốn hồng trần thật là nhỏ bé, theo đuổi thiên đạo biến hóa, trở thành duy nhất vĩnh hằng. Nhạc phàm trong lòng tự nhiên bừng sáng, từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn ra đường chân trời xa xa, trong lòng thầm nghĩ, có thù báo thù, có ân báo ân, thiên đạo không dừng, ta thực sự muốn biết. Nhạc Phàm nhìn sắc trời, phát hiện trời đã sẩm tối. Thầm nghĩ, không ngờ nhập định một lát mà đã hết ngày, thật sự tu luyện thì không tính thời gian, thôi, xuống núi trước đã. A, à, tới mép ngọn núi, Nhạc Phàm đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói: không ngờ bọn chúng có thể leo cao như vậy. Nhạc Phạm phóng tinh thần lực, phát hiện trên lưng chừng núi, Long Tuấn và Đinh Nghị chậm chạp leo lên. Đường lên rất khó, vậy mà bọn chúng thật sự không sợ chết sao? Nhạc Phạm chợt đổi sắc, tới độ cao 10 trượng này, hai người không biết võ công nếu rơi xuống sẽ chết chắc không thể nghi ngờ. Tại sườn núi trên đài lĩnh Sơn, có hai thiếu niên đang dùng tay leo lên trên. Quần áo bọn họ tơi tả, toàn thân bị thương do đá đâm vào, các ngón tay bị mài nát ra, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Cho dù như thế, bọn họ vẫn cắn răng kiên trì. Hai thiếu niên đó chính là Long Tuấn và Đinh Nghị. a à, Tuấn, đến đây mau. Ừ, đã leo được nửa đường rồi. Chỉ cần kiên trì một chút chúng ta sẽ thành công. Giữ chặt một chút. Mau ngừng leo. Ai... nếu bây giờ mà có một cái giường lớn, thật nhất định sẽ nằm thẳng cẳng lên đó ngủ một giấc thật ngon. Đứng cho vững, nói nhảm nhiều quá. Chỉ bằng giữ lại chút khí lực để leo tiếp phần hơn, Bây giờ có tính quay trở lại Cũng là một con đường chết mà thôi Được rồi ta biết rồi nói nhiều quá À Đinh Nghị đang phân tâm một chút Trượt chân cả người đột nhiên rơi xuống Tiểu Đính Tử Lòng Tuấn khẩn trương vội vàng ôm chặt cứng lấy một khối nham thạch Trên eo căng thẳng Một lực kéo rất mạnh nhanh chóng kéo hắn xuống Thân thể cũng bị lội xuống Không được tuyệt không thể buông ra Lòng Tuấn quên cả đau nhức Quên cả mỏi mệt Liều chết bấu chặt lấy khối nham thạch Không hay Lòng Tuấn kinh hãi, chỉ thấy khối nham thạch từng chút từng chút long dần ra, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Và lúc đó, Lòng Tuấn cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, trong lòng mừng rỡ, không suy nghĩ tiếp, lập tức với tay sang một khối nham thạch khác, thân mình nhanh chóng dính sát vào vách núi, há mồm thở hồn hển. "A à, Tuấn, ta bám được rồi, chúng ta leo tiếp thôi." Nghe được thanh âm của Đinh Nghị phía dưới vọng lên, Lòng Tuấn lúc này mới nhẹ cả người, không nhịn được vừa cười vừa mắng. Khốn kiếp, ngươi không còn sức sao? thiếu chút nữa cây eo của ta đã đứt đôi rồi. À, được, được, được rồi. Vậy ta từ nay về sau không làm như vậy nữa, đừng nóng giận. Đinh Nghị ngoài miệng tuy cười, nhưng trong lòng vừa ái náy vừa cảm kích. Bạn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tự nhiên không cần phải biểu thị bằng lời. Đã là huynh đệ, không cần phải giải thích. Ha <laughs> Long Tuấn cười to, lên, lão tử không tin ngọn núi nhỏ vậy mà không leo được lên đến đỉnh. Không sai, lên, bộp, cẩn thận. Không việc gì, chúng ta tiếp tục. Sắc trời dần dần chuyển tối, Long Tuấn và Đinh Nghị vẫn kiên trì bản thân nỗ lực cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau. Rốt cuộc bọn họ đã leo tới đỉnh núi. Tiểu Đinh Tử, còn một chặng nữa là chúng ta đã lên tới đỉnh. Hú! Long Tuấn thanh ngầm rít lên, nhưng không ảnh hưởng tới sự kích động ở trong lòng phát ra. Thấy rồi, à Tuấn, thấy bề mặt của đỉnh núi rồi. Hú! Đinh Nghị cũng như Long Tuấn kêu to. Cuối cùng tới nơi, à, thành công rồi, Hai người lật mình nằm trên đỉnh núi, kích động vô cùng. Lần này là lần đầu tiên của Long Tuấn và Đinh Nghị, dám dùng sinh mệnh khiêu chiến cực hạn. Sự vui mừng cho thành tiệu này, bọn họ không thể tự kiềm chế được. Bộp, hai người căn bản không có quan sát phong cảnh xung quanh, nằm trên mặt đất, ra sức thở dốc, trong chốc lát truyền lại thành ngầm vỗ tay. Nhà phàm nhẹ nhàng tiến lên, dùng ánh mắt tán thường nhìn hai người nằm trên mặt đất. Nhớ lại lúc trước mình leo lên tới nơi, thân thể cũng đầy vết thương như vậy. Nếu không nhờ sinh mệnh nguyên khí giúp khôi phục, có lẽ sớm đã chết rồi. đương nhiên, bọn họ tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Yên lặng ngồi một bên, nhạc phàm thầm nghĩ, các người đã có lòng quyết tâm như vậy, vậy còn xem tạo hóa của các ngươi như thế nào? Có đôi khi lựa chọn là muốn nỗ lực thay đổi mình. Sau khi nhạc phàm chạy thoát, quan Bình tìm kiếm khắp cả toàn bộ chỗ huyền thành ngay cả bọn ác ôn lưu mạnh trong thành đã tra hỏi qua, cũng không có một tin tức nào hữu dụng. Hồ Hiến Hải không còn cách khác, chỉ có thể ra ngoài thành tìm kiếm. Buổi trưa, bên ngoài Hồng Diệp Lâm tràn đầy quan binh. Người đã đến hết chưa? Hồ Hiến Hải đứng trên cao điểm danh nhân số. Một gã tùy tùng bên cạnh cung kính nói. Hồi bẩm đại nhân, người đã tới đủ cả rồi. Nhà môn 100 người, binh lính trong thành 500 người, tổng cộng 600 người, thỉnh đại nhân an bài. Căn cứ tỉnh báo, bọn người Lý Nhạc Phạm chạy tới phạm vi cánh rừng này. Hồ Hiến Hải trợn mắt khi thấy ai phòng nói, chúng ta tiến vào. Đại nhân, xin đợi một chút. Hồ Hiến Hải vừa muốn dẫn người tiến tới, tên Tùy Tùng bên cạnh vội nói, Đại nhân, Hồng Diệp Lâm rộng lớn như vậy, nếu chúng ta từng bước từng bước thu dọn, chỉ sợ hai ngày hai đêm cũng không thu dọn xong. Hồ Hiến Hải nghe vậy thì dừng lại trầm tư nói, Đúng vậy, Hồng Diệp Lâm rộng lớn, một mặt không có mãnh thú độc giả, tìm người có lẽ không dễ. Nhưng nếu chưa người ra tìm, bọn chúng võ nghệ cao cường, ít người đi không phải rõ ràng phần nhiều là chịu chết hay sao? Tùy Tùng bên cạnh, phảng phất thấy được lo lắng trong lòng Hồ Hiến Hải, tiến lên nhẹ giọng nói. Đại nhân, chúng ta có thể phân thành 20 người một tổ, cho bọn họ mang theo hai quả pháo nổ. Đến lúc đó tổ nào xảy ra tình huống thì lập tức truyền tin. Như thế chúng ta vừa có thể tăng tốc độ tìm kiếm, vừa có thể giảm thiểu nguy hiểm. Hồ Yến Hải mừng rỡ, trong mắt lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói: "Không sai, không sai, tiểu tử ngươi đúng là có tiền đồ, có tiền đồ." <laughs> Hồ Yến Hải chỉnh lại thần sắc nghiêm túc nói: "Tốt, chuyển lệnh xuống, chia nhỏ tiểu đội ra, 20 người một tổ, hộ, tự động tìm kiếm, phải tìm thấy người, chết phải thấy xác, nghe rõ chưa?" "Dạ." Mặc dù bây giờ đã là giữa trưa, mặt trời lên cao, nhưng bên trong hồng diệp lâm một mảnh âm u, không khí rất là ngột ngạt, trộn lẫn với mùi tanh hôi của buồn đất, làm cho mọi người trong lòng có cảm giác buồn nôn. Chát, chát, cạch, cạch, chít, chít. Trong rừng đủ loại âm thanh giao nhau, người nghe thấy lông tóc cũng dựng ngược lên. Trong hoàn cảnh áp bức như vậy, quan binh tinh thần khẩn trương cao độ, mồ hôi vã ra như mưa. Phía tây hồng diệp lâm, 20 binh lính tay cầm trường mâu, đại đao thăm dò bốn phía, tìm kiếm cẩn thận, từng tí, mỗi một gốc cây, một ngọn cỏ. Phốc phốc, cái gì vậy nhỉ? Một tên lính đột nhiên kêu lên một tiếng, rào rào, binh lính trong lòng cả kinh, vội vàng dương vũ khí, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Việc gì thế? Mọi người nhìn về phía người vừa kêu lên, khẩn trương hỏi. Tên lính đó đáp, ta cũng không biết hình như là có cái gì đó phi qua. Lúc này có vài tiếng chim chuyển tới, Mẹ nó thì ra là chim bay Mọi người trong lòng thở vào Tiếp đó một gã bình lính cười mắng Mẹ nó chỉ là một con chim nhỏ Mà dọa người thành như vậy Còi người tỏ như gấu mà kém quá <laughs> Nói xong liền hạ đao xuống hey, Người cũng giống như thế thôi Người nọ phản bác Một tên lính lâu năm tiến lên phía trước Được rồi Các người đừng đùa dân nữa Mau làm việc đi Nếu cấp trên dáng tội xuống Các người sẽ lính đủ đấy Chúng nhân nghe vậy thì không dám đùa nữa, bắt đầu tìm kiếm tiếp. Rắc, một tiếng gãy giòn vang, làm mọi người ngẩn ra. Một luồng dự cảm không hay dấy lên trong lòng bọn họ. Tên binh lính lâu năm đề tỉnh nói, Mọi người hãy... Vù, một mũi tên nhọn từ trên cây bay ra, cứng rắn xuyên qua đầu người nọ, tuyệt không có khả năng sống sót. À, tức thì một tiếng kêu thảm vang lên, là một tên lính dẫm phải bẫy độc. Không hay, mỏng phóng tín hiệu. Một người hô to, Vù, vù, vù. a à, a à. Cảm bẫy. Hố bẫy. Bẫy đạp. Bẫy dây. Bẫy cầu gai. Bẫy tên ngầm. Bẫy loạn tên. Bẫy dầu lửa. Tất cả đều là bẫy của thợ săn. Bất quá thứ mà bẫy săn giết chết không phải giã thú mà là người. Trong cùng một lúc, Hồng Diệp Lâm trên không tín hiệu phát ra đồng loạt không ngừng, phảng phất như đã tới thời khắc tử vong tràn ngập. Sinh mệnh lúc này thật rực rỡ. Đêm xuống, bên ngoài hồng dịp lâm ánh lửa bập bùng. Hồ Hiến Hải bên ngoài bìa rừng suốt ruột chờ đợi. 600 quan binh đã tiến vào hai canh giờ. Ngoại trừ thấy trong rừng vang lên vô số đạn tín hiệu cùng với những đợt khói mù mịt nhưng không hề có một tin tức nào truyền về. Xoạc, xoạc, sạc sạc. Lúc này, có tiếng động từ phía trước cánh rừng truyền đến. Hồ Hiến Hải kích động nói có tin rồi. Lại thấy bên trong rừng khói bay cuồn cuộn, trong lòng thấp thỏm không yên. À, không muốn. Một đám binh lính kêu thét lạc giọng từ trong rừng chạy ra, tóc tài rối bù, quần áo rách nát, toàn thân với máu, khốn khổ không chịu nổi, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và khủng khiếp. Nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, Hồ Hiến Hải cùng Tùy Tùng bên cạnh nhất thời không rét mà run. Đã phát sinh chuyện gì? Hồ Hiến Hải tóm một người hỏi. Người đó vừa dãy ruộng vừa la to. Chết hết rồi, bọn họ đều đã chết rồi, trong đó toàn là cạm bẫy không à, là địa ngục, máu ở khắp nơi, trong đó chính là địa ngục. Vậy bọn chúng có bao nhiêu người? Người, không có ai cả, không thấy địch nhân, không thấy được địch nhân à. Người nọ liều mạng giật tay ra, chạy ra xa, những người còn lại cũng đều như vậy. Hồ Hiến Hải trong lòng kinh hãi, ngơ ngẩn đứng chết lặng, nhất thời không thốt lên lời. Hơn 600 người tiến vào, tất cả đều không phải là người thường, nhưng hôm nay quay trở ra chỉ còn hơn trăm người hơn nữa đến cả cái bóng của địch nhân cũng không thấy vậy vậy hồ hiến hải thực sự khó có thể tiếp thu được sau khi hồi tỉnh lại tùy tùng bên cạnh hỏi đại nhân hiện chúng ta làm sao bây giờ hồ hiến hải ngật người trầm ngâm một lát rồi nói um, ta thấy việc này phải nhờ cao thủ ra tay mới được chúng ta trở về trước báo cáo sự việc với bể trên Người chuẩn bị ngựa cho ta ta tới thái giả Dạ đại nhân. Tại đỉnh Lĩnh Sơn, Nhạc phàm phân chia tinh thần, quan sát kỹ tình hình của Hồng Diệp Lâm. Khi thấy khói trong rừng bay cao hút trời, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào khuôn mặt của Long Tuấn và Đình Nghị, làm cho mắt họ cảm thấy đau đớn, dù không muốn cũng phải đứng lên. Ê, trời sáng rồi, A à, Tuấn, tìm cái gì ăn đi, đinh nghệ xoa xoa mũi trong mắt chỉ còn một mảnh bông lung long tuấn lời nhác rụi rụi hai mắt hữu khí vô lực đáp Ê, hey, nơi đây rừng núi hoàng vu, làm gì có cái gì ăn tính gì nữa ngủ tiếp đi Các người đã tỉnh dậy chưa long tuấn và đinh nghị vừa mới định nằm xuống trở lại đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai như bị dội một gáo nước lạnh khiến cho bọn họ không dám ngủ tiếp à chào buổi sáng sư phụ long tuấn và đinh nghị dùng sức rụi mắt đồng thanh hô lên Nhạc Phàm nhìn hai người hồi lâu, ánh mắt thầm thúy, không biết trong lòng nghĩ gì. Long Tuấn và Đinh Nghị thấy Nhạc Phàm cả nửa ngày cũng không nói lời nào, thì trong lòng bồn chồn không yên, nhìn chăm chăm vào Nhạc Phàm. Thật lâu sau, Nhạc Phàm mới chậm rãi hỏi: "Các người không sợ chết chứ?" Long Tuấn và Đinh Nghị lo âu, hai miệng đồng thanh nói: "Sợ." Nhạc Phàm không tỏ vẻ giật mình, chậm rãi nói: "Đã sợ chết, cớ sao vẫn leo lên." Long Tuấn thoáng liếc Đinh Nghị, hạ dòng nói hai huynh đệ bọn ta vốn là cô nhi đi tới đâu cũng bị người ta khi phủ nếu mà đắc tội với người có thế lực lớn ngay cả chỗ dung thân cũng không có chính vì bọn ta sợ chết cho nên mới sinh ra trộm cắp mà sống đinh nghị nói tiếp bởi vì không cam tâm mang hình dạng đê tiện đó cả đời nên chúng ta đi khắp nơi tìm thầy hy vọng có thể học được một chút công phu phòng thân để về sau không còn bị người ta mặc sức khi dễ trong lời nói biểu lộ sự phẫn hận lòng tuấn nói lớn bọn ta sợ chết nhưng chúng ta không cam tâm vì vậy muốn leo lên tới nơi chúng ta phải chứng minh quyết tâm của chính mình đồng sinh công tử nhất quyết không rời các người được lắm nhạc phàm thực sự bằng lòng nói trong cuộc sống hàng ngày là nam nhi phải không ngừng tự cường long tuấn và đinh nghị chấn động toàn thân nghe lời nhạc phàm khẳng định hai người bất giác rơi lệ hơn 10 năm gian khổ và phiêu bạt hơn 10 năm kiên quyết kiên trì Hôm nay có người có thể thấu hiểu được nội tâm của bọn họ, lý giải được cách suy nghĩ của bọn họ, thử hỏi làm sao họ không kích động. Nước mắt, chẳng qua cũng là một loại biểu thị tình cảm mà thôi. Mặc dù Lý Đàm từng dân dạy nhạc phàm, nàm nhì không rơi lệ, nhưng hắn tuyệt không để ý đến việc Long Tuấn và Đình Nghị khóc. Một lát sau, nhạc phàm mới nói, khóc, tuyệt không có nghĩa là nhu nhược, trầm mặc cũng không biểu thị là khuất phục tuyệt không có nghĩa là nhu nhược trầm mặc cũng không biểu thị khuất phục những lời này của nhạc phàm vĩnh viễn đã khắc sâu trong tâm khảm của long tuấn và đinh nghị khích lệ bọn họ một lần và cũng là lần đầu tiên thoát khỏi khốn cảnh các người đi theo ta nhạc phàm sau đó đứng dậy đi tới cây tùng long tuấn và đinh nghị nhìn nhau lập tức chuyển mình bước theo nhạc phàm dừng ở dưới cây tùng nhìn về phía chân trời vô tận mở miệng nói Người trong thiên hạ trong cõi đời thì thật là nhỏ bé. Thất tình thất khổ phiền nhiễu, cuốn lấy không dứt. Các người và ta cũng chìm sâu vào đó. Các người khổ sở từ nhỏ, đã nếm trải nóng lạnh của nhân gian. Trong lòng tình cảm phong phú, chính là rất phù hợp với phương pháp tu luyện của ta. Long Tuấn và Đinh Nghị nghe tới đó, trong lòng mừng rỡ như điên. Nhà Phạm nói thế cũng có nghĩa là đáp ứng truyền thụ công pháp cho bọn chúng. Tâm nguyện hơn 10 năm cuối cùng đã thành sự thật làm sao bọn chúng không kích động cho được. Đặc biệt là Đinh Nghị, nguyên do vốn tưởng mình không có cơ hội được học võ công, bây giờ thì bao nhiêu mê muội đã tan biến, con đường đi đã thấy rõ, trong lòng hưng phấn không thể tả. Các ngươi đừng vội cao hứng, nhạc phàm lãnh đạm nói, phương pháp tu luyện của ta e rằng không thể sánh với võ học thông thường, chưa có ai đi qua đường này. Con đường này hoặc là thông tới trời, hoặc là vạn kiếp bất phục. Long Tuấn và Đinh Nghị ngần cả người, Lời của nhạc phàm trái lại làm cho bọn họ xúc động sắc mặt mê muội. Đích xác, lựa chọn cũng cần phải có sự trả giá. Thấy hai người trầm tư, nhạc phàm cũng không quấy rầy, lặng lặng nhìn về phía chân trời, đợi câu trả lời của bọn họ. Long Tuấn và Đinh Nghị đối diện, liếc mắt nhìn nhau trao đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhạc phàm, đồng thanh đáp. Ta nguyện ý. Hai người vừa muốn quỳ xuống, nhạc phàm ngắt lời nói. Hôm qua đã quỳ rồi, sau này nếu còn lặp lại, hai người tự động rời đi. Long Tuấn và Đinh Nghị minh bạch dụng ý của sư phụ, nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Phạm nhìn hai người vẻ mặt kiên nghị, hài lòng nói: "Không sợ khiêu chiến với cái mình không biết, đó mới là bản sắc của Nam Nhi." Đưa ra quyết định, Long Tuấn và Đinh Nghị ngược lại tâm trạng nhàn nhã không ít, Long Tuấn cười hì hì nói: hì, "Hì sư phụ, người luyện là loại võ công gì vậy? Thật lợi hại à? Dễ dàng đánh bại nhiều người như vậy, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không phải là đối thủ của người." "Phải đó, phải đó." Đinh Nghị cũng phụ họa. Nhạc Phạm nói: ta không luyện phải võ công, mà là luyện tâm, chính là tinh thần. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Hơn nữa, ta chỉ giao cho các ngươi phương pháp luyện tâm. Còn thành cái gì, thì phải do bọn ngươi tự mình lĩnh ngộ. À, chính mình lĩnh ngộ. Đinh Nghị không giải thích được, không hiểu, nói. Sư môn chúng ta đều như vậy cả sao? Nhạc phàm nói. Võ công của ta đều là do cơ duyên xảo hợp dưới sự tư ngộ mà ra. Không có sư môn. Tự mình ngộ ra, Long Tuấn và Đinh Nghị kinh hô một tiếng. Nhìn đi nhìn lại, tiểu sư phụ này cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, mà công phu của hắn lợi hại như vậy. Nếu như mình ngộ được đến đích này, làm sao người không rung động cho được? Nếu nói trước kia Long Tuấn và Đinh Nghị kính nể Nhạc Phàm, thì bây giờ là tuyệt đối sùng bái, không khỏi đối với công pháp của Nhạc Phàm càng thêm chờ mong. Trên đỉnh Đại Lĩnh Sơn mây mù tràn ngập, Nhạc Phàm, Long Tuấn, Đinh Nghị ngồi xếp bằng dưới tán tùng, Nhạc Phàm về mặt nghiêm túc nói với hai người, "Hiện giờ tình thế cấp bách, địch nhân đang truy đuổi ta, cảm bẫy chỉ có thể nhất thời ngăn trở bọn chúng. Bây giờ thời gian không có nhiều, trước tiên ta dạy các ngươi một phương thức thố nạp đặc thù, đồng thời dùng thất tình chi khí trong nội thể của ta trợ giúp, kích thích nguyên khí bên trong của các ngươi, giống như truyền thụ công pháp luyện tâm, các ngươi phải dụng tâm ghi nhớ, sau này chuyên cần luyện tập." "Sư phụ, ta chỉ nghe nói qua chân khí và tiên thiên chân khí, còn nguyên khí là gì? Thất tình chân khí là gì?" Long Tuấn nghi hoặc hỏi, Nhạc phàm giải thích, "Ta gọi sinh mệnh lực là nguyên khí, còn thất tình chân khí chính là một dạng nguyên khí phụ thuộc vào bảy loại tình cảm." "Vậy chúng ta cũng giống nhau sao?" Đinh Nghị tò mò hỏi. "Ta không biết." Nhạc phàm trả lời làm cho Long Tuấn và Đinh Nghị thấy ngạc nhiên, Nhạc phàm lại nói, "Ta đã nói, ta chỉ dạy các ngươi phương pháp, còn thành tựu thế nào, các ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Cho nên toàn bộ đều phải dựa vào bản thân các ngươi." lòng tuấn và đinh nghị gật gật đầu chăm chú lắng nghe hít thở trong trời đất thân thể trong sạch lấy tâm làm chủ tự nhiên lưu thông lúc đó hít thở quên đi bản thân tâm như dòng nước động mà không sợ giữ bình tĩnh mạnh trăm năm không bị ngoại vật ảnh hưởng tâm hòa với trời đất ý niệm trường sinh tâm nếu tĩnh trời sập xuống cũng không hãi sợ thần thu vào mạng phóng ra không có thần thì không có mệnh dưỡng mệnh chính dưỡng thần. Nhạc phàm đem dưỡng tâm kinh từ đầu chí cuối đọc một lần rồi nói: "Các người nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu?" Lòng Tuấn ấp ấp úng nói: Ui chà, cái này, chúng ta, chúng ta..." Nhạc phàm thấy tình trạng như vậy nói: "Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì không hiểu, không cần phải miễn cưỡng." Lòng Tuấn gãi gãi đầu nói: "Ta đúng là nhớ hết, không sai biệt nhiều lắm, chỉ có điều không hiểu đổi một câu nào." Đinh Nghị cũng bộ dạng ngại ngùng nói: Ta nhớ được đúng một nửa, chỉ là một câu cũng không hiểu nổi. Nói xong, thấp thòm lén nhìn nhạc phàm. Nhạc phàm nhẹ nhẹ gật đầu đáp. Trước tiên là nhớ những lời này đã. Về sau các người sẽ hiểu. Hít thở trong trời đất. Nhạc phàm đọc lại vài lần dưỡng tâm kinh. Một lát sau, Đinh Nghị đã nhớ được toàn bộ. Tốt, bây giờ ta kích thích nguyên khí trong người các ngươi. Các ngươi theo phương pháp thố nạp ta dạy mà hít thở. Nhạc phàm phi thân lên, hắn lộn ngực ngờ trên không hai tay áp chặt trên thiên linh cái của Long Tuấn và Đinh Nghị, bắt đầu truyền thất tình chân khí vào. Lính ngộ qua nhiều năm, nhà phàm đã đạt tới cảnh giới có thể phóng nguyên khí ra ngoài. Nếu không phải bị trọng thương, hắn không cần dùng thân thể làm vật dẫn, cũng có thể kích thích nguyên khí trong người của Long Tuấn và Đinh Nghị. Thất tình chân khí bao gồm bảy loại tình cảm của con người, khi chạy vào bên trong người của Long Tuấn và Đinh Nghị, làm cho tâm linh của bọn họ rung động lên. Cảm động có, phẫn hận có, bình tĩnh có, cố chấp có, cô đơn có, dục vọng có. Tất cả tình cảm mãnh liệt bộc phát, không ngừng cuốn chặt lấy nội tâm hai người. Giờ khắc này, phảng phất linh hồn đã thăng hoa, trong lòng bọn họ chỉ là một mảng tươi sáng, không còn chút đen tối nào của quá khứ. Bọn họ chính là tin tưởng ở tương lai. Trong cơ thể của Long Tuấn và Đinh Nghị đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dưới sự tác động của thất tình chân khí, nguyên khí trong trời đất hướng vào cơ thể hai người họ đổ dồn về, một luồng bạch khí từ từ hình thành trong tâm mạch, chậm chậm lưu động, nuôi dưỡng kinh mạch. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn khôn tả truyền khắp toàn thân hai người. Nỗi thống khổ như tàn nát cõi lòng, kích thích thần kinh của bọn họ, làm họ không chịu được, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ư, ừ, ư. Ừ. Thất tình chân khí vốn cường đại, kinh mạch của Long Tuấn hai người sao có thể tiếp thu nổi. Vì vậy đã xuất hiện hiện tượng kinh mạch bị vỡ ra, đau đớn không chịu nổi. À, đau quá, không xong, nhất định phải kiên trì, ta không muốn chịu thua, không muốn. Hai người trong lòng liều mạng kêu gào, đó là áp bức và khuất nhục sau nhiều năm, còn có sự không cam tâm ẩn sâu trong đó. Mặc dù thất tình chân khí rất mạnh, phá tan rất nhiều kinh mạch, nhưng rồi lại lập tức chữa trị. Tuy sau cùng không có tổn thương, nhưng vẫn làm cho Long Tuấn và Đinh Nghị dãy dụa, vừa đau đớn vừa thoải mái dễ chịu. Như bọn họ mà nói, đơn giản là hành hạ sống không bằng chết. Tất nhiên, điều tốt là kinh mạch so với trước đây không ngừng lớn mạnh hơn 10 lần nhạc phàm thấy nguyên khí đã tụ tập trong cơ thể hai người âm thầm gật đầu tuy vậy thâm tâm hắn không lấy làm đắc ý bây giờ chỉ việc dẫn nguyên khí chạy trong kinh mạch hai người mười phần thong thả đột nhiên trong đầu nhạc phàm lóe lên một tia sáng nghĩ tới kinh mạch của mình thông suốt trong lòng nảy ra một ý định quạt kẽ bây giờ ta đã thông kinh mạch cho các ngươi hãy kiên trì chịu đựng thất tình chân ký trong người long tuấn và đinh nghị đột nhiên trùng trùng sông thẳng lần lượt công phá kinh mạch bọn họ lại lần lượt chữa trị cũng không ngừng rèn luyện chịu đựng nhất định phải chịu đựng không thể buông thả có cho phép buông thả chăng không long tuấn và đinh nghị mặt mày nhăn nhúm cảm giác đau đớn do kinh mạch bị xé rách người bình thường chịu sao nổi nếu không phải là hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên trong gian khổ tâm trí kiên cường chỉ sợ đã chết ngất hoặc hóa điên rồi trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy của thất tình chân khí đúng là việc tu bổ đã khai thông kỳ kinh bát mạch bế tắc trong cơ thể bọn họ bạch sắc nguyên khí tại trong các kinh mạch chính thì tự động tuần hoàn vận chuyển. Có thời vận như thế, chính là thành tựu trong tương lai của Long Tuấn hai người không thể đo đếm được. Buổi trưa, đau đớn trong thân thể chậm chậm biến mất, Long Tuấn và Đinh Nghị dần dần từ trong nhập định tỉnh lại. Chậm rãi mở hai mắt, đột nhiên phát hiện mọi vật quanh mình đều rõ một một. Như thế thật động lòng người, phảng phất hiện nay so với trước kia khác nhau trăm lần. Trong vòng một ngày thoát thai hoán cốt, đối với long tuấn và đinh nghị mà nói không có gì có thể sánh được với sự kỳ diệu này nhiều năm chịu nhục không cam lòng ấp ủ nguyện vọng bấy lâu kiên trì giờ phút này cuối cùng bọn họ đã đạt được ý nguyện bước vào con đường tu luyện bắt đầu sinh ra là một con người mới tuy bọn họ không biết rằng bản thân có thể tiến rất xa nhưng bọn họ hiểu rằng bước đầu đã thành công long tuấn cùng đinh nghị đột nhiên ngần người ánh mắt dừng lại cùng một chỗ thấy nhạc phàm suy yếu ngồi dưới đất đang dùng sức thở hồn hển. Nhạc Phạm vốn là thân mang trọng thương, tuy đã qua một ngày điều dưỡng, không còn trở ngại gì lớn, nhưng trong người nguyên khí đã suy giảm nhiều. Hắn không ngại tiêu hao nguyên khí quá độ, vì bọn Long Tuấn hai người đã thông kỳ kinh bắt mạch toàn thân, bởi vậy trong cơ thể chịu đựng quá nặng, trở nên hơi nhược vô cùng. Long Tuấn cùng Đinh Nghị trong lòng đau xót, định đứng lên, bị Nhạc Phạm chặn lại. Các người đừng nhúc nhích, dùng phương pháp ta đã dạy mà thấu nạp hít thở, củng cố nguyên khí trong người các người. Nghe được nhạc phàm giọng cự tuyệt không chịu, hai người đành cố nén xúc động, bình tâm trở lại, củng cố tu luyện. Bên trong Thái Phù ở chữ hoàn thành. Đêm đã khuya, Thái Vũ tại đại sảnh đi đi lại lại, về mặt tư lự. 600 người ư? Thế mà chỉ có hơn 200 mạng trở lại. Khi hắn nghe được tin tức như vậy, sao có thể ngủ nổi? Cộc, cộc, cộc. Lúc này có tiếng gõ nhẹ tại cửa trước. Thái Vũ không chịu được quát. Để hết cho ta. Ta đã nói không cho ai vào quấy giày ta. Binh. Cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra. Một thanh âm lạnh lẽo chuyển tới. Thái lão bản mặt mũi lớn nhỉ. Đột nhiên có người tới quấy giày. Thái Vũ trong lòng hơi giật mình. Chẳng lẽ là Lý Nhạc Phạm lại tới giết. Lập tức giận dữ quạt lớn. Người là người phương nào? Người tới vận một thân hắc y. Mặt bịt khăn đen. Là người khác nhìn không ra diện mạo thật. Sau khi vào đại sảnh, người đó trực tiếp ngồi xuống ghế tiếp khách, thanh âm ong ong nói. Ta gọi là ly hận, do công tử phái tới xử lý việc của ngươi. Ồ, thái vũ nghi hoặc nói, công tử chỉ phái mỗi mình ngươi tới. Ly hận hư lạnh một tiếng hùng hổ nói, ngươi chỉ cần làm tốt việc lớn công tử giao là được, những việc còn lại ngươi không cần hỏi nhiều. Được rồi, cấp cho ta hình chân dung của chúng, ta muốn để cho chúng có chọc cánh cũng khó thoát. Tiếp theo thanh âm lạnh nhạt nói. Lý nhạc phàm phải không? Cho người sống lâu thêm một chút. <laughs> trăng 15 tháng 8 tròn vành vạnh giữa trời cao. Nó mang theo vô số nỗi niềm, cũng như là tâm sự của những người xa xứ. Ánh trăng sáng rực rỡ, tỏa sáng bàng bạc, soi dọn khắp mặt đất. Tiết trung thu mang lại sự đẹp đẽ và hạnh phúc. Có thể nói, sự thật thường rất tàn khốc. Có người vui mừng thì có kẻ buồn lo. Tài cửa bắc trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo qua lại chữ huyền thành. Một thiếu nữ vô danh, vận bạch y, cưỡi trên lưng một con ngựa gầy yếu. Móng ngựa biệt sắt nặng nề gõ xuống, nỗ lực chạy đi. Thiếu nữ sắc mặt lo lắng, mái tóc bay loạn, mồ hôi từ chán chảy xuống. Đôi mắt đẹp như mong chờ nhìn về phía trước, tựa như hy vọng mình có khả năng mọc ra đôi cánh. Trong nháy mắt có thể bay tới nơi muốn đến. Con ngựa đang chạy bỗng hí lên một tiếng, cả thân mình đột nhiên sụp xuống. Không, thiếu nữ cả kinh lập tức từ trên ngựa vọt lên, nhanh nhẹn hạ xuống bên lề đường nhỏ. Bình phạch phạch, con ngựa ngã lăn trên mặt đất văng thật xa. Trong mắt vằn lên những tia máu, mồm xui bọt trắng xóa, bỗng thở ra một hơi, nằm co quắp trên mặt đất. Thiếu nữ thấy vậy, phi thần lên trước, nhào tới bên mình ngựa, nhẹ nhàng vút ve bờm của nó, trong mắt tiếc thương vô hạn, nhưng lại không nói được một lời. Nhìn phía trước một chút, rồi lại quay ra nhìn con ngựa nằm trên đất. Thiếu nữ quả quyết đứng lên, hai tay hướng về con ngựa vái một cái, sau đó hướng về trước mà chạy đi không quay đầu lại. Thiếu nữ này khinh công thật cao minh, chỉ lắc mình vài cái đã biến mất trên con đường nhỏ. Thử hỏi nàng chạy đi vội vã như thế, cuối cùng là vì cái gì? Đêm khuya, nhạc phàm trải qua điều dưỡng, nguyên khí trong cơ thể đã không còn rối loạn, ngoại trừ bên ngoài tương đối yếu nhược, còn lại cử động đều rất tự nhiên xem ra long cực kiểu biến quả nhiên lợi hại cho dù bị nội thương cũng không ảnh hưởng đến việc thi triển ngoại công nhạc phàm chậm rãi mở hai mắt thấy long tuấn và đinh nghị vẫn đang nhập định tu luyện cũng không cuối dày nhẹ nhàng vỗ về tiểu khuê trên cổ tay trái trong lòng nhạc phàm nhận được một tia úy kỵ đó là cảm giác tương thông của cùng một loại huyết mạch phảng phất như là thân nhân hắc khuê theo nhạc phàm trên thân từ nhỏ cho tới sau này thường hay rơi vào trạng thái ngủ Nhà Phạm đã thử rất nhiều biện pháp, cũng không thể làm nó tỉnh táo trở lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng quan sát. Hôm nay đã là 15 tháng 8. Nhà Phạm đứng dậy đi tới mép núi, nhìn lên trăng sáng trên trời, vô vàn vì sao. Buồn bã thất thần, trong lòng có một cảm xúc không nói lên lời. Không hiểu những ánh sao làm nổi lên sự hạnh phúc hay là do ánh trăng cô độc chiếu rọi. Có lẽ chỉ khi đoàn tụ với người thân thì mới có được hạnh phúc mà trong nỗi nhớ người thân thì chỉ có nỗi cô độc. Trong lòng chợt rung động, Long Tuấn và Đinh Nghị từ trong nhập định tỉnh lại, phảng phất toàn thân sinh lực sung túc, không chút mệt mỏi, cảm giác từ trước giờ chưa từng tốt như vậy. Còn đang kích động, hai người nhìn thấy nhạc phàm một mình đứng ở mép núi, yên lặng nhìn lên bầu trời. Một kiểu cô độc khó nói bằng lời. Long Tuấn nhanh ý đưa mắt cho Đinh Nghị tiến lên phía trước, lặng lặng đứng cạnh nhạc phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời hết bên trái lại bên phải. Đinh Nghị khờ khạo hồ đồ hỏi. Sư phụ ơi, người nhìn cái gì thế? Trên trời có tiên nữ hay sao? Lòng Tuấn cốc hắn một cái tiếp theo nói. Đương nhiên là có tiên nữ rồi, ta nghe người ta nói. Thời xa xưa có người thấy Nga cái gì gì đó. Nàng ở trên cung trăng, cứ sau 15 năm thì lệ hạ phàm. Hạ phàm đúng rồi, xuống tắm dưới trần gian. Đinh Nghị thấy Long Tuấn nói như là thật, nhịn không được ôm bụng cười to. Nhạc Phạm hiểu rõ hai người đang trêu chọc mình, cũng không tức giận nói. Đó là hàng Nga. À, thì ra là hàng Nga. Long Tuấn và Đinh Nghị cố tỏ ra giật mình nói. <laughs> không ngờ sư phụ cũng biết. Chả trách sư phụ nhìn chằm chằm vào mặt trăng nhỉ. Long Tuấn cười vang. Bị cả bọn Long Tuấn hai người trêu đùa một trận, Nhạc Phạm hẳn đã vợi đi không ít trong lòng. Vờ cả giận nói. Các người hai đứa đúng là tiểu quỷ mà. <laughs> Long Tuấn cười nói. Chúng ta cũng hy vọng sư phụ vui vẻ một chút. Không nghĩ tới sư phụ ngay đến cả cười cũng không có. Thực sự là thất bại mà. Nói xong giả bộ trở lại một thần tình bất đắc dĩ. Đinh Nghị cũng nói. Đúng rồi, sư phụ, người cười một cái đi mà. Nhạc Phàm ngẩn ra thầm nghĩ. Cười. Cũng không biết bao lâu rồi không có cười. Cố gắng nhào nặn các cơ mặt. Nhạc Phàm lại cảm thấy tại chiến trường đánh một trận ba ngày ba đêm còn dễ dàng hơn làm cái trò này. Phụt. Ha ha, Long Tuấn và Đinh Nghị thấy thế không nhịn được cười ha ha không ngừng. Một lát sau mới ôm bụng hồn hề nói. Sư phụ ơi, người cũng rất rất gì đó. <laughs> Nhạc Phạm hiếu kỳ hỏi. Rất làm sao? Đinh Nghị giải thích. Ý hắn nói là sư phụ cười sao phải khóc còn khó coi hơn, không cười còn hay hơn đó. <laughs> Long Tuấn lập tức nói toạc ra. Ta không có nói như thế, toàn là ngươi tự mình nói đó chứ. Nói xong hung hăng liếc nhìn Đinh Nghị một cái. Liên quan gì đến ta? Ý của ngươi đúng là hay, Hai người lúc này không còn ngại ngùng, một sướng một họa làm cho nhạc phàm khóc cười cũng không xong. Sau khi ở Mỹ một hồi, nhạc phàm chỉnh lại thần sắc nghiêm túc nói. Nếu như các người đều đã tỉnh, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ta có một loại dự cảm không hay, tự như là sự yên lặng trước khi dòng tố đến. ực ừ, Long Tuấn và Đinh Nghị đều quên quấy mất tình cảnh của mình. Nghe nhạc phàm nói như vậy thì tâm trạng nhất thời căng thẳng. Long Tuấn hiếu kỳ hỏi, sư phụ, sau này chúng ta định như thế nào? Có đi tìm họ Thái kia không? định Nghị cũng nói, không bằng chúng ta trở về đánh giết bắt họ thái kia đánh cho một trận phải khai ra nhất định biết được tin tức của sư công chúng ta nhạc phàm nắn nắn tảng đá nhỏ trên cổ trong lòng sinh ra một luồng sức động vô hình thật sâu bên trong hắn biết nếu hắn đi sẽ có những nguy hiểm không đoán trước được hơn nữa hắn nhất định phải trở lại để hoàn thành mọi việc vì vậy hắn chịu đáp ứng chúng ta đi được chúng ta đi đinh nghệ vượt lên rồi ngẩn ra hỏi sư phụ chúng ta đi đâu thế nhạc phàm cô nén xúc động khẽ nói chúng ta xuống phương Nam. Phương Nam, đề nghị ngẩn ra, về mặt tỏ ra xa xăm. Lòng Tuấn nhảy cẫng lên, hoan hỉ nói, phương Nam hay lắm, nơi đó sông đẹp núi đẹp, người thì thân thiện, rất tốt. <laughs> Đi thôi. Nhạc Phạm nói xong liền nhảy xuống vách núi. Đề nghị nuốt ức một cái, quay sang Lòng Tuấn hỏi, chúng ta cũng nhảy. Lòng Tuấn cười khổ đáp, chẳng lẽ người còn mong sư phụ lão nhân ra hắn mang chúng ta xuống, nhảy mau. Dưới đại lĩnh sơn, Nhạc Phạm nhìn hai đầu đệ của mình đầy thương tích, không hề tức giận nói, "Từ ngày mai trở đi, các ngươi mau chóng tu luyện thật tốt cho ta, ta không muốn bị mất mặt." "Dạ, sư phụ." Bọn họ hữu khí vô lực đáp. Một đoàn ba người do Nhạc Phàm dẫn đầu, vòng qua các cảm bẫy, hướng phía nam Hồng Diệp Lâm mà đi. Từ đây, bọn Nhạc Phàm ba người chính thức bước vào con đường giang hồ. Sau khi Nhạc Phàm rời đi được một lúc, một bóng người xuất hiện tại đỉnh Đại Lĩnh Sơn. Người đến toàn thân vận hắc y, chính là người truy sát nhạc phàm ly hận ha. ly hận dùng linh thức tìm kiếm bốn phía nhưng không phát hiện được gì lạnh lùng nói với mình trốn nhanh thật lại còn không lưu lại một chút khí thức xem ra bọn chúng lợi hại hơn ta tưởng hey, bất quá cho dù bọn người chạy chết chân trời góc bể các người cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi bàn tay của ta ha. thân mình thoáng động ly hận đã biến mất dưới ánh trăng chỉ còn cây tùng đứng cô độc trên vách núi lặng lặng hưởng tụ ánh sáng chiếu xuống của mặt trăng. Cây tùng ngắm mặt trăng, tịch mịch có ai biết. Tinh thần tự biến ảo, vững chắc không rời đi. Sơn ngoại thanh sơn, lâu thượng lâu. Xanh tử bảng chung một niệm hưu. Đây chính là đồn đại về lâu thượng lâu trên giang hồ. Lâu thượng lâu là một tổ chức thần bí phi thường, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều cao thủ thực lực cường đại. Thế lực cơ hồ ba trùm cả trung nguyên, ngay cả ở ngoại vực cũng có phần lâu của bọn họ. Bất quá là người khác không hiểu chính là thế lực bọn họ tuy lớn, nhưng không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu quyền lực nào, cũng không hiện lộ thân phận thực sự của chính mình, chỉ là vẫn ẩn trong bóng tối. Không ai biết lâu thượng lâu đã thành lập khi nào, cũng không ai biết đầu lính của bọn họ là ai, chỉ biết đây là tổ chức xuất hiện rất sớm vào triều nguyên, chủ yếu dựa vào bán tin tình báo, liên lạc sát thủ, thu về kim tiền mà tồn tại. Có thể nói, bọn họ là một thương nhân bí ẩn, cũng là một thương nhân tuyệt đối hợp cách. Bình Dương Thành ở Chiết Nam Duyên Hải, một vùng nằm ở biên giới. Trong thành có một cái tiền trang nho nhỏ tên là Cổ Đức. Tiền trang này tuy không lớn, nhưng người am hiểu nội tình đều biết, nơi này chính là một trong những phân lâu của lâu thượng lâu. Tiền trang hậu viện, trong phòng khách, một gã trung niên nam tử trang phục xa xỉ đang chậm rãi nhấp chén trà, có vẻ thanh nhàn tự tại lúc này một lão phụ được một nha hoàn giúp đỡ đang từ nhà sau đi ra lão phụ mặc dù tóc đã bạc hết một nửa bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng cước bộ nhẹ nhàng trong mắt thần quang nội liễm không thể tưởng tượng được một phân lâu quản sự nho nhỏ cũng là nhất lưu cao thủ bởi vậy có thể tưởng tượng lâu thượng lâu thực lực đích xác không thể xem thường sau khi ngồi xuống lão phụ híp mắt chậm rãi nói đã có thể tìm được nơi này vậy người cũng đã biết quy củ của chúng ta nhận tiền không nhận người nói mục đích của người đi trung niên nam tử trầm giọng nói ta muốn mua một mạng người ai lai lịch thế nào có bối cảnh hay không công phu như thế nào lý nhạc phàm người ở chữ huyền thành lưu thủy thôn vô môn phái công phu không rõ hỏi đơn giản trả lời cũng rõ ràng À... Ai... Lão phụ nhẹ nhàng gật đầu nói. Quý khách hãy chờ. Lão sẽ đem tin tức này truyền cho tổ chức. Nhận hay không nhận nhiệm vụ này, còn phải xem ý tứ của tổ chức. Điều này tại hạ đương nhiên biết. Trung niên nam tử thập phần khách khí. Phải biết rằng lâu thường lâu, mặc dù là một tổ chức trung gian, nhưng cũng không phải nhiệm vụ gì cũng nhận. Không có lợi thì không tiếp, không thể làm thì không tiếp còn có không muốn tiếp cũng là không tiếp. Tỷ như đi ám sát thập đại cao thủ hoặc là tông sư các phái, nhiệm vụ như vậy, cho dù tiếp cũng không có ai chịu đi chết. Ngược lại, còn có thể vì vậy mà đắc tội với vài đại nhân vật. Sau nửa canh giờ, nha hoàn từ nhà sau đi ra, đưa lên cho lão phụ một mảng điều tra. Lão phụ nhân vừa đọc xong, vẻ mặt kinh ngạc thì thầm. Lý Nhạc Phạm, nam, 20 tuổi, người chữ huyền thành Lưu Thủy Thôn. Bốn năm trước xung quân vào tử dịch doanh. Sau đó không có tin tức gì chuyển ra. Trong một gia đình săn bắn bình thường, vô môn phái. Ngày 13 tháng 8 quay về chữ huyền thành. Vì muốn điều tra nguyên nhân Lưu Thủy Thôn bị tàn sát. Đêm tiến vào phủ Thái Gia ở địa phương. Giết chết 38 nhất lưu cao thủ giang hồ. Trong đó có truyền nhân của Diệt Hồn Đinh sau đó đánh bại ba tiên thiên cao thủ ngô ra Dưới tình trạng bị trọng thương, được hai gã thiếu niên cứu đi. Công phu Công phu không thể đánh giá, có thể am hiểu tinh thần công kích dị thuật. Lão phù một hơi đọc xong, trong lòng giấy lên một trận phong ba, thở ra một hơi, sau đó mới nói. Những tin tức vừa rồi ta đọc người cũng nghe được, như vậy có đúng với sự thật không? Lâu thường lâu có lưới tình báo thật lớn mạnh, biết những chuyện này cũng không có gì là kỳ quái vì vậy trung niên nam tử gật đầu nói các hạ nói câu nào cũng đều là thật nhưng không biết ý tứ của quý tổ chức như thế nào lã phụ cởi nói nhiệm vụ này tương đối khó khăn phải biết rằng có thể đồng thời đánh bại ba gã tiên thiên cao thủ nhân vật như vậy so với trưởng môn các phái không hề dễ dàng ứng phó hơn trung niên nam tử hô tay ngắt lời nói ý tứ của các hạ ta hiểu được tiếp theo từ trong ống tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu dày cộm trực tiếp đưa đến cho lão phụ nói đây là một chút thành ý mong các hạ vui lòng nhận lấy nếu việc này có thể thành công chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí còn lại chủ nhân ta sẽ không để các vị phải thua thiệt lão phụ cười nói hề mặc dù nghề này rất lợi hại nhưng một tiểu tử nhỏ nhỏ như hắn lại không có mồn phái tự nhiên không có tính ủy hiếp hơn nữa căn cứ tin tức tình báo hắn mang theo trọng thương trong người cho nên tổ chức đã đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này <laughs> nói qua nói lại cũng chỉ là vì tiền nam tử trong lòng mặc dù thầm mắng nhưng trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười nói vậy việc này phải làm phiền quý tổ chức rồi ta còn có việc phải đi trước có gì sẽ cùng các vị liên lạc sau lá phụ thấy thế cũng không giữ lại chẳng biết từ đâu móc ra một khối lệnh bài đưa cho nam tử trung niên, nói Chúng ta nhận tiền không nhận người, đây là lệnh bài nhiệm vụ, chính là tín vật đã tiếp nhận nhiệm vụ, người thù lấy đi. Lệnh bài được làm từ hàn thiết, nhẵn nhụi tinh vi, mặt trước khắc ba chữ lâu tượng lâu, mặt còn lại là chữ 28. Trung niên nam tử tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận để vào trong ngực, chắp tay nói, tài hạ cáo từ. Tiểu cúc, tiễn khách. Lão phù cũng hồi lễ nói. Vâng. Tại kinh đô xa xôi, trên một gian lầu cát, một lão già tiếp nhận truyền thư từ ngàn dặm đưa tới, đi vào nội đường. Lâu chủ, nhiệm vụ ám sát, tính danh lý nhạc phàm, vô môn vô phái, công vụ không rõ. Lão già công kính tiêu sái hướng về phía sau tấm bình phong, đưa lá thư lên. Thân ảnh phía sau bình phong tiếp nhận bức thư, sau khi xem lướt qua, nói Người đem người này ghi vào hắc bảng vị trí 26, định là nhất phẩm nhiệm vụ. Đến mức đó sao? Lão già đầy vẻ kinh ngạc nhưng lập tức đáp Vâng, lâu chủ thuộc hạ lập tức đưa vào hắc bảng. Nói xong liền đi ra ngoài. Hắc bảng chính là từ khi lâu thường lâu sơ hiện trên giang hồ đã tạo ra, còn được xưng là tử vong bảng. Sở dĩ gọi là hắc vì muốn chỉ chỗ tối Người bị ghi tên trên bảng chính là đối tượng mà lâu thượng lâu sẽ mạnh mẽ dốc toàn lực ám sát. Bất quá thập đại cao thủ hoặc là nhân vật cấp tông sư sẽ không bị liệt vào đó. Bởi vì lâu thượng lâu có nguyên tắc riêng của mình, nhiệm vụ không thể làm thì không tiếp, có thế lực môn phái cũng không tiếp. Ít nhất, bọn họ còn chưa muốn cùng với các thế lực lớn đối địch. Trên hắc bảng, tổng cộng có 50 người, tất cả đều là nhất đẳng trong nhất đẳng cao thủ trên giang hồ chỉ cần là người mà sát thủ bình thường khó có thể ứng phó sẽ bị ghi tên trong đó dùng tiền mà khuyến khích ám sát bởi vậy tại hắc bảng dưới tiền thưởng hậu hĩ ít người có thể sống sót nhạc phàm vẫn không biết việc mình bị ghi tên trên hắc bảng xem ra con đường phía trước thật xa xăm hung hiểm vạn phần chữ huyền thành bên ngoài lưu thủy thôn một thiếu nữ mặc đồ trắng quỳ gối trước dãy phòng ốc đã bị đốt thành cho tàn, khóc thật to. Cô gái nói không ra lời, chỉ có thể khóc thật lớn, thành âm đầy vẻ bi thống. Đột nhiên thiếu nữ đưa tay lên, giật mạnh, lấy ra một mặt nạ da người thật tinh vi. Vạn Nhã Nhi, đúng vậy, dưới mặt nạ da người chính là Lưu Thủy Thôn Vạn Nhã Nhi. Nàng cưỡi ngựa một mạch không ngừng từ phương Bắc chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau khi nàng tiến vào thành, thì đã thấy nơi nơi đều dán thông cáo truy bắt Lý Nhạc Phạm. Qua một hồi thám thính, nàng mới biết Nhạc Phạm sau khi tiến vào Thái Phủ đã đánh giết nhiều người rồi thoát đi. Cuối cùng, Vạn Nhã Nhi dùng sức lau nước mắt, thầm nghĩ. Đại ca, xin lỗi, ta không thể giúp được gì. Huynh ngàn vạn lần không được xảy ra việc gì. Tiểu Nhã hôm nay chỉ còn lại mình Huynh là thân nhân. Nếu Huynh xảy ra chuyện gì, ta không biết phải làm gì bây giờ nữa, làm gì bây giờ. Không, và nã nì trong lòng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát đứng dậy rời đi. Ba người nhạc phàm thẳng một đường mà đi, suýt nữa bị lạc trong rừng núi rậm rạp. Dưới tình thế bất đắc dĩ có thể băng núi mà đi, rốt cuộc... <laughs> rốt cuộc cũng nhìn thấy thành trấn. Sư phụ, lần này ta nói không sai à? Không phải đã đến rồi sao? Vòng vòng 7-8 ngày trong núi rừng không có đường đi, chính là thần tiên cũng phải mệt mỏi. Long Tuấn một trận hoan hô, trên mặt tràn ngập về đắc ý, ba người nhạc phàm từ sân khẩu nhỏ đầy cỏ chui ra quần áo toàn thân rách nát thê thảm không chịu nổi đầu tóc cũng trở nên bù xù thân hình dơ bẩn đầy bùn đất xú khí ngập trời so với ba người bọn hắn tên khất cái bình thường quả thực lại giống phú hào hơn đinh nghệ xoa xoa bùn đất trên mặt mở miệng mắng Tạc khinh ngươi còn dám nói sao nhìn xem nếu không phải vì đi theo ngươi chúng ta có thể trở thành bộ dạng như bây giờ sao lòng tuấn xấu hổ ngãi gãi đầu cười nói không phải là đã ra được rồi sao? Ngươi còn oán thán gì chứ? Ngươi xem sư phụ lão nhân già người còn không nói gì. Ấy, ui, phanh. Nhạc Phạm hung hăng gõ lên đầu Long Tuấn một cái, về bực dọc nói. Ngươi không phải nói người đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Nhắm mắt lại cũng biết phương hướng sao. Như thế nào lại bị lạc đường? Long Tuấn về mặt ủy khuất giải thích. Đệ tử cùng Tiểu Đinh đúng là đã đi khắp Giang Nam Bắc, nhưng mà người cũng phải có lúc lạc hướng chứ. Ta nghĩ ngựa mới mòn móng chứ, Đinh Nghị ngây thơ nói. Hay Long Tuấn tung mạnh một cước vào mông của Đinh Nghị. Tiếp theo nói. Phía sau địch nhân truy đuổi gắt gao như vậy, lại còn phải nhận sự huấn luyện của sư phụ, ta còn có tinh thần mà nhìn phương hướng sao chứ? Nghĩ đến sự huấn luyện tàn khốc của nhạc phàm, trong lòng hai người lạnh đi. Không thể dùng từ thống khổ là có thể hình dung được. Đinh Nghị gật mạnh đầu, tỏ vẻ tràn đầy sự đồng cảm. Nhạc phàm vì muốn cho Long Tuấn cùng Đinh Nghị hai người có thể tự bảo vệ cho chính mình nên mỗi ngày đều huấn luyện cho bọn họ, mặc dù là lúc chạy trốn cũng không có một chút gián đoạn. Vẫn may là hai người bọn họ mười phần nỗ lực, trong bảy tám ngày ngắn ngủi đã cơ bản nắm được công phu mà nhạc phàm truyền thụ, cũng không làm cho nhạc phàm cảm thấy thất vọng. Long Tuấn ngộ tính cực cao, gần cốt cũng tốt, đích thật là người thích hợp để luyện võ. Vì vậy nhạc phàm truyền thụ bộ võ công biến hóa phức tạp, cầm nã thập bát đà cùng phương pháp phá kính. Nếu so sánh, đinh nghị lại có vẻ vụng về bất kham làm cho hắn chẳng có chút lòng tin bất quá dưới sự cổ vũ của nhạc phàm hắn lần lần bắt đầu thức tỉnh rồi được nhạc phàm truyền thụ đào chiến thất thức bộ đạo pháp này chiêu thức đơn giản đúng là chỉ có một chữ luyện phù hợp với tính cách bất khuất chuyên cần phấn đấu của đinh nghị trong mấy ngày ngắn ngủi liền nắm được những động tác cơ bản của đạo thức đã có thể cùng lăng tuấn so dài so ngắn tin tưởng rằng thành tựu sau này tuyệt không giới lăng tuấn tất cả đều là công lao của nhạc phàm không tiếc hy sinh nguyên khí của chính mình vì hai người mà dùng thất tình chi khí quán thông kinh mạch nếu bọn họ không có nguyên khí trong cơ thể duy trì có lẽ đã chết vì mệt nhưng làm nhạc phàm lo lắng chính là nguyên khí của hai người bọn họ quả nhiên giống như mình dự đoán mặc dù lúc bắt đầu đều là sinh mệnh lực phần túy nhưng theo quá trình tu luyện nguyên khí trong cơ thể cũng dần phát sinh biến hóa mặc dù là rất nhỏ nhưng nhạc phàm cũng có thể cảm thấy nguyên khí trong cơ thể Long Tuấn thiên về tụ khí nội luyện, mà Đinh Nghị lại thiên về thân thể tu luyện. Quá trình đó huyền diệu vô cùng, ngay cả nhạc phàm cũng không thể lý giải được. Là phúc hay là họa, cũng phải xem tạo hóa từ nay về sau của bọn họ. Nhạc phàm đứng ở một ngọn núi nhỏ, xa xa nhìn lại. Phía trước cách đó không xa là một tòa thành trấn phồn vinh. Trên tường thành có hai chữ tương dương. Nhà phàm cũng đã từng nghe Lệ Vân giảng giải qua. Tương Dương, từ xưa bình phòng trang địa, là chỗ thiết yếu để tranh thắng bại. Tương Dương Thành là nơi ba con sông lớn giao nhau. Mặt sông có hoài hà, phía tây có tần lĩnh sơn mạch. Phía sau dựa đầu vào hồ đầu sơn, cùng nhiều sơn mạch nhỏ. Có thể nói Tương Dương Thành là nơi phòng thủ của nước kim. Dễ thủ khó công. Hơn nữa, Tương Dương từ xưa đã là một trong bảy thành lớn. Nói như vậy có thể thấy được giá trị chiến lược trọng yếu của tòa thành này mặc dù nhạc phàm biết là tương dương nhưng lại không biết phương hướng để đi vì vậy quay về long tuấn hai người nói cả người có biết từ tương dương đến hàng châu là bao xa không long tuấn vừa nghe xác định hỏi sư phụ cứ nói phía trước là thành tương dương đúng vậy nhạc phàm nhẹ nhàng gật đầu long tuấn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói xem ra chúng ta cũng không còn xa lắm tương dương đến hàng châu chỉ có hơn một tháng lộ trình nếu là cưỡi ngựa thì có thể nhanh hơn một ít cho nên sư phụ người cũng nên thưởng cho ta Thế nào mà có thể đi nhầm đường chứ? <laughs> Đinh Nghị nói Thật tốt quá, chúng ta trước hết vào thành ăn một chút gì đã Mẹ nó, mấy ngày ăn quả dại, thịt chết, miệng cũng muốn thành miệng chim hết rồi Long Tuấn cười lạnh nói Xem bộ dạng ngươi kìa, người ta thấy ngươi như vậy còn cho ngươi ăn sao? Tiểu tử ngươi có tiền sao? Đinh Nghị con ngươi xoay chuyển lập tức nói ngay Ta không có, nhưng chúng ta có sư phụ Lão nhân già sẽ không để chúng ta bị đói chứ, phải không? Nói xong, cùng Long Tuấn bốn mắt nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm nhìn vậy cũng cảm thấy khó nhận, thầm mắng một tiếng, nói Hai tiểu tử các người lại để ta làm chủ như vậy, xem ra ra mặt cũng không phải là mỏng à. Long Tuấn cảm thấy oan uổng, ủy khuất nói Sư phụ, người mẫn cảm quá rồi, còn không nói như vậy, không có quan hệ tới con. <laughs> nhạc Phạm nói, hai tên tiểu tử các ngươi, đừng có mà hí lộng trước mặt ta. Nói xong, từ trong lòng móc ra một cái túi lớn, đinh nghị về mặt xấu hổ, long tuấn tấm tắc cười nói, cái gì cũng không thể gạt được sư phụ. Wow, long tuấn mở bao lớn, vừa thấy thì một trận kinh hô, cùng đinh nghị ngây ngốc đứng ở một bên, khóe miệng nước dãi chảy ròng ròng. vàng lá, thật nhiều vàng lá, thật nhiều, đinh nghị trong miệng thì thào không ngớt. long tuấn đột nhiên kéo cái túi lại, gắt cao nắm chặt trên tay, nhìn trái nhìn phải, nhạc phàm nhìn xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, gõ lên đầu long tuấn nói còn không nhanh đi. Nói xong liền nắm hướng dưới núi mà đi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị lúc này mới tỉnh ngộ, cẩn thận cất giữ túi tiền trong lòng, theo hướng nhạc phàm mà đi theo. Cửa thành tương dương, binh lính đang tra hỏi từng người muốn vào thành. Ngươi, từ đó tới. Một gã binh lính chặn một nông phù lại quát. Tiểu nhân ở trong núi, đem theo một ít tiền để vào thạch mua bán. Kế tiếp. Sư phụ, nơi này kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Lòng Tuấn hỏi, Ba người đang đi tới, phát hiện binh lính đang điều tra bên ngoài thành, đành phải trước tiên lui sang một bên đứng xem. Nhà phạm cao mày trầm ngâm nói. Hiện tại thế nào hỗn loạn, tương dương là quân phòng trọng địa, tự nhiên phải kiểm tra nghiêm ngặt. Vậy chúng ta làm sao vào thành? Đình Nghị nói. Chúng ta tại chữ huyền thành đại náo một hồi. Có lẽ khắp nơi trong cả nước đều truy nã chúng ta. Nếu cứ như thế này mà đi thì không bị bắt mới là lạ. Lòng Tuấn nói ở nữa sư phụ đầu bạc trắng, đặc biệt dễ dàng nhận ra, muốn không bị phát hiện cũng không dễ. Trong lòng thầm nghĩ một câu, tóc bạc đúng là phiền phức à. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể không vào thành. Đinh Nghị bây giờ có vẻ rất cầm thức, mấy ngày nay đều không được ăn uống đàng hoàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể không nổi điên. Mọi người trầm mặc. Có, Long Tuấn đột nhiên nhảy lên hoan hô nói, có biện pháp à? Nhà Phạm cùng Đinh Nghị ngẩn ra, cùng nhìn về phía Long Tuấn biện pháp gì? nhạc phàm đinh nghị cùng lúc hỏi. <laughs> long tuấn thong thả nói. hey mặc dù ta không có học vấn gì nhưng về việc này thì không hề thua suốt ai. nhớ năm đó. phanh nhạc phàm gõ mạnh lên đầu long tuấn tức giận nói. nói nhảm ý thôi. nhanh nói việc chính đi. long tuấn ôm đầu về mặt thê thảm muốn khóc. nhìn nhạc phàm nói. ta nói sự thật mà sư phụ cứ đánh như vậy sẽ làm ta trở nên ngu ngốc đó. tiếp theo về mặt nghiêm túc trầm chú nói. Chúng ta sẽ làm như vậy. Vậy, bốp. ấy, à, ôi, đưa ta, đó là của ta. Ai nói vậy là ta nhặt được trước phải là của ta. Thôi lắm, rõ ràng lão tử thấy trước, nhanh trả lại cho ta. Ngoài thành tương dương, hai gã thiếu niên gầy yếu đánh nhau, truy đuổi hướng cửa thành chạy tới. Bọn họ một thân rách nát, người đầy bùn đất, tóc thì bù xù, làm cho người ta không thể thấy rõ chân diện mục. Binh lính thủ thành cùng dân chúng bảo thành đều hướng sự chú ý vào hai người. Đứng lại, các người đang làm gì đó? Một gã binh lính cầm trong tay trường thương ngăn hai người lại. Hai thiếu niên lập tức dừng lại, sợ hãi nhìn binh lính phía trước, đúng là hai người Long Tuấn và Đinh Nghị. Long Tuấn đi tới trước đang muốn giải thích, tên binh lính kia mạnh mẽ lui về phía sau cả kinh kêu lên. Ngươi, đứng lại, mẹ nó, trên người ngươi là mùi gì vậy chứ, sao lại thối như vậy, cút ngay, đi ra xa nhanh lên. Quả nhiên, tất cả mọi người xung quanh đều thối lui vài bước, đem hai người cô lập vào một bên. Long Tuấn ra vẻ vô tội nói không phải chỉ vài ngày không tắm giờ sao các ngươi cũng không cần phải như vậy chứ binh lính bịt mũi nói mẹ nó thật là thối chết người nói mau các ngươi đang làm gì đó lòng tuấn nói chúng ta đều là cô nhi thân nhân đều chết vì nạn đói lưu lạc tới nơi này nghĩ là sẽ vào thành kiếm chút cơm ăn hắn với ta đi cùng nhau nói rồi chỉ chỉ về phía đình nghị Hừm, đình nghị tức giận nói ai đi cùng ngươi chứ mau trả mấy miếng quảng lá kia lại cho ta tiếp theo xoay người nhắm lòng tuấn mà đánh hai người lại tiếp tục đánh nhau Phanh. Đó là của ta, thối lắm. Là lão tử phát hiện ra trước, trả lại ta. Xem đây, ai nhặt được trước là của người đó. Ta nhặt trước, trả lại ta. Ai, ôi. Trong lúc hai người đánh nhau, Long Tuấn đột nhiên xoay tay, đẩy Đinh Nghị hướng về phía đám người vào thành, dọa mọi người phải né sang hai bên. Tiếp theo, Đinh Nghị cũng đẩy Long Tuấn lui về phía cửa thành. Binh lính cũng vội vàng tránh ra, sợ nhiễm phải nửa điểm hôi thối. Cứ như vậy, bên ngoài thành nhất thời trở thành một mảng hỗn loạn. Tốt, đúng là lúc này. Nhạc Phạm vẫn đứng nấp ở góc tường, tránh đi tầm mắt của binh lính trên tường thành. Bây giờ sự chú ý của binh lính thủ thành đều bị Long Tuấn hai người thu hút, chính là thời cơ vào thành tốt nhất. Sưu sưu. Với tốc độ của Nhạc Phạm, mắt của binh lính thông thường tự nhiên không thể nhìn ra, chỉ cảm thấy có một trận gió nhẹ đảo qua hai má. Đợi khi đầu quay lại xem thì cũng không phát hiện được gì. Dừng tay! Tướng lĩnh thủ thành từ trên tường thành đi tới, nhìn thấy cục diện như thế trong lòng tức giận quá to. Các người đều dừng tay cho ta, nếu không sẽ bị tống vào ngục hết. Ai? À, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nghe vậy ngẩn ra, lập tức đình chỉ đánh nhau, cục diện lộn xộn cũng được khống chế. Vị tướng linh kia tra hỏi, hai tên khất cái các người muốn làm gì? Long Tuấn vẻ mặt căng thẳng nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân là cô nhi ở Lạc Hà Huyền, vì trốn tránh tài vạ nên mới đến nơi này. Hôm nay trên đường nhận được ba miếng vàng lá, nhưng tên kia nói là hắn thấy trước là muốn cướp đoạt, xin ngài hãy làm chủ cho ta, Nói xong liền từ trong bộ quần áo rách dưới móc ra ba miếng vàng lá thật to. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tên tương lĩnh ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. <laughs> tương lĩnh chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc nói. Ba miếng vàng lá này là vật vô chủ, phải giao nộp lên quan phủ mới đúng. Các người sẽ có thể tự tư cất giữ, còn không nhanh giao ra. Như vậy ta sẽ miễn tội vì các người không biết luật. Cái gì? Đinh Nghị kêu to, về mặt tức giận nói. Đây là do chúng ta phát hiện, Lòng Tuấn cũng nói, đúng vậy, đã là vật vô chủ, chúng ta nhặt được thì là của chúng ta. Tiếp theo quay về Đinh Nghị nói, chúng ta không tranh nhau nữa, cứ cực bằng mặt chia ra, mặc kệ là gì cũng không quan tâm. Được, Đinh Nghị gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, sắc mặt tương lĩnh phát lạnh, lạnh lùng nói, cả người cũng phải xem lại bộ dạng không biết xấu hổ của mình đi, nếu không... Tài phất lên, 10 tên binh lính thủ thành cầm binh khí chạy đến, bao vây Long Tuấn cùng Đinh Nghị. Các người muốn làm gì? hai người kinh hãi lòng tuấn lớn tiếng nói các người còn xem phương pháp ra gì không tự nhiên lại khi dễ người khác vàng lá này là do chúng ta tìm được người như vậy rõ ràng là muốn cướp đoạt mọi người nói có đúng không đinh nghĩa nói xong liên nhìn dân chúng xung quanh hỏi đúng vậy đúng vậy làm vậy với cường đạo thì có gì khác nhau đâu chứ tướng lĩnh thấy dân chúng xung quanh bàn tán không ngớt hai mắt hướng về mọi người trừng trừng quát làm gì làm gì các người muốn tạo phản phải không quả nhiên những dân chúng ở đây đều bị dọa đến một tiếng cũng không dám nói, cúi đầu thối lui. Sợ chọc phải thượng quan, dù sao tội danh tạo phản không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận được. Thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, lúc này tên tướng lĩnh mới hài lòng, gật gật đầu, chuyển hướng về hai người Long Tuấn nói. Bây giờ ta hỏi nghi các người ăn cắp tài vật của người khác. Người đâu? Để bọn chúng áp giải vào quân lao. Long Tuấn hướng đình nghị nháy mắt, đang muốn đem kim diệt tử giao ra, Quản đã. Một tiếng quát nhẹ, một vị nam tử tay cầm quạt thong thả từ phía đám người đi ra. Phía sau còn đi theo một vị tiểu cô nương tú lệ đáng yêu. Tướng lãnh thấy có người đến làm loạn, đang muốn tức giận, nhưng nhìn lại thì thấy một vị công tử khí độ bất phàm đang đi tới. Người này khí chất cao quý, trang phục bất phàm, nhất định không phải là người thường. Cũng nên hỏi thật rõ ràng, tránh đắc tội quý nhân. Tên tướng lĩnh suy nghĩ trong nháy mắt, liền đi lên khách khí nói. Vị công tử này có gì chỉ giáo? thấy thái độ của tướng lĩnh thay đổi như vậy, hai người Long Tuấn buồn bực không thôi, âm thầm thở dài. À, có tiền vẫn là tốt hơn. vị công tử nọ lãnh đạm nói. tất cả những chuyện vừa rồi ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối. À, trong lòng tướng lĩnh căng thẳng hỏi. vậy công tử muốn như thế nào? vị công tử nọ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, nghiêm túc nói. hiện tại thiên hạ khắp nơi động loạn, ngươi lại còn tự tung tự tác lợi dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, cướp đoạt tài vật dân chúng, không xem quân pháp ra gì, có biết đây là tử tội hay không? Tướng lãnh càng nghe càng kinh ngạc, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, khuôn mặt tái xanh, hỏi. Công tử cuối cùng là người phương nào, tự nhiên lại dám giáo huấn một tướng như thế? Vị công tử hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía tướng lãnh nói. Người đi theo ta. Nói rồi liền nắm tay tiểu cô nương hướng phía xa xa đi đến. Trên trán tương lĩnh đầy mồ hôi lạnh, quay về đám binh lính nói các người đợi ở chỗ này lập tức hít mạnh vào một hơi rồi nhanh chóng đi theo đám binh lính quay mặt nhìn nhau không hiểu chỉ có thể đứng một bên canh giữ một lúc sau tướng lĩnh dẫn vị công tử kia trở về trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ xem ra người này lai lịch không nhỏ á à? đinh nghị nhỏ giọng nói long tuấn hùa tay cười nói Ừ, hơn phân nửa là công tử nhà quyền quý hơ <laughs> quản hắn làm gì dù sao chúng ta cũng không đi cùng đường Đinh Nghị cũng cười cười nói Vật quá cũng cảm tạ hắn đã tiết kiệm cho chúng ta ba miếng vàng lá này <laughs> Long Tuấn cùng Đinh Nghị cẩn thận tiến vào Tương Dương Thành Trong lòng thầm thở nhẹ một hơi Đi đến ngã tư đường Long Tuấn quay về vị công tử vừa rồi chắp tay nói Lần này đã thả công tử hỗ trợ Nếu không hai huynh đệ ta chắc phải chịu cảnh nghèo đến chết mất Công tử kia khiêm tốn cười nói Chỉ là nhấc tay làm tí việc nhỏ Không nên khách khí như vậy ê ngươi vì sao cứ dưng mắt nhìn ta như vậy chứ tiểu cô nương bên cạnh vị công tử nói với giọng tức giận long tuấn quay đầu nhìn lại thấy tiểu tử đinh nghị này đang đứng sững sờ nghe tiểu cô nương hỏi đinh nghị vẫn đang trong dáng vẻ ngây ngốc nói đẹp quá mọi người nhất thời không biết nói gì bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua người nào bộc trực như thế tất cả đều chăm chăm nhìn về phía đinh nghị tiểu cô nương mặt mũi càng đỏ bừng hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui vào mà Đinh Nghị một điểm tự giác cũng đều không có. Cứ như vậy mà nhìn không chấp mắt vào tiểu cô nương. Long Tuấn xấu hổ, âm thầm bội phục nghĩ. Lợi hại, xem ra ta đã thật sự xem tường tên hảo huynh đề này của ta rồi. Công tử kia ho mạnh hai tiếng, chập tài nói. Đã không có việc gì, vậy bọn đại hạ xin cáo từ. Nói xong, liền nắm tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Long Tuấn dùng mình vội vàng dò hỏi chúng ta vẫn chưa biết các người gọi là gì. Công tử kia quay đầu lại, khẽ cười nói, ta gọi là chu Tam. Rồi nhìn tiểu cô đường nói, nàng gọi là chu Phượng. <laughs> nhìn hai người đi xa, Long Tuấn cao giọng nói, ta gọi là Long Tuấn, hắn gọi là Đinh Nghị, Thành Sơn bất cải, Lục Tủy Trương Lưu, hẹn gặp lại. Thôi nào, Long Tuấn đã một cước vào người Đinh Nghị cười mắng, xem người kìa, bọn họ đều đã đi. Người còn muốn nhìn sao? Hay là mắc bệnh tương tư rồi? Chu Phượng, Chu Phượng, cái tên rất hay. Đinh Nghị không để ý đến Long Tuấn, dụng tâm nhớ kỹ tên của tiểu cô nương. Quả thực, so với khi tụng đọc dưỡng tâm quyết, còn muốn chăm chú hơn. Ôi, Long Tuấn cảm thấy bất đắc dị nói. Nhanh đi, đừng làm cho sư phụ lo lắng. Sư phụ, Đinh Nghị đột nhiên lấy lại tinh thần nói. Đúng vậy, chúng ta phải đi tìm sư phụ trước. Long Tuấn cười to, Thà còn tưởng rằng ngươi chỉ biết mỹ nữ, ngay cả sư phụ cũng quên mất chứ. <laughs> đinh Nghị vội vàng phản bác. Ta là người như vậy sao? Nhanh đi nào! Tiếp theo liền xoay người bỏ đi. Trong một căn tiểu điếm, Chu Phượng quay về phía Chu Tam la lên. Người sao lại đem tên ta nói cho bọn họ chứ? Chán ghét. Chu Tam cười nói. Hai người kia cũng có ý tứ đấy chứ. Đặc biệt là tên gọi là Đinh Nghị kia. Không ngờ lại bộc trực như thế. Xem ra mị lực của tiểu muội thật là vô hạn à? Ồ, sao lại đỏ mặt như vậy chứ? Chú Phượng che vẻ mặt đang đỏ hồng phản bác nói. Ta không thấy vậy, không phải chỉ là hai tên tiểu khất cái thôi sao? Chú Tam chỉnh lại sắc mặt nói. muội không nên xem thường hai người bọn họ, nếu ta đoán không sai. Vừa rồi ở cửa thành tranh đấu chỉ là diễn kịch thôi. Diễn kịch? Chú Phương hiếu kỳ nói. Bọn họ diễn kịch gì? Ê, cái này, cái này sao ta biết chứ? Chu Tam lại nói, Nhìn bọn họ trong mắt thần quang sung mãn, hai tay thô giáp có lực, ta thấy bọn họ cũng là người có thân thủ bất phạm. À, vậy bọn họ có thể đánh thắng huynh không? Chu Phượng ngây thơ hỏi. Bọn họ còn chưa phải là đối thủ của ta. Chu Tam tự tin nói. A à, Tuấn, người nói sư phụ có thể tìm được chúng ta không? Trên một con đường nhỏ có vẻ âm u, Đinh Nghị nhìn trái nhìn phải hỏi đương nhiên ngươi còn không biết bản lãnh của sư phụ sao? người bảo chúng ta đến một nơi vắng vẻ nhất định có thể tìm được chúng ta yên tâm đi. Long Tuấn khẳng định nói. thấy Đinh Nghị có vẻ thất thần, Long Tuấn lại nói người vẫn còn nghĩ về vị tiểu cô nương vừa rồi à? Đinh Nghị thật thà nói đúng vậy. bất quá, bất quá chúng ta thủy chung không phải là người của cùng một thế giới. nhìn trang phục của nàng nhất định là một người trong danh môn. chúng ta không có khả năng cùng một chỗ. Nam Nhi lập thế, không có gì là không thể. Chỉ cần ngươi đủ can đảm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, thì hãy cứ làm. Nhà phàm từ chỗ tối đi ra. Sư phụ, Long Tuấn cùng Đinh Nghị đồng thanh nói. Nhà phàm gật đầu nói. Tất cả chuyện vừa rồi ta đều biết. Sư phụ, ta... Đinh Nghị ấp ấp úng nửa ngày cũng nói không được một câu. Nhà phàm nhìn Đinh Nghị chăm chú nói. Càng ngày phải càng mạnh mẽ, Nam Nhi phải không ngừng tự cường. Các người nên nhớ kỹ, trên thế gian này, không có bất cứ cái gì có thể làm cho các ngươi cảm thấy tự ti. Không có bất cứ cái gì có thể làm cho các ngươi cảm thấy tự ti. Long Tuấn đinh nghị người khẽ run lên, trong lòng nổi lên những cơn sóng mạnh mẽ, không thể dùng lời nào để diễn tả. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn chỉ là cô nhi, không có tình thương của thân nhân, có chăng cũng chỉ là sự khi dễ cùng nhục mạng. Mặc dù tính cách bất khuất, nhưng mầm mống tự ti đã bén dễ thật sâu vào nội tâm của bọn họ, mà nhạc phàm nói những lời này đã làm xúc động đến chỗ tận cùng nhất trong tâm hồn của bọn họ điều này không chỉ đơn giản là cổ vũ hay chấn an mà là một sự tin tưởng cùng quan tâm vô hình nhưng mạnh mẽ đủ để làm cho hai người dù gặp được bất cứ chuyện gì cũng có thể khơi dậy sự kiên cường ở trong sâu thẳm tâm hồn bọn họ cảm ơn sư phụ long tuấn cùng đinh nghị quay về nhạc phàm bái một cái thật sâu nhạc phàm nhẹ nhàng nói có đôi khi cảm tạ không cần tỏ vẻ chỉ cần thật sự hiểu là được rồi vâng sư phụ nhạc phàm gật đầu nói đi thôi chúng ta trước hết hãy đến cách điếm ăn một chút gì đã khoan đã nhạc phàm vừa muốn đi long tuấn vội vàng gọi lại nói sư phụ người trước kia không hành tẩu trên giang hồ sao mặc dù là hỏi nhưng long tuấn lại mang một vẻ mặt đầy khẳng định quả nhiên nhạc phàm gật đầu nói ta không phải là người trong giang hồ long tuấn cười hắc hắc nói sư phụ tốt xấu gì ta cùng với tiểu đinh Tử cũng đã vào nam ra bắc nhiều năm hãy để ta nói cho người biết cái quan trọng nhất khi hành tẩu giang hồ nhạc phàm nghi hoặc nói cái quan trọng nhất kia là cái gì long tuấn cùng với đinh nghị nhìn nhau đồng thanh nói là thể diện ha 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 nghĩa là gì nhạc phàm đầy vẻ khó hiểu hỏi long tuấn kéo kéo bộ quần áo rách giới của mình nói sư phụ trên người chúng ta bốc mùi hôi hám như vậy nếu đi ăn cơm thì thật là mất mặt hơn nữa, những kẻ tiểu nhân, chỉ thấy lợi trước mắt, cũng sẽ không nhận tiếp đãi chúng ta. Đúng vậy, Đinh Nghị tiếp theo nói, không bằng chúng ta hãy đi đổi một bộ quần áo mới trước. À, nhà phàm nhìn lại chính mình, quần áo trên người không có một chỗ nào hoàn chỉnh, trong lòng cười khổ nói. Quả thực, so với tên khất cái, còn muốn thảm hơn. Đúng là nên đi đổi một bộ quần áo mới. <laughs> nhạc phàm vội ho một tiếng, nói, đi thôi. Ha 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 ha. Thấy nhạc phàm có bộ dạng xấu hổ như vậy, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhịn không được, ôm bụng cười to. Giờ dậu, mặt trời đã ngả về phía tây. Trong thành tương dương, tại một cửa tiệm may trang phục, trung niên lão bàn đang ở trên quầy, cười khúc khích trong giấc ngủ. Bình thường vào lúc này sẽ không có ai đến mua đồ. Nhưng lúc này thì... Đinh, 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 một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Những tiếng gõ cửa đột ngột đã đánh thức lão bản đang triền miên trong mộng đẹp lão uể oải lên tiếng ai vậy nheo nheo ánh mắt lại thì thấy bà tên khất cái đang mặc đồ rách nát đến không chịu nổi hơn nữa trên người còn tản mát ra xú khí nồng nặc bất quá vị lão bản kia cũng không quá để ý đến điều này bởi vì ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào một gã tiểu khất cái trong tay hắn đang chớp lên ánh sáng của mảnh vàng lá thật là trói mắt thật là xinh đẹp trong lòng lão bản than thở một trận mỗi người ba bộ quần áo còn nữa giúp chúng ta tìm nơi nào đó có thể tắm rửa được Lãng tuấn đem một mảnh vàng lá đặt lên bàn dẫn nhạc phàm cùng đinh nghị đi vào nội đường vâng 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 lão bản tỉnh lại một tay lấy miếng vàng cẩn thận xem xét lại còn đặt nó vào miệng mà cắn cắn cuối cùng ánh mắt sáng lên vội vã đặt nó vào trong lòng tiểu cầu tử nhanh nhanh lên chiều đãi khách lão bản một mặt gọi to một mặt tự mình chạy đi chuẩn bị một lát sau ba người trong cửa tiệm may trang phục bước ra. Người đi giữa vẻ mặt lãnh tuấn, cương nghị, ánh mắt thần túy, làm người khác cảm thấy sự sắc bén trong đó. Thần cao bài thước có thừa, cùng cơ thể cân đối, có thể nói là cao lớn bất phàm. Dưới khí trời oi bức, hắn dùng một cái áo khoác màu đen, che toàn thân, có vẻ mười phần bắt mắt. Bất quá phía trên là một đầu tóc bạc trắng, không khỏi làm người khác cảm thấy thần bí. Người này chính là Lý Nhạc Phàm, sau khi đã chỉnh trang lại người bên trái đứng đến vai nhà phàm dáng cao nhưng gầy trang phục màu trắng ống tay áo phấp phới nhẹ nhàng cùng với mái tóc màu đen nhánh búi trên đầu nhìn qua có vẻ tiêu sái ánh mắt sáng ngời đặt trên khuôn mặt tuấn tú làm toát lên vẻ thông minh chỉ là khóe môi nhếch lên tạo thành nét cười đầy tà dị không hợp với tuổi người này chính là tinh linh cổ quái lòng tuấn quả nhiên người đẹp vì lụa không thể tưởng tượng được tiểu khất cái rách dưới dơ bẩn lúc này nay lại trở thành một thiếu niên tuấn tú còn lại ở bên phải nhạc phàm là một vẻ mặt chân thật, đinh nghị. Trải qua nhiều ngày được huấn luyện, thân thể hắn trở nên khôi ngô, rắn chắc, một thân áo lam, mái tóc đèn xọa đến ngang vai, làm toát lên vẻ phóng khoáng rộng rãi, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt có thần, một nét cười trên môi thể hiện một chút khí chất nam tử. Tám giờ xong xuôi, thay đổi mới, quả thật là khác hẳn. Ra khỏi cửa tiệm, Long Tuấn cảm thán nói, Sư phụ, người thật sự là phong độ hả? À? Còn nếu cũng có một đầu tóc bạc như vậy, thì không muốn làm ngàn vạn thiếu nữ si mê đến chết cũng không được. <laughs> đúng vậy, đúng vậy. Đinh Nghị gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cốc, cốc. Nhạc Phạm gõ lên đầu mỗi đứa một cái, nhưng lại không có vẻ gì là tức giận nói. Nói bậy. Long Tuấn vẻ ủy khuất nói. Ta nói sự thật mà. Nhạc Phạm cũng không cùng hắn nói giảm nữa, trầm ngầm nói. Người xác định biện pháp của người có hiệu quả chứ? Lòng Tuấn vô vỗ ngực cười tự tiên nói. Sư phụ yên tâm đi, lần trước khi chúng con cứu người là đang đêm khuya, và lại mặt còn đầy bùn đất, tuyệt đối không ai nhìn rõ diện mạo của chúng ta. Vì vậy chỉ cần người che giấu thật tốt bản thân là được. Quản nhiều như vậy làm gì chứ? Trước tiên đi tìm nơi nào nó để ăn đã. Đinh Nghị đã đói đến mức hoa cả mắt, nhịn không được nên mở miệng thúc giục. Đi thôi. Nhạc Phạm gật đầu, tay vòng ra sau cổ, dùng y phục che giấu mái tóc bạc trắng của mình, sau đó hướng phía trước mà đi. Mặt trời đã ngả hẳn về hướng tây, thành Tương Dương tuy không phải là thành lớn, nhưng nơi đây nhân khí cực thịnh. Mặc dù trời đã về chiều, nhưng trong thành vẫn náo nhiệt phi thường, trên con đường rộng rãi lát bằng đá xanh, hai bên đường được chiếu sáng bằng những ngọn đèn sáng rực, đang vang lên những âm thanh nhộn nhịp. Chỉ là mỗi người đều có vẻ vội vàng, trên mặt còn có vài phần nghiêm túc. Ba người nhạc phàm không biết đường đi, nên phải tìm hỏi một tiểu lâu tốt nhất. May mà không ai chú ý đến bọn họ khiến bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có một số người không sợ rắc rối, không sợ chết thì lại sợ phiền toái. Sau khi hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu. Ba người đi qua một đường nhỏ làm bằng đá xanh, một gian lầu các hoa lệ hiện ra trước mắt. Người ra vào tấp nập không dứt, phía trên còn có ba chữ, thiên hương lầu, thật thành nhã tú lệ. Ồ, bọn họ nói quả nhiên không sai, thiên hương lầu này quả không hổ danh là tiểu lâu tốt nhất ở thành tương dương, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng dễ dàng thấy được nào là mùi thương thơm phức, nào là vẻ bên ngoài đầy khí cái. Ha <laughs> ha, có tiền đúng là tốt hơn nhiều. Ha <laughs> còn mẹ nó, hôm nay nếu không thể hiện hết bản lĩnh thì thật có lỗi với cái vùng đã theo tà hơn 10 năm. Nhanh vào thôi. Long Tuấn cùng đi nghị cùng hô lên, sau đó chạy ngay vào, làm cho nhạc phàm cũng cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, một trung niên nữ nhân đứng bên ngoài tiểu lâu ngăn hai người lại, dùng âm thanh cùng dáng vẻ kiểu Mỹ nói ồ hai vị tiểu công tử nơi này không thích hợp cho hai vị đi vào long tuấn cùng đinh nghị đang hưng vấn chạy tới cửa chuẩn bị tiến vào lại bị trung niên nữ nhân đó cản lại nhất thời bừng bừng lửa giận đinh nghị tức giận hỏi đây không phải là nơi có thể ăn uống sao chứ nữ nhân đó trả lời đương nhiên có thể thậm chí rượu ở đây còn nổi danh khắp gần xa đinh nghị lại hỏi vậy vì sao các ngươi không chịu tiếp khách nữ nhân kia trả lời tiếp chứ ở đây tiếp khách cả ngày đặc biệt là ban đêm Long Tuấn hỏi tiếp. Vậy vì sao ngươi không cho chúng ta vào, xem thường chúng ta sao? Thiếu gia đừng nói như vậy chứ. Nữ nhân cười nói, ta chỉ sợ tuổi của hai vị còn quá nhỏ, đợi khi người nhà của hai vị đến đây, họ không thể không bắt hai người trở về. Lúc này nhạc phàm đã đi đến, trực tiếp nói, ta đồng ý, đi, tiến vào thôi. Nói xong liền cùng hai người Long Tuấn đi vào trong. Nữ nhân kia thấy nhạc phàm thân hình cao lớn, một bộ y phục màu đen che phủ toàn thân thật thần bí, trên người còn toát ra từng trận hàn khí, tự nhiên không dám đắc tội, đành phải tránh sang một bên nhường đường, đợi ba người đi vào mới hồi thần lại lầm bầm. Không ngờ vẫn còn có người dẫn hai tử đi vào thanh lâu, thật đúng là thiên hạ rộng lớn, cái gì cũng có thể xảy ra. Hồng gia, đến đây đi, uống tiếp một ly nữa nào. Đã vài ngày rồi không đến đây, đêm nay các ngươi phải bồi tiếp ta cho thật tốt đấy. Hê <laughs> hê, nô gia nhất định phục thị thật tốt cho ngài mà. Trường lão bản, ngài xem tiểu ngọc hôm nay có đẹp không? tiểu ngọc của ta nàng lúc nào cũng là người đẹp nhất ha, 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 ha. ba người nhạc phàm sau khi tiến vào tiểu lầu thì ánh mắt sáng ngời tiểu lầu có hai tầng trang trí hoa lệ mà không lộn xộn làm cho người xem có loại cảm giác xa xỉ đại sảnh màu vàng xanh thật huy hoàng khắp nơi tràn ngập âm thanh vui vẻ quần áo vấp phới ở giữa còn có mười nữ tử đang tấu lên những bản cổ nhạc làm cho người ta có cảm giác phiêu bồng như đang trên mây không được Long Tuấn đột nhiên hô to một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trong lòng thầm nghĩ, chết rồi, chết rồi, lần này chết chắc rồi. Nhạc Phạm cùng Đinh Nghị ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía Long Tuấn. Sao vậy? Đinh Nghị nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt của Long Tuấn đỏ lên, liếc mắt ra hiệu. Đinh Nghị nhìn bốn phía. À! Một âm thanh kinh hãi vang lên, Đinh Nghị liền lấy tay che miệng lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhạc Phạm tức giận hỏi. Các người, rút cuộc là đang làm cái gì vậy? Sư, sư phụ đình nghị ở bà, bà ông nói Nơi này không phải là tiểu lâu Không phải là tiểu lâu thì là cái gì Nhạc phàm hỏi Đinh Nghị không nói nhìn về phía Long Tuấn. Cuối cùng Long Tuấn không còn cách nào đành cúi đầu xấu hổ nói Nơi đây là Thanh Lâu. Âm thanh rất nhỏ nếu không phải là thính lực nhạc phàm hơn người có lẽ cũng không nghe được gì. Chả trách ta luôn cảm thấy tiểu lâu này có gì đó kỳ lạ. Nhạc phàm vẻ không thèm để ý nói Vậy nơi đây không có gì để ăn sao? À, Long Tuấn cùng Đinh Nghị không ngờ nhạc phàm lại thoải mái như thế, nhất thời quên cả trả lời, đứng lặng ở một chỗ. Cuối cùng là nơi này có gì để ăn hay không? Nhạc phàm có vẻ mất kiên nhẫn. Có, Long Tuấn cùng Đinh Nghị vội lớn tiếng trả lời. Lúc này lão bản của Thanh Lâu cũng đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Bà vị đại nhân nhìn thật lạ mắt, Ê, các vị lần đầu đến đây về không? Lần đầu lạ thì lần hai quen, lần ba lần bốn cũng sẽ không bị lạc đường nữa. Những cô đường nơi đây của chúng ta đều là nổi danh khắp gần xa. Nhà phàm cắt ngang nói, Ngươi hãy chuẩn bị vài thứ cho chúng ta ăn trước đã. Long Tuấn vội vàng đưa một thỏi bạc cho lão bản, vẻ thúc giục nói, Nhanh lên! Thanh lâu lão bản đều là nhận tiền không nhận người. Thấy bạc tức thời hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Được, 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 ta sẽ kêu người chuẩn bị ngay. Đại nhân xin mời vào bên trong nói xong liền dẫn mọi người hướng phía trên lầu mà đi tới đưa mọi người lên đến bàn chờ bọn người nhạc phàm ngồi vào chỗ rồi lão bản mới rời đi nhìn bốn phía căn lầu rộng rãi từ trên xuống dưới đều nồng đượm xuân sắc chỗ nào cũng thấy nam nữ ôm ấp chọc ghẹo cười đùa uống rượu ngâm thơ đánh đàn ca hát làm người khác cảm thấy phóng khoáng không còn bầu không khí nghiêm túc khẩn trương như trên đường cái nữa long tuấn nhìn nhạc phàm đi bên cạnh nhẹ giọng nói Sư phụ, người chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là thanh lâu sao? Lúc trẻ đã từng nghe người ta nói qua. Nhà phàm nói thẳng. À, Long Tuấn cùng đinh nghị dương mắt, há hốc mồm nhìn về phía nhạc phàm, trong lòng vô số ý niệm xoay chuyển. Nhạc phàm thấy hai người như vậy, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nếu luôn để ý đến ánh mắt của người khác, các người chắc chắn sẽ chết đói. Long Tuấn cùng đinh nghị ngẩn ra, xấu hổ nói. Chúng ta biết rồi, sư phụ. Nhạc phàm gật đầu tiếp theo nói. Nam nhi phải không ngừng tự cường. Nếu đã xác định được mục tiêu thì phải dũng cảm theo đuổi. Vâng, đúng rồi. Nhạc Phàm đột nhiên nói. Tiền ăn hôm nay chúng ta cùng trả, ta thanh toán trước cho các người. Sau này phải trả lại cho ta. Cái gì? Linh nghị cả kinh kêu lên. Chúng ta lấy đâu ra tiền, sư vũ? Long Tuấn cũng ngốc nghếch nhìn về phía Nhạc Phàm, cảm thấy mê muội. Hai người lang thang tứ xứ, đương nhiên là cũng biết giá cả tại Thanh lâu. Nơi đây thật sự không phải là nơi hai kẻ nghèo như họ có thể đi vào. Nhạc Phạm thấy hai người như vậy lạnh lùng nói. Các người tưởng ăn uống không phải trả tiền hay sao? Không không, đương nhiên là không. Long Tuấn thấy sư phụ tức giận, vội vàng cười nói. Sau này chúng ta nhất định cố gắng kiếm tiền, đợi khi có đủ tiền sẽ gửi lại cho sư phụ quyết không thiếu. Đúng vậy. Đinh Nghị cũng vỗ ngực tán thành, trong lòng không ngừng hối hận, tự hỏi vì sao mình lại đi vào nơi này. Nhạc Phạm lúc này mới hài lòng nói. Được rồi, y phục coi như ta tặng các ngươi, từ nay về sau, các người muốn ăn uống thì phải dựa vào đôi tay của chính mình. Người khác cũng không thể giúp các người suốt đời được. Vâng. Long Tuấn cùng Đinh Nghị hữu khí vô lực đáp ứng, trong lòng cũng cảm thấy bất lực. Thức ăn tới rồi. Một thanh âm quyến rũ chuyển đến. Sau một hồi chuyện trò, ba nữ tử trang phục sặc sỡ đem thức ăn lên, dáng vẻ uyển chuyển bước đến. Thiên hương lâu quả nhiên là danh bất hư truyền, ba nữ tử đem thức ăn lên đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô cùng, làm mắt của mọi người cũng phải sáng lên. Long Tuấn cùng Đinh Nghị đều cảm thấy không còn được tự nhiên nữa, muốn mở to hai mắt để nhìn, nhưng lại do dự không dám, chỉ có thể cúi đầu xuống. Đây là Long Tu Phượng Trào, thiết bản giáp ngư, túy hương kê. Một nữ tử quyến rũ sau khi đưa thức ăn lên, liền đến gần chỗ nhạc phàm mà ngồi xuống. Tây hồ quế hoa cao, thiên tân nhu mệ bính. Lại một nữ tử thanh tú đến đặt thức ăn trên bàn, sau đó đến ngồi cạnh đinh nghị, làm hắn mất tự nhiên. Cuối cùng một nữ tử trang điểm đẹp mắt mang lên một món súp, yêu kiểu nói, đây là món đặc biệt của chúng ta, thiên hương nhất phẩm. Ngoài ra còn đặc biệt kính tặng thượng phẩm mỹ tiểu anh hùng lệ. Sau khi đặt bình rượu xuống, nữ tử đến bên cạnh Long Tuấn mà ngồi xuống. Tốt lắm, các người lùi xuống đi, chúng ta còn phải ăn uống. Nhà phàm ngữ khí tuy nhẹ, nhưng không cho phép có sự lựa chọn nào khác. Cái gì? Bà nữ tử sừng sốt, không biết có phải là do mình nghe nhầm hay không lại còn có ba người không cần người bồi tiếp, không phải là cố ý chạy đến nơi này để ăn uống. Nhưng chỗ nào? Đinh Nghị rời sang bên cạnh, đẩy nữ tử ra khỏi bàn. Ba nữ tử đứng một bên như khúc gỗ, nhìn ba người ăn như sói nuốt hổ vồ, ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng đã quên mất. Ba người nhạc phàm đã đem toàn bộ tinh thần đặt vào trong việc ăn uống. Đối với mỹ nữ bên cạnh cũng không thèm nhìn qua một chút. Việc kỳ quái như thế làm cho mọi người xung quanh đều mở to mắt, hiếu kỳ nhìn sang. Trong lúc đó, một lão nhân đầu tóc hoa dâm đi lên lầu, tay trái cầm một ly rượu, tay còn lại đang ôm một nữ tử mỹ lệ, một hai bước nhóng một cái đã đến chỗ ba người nhạc phàm. "Ha ha ha, các người thật thú vị, đến thành lầu không thèm hưởng thụ chăn nệm êm cùng mỹ nữ mà là chỉ ngồi ăn uống. Ha à, 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 các người không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?" À, 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 à. Lão ta quay về phía ba người cười to ba người nhạc phàm ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện người này khoảng bảy tám mươi tuổi toàn thân y phục màu trắng vẻ mặt gầy gò hai mắt có thần bước đi nhẹ nhàng không thể nghi ngờ chính là cao thủ võ lâm nhưng ba người nhạc phàm cũng không thèm để ý nhìn sơ qua một tí sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ăn lão đầu thấy người khác không chú ý đến mình cũng thấy xấu hổ nhẹ nhàng cười qua loa đang muốn rời đi lão đầu đột nhiên dừng lại hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Long Tuấn, vội vàng buông mỹ nhân trong tay ra, hướng về phía trước đi đến. Cở thế thật tốt, tử chất cũng thật tốt, không sai, quả thật không sai. <laughs> lão đầu nhìn bên trái, sờ bên phải trên người Long Tuấn, trong miệng còn lẩm bẩm không biết đang nói gì. Long Tuấn đang thưởng thức mỹ vị, đột nhiên lão đầu đi đến, nhìn đông một chút, sờ tay một chút, trong miệng còn... Long Tuấn không nhìn được nữa, Dung sức đẩy tay lão đầu ra, mắng to. Gì đó? Còn mẹ nó? Ai vậy? Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Lão đầu đều tự biết thất thố, vội vàng đứng thẳng, đình đình ngẩng cao đầu, thể hiện tư thế mà tự mình cho là tiêu sái. Lão vù là tiêu diêu lãng tử Diệp Vãn Phong, 30 năm trước lực danh thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ vẫn là văn võ song toàn, thiên hạ hiếm có, phòng lưu thành thoát, anh Tuấn tiêu sái chính là Diệp Vãn Phong ta. Nói xong, giờ cào chén rượu trong tay, toát ra hào khí mạnh mẽ. Long Tuấn cảm thấy ấn lạnh, không nhìn được đả kích nói. <laughs> cái gì phong lưu chứ? Rõ ràng là một lão nhân hạ lưu háo sắc. Vụt! <laughs> Diệp văn phong yết hầu cứng lại, rượu đã nuốt vào lại phun ra, miệng không ngừng ho khan. Mọi người xung quanh thấy thế đều không ngừng cười to. Diệp Văn Phong xua tay tức giận nói. Người tự nhiên lại dám nói lão phủ như thế sao? Nếu không phải là ta xem ngươi có thể trở thành đồ đệ của ta, ta đã cho ngươi một bài học rồi. Cái gì? Long Tuấn giật mình lớn tiếng nói. Ai muốn trở thành đồ đệ của ngươi? Sạc lão đầu, ngươi không phải là bị bệnh đó chứ? Diệp Văn Phong cười quái gì? Lão Phù thấy người cốt cách tinh kỷ, tiên đình nhô cao, phương viền rộng lớn, trên đầu có thịt, hai mắt thu vào, eo lưng có lực. Càng nói, càng làm cho Long Tuấn cảm thấy xấu hổ không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có ngày gặp chuyện như thế này đúng là báo ứng khó chịu quan trọng nhất chính là ngươi nhìn rất giống ta khi còn trẻ đúng là đồ đệ tốt để chọn mặc dù khí chất hơi kém một chút võ cổng còn thấp phản ứng còn chậm miệng lưỡi hơi kém bật quá cũng không có sao tin tưởng rằng qua sự huấn luyện của ta ngươi có thể trở thành nhất đại phong lưu lãng tử <laughs> đến lúc đó mê nữ trong thiên hạ đều do ngươi chọn, người thấy thế nào? Ha, 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 ha. Diệp Vãn Phong nói thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, cũng không thèm quan tâm đến cảm thụ của người khác. Đinh Nghị trợn mắt, há hốc mồm nhìn lão đầu trước mặt, trong lòng thầm than lợi hại, không ngờ lại có người có thể làm cho Long Tuấn ngừng cả ăn. Duy chỉ còn lại nhạc phàm vẫn tiếp tục cố gắng xử lý thức ăn trên bàn, phảng phất như mọi chuyện đều không có quan hệ. Mẹ nó, người cầm miệng lại đi, thật đúng là làm loạn mà lão tử tuyệt đối sẽ không nhận một sắc lão đầu như lão làm sư phụ long tuấn quay về phía lão nhân la to một tiếng diệp văn phong trong lòng hiểu được chính mình là tôn sư cao thủ hiếm có trên thiên hạ nhận long tuấn làm đồ đệ tuyệt đối là một ân đức to lớn nhưng không ngờ rằng lại bị cự tuyệt hơn nữa thái độ của đối phương còn kiên quyết như thế thế này thế này không khỏi thái quá sau một hồi ngạc nhiên diệp văn phong nghiêm mặt đi đến nhẹ giọng nói người có thể vẫn chưa biết lợi hại của lão phù lão phù chính là cao thủ tiên thiên đại thừa kỳ ngoại trừ thập đại cao thủ trên giang hồ có thể đánh thắng ta tuyệt đối không có quá năm người khinh công lại càng là số một số hai như thế nào vi sư lợi hại quá phải không ha, 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 ha. long tuấn dùng mình thầm nghĩ đúng là nhìn người không nên nhìn mặt không ngờ một sắc lão đầu cũng có thể lợi hại như vậy. Hời, bật quá, ai biết hắn nói thật hay là giả chứ? Trong lòng liền nghĩ vậy, nói ngay. Ta đã nói, ta sẽ không bái người làm sư phụ. Tại sao? Diệp Văn Phong kinh ngạc hỏi. Long Tuấn xoa xoa miệng cười nói, ta đã có sư phụ rồi. Nói xong chỉ tay về phía nhạc phàm đang cắm đầu ăn. Long Tuấn chỉ tay về phía nhạc phàm, Diệp Văn Phong nhìn sang. Không thể hiểu được nói, cái gì, là cái túi cơm này sao? Đây là sư phụ ngươi sao? À, xác lão đầu, ngươi dám nói sư phụ ta như vậy hả? Đinh Nghị vỗ bàn, giận dữ mắng. Diệp Văn Phong cũng không để ý đến hắn, quay về nhạc phàm nói. Ngươi là sư phụ của hắn sao? Nhạc phàm không thích phiền thoái, ngẩng đầu lên nhìn về Diệp Văn Phong nói. Ta dạy hắn võ công, nhưng hắn có bái ngươi làm sư phụ hay không là do hắn quyết định. À, Long Tuấn cùng Diệp Văn Phong sửng sốt nên biết rằng trên giang hồ, nếu không có được sự cho phép của sư phụ, lại tự đi học võ công của người khác thì bị xem là phản bội sư môn. Nhưng Nhạc phàm lại nói dễ dàng như thế, sao không làm bọn họ kinh ngạc cho được. Diệp Văn Phong sau khi phục hồi tinh thần, quay về Long Tuấn nói, Người vốn đã có sư môn, ta cũng không muốn ép buộc. Nhưng sư phụ người lại cho ngươi tự quyết định. Ta thấy người đi theo ta thì tốt hơn cảm đoàn sẽ có ăn có uống còn có cả mỹ nhân bồi tiếp hơn nữa sau này còn có thể trở thành cao thủ trên giang hồ lúc này đinh nghị cười nói a à, tuấn nhìn không ra ngươi lại có mị lực đến vậy đấy ngay cả lão đầu cũng có thể hấp dẫn được <laughs> long tuấn không tức giận nói ta nói rồi ta không bái ngươi làm sư phụ công phu của ngươi lợi hại hơn sư phụ ta sao tránh sang một bên nhanh đi Giờ văn phòng xấu hổ phẫn nộ không thôi tự hạ mình đi thu nhận đầu đệ, nhưng đối phương lại dám sỉ nhục mình như thế. Cho đến bây giờ, chưa có ai dám nói với hắn như thế. Cho dù tượng đá cũng có ba phần tức giận, chứ đừng nói là một cao thủ tuyệt đỉnh như lão. Tiểu tử đỡ này! Diệp Văn Phong chuyển thân về hướng Long Tuấn đánh tới. Long Tuấn cũng không sợ hãi, ngành tiếp phản kích. Trải qua rèn luyện, Long Tuấn biết được mình đã thoát thai hoán cốt. Khó lắm mới gặp được người giang hồ. Đương nhiên khó có thể nhịn được nếu không hắn cũng sẽ không dùng những từ khiêu khích như vậy để dẫn đến những việc như bây giờ bốp long tuấn hai tay phất lên gạt hai tay của đối thủ sang một bên dồn sức vào cánh tay đánh vào đối phương diệp văn phong không ngờ chẳng những long tuấn phản ứng nhạy bén hơn nữa chiều thức cũng rất tinh xảo sau khi cánh tay bị đẩy giàn ra hắn cũng phải luống cuống chân tay mới tiếp được đòn đánh của long tuấn những người xung quanh thấy có người đánh nhau không khỏi hoảng hốt từ từ tản ra bốn phía tìm chỗ ngồi xuống với bộ dạng đi xem náo nhiệt lão bản dưới lầu cũng không thêm để ý phảng phất như đây là chuyện bình thường không đáng nói đến tuy ý gọi đến một gã tạm dịch lạnh nhạt nói người đi mời làm tướng quần đến nói là nơi đây có người đến náo loạn đến ngay được thì đến không đến ngay được thì đến sau đừng để người nào làm vỡ đổ trốn thoát hiểu rồi chứ tiểu nhân hiểu rồi tiểu nhân đi đây tạm dịch nói xong liền chạy ra ngoài trở lại phía trên lầu Diệp Văn Phong buông tay, thoát khỏi sự dây dừa với Long Tuấn, truyền thân sang một bên. Sau khi đã ổn định, trong lòng hoan hỉ nghĩ, không hổ là người ta muốn thu làm đồ đệ, quả nhiên là thông minh. Bất quá vẫn còn tức giận Long Tuấn vì không biết nề tình như thế. Hừ, <laughs> lão phù không tin không thu tập được xú tiểu tử ngươi. Tiếng vừa dứt thì thân thể đã xuất hiện ở phía sau Long Tuấn. Thần pháp nhanh thật, Long Tuấn dù sao vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu còn ít, giật mình phòng ngự không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Phá kính, hắn hét lớn song phương cùng đối trường bình băng liên tục hai cú công kích long tuấn bị chấn lùi ra sau nội phủ huyết khí trào lên đinh nghị thấy vậy lập tức đến hỗ trợ long tuấn muốn đỡ hắn lại nhưng lực đạo truyền qua quá lớn ngay cả đinh nghị cũng bị đẩy ngã ra sàn nhị liên kích diệp văn phong thấy biểu hiện của long tuấn thì không khỏi kinh ngạc tuy chỉ sử dụng hai thành công lực tuy nhiên uy lực của tiên thiên cao thủ là không nhỏ nhưng dưới tình huống bị tập kích như vậy long tuấn vẫn không bị thương hơn nữa tay của mình lại còn có chút bị chấn đến tê dại. Biểu hiện như thế thật khó tưởng tượng, một thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi lại có thể xuất ra chiêu thức lợi hại như thế, lại còn có khí lực mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên Diệp Văn Phong không biết Long Tuấn có thể sử dụng được nguyên khí trong cơ thể. "Không sai, không sai, có thể tiếp được một chiêu của ta, tùy lão phụ không dùng sức, nhưng so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn." Ha, ha, ha. Diệp Văn Phong gật đầu, đầy về hài lòng. Ha long tuấn cô nén hút khí đang trào lên từ dưới sàn đứng lên mắng to cẩn mẹ nó ngươi đúng là sắc lão quỷ có ngon thì cùng ta so chiêu thức đừng nghỉ lớn ăn hiếp nhỏ như vậy chứ nói xong liền thủ thế ngươi còn nghĩ mình là cao thủ sao ta khinh đinh nghị cũng từ dưới sàn đứng lên vỗ vỗ vào bộ y phục mới đi đến chỗ long tuấn hướng về diệp vãn phong xuất ra thế thủ tương tự ha 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 động tác của hai người long tuấn làm tất cả mọi người xung quanh cười to diệp văn phòng lúc này từ xấu hổ đến tận dữ cực điểm hắn chưa bao giờ nhận sự sỉ nhục như thế mặc dù đối phương chỉ là hai đứa con nít danh ờ một tiếng gầm vang lên diệp văn Phong tiến về phía hai người long tuấn quát lớn lão Vũ không cần dùng nội lực cũng có thể thu thập được ngơi bản long thủ âm phong trưởng niêm hòa chỉ cụ phòng thối trên lầu quyền cước như gió như hình làm cho mọi người không thể quan sát hết được thỉnh thoảng lại có người vỗ tay tán thưởng. Phạm vi xung quanh đều là một trường hỗn loạn, chỉ có cái bàn nhạc phàm ngồi là không bị gì, tựa hộ như không ai muốn phá hư. Diệp Văn Phong càng đánh càng kinh ngạc, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn ra. Ngay từ khi bắt đầu, Long Tuấn cùng Đinh Nghị người tiến người lùi, mặc dù lực mạnh nhưng cũng không thể chạm đến vật áo của Diệp Văn Phong, chỉ có thể trong trạng thái bị đánh. Nhưng sau 30 chiều, tình hình bắt đầu thay đổi. Long Tuấn không hổ là kỳ tài luyện võ, phảng phất đối với việc lĩnh ngộ võ học có một xúc giác riêng. Chiêu thức càng luyện càng thuần, càng đánh càng mạnh, tần cầm nã theo bắt đà cơ bản là đã thông suốt, còn thiếu chỉ là nội lực và kinh nghiệm. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái bị đánh, nhưng dưới công kích của Diệp Văn Phong cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Còn Đinh Nghị thì không biết đâu vào đâu, công phu quyền cước đều không hiểu, chỉ là một trận nộ hỏa, Nhật lấy một cái chân bàn đánh ra đào chiến thất thức nhằm về phía Diệp Văn Phong. Quả nhiên hai bộ công phu đều có điểm đặc dị, tần cầm nã thật bát đà biến hóa đa đoan làm người khác khó lòng phòng bị mà đao chiến thất thức vừa đơn giản lại vừa mạnh mẽ làm cho diệp văn phòng chỉ có thể nghe tiếng gió để né tránh hey, hôm nay đúng là ra cửa không xem ngày rồi không phải là muốn thu đồ đệ hay sao đã không tiếc mặt mũi lại còn bị ra thế này ta đã chọc phải ai vậy chứ diệp văn phòng trong lòng khổ sở nhịn không được nhưng cũng phải âm thầm nén giận nếu có lão giang hồ nào ở đây thấy vẻ mặt của diệp văn phòng như thế nhất định sẽ sướng khoái vô cùng chuyện như thế trên giang hồ quả thật là hiếm thấy vừa rồi nói không cần nội lực nhưng để đối phó với hai tiểu tử này thì đành phải nuốt lời thôi nếu việc này truyền ra ngoài giang hồ thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác chứ hề hey. diệp văn phòng không có chân khí chống đỡ tay chân bắt đầu có chút luống cuống dưới tình thế bất đắc dĩ thốt lên dừng nói xong liền truyền thân lùi lại thấy đối thủ bỏ đi như thế long tuấn cùng đinh nghị không nói không rằng trực tiếp truy đuổi lại còn cùng nhau tiến lên Bốp bình, suy, suy. Âm thanh đánh nhau vang lên không dứt trên căn lầu. Diệp Vãn Phong không thể thoát ra được, giận dữ nói. Hai tiểu tử các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đem người ra luyện tập. Long Tuấn và Đinh Nghị cùng nói lớn. Hai người Long Tuấn vừa nói xong, nhất thời lại kích lên lửa giận trong lòng Diệp Vãn Phong. Hắn thân là tông sư cao thủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc đến mức để hậu bối đem ra luyện chiêu. Diệp Vãn Phong hành tẩu giang hồ, lợi hại nhất là khinh công tân pháp. Quyền cước công phu chỉ là học trộm từ các nhà, chỉ có thể tính là thượng phẩm võ học. Dù sao chiêu thức chỉ cần là tinh thuần chứ không cần nhiều, nếu không bản thân uy lực của chiêu thức rất dễ bị giảm sút. Như vậy khi chiến đấu hắn lại dễ bị lâm vào hạ phong, dần dần tay chân trở nên luống cuống. Lão hổ không phát uy, các ngươi lại cho rằng ta là con mèo bệnh sao? Chà. Một tiếng gầm vang lên, hắn mặc kệ mọi thứ, vận chuyển tiên thiên chân khí sau khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía đánh văng hai người long tuấn ra thân hình như thiểm điện quỷ mị xuất hiện tại hai bên hai người phanh phanh a à, ui hai tiếng vang lên long tuấn cùng đinh nghị đều bị diệp văn phòng chế ngự đánh ngã xuống sàn nhà đôi khi võ công chiêu thức không thể bù cho sự chênh lệch về cảnh giới hai người long tuấn vừa rồi vẫn đang vui mừng nghĩ rằng chính mình cũng có thể cùng tông sư cao thủ tranh đua cao thấp nhưng diệp văn phòng chỉ khẽ phóng ra một chút khí tức cũng đủ làm cho hai người không còn lực hoàn thủ, làm cho sự kiêu ngạo trong lòng bọn họ tiêu tán, từ trong sự tự mãn, tỉnh ngộ. Hai tiểu tử thối, không giáo huấn các người một chút, lão tử. Diệp Văn Phong đang muốn ra tay, bỗng một bóng người thoáng hiện, Nhạc Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn. Cao thủ! Thấy thân thủ của Nhạc Phàm, mọi người thầm hô. Từ khi Long Tuấn bắt đầu nói khích Diệp Văn Phong, Nhạc Phàm vẫn như không nghe thấy, cũng không hỏi han gì, thân là sư phụ lại lạnh lùng như thế, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến đồ đệ của mình? Xong ngay khi nhạc phàm hiện thân đã đánh tan mọi hoài nghi của mọi người, nhạc phàm quay lưng về phía Diệp Vãn Phong, hướng hai người Long Tuấn nói. Bây giờ các người đã rõ rồi chứ? Một câu hỏi có vẻ như là vô nghĩa, khiến mọi người đều khó hiểu. Chỉ có Long Tuấn cùng Đinh Nghị là khiêm tốn gật đầu. Thấy hai người gật đầu, nhạc phàm thản nhiên nói. Tốt lắm, việc hôm nay đến đây thôi các người tự mình cố gắng tỉnh táo lại một chút hừ các người nói xong rồi chứ đánh đồ đệ cuối cùng cũng làm cho sư phụ ra mặt hừ tốt lắm hãy cho lão tử mở mang kiến thức xem tuyệt học của cái túi cơm nhà ngươi diệp văn phòng thấy nhạc phàm đột nhiên xuất hiện trong lòng máy động mặc dù không muốn mạo phạm nhưng cũng không cách nào chịu được cảm giác bị người khác xem thường dưới con thịnh nộ của tiên thiên cao thủ khí thế trong nháy mắt bộc phát rung trời chuyển đất hướng đến nhạc phàm Cục mày Diệp Vãn Phòng đối với việc khống chế tiên thiên trần khí đã đến cảnh giới lâu hỏa thần thanh. Nếu không, những người bình thường xung quanh chỉ sợ đã hít thở không được mà chết. Thấy thế, những người xung quanh cũng lo lắng không thôi, nhịn không được phải lui về phía sau mấy bước. Khí thế bức người. Nhà phàm là người trong cuộc, cảm thấy một cỗ khí tức trầm trọng ba vây bản thân vào giữa, khiêu động các dòng chân khí trong cơ thể, phảng phất như bị người trói buộc. Nhạc phàm cao mày thầm nghĩ đây mới là chân chính thực lực của tiên thiên cao thủ xem xem ra ta vẫn còn xem thường thực lực của người trong thiên hạ lần trước đánh một trận ở thái phủ nhạc phàm cố tình tiên phát chế nhân mới có thể lấy một địch ba mặc dù bản thân bị thương nặng nhưng cuối cùng vẫn toàn vẹn trốn thoát điều này làm cho hắn đánh giá thực lực của tiên thiên cao thủ không cao song bây giờ trực tiếp cùng tiên thiên cao thủ rằng co nhạc phàm mới biết thực lực bản thân vẫn chưa đủ cường đại trong lòng diệp vạn phong cũng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng có thể chống cự được uy lực của tiên thiên cao thủ, đối phương ít nhất cũng phải là cao thủ cùng đẳng cấp. Nhưng, người trước mắt tuy đã che đi đầu tóc của mình, nhưng Diệp Văn Phong vẫn có cảm giác tuổi của người này không lớn. Diệp Văn Phong áp bức một hồi, nhưng người trước mắt vẫn không nhúc nhích, vẫn không có gì khác lạ. Vì vậy, cười lạnh nói, Hờ, <laughs> ngươi, tiểu phong tử, ngươi ra đây cho lão nương, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Hờ. <laughs> một âm thanh sắc nhọn đột nhiên truyền đến, Diệp Văn Phong đang nói, khí thế lập tức tiêu tán, vẻ mặt bối rối hết nhìn đông lại nhìn tây, cắn răng nói: "Sú bà nương, lão tử không ở lại nữa." Lập tức xoay người hướng ra ngoài lầu các chạy trốn, tốc độ so với vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hai cái lắc mình đã biến mất trong màn đêm, làm cho người xung quanh sợ hãi không thôi. Trong khi hai người Long Tuấn đánh nhau với Diệp Vãn Phong, dưới lầu đi lên một vị trung niên nam tử uy vũ hùng tráng. Người này là người mà lão bản gọi là Lam tướng quân, Hắn mặc giáp trụ tinh xảo, đầu tóc ngắn, cơ thể ngăm đen, cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lam Tướng Quân vừa vào Thiên Hương Lâu, liền chú ý đến việc đánh nhau trên lầu, hơn nữa càng xem trong lòng càng sợ. Hắn thân là đại tướng thủ thành của Tương Dương Thành, công phu chính mình cũng đạt nhất lưu, đối với võ lâm giang hồ tự nhiên cũng không xa lạ. Nhìn thấy chiêu thức tinh diệu của ba người thì không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn không nghĩ nếu chỉ dùng chiêu thức thì mình có thể cùng bọn họ ganh đua so tài. Hơn nữa hai người đó vẫn còn là hai tiểu tử. Không cảnh như vậy, sao không làm hắn cảm thấy buồn phiền cho được. Về sau, lại thấy Diệp Văn Phong giận dữ phóng ra tiên thiên trần khí, càng làm hắn đổ mồ hôi lạnh. Tiên thiên cao thủ, đó không phải là một tiểu tương lãnh như mình có thể đắc tội. Hơn nữa, với bộ dáng của hai thiếu niên, cũng không phải là hạng người tầm thường. Nói không chừng, có thể là thế gia đệ tử. Không nghĩ tới thế gia đệ tử cùng tiên thiên cao thủ lại đi vào thanh lâu. Hey. Thật sự là đạo đức xã hội càng ngày càng xa suốt. Xem ra sự việc lần này, hắn không nhúng tay vào có lẽ là tốt nhất. Lam tướng quân trong lòng vô số suy nghĩ, đợi sau khi tranh đấu chấm dứt mới dẫn bốn gã binh lính đi lên đầu. Người nào ở đây đang làm loạn? Ba người nhạc phàm đang chuẩn bị rời đi, nhưng một tiếng hét lớn làm cho bọn họ dừng lại. Quay đầu nhìn lại thấy quan binh đi tới, hào khí ngất trời thì khẩn trương đứng lên. Nếu thân phận bị bại lộ, bị quan binh bao vây thì đúng là phiền toái vô kể. Long Tuấn lấy lại bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, ngay ngang đi lên nói. Quan gia muốn thế nào? Nói xong liền phô trương ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm. Làm tướng quân sớm đã nghĩ ra lý do, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tương Dương Thành là nơi quân phòng trọng địa, người nào dám ở đây náo loạn sẽ bị xử theo quân pháp. Vừa dứt lời, bốn gã quan binh phía sau liền vọt tới, bao vây ba người nhạc phàm vào giữa. Thấy tình huống trở thành như vậy, trong lòng Long Tuấn có chút bối rối, nhưng bên ngoài lại chấn định nói quan gia thân làm quan chắc cũng đã nghe cầu giang hồ xử theo kiểu giang hồ chứ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói tổn thất ở đây chúng ta bồi thường việc này coi như xong được không trong giang hồ một lời không hợp tai liền ra tay đánh nhau làm gì có chuyện nói đạo lý nam tướng quân không ngờ đối phương xử sự chuyện tốt như thế trong lòng nhẹ nhõm bằng vào những lời này việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không nếu không thật sự đắc tội với thế gia đệ tử, sợ rằng cuộc sống sau này không thể dễ chịu được. Ha 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 ha, làm tướng quân cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, việc giang hồ bổn tướng cũng không tiện nhúng tay. Nếu có thể hòa hoãn mà xong việc như thế thì tốt quá, thật đáng để cạn một chén lớn. Nói xong liền gọi người mang Mỹ tiểu đến. Long Tuấn thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nhận Mỹ tiểu thì bị ngăn lại. Nhạc phàm đi lên nói, ta có việc bên người không tiện ở lâu lúc này xin cáo từ nói xong liền đi xuống dưới lầu chờ một chút lam tướng quân sững sờ đột nhiên gọi nhạc phàm lại hai người long tuấn giật mình chẳng nhẽ hay bị phát hiện rồi sao nhưng lam tướng quân lại nói bổn tướng là lam duệ minh muốn cùng các hạ kết giao không biết ý tứ các hạ như thế nào nhạc phàm đứng lại nói thợ săn lý sơn sau đó liền rời đi rời khỏi thiên hương lầu, Long Tuấn cùng Đinh Nghị lau mồ hôi lạnh trên trán, thở ra từng cơn. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Những phí tổn bồi thường đổ vỡ hôm nay đều tính cho các ngươi, có tiền phải trả đại ta. Long Tuấn đang định tự tán dương đôi câu, lời nói của nhạc phàm như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tự mãn trong lòng. Trong lòng than vãn, hai người không khỏi thầm hận Diệp Vãn Phong. Nếu không phải tại hắn, hai huynh đệ chúng ta đâu phải bị như vậy. Bất quá lần tỷ thí này cũng thu được không ít điểm hay. Đổi theo nhạc phàm, Long Tuấn hiếu kỳ dò hỏi. Sư phụ, vừa rồi người có khẩn trương không? Tại sao phải khẩn trương? Nhạc phàm ngạc nhiên nói. Đinh Nghị trực tiếp hỏi. Nếu thân phận của chúng ta bại lộ thì làm sao bây giờ? Nhạc phàm trong mắt thoáng vẻ nhớ lại thản nhiên nói. Ta không muốn giết người. Nghe được lời này, trong lòng hai người phát lạnh, Lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhạc Phàm, trong sự thản nhiên lạnh lùng lại ẩn chứa sát ý vô tận. Đêm khuya, Thành Tương Dương đã đóng cửa. Dưới tình thế bất đắc dĩ này, ba người Nhạc Phàm phải tìm một khách điếm vắng vẻ để nghỉ ngơi. Ba người ở cùng một phòng, Long Tuấn cùng Đinh Nghị dưới sự đôn đốc của Nhạc Phàm cũng bắt đầu tu luyện và lĩnh ngộ. Nhạc Phàm cũng ngồi một bên, chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung cho thất tình chi khí trong cơ thể. Về phần tinh lực, cùng với long cực kiểu biến, tựa hồ đã bão hòa, mặc kệ tu luyện thế nào cũng vô pháp đề thăng lên, nên phải tạm thời gác sang một bên. Tuy cả đêm không nói lời nào, nhưng có lẽ đây là buổi tối thoải mái nhất từ khi ba người bôn ba tới nay. Sáng sớm ngày thứ hai, nhà phàm bảo Long Tuấn đến luyện mã trường mua ba con tuấn mã, sau đó lặng lẽ rời khỏi thành Tương Dương, dẫn theo hai người Long Tuấn đi về phía đông nam. Bọn họ cũng không biết trên con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm đang chờ đón bọn họ. Đến buổi trưa, khí trời trở nên đặc biệt nóng bức. Dưới chân núi, bên cạnh một cao đường nhỏ âm u là một quán trà đơn sơ. Quán trà thật sự vô cùng đơn sơ, chỉ có hai cái bàn cũ và một lò lửa, ngoài ra không có bất kỳ đồ đạc gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua tấm bảng trên mái nhà, trên đó chỉ viết một chữ, đồ, thật đơn giản. Chữ đồ này lại toát lên vẻ tao nhã, giống như cơn gió mát vờn lên khuôn mặt mặc dù đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh tân và phóng khoáng hẳn là xuất phát từ tay danh gia trên bầu trời ánh mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống mặt đất như muốn đem cả mặt đất mà nấu lên dưới thời tiết như vậy có lẽ không ai muốn đi tiếp nhưng lộc cộc lộc cộc tiếng võ ngựa mạnh mẽ đang tới gần làm lão hán trong quán trà nhỏ bừng tỉnh mở to đôi mắt tò mò Lão Hán lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Hai con ngựa trắng đang từ từ chạy đến, phía trước là một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi, mái tóc dài được buộc ngang vai, mắt ngọc mày ngài, làn da thanh khiết như băng sương, người mặc áo xanh đính hạt, vẻ mặt tươi cười ngây thơ trong sáng, khiến cho mặt trời chói chang cũng phải thất sắc. Sau đó là một vị công tử khoảng 18, 19 tuổi, tóc đen búi ra sau, sống mũi thẳng tắp, vẻ mặt tươi sáng đôi mắt sáng như sao trên một khuôn mặt sạch sẽ nhẫn nhụi. Nhìn tiểu cô nương phía trước, khóe miệng mang theo một nét cười ngọt ngào, chậm rãi đi đến quán trà. Hai người đó chính là Chu Phượng cùng Chu Tam. Chu Phượng nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống ngựa, vuốt về mái tóc óng mượt, cất lên âm thanh thánh thót nói. Lão bá, cho chúng ta một bình trà. Vừa nói vừa buộc con ngựa vào cột dưới mái hiên. Không có gì. Những nếp nhăn trên khuôn mặt chất phác của lão hán giãn ra, nở một nụ cười rồi đi chuẩn bị ngay ca nhanh đến đây ngồi đi chu phượng đi vào quán trà tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống tiếp theo nói ca sao chúng ta không đi theo đường cái mà phải đi đường vòng chu tàm nhảy xuống ngựa khẽ cười nói đường nhỏ phong cảnh không phải là đẹp hơn sao lần này ra ngoài có cảm giác như thế nào hai mắt chu phượng sáng ngời nhảy lên nói bên ngoài so với trong nhà thì tốt hơn nhiều có tượng đất có đồ chơi đường hồ lô còn có thật nhiều thật nhiều thứ mà trong nhà không có. Chu Tam buộc gợn xong thì ngồi xuống, vẻ mặt đầy yêu thương, vuốt vuốt đầu của tiểu cô nương nói. Còn có những chỗ thú vị hơn, nhưng lần này ta sẽ dẫn muội đi ngắm cảnh Giang Nam, trước tiên là Hàng Châu. Nơi đó phong cảnh như tranh vẽ, hơn nữa lại không có chiến loạn xâm nhiễm. Trước đây ta đã từng lén phụ hoàng đến đó chơi, sau này còn bị phụ thân trách phạt đấy. <laughs> tiểu cô nương cười một hồi, nhưng khi chủ tạm nhớ đến mục đích cùng nhiệm vụ của lần rời nhà này thì không khỏi trở nên trầm tư. Trong lòng lại có vài phần trầm trọng, chỉ là vẻ tươi cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Động tác của Lão Hán quả nhiên nhanh nhẹn, nháy mắt liền mang lên một bình trà. Nhất hồ lương trà tuyền thủy thanh, lưỡng đạo vi phong tâm gian du. Uống nước trà vào, những phiền muộn trong lòng chu Tam nhất thời cũng tiêu biến đi. Công tử thật là văn trường tiền phú, Lão hán từ chỗ buộc ngựa đi đến. Chú Tam nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ, nhịn không được nói. Thật không ngờ lão bá cũng thích sự tào nhã như vậy. Nói xong hai mắt cẩn thận nhìn về phía đối phương. Lão bản xấu hổ tra sát quần áo, sau đó cười chất phác rồi thối lui. Lộc cập, lộc cọc. đột nhiên bụi đất ở phía xa bay lên, một đám bạch y nhân cưỡi ngựa phi đến. Bọn họ đều đeo trường kiếm, mắt lóe tinh quang, huyệt thái dương nhô cao đầy đặn, vừa nhìn cũng biết là cao thủ giang hồ. Cá, bọn họ là ai vậy? Chu Phượng tò mò hỏi. Chu Tam nhìn nhìn một chút rồi nói. Nếu ta đoán không sai, thì bọn họ chính là người của thần kiếm Sơn Trang. Ồ, thần kiếm Sơn Trang là gì vậy? Đó chính là một môn phái rất lợi hại trên giang hồ. Người không nên quá để ý đến bọn họ. Vâng, Chu Phượng nhu thuận gật đầu. Lão đầu, cho hai bình trà. Người mặc áo trắng cầm đầu nhảy xuống ngựa quát lớn. Nhanh lên một chút, mẹ nó khí trời quái quỷ gì vậy chứ sao lại có thể nóng đến như vậy một tiếng la to vang lên cả nhóm sáu người đều đi vào trong quán trà nghe thấy những lời thô tục như thế chu phương nhíu đôi mày thanh tú lại đang muốn nói gì thì lại bị chu tam ngăn cản nhị sư huynh huynh nói lần này chúng ta đi có mấy phần nắm chắc một người hỏi Vậy tư cách là thần kiếm sơn trang chúng ta không cần bàn cãi việc đủ tư cách tham gia ngay cả bị kiều đại môn phái Cùng với tứ đại thế gia ngăn cản Thì chúng ta vì tất cũng không phải sợ bọn họ Nhị vị sư huynh khẩu khí ngạ mạn nói Một tên tiếp lời nói Hề, hey, nhị sư huynh nói không sai Hôm nay công lực của sư phụ Đã đạt đến tiền thiên tri cảnh tiểu thừa. Hơn nữa vạn kiếm quyết Của lão nhân già cũng Cầm mồm Nhị sư huynh gầm lên một tiếng ngắt lời Có những việc không để nói Không để nói thì đừng nói nếu không... Hừ. Nói sao nhìn về phía hai người Chu Tam đang uống trà. Người kia thân thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cuống quýt gật đầu. Vị nhị sư huynh lại quay về chúng sư đệ nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn tí lượng khô, xong thì tiếp tục lên đường, tranh thủ đến trước để không phụ sự chuẩn bị của sư phụ. Vâng, đám người thần kiếm sân tràng không nói nữa, không khí cũng có vẻ trở nên trầm trọng hơn lộc cộc lộc cộc xa xa lại có tiếng vó ngựa chuyển đến lão hán lập tức vẻ mặt tươi cười lại đi ra ngoài nghênh đón trong miệng còn lẩm bẩm nói hey, hôm nay quả thật là tốt trời nóng như vậy mà vẫn có nhiều người đến như thế <laughs> người đến càng lúc càng gần dần dần hiện ra là nhạc phàm long tuấn cùng đinh nghị vì để giảm bớt phiền toái nên bọn họ đã lựa chọn đường nhỏ để đến hàng châu sau khi ba người xuống ngựa Nhạc Phạm đi đến chỗ bị mặt trời trói trang chiếu xuống mà ngồi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị cũng đi đến quán trà. Các vị khách quan không vào uống một chén trà cho mát người sao? Lão Hán thấy Nhạc Phạm ngồi giữa ánh mặt trời, quay về hai người Long Tuấn hỏi. Long Tuấn nói, chúng ta chỉ dừng để bổ sung chút nước uống rồi đi ngay. Nói rồi lấy bình nước đưa cho Lão Hán. Vậy sao? Phải đi ngay à? Lão Hán cầm bình nước cười cười rồi đi đến chỗ lò lửa đun nước những người thần kiếm sơn trang thấy người đến là hai tiểu tử thì không thèm để ý đến sau đó lướt mắt nhìn về phía nhạc phàm đang ngồi ăn đương khô dưới ánh mặt trời chu phượng nói vì lá bá này thật là vui khỏe ha? bình yên mới là hạnh phúc ai nói không phải chứ chu tàm tiếp lời cảm khái nói ồ tiếng ai sao nghe quen vậy nhỉ long tuấn nghe tiếng nhìn lại à không ngờ lại là bọn họ Long Tuấn nghe tiếng nhìn lại thì thấy Chu Phượng cùng Chu Tam nhịn không được thầm than một tiếng. Đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Long Tuấn chớp mắt, cười tà dị, lướt mắt nhìn về phía đình nghị một cái, lập tức đi lên nói. Hai vị vẫn khỏe chứ, không nghĩ chúng ta lại có duyên đến như vậy, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể gặp mặt. Hai người Chu Tam sửng sốt, cẩn thận xem xét đối phương mấy lần nhưng vẫn không nhớ rõ là ai. Chẳng lẽ hắn nhận nhầm người? Chu Tam thầm nghĩ, Long Tuấn thấy thế cười nói, ta là Long Tuấn, chúng ta đã gặp nhau ở thành tương dương, Chu Huynh chắc không quên nhanh vậy chứ. Cái gì, ngươi chính là tiểu... Chu Phượng tràn đầy kinh ngạc, hai chữ khất cái thiếu chút nữa cũng thốt lên, nhưng tự thấy dùng từ không ổn, nên lập tức ngừng lại. Chu Tam cũng rất kinh ngạc, Long Tuấn bây giờ đã trở nên tiêu sái bất phàm, so với tên tiểu khất cái ở tương dương thành, đúng là khác nhau quá lớn. Long Tuấn cũng vênh mặt lên, cười hào hiệp nói, đúng vậy ta chính là tên tiểu khất cái ở thành tương dương này bất quá may mà các người đã giúp đỡ ta giữ lại được ba miếng vàng lá nếu không <laughs> khuôn mặt chu phượng ửng đỏ quay đầu về phía đinh nghị ở phía sau long tuấn hỏi người chính là đinh nghị nhìn vẻ mặt hiền hậu chất phác như ánh mặt trời của đinh nghị chu phượng cũng cảm thấy ngạc nhiên đinh nghị không nghĩ tiểu cô nương vẫn còn nhớ tên mình trong lòng cảm thấy rất hưng phấn xấu hổ đi lên gãi gãi đầu nói uhm, ta chính là đinh nghị chu công tử khỏe chứ chú, chú cô nương khỏe chứ? Chú Tam thấy không khí có vẻ ngượng ngập, vội chuyển hướng nói. Người bên ngoài là ai? Sao lại không vào đây nghỉ ngơi một lát? Đó chính là sư phụ của chúng ta, lão nhân ra người không thích náo nhiệt, chúng ta bổ sung chút nước sẽ tiếp tục đi. Lòng Tuấn miễn cưỡng nói. Ồ, các người đi đâu mà lại vội vã như vậy? Chú Tam lại hỏi. Lòng Tuấn trả lời. Chúng ta phải đi Hàng Châu có việc. À, chúng ta cũng đi Hàng Châu. chu Phượng kinh ngạc nói. Long Tuấn hất hất tay về phía Đinh Nghị, cười nói. Xem ra mọi người thật sự là có duyên phận. Hờ, <laughs> không bằng... Đinh Nghị đang muốn mời hai người Chu Phượng cùng đi, nhưng Chu Phượng có vẻ tức giận nói. Ai có duyên phận với các ngươi chứ? Các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường chúng ta. Đinh Nghị cảm thấy không cam tâm, hung hăng trừng mắt liếc Long Tuấn một cái. Nhưng Long Tuấn hết lần này đến lần khác cứ giả vờ như là không thấy, nhìn bầu trời, vẻ trầm tư nói. Sư phụ chúng ta nói đêm nay sẽ có mưa, nên chúng ta phải đi nhanh một chút. Đinh nghị ngẩn ra, lập tức quay về hai người Chu Phượng nói. Đúng vậy, sư phụ nói trước khi trời mưa phải tranh thủ đi, nếu không khéo mắc mưa sẽ dễ bị bệnh đấy. <laughs> Chu Phượng thản nhiên cười, chỉ vào bầu trời đang nắng trói tràng nói. Khí trời như vậy mà lại có mưa sao? Ta thấy đầu óc sư phụ người có vấn đề thì đúng hơn. Cầm mồm! Long Tuấn cùng Đinh Nghị hét lớn. Khuôn mặt tuấn tú của Long Tuấn nghiêm lại, lạnh lùng nói chúng ta có lòng tốt nói cho các ngươi, không ngờ nha đầu ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Mặc dù chúng ta đã từng nhận được sự trợ giúp của huynh đệ ngươi, nhưng mà kể là ai, nếu dám vũ nhục sư phụ chúng ta, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy. Đinh Nghị cũng đầy tức giận nói. Ngươi, các ngươi... Chu Phượng bị một tiếng thét lớn đó làm cho giật mình, âm thanh tức giận run rẩy vang lên. Chu Tam ngắt lời nói. Phượng Nhi, đừng nói nữa, chuyện này là do ngươi không đúng. ca. Chu Phượng cảm thấy ủy khuất, từ nhỏ đến lớn thì đều được cưng chiều, chứ từng bị quát nạt như vậy, nhất thời trong mắt cũng trở nên ươn ướt. Đình Nghị vừa định chấn an mấy câu, Chu Tam đã lạnh lùng nói. Cho dù một mội tạo không đúng, cũng không đến lượt các người quát tháo. Nói xong hai mắt như muốn thiêu đốt, nhìn về phía Long Tuấn. Long Tuấn vẻ tào nhã, nhưng cũng không chịu yếu thế, đáp lại. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại sợ một tên công tử mặt trắng như ngươi sao? Ngươi, ngươi đúng là một tên vô lại. Lúc này lão hán đi lên, khuyên nhủ. Khí trời nóng như vậy, hay là mọi người uống chén trà giải nhiệt đi nào? Đưa bình trà cho Long Tuấn xong lại quay về phía chu Tam nói. Thật ra sư phụ của tiểu huynh đệ này nói cũng đúng. Người ở trên núi như chúng ta đều biết, dưới khí trời ngột ngạt như vậy, đến đêm chắc chắn sẽ có mưa lớn. Hờ, chú Tam hừ lạnh một tiếng quay đầu sang một bên. Long Tuấn cũng hừ lạnh một tiếng, đưa lão hán hai đồng tiền rồi kéo đinh nghị rời đi sư phụ đã lấy nước xong rồi long tuấn thay đổi nét mặt vừa cười vừa đi tới nhạc phàm mở hai mắt nhìn hai người nói các người nhớ kỹ có một số việc không cần phải giải thích với người khác vâng hai người gật đầu thật ra long tuấn biết nhạc phàm vẫn còn nửa câu sau là chuyện của mình không để người khác động vào nhìn mọi người long tuấn chuẩn bị rời đi đám người của thần kiếm sơn tràng cười cười đầy vẻ khinh thường những lúc này sự tức giận của chu tam cũng đã tàn biến nghĩ lại việc vừa rồi cũng không khỏi tự cười giễu bản thân không ngờ bản thân cũng có lúc bị người khác làm cho trở thành như vậy chu phượng cũng bình phục tâm tình tò mò hỏi ca huynh cười gì vậy chu tam ho hai tiếng nhìn không ra hai tiểu tử thúi mặc dù đáng ghét nhưng lại tôn kính sư phụ như vậy người như vậy cũng không phải là người xấu phượng nhi đừng nóng giận nữa <laughs> ai giận hai tên tiểu tử thúi đó chứ mới đầu giờ tuất Trời đã một mảnh mù mù, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, áp lực làm cho người ta không thở nổi. Trên bầu trời một loạt tiếng sấm vang lên, đúng là dấu hiệu báo trước cho một cơn mưa lớn. Không lâu sau, mưa to như chút nước đổ xuống, làm núi rừng trở nên thiên hôn địa ám. Chỉ có trong một gian miếu đổ nát trên núi tỏa ra một chút ánh sáng của ngọn lửa. Trong gian miếu đổ nát. Sư phụ, Long Tuấn thấy nhạc phàm nhìn ngọn lửa đến ngẩn người hô to. Sư phụ, người đang nghĩ về sư công với mọi người có phải không? Ánh sáng của ngọn lửa tỏa ra xung quanh, mái tóc bạc của nhạc phàm cũng tỏa ra những điểm bạch quang nhẹ nhẹ, tựa như một ngọn lửa tịch mịch. Thu hồi tư lự, vẻ mặt cay đáng nói. Ta bất quá cũng chỉ 20 tuổi, làm sao có tư cách giáo huấn các ngươi? Long Tuấn cùng đinh nghị cảm nhận được sự cô tịch trong lòng của nhạc phàm truyền đến không khỏi cảm thấy xúc động. Trầm mặc một lúc, Long Tuấn cười nói, Sư phụ là sư phụ, giáo huấn chúng ta là việc bình thường. Nếu không gặp được sư phụ, nói không chừng chúng ta vẫn còn phải đi lục loại thức ăn thừa ở một xó xỉnh nào đó. A à Tuấn nói rất đúng. Thanh âm quả quyết của Đinh Nghị vang lên với vẻ chắc chắn. Nhạc Phạm thấy thế, sờ sờ viên đá nhỏ trên cổ, trong lòng cảm nhận được luồng ấm áp, ánh mắt kiên định nhìn ngọn lửa, nhớ lại lời cha nói khi còn bé. Bất luận là trong hoàn cảnh nào Đều phải kiên cường Tiểu đinh tử Ta thấy người có vẻ lo lắng Có phải là đang suy nghĩ về nhà đầu Chu Phượng không <laughs> Long Tuấn thấy Đinh Nghị như hồn lìa khỏi xác Nhìn bên ngoài miếu Cô ý cười nói Đinh Nghị cũng không phản bác Lo lắng nhìn bên ngoài lẩm bẩm nói Ở ngọn núi lớn như vậy Không biết nàng có tìm được chỗ nghỉ ngơi hay không Long Tuấn không thèm để ý nói Người yên tâm đi Mặc dù bọn họ miệng lưỡi có điểm không tốt, nhưng cũng không phải là loại người nhỏ mọn. Ta vừa rồi cũng cố ý lưu lại ký hiệu trên đường đi. Bọn họ nếu không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ tìm tới. Nhớ tới cảnh cùng với chu Tam đấu võ mồm, Long Tuấn nở một nụ cười đen tối nói, <laughs> Hôm nay ta phát hiện được một bí mật. Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Long Tuấn, Đinh Nghị cảm thấy tò mò hỏi, Bí mật? Bí mật gì chứ? Hờ... <laughs> Long Tuấn đã ký nói. Hôm nay, trong lúc cùng Chu Tam đấu võ mồm, ta phát hiện thì ra hắn không có hậu kết. Hậu kết là cái gì? Bình nghĩ nghi hoặc hỏi. Ha <laughs> ha Long Tuấn cười to nói. Hậu kết cũng không biết. Đó chỉ là một chút văn hóa. Không, một chút kiến thức phổ thông. Ha ha ha. Nhà Phạm ngắt lời nói. Trong ý kinh nói, nữ tử thuần âm, huyết khí ở cổ không có nhiều. Trời sinh đã thiếu xương ở cổ họng làm cổ họng không có hầu kết. Nhưng thân thể nam nhân thì trái ngược. Đơn giản mà nói, bình thường nữ tử đều không có xương ở cổ họng. Đinh Nghị sừng sốt liền nói, ý, ý A Tuấn muốn nói là chú Tam Công Tử là nữ. Long Tuấn thu lại nụ cười nói, xem ra người cũng không quá ngốc. Đúng vậy, chú Tam chắc chắn là nữ cải trang nam. Không trách ta nói hắn là tiểu bạch công tử. <laughs> à, Đinh Nghị đột nhiên la lên, làm Long Tuấn giật nảy mình, Long Tuấn vỗ ngực mắng: Người làm gì mà như gặp quỷ vậy? Muốn hù chết lão tử phải không? Đinh Nghị không trả lời, sắc mặt có chút lo lắng nói: À Tuấn, hai người bọn họ đều là cô nương như vậy có thể gặp nguy hiểm gì trong núi không? Long Tuấn dừng sốt, đang muốn đứng dậy, nhà phàm ngăn lại nói: Các người không cần quan tâm nhiều vậy. Công phu hai cô nương đó, các người cũng không thể so bì. Cứ bình yên mà ngồi đó thì tốt hơn. Cái gì? Long Tuấn kinh ngạc nói: Các nàng ấy lợi hại như vậy sao? Mặc dù giật mình, nhưng hắn vẫn nghe lời nhạc phàm ngồi yên tại chỗ. Đinh Nghị mạnh mẽ gật đầu, hiển nhiên là không tin. Nhạc phàm chăm chú nói. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu các người cảnh giác, thì liền có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Mặc dù các nàng thu liễm rất tốt, nhưng nguyên khí vận chuyển trong cơ thể vẫn có thể phát hiện được. Nghe những lời nhạc phàm vừa nói, hai người nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lòng Tuấn cũng âm thầm kêu may mắn, vì lúc ấy không ra tay, nếu không thì mặt mũi cũng đã không biết để ở đâu. Bọn họ thật sự không để ý đến những điều này. Xem ra con đường phải đi còn rất dài. Cơn mưa to cuối cùng cũng dừng. Cuồng phong quét qua làm cành lá bay loạn. Nhưng bốn bề lại có vẻ như khá hoang vắng. Nửa khắc đi qua, ngoài cửa miếu truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt. Phía trước có ánh lửa, buộc ngựa vào cột rồi nhanh nhanh đi tới thôi. Một thanh âm thanh tú chuyển đến. Tiếng bước chân đến gần, hai bóng người chạy nhanh vào ngôi miếu đổ nát. Nhìn lại, đúng là Chu Tam và Chu Phượng hai người. Lúc này hai người giống như hai con gà bị mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp, bùn đất dính đầy hai chân, tóc thì bù xù, thỉnh thoảng còn có nước mưa rơi xuống, có thể nói là cực kỳ chật vật. <laughs> Đinh Nghị ngây ngốc nhìn tình thế chật vật của hai người, nhưng Long Tuấn lại không ngừng cười to. À, lại là hai người các ngươi sao? Chu Tam cùng Chu Phượng ngẩn ra, nghe tiếng nhìn lại không ngờ vẫn là bọn người long tuấn ngôi miếu đổ nát cũng không lớn chu tam liếc mắt một cái liền có thể nhìn được hết tình hình xung quanh đây là một ngôi miếu hoang tượng phật ở phía trên cũng không được đầy đủ cho bụi đầy đất khắp nơi đều là mạng nhện nhìn cũng biết nơi này đã bị bỏ hoang đã lâu ô chẳng lẽ người này là sư phụ bọn hắn mái tóc bạc trắng hình như đã gặp ở đâu rồi ánh mắt chu tam cuối cùng dừng lại trên người nhạc phàm tóc bạc trắng tuổi không lớn đôi mắt thâm thúy hiện vẻ tăng thương, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên nghị, lộ ra khí tức lạnh lẽo. <laughs> Lòng Tuấn cười quái dị, làm Chu Tam đang ngây người ra cũng bừng tỉnh lại, nói khàn khàn. Người xưa nói không sai, không nghe lời người lớn, tai họa sẽ đến trước mắt. Nhìn hai người thật giống hai con gà bị mắc mưa. <laughs> nói xong lại cười to. Người... <laughs> Chu Tam tuy tức giận nhưng cũng không làm gì được, Hừ lạnh một tiếng rồi kéo chu phượng sang một bên không thèm để ý đến ai nữa long tuấn cũng mất hứng cười gợn sau đó không nói nữa căn béo đổ nát lại khôi phục vẻ yên tĩnh chỉ còn nghe thấy âm thanh lách tách từ đám củi đang cháy à sao lại có mùi hương như thế long tuấn người người đích xác là có mùi hương nhàn nhạt, nhạt chuyển đến <laughs> long tuấn hắt xỉ hơi liền quay về hai người nói cho dù hai người là nữ cũng không cần dùng mùi hương như vậy chứ Chúng ta không có... Chu Tam thấy có vẻ không đúng, lập tức im lặng. Chu Phượng ở một bên cũng sửng sốt nhìn kỹ hai người. Long Tuấn hắc hắc cười nói. Ta đã biết ngươi là nữ rồi, chút trò vặt này sao có thể qua mắt ta được chứ? Ngươi... Nhìn Long Tuấn bằng một vẻ mặt phức tạp, Chu Tam nhịn không được cũng cảm thấy tức giận. Đang muốn lên tiếng giáo huấn đối phương, nhưng trong lòng đột nhiên cảnh giác. Vậy hương thơm kia từ đâu tới? Không hay, Phượng Nhi, mau bế khí vận công chu tam cảm giác không đúng lập tức lên tiếng nhắc nhở chu phượng nhưng à toàn thân ta sao lại không có chút khí lực như vậy hay là bị bệnh chu phượng hữu khí vô lực nói mùi hương có độc lúc này chu tam cảm thấy khí lực toàn thân từ từ tiêu tán biết chính mình đã trúng độc chẳng lẽ là bọn hắn chu tam đang hoài nghi có đúng là bọn người long tuấn hạ độc hay không nhưng lại thấy nhạc phàm bịch một tiếng ngã trên mặt đất sư phụ Long Tuấn thấy vẻ mặt của hai người chú Tam còn tưởng rằng các nàng đang làm bộ, nhưng lại thấy nhạc phàm ngã trên mặt đất, nhất thời làm tay chân bọn họ trở nên luống cuống. Sư phụ, người làm sao vậy? Đinh Nghị lập tức nhào đến bên người nhạc phàm, không ngừng la lên, hy vọng có thể lai tỉnh nhạc phàm. Long Tuấn vẻ mặt trở nên khẩn trương, vô số ý niệm nhanh chóng lướt qua trong đầu. Bang! Đột nhiên lóc nhà sập xuống, một bóng đen rơi thẳng xuống. Cho bụi rơi xuống, thân ảnh cũng dần dần hiện rõ, người đến là một nữ tử kiều diễm, toàn thân mặc y phục diễm lệ vô cùng. Tuy từ nóc nhà đi vào, nhưng toàn thân lại khô giáo một giọt nước mưa cũng không có, hiển nhiên là phát ra chân khí nội gia cao thủ. Người là ai? Long Tuấn thấy người đến không có thiện ý, lạnh lùng hỏi. <laughs> Âm thanh nữ tử như tiếng chuông, vẻ khinh thường, cười nói: tên của tỷ tỷ, sao có thể tùy tiện nói cho người biết? Bất quá giang hồ đều gọi tỷ tỷ là độc thương tử. Cái gì? Ngươi là độc nương tử. Chu Tam đầy vẻ kinh ngạc, mặc dù ít hành tẩu giang hồ, nhưng cũng đã từng nghe qua ác danh của độc nương tử. Người này là một phản đồ của tà đạo Quỳ Hoa Cung. Mặc dù bề ngoài xinh đẹp, nhìn qua cũng chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã 50. Độc nương tử trên giang hồ giết người vô số, ác danh vang xa, nhưng vô sỉ nhất là công phu dâm tà, chuyên dùng nguyên dương nam tử để tu luyện, thích chơi đùa cùng những chàng trai trẻ, nhờ vào võ công cao cường, khả năng dùng độc cùng sự độc ác gian hoạt mà cả tiên thiên cao thủ cũng khó đối phó được. Vì thế đến nay vẫn tiêu diều tự tại. Ồ, vị công tử này, à không đúng, là cô nương chứ. Không ngờ nội lực ngươi lại thầm hậu đến thế. Chúng tán công nhuyễn cân hương, nhưng vẫn còn có khí lực để nói chuyện. Loại độc này có lẽ ngươi cũng đã nghe qua. Người có nội công càng cao, thì chúng độc càng nặng. Trái lại, người không có nội lực, thì không bị độc tính ảnh hưởng. Người cuối cùng là muốn làm gì? Lòng Tuấn quát mắng. Thấy Long Tuấn cùng Đinh Nghị bình yên vô sự, độc nương tử cũng không thèm để tâm. Trong mắt nàng, hai gã thiếu niên căn bản không có chút nội lực, do đó ở tuổi bọn họ cũng không thể là đối thủ của mình. À, tiểu đệ đệ tức giận rồi sao? Độc nương tử lại mở miệng nói. Lần này tỷ tỷ đến để giết người, chính là tiểu tử tóc bạc kia. Ô, chu Tam ngẩn ra, không ngờ độc nương tử không phải vì mình mà tới cái gì long tuấn cùng đinh nghị càng khiếp sợ thân thể chợt lóe lên vội vàng đứng chắn phía trước nhạc phàm long tuấn cùng đinh nghị khẩn trương đưa nhạc phàm đang bị hôn mê về phía sau không để độc nương tử đến gần <laughs> độc nương tử cười duyên nói không ngờ hai tiểu đệ đệ các ngươi lại quan tâm đến sư phụ như vậy bật quá ta khuyên hai người nên tránh xa hắn ra một chút thì tốt nếu không mạng nhỏ của hai người cũng khó bảo toàn. Đình Nghị vừa muốn nói gì lại bị Long Tuấn kéo ống tay áo cắt lời nói. Chúng ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại muốn giết sư phụ chúng ta. Muốn giết hắn không phải chỉ có mình ta. Đồng Nương Tử ra vẻ vô tội nói. Cái gì? Hai người Long Tuấn ngẩn ra. Đồng Nương Tử sớm biết là bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Cười giải nói. <cười> sư phụ các ngươi chính là Lý Nhạc Phạm. Chu Tam ngẩn ra giật mình phản ứng thẩm nghĩ à đúng rồi nam tử tóc bạc lý nhạc phàm là phạm nhân bị triều đình truy nã không nghĩ lại là hắn độc nương thấy hai người long tuấn cam chịu thì tiếp tục nói ban đêm tiến vào chữ huyền thái phủ huyết tẩy thái gia lưu danh trên hắc bảng bây giờ người muốn giết hắn có vô số chỉ là ta thu được chút tin tức trước nên đến sớm một bước thôi hắc bảng mọi người cả kinh về mặt Long Tuấn cùng Đinh Nghị càng tái nhợt, hiển nhiên cũng biết cái tên Hắc Bằng. Long Tuấn buộc bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó hỏi, Ngươi làm sao biết chúng ta ở đây? Độc Nương Tử nói thẳng, Ta thật ra muốn tìm các ngươi cũng không quá khó khăn. Hắc Bằng vừa ra, thiên hạ đều biết, Giang Hồ cũng có người truyền bá tin tức. Khi ba người các ngươi đại náo thiên hương lầu, cùng với lão sắc quỷ Diệp Vãn Phong đấu một trận, thì đã truyền khắp Giang Hồ, cho dù các ngươi không xứng tên cũng không dễ dàng thoát được. Ta cũng là nhờ vận khí nên mới ở đây chờ các ngươi. <laughs> Long Tuấn cùng Đinh Nghị thầm mắng xui xẻo, đối với tốc độ truyền bá tin tức trong giang hồ cũng than thở không thôi. Tối hôm qua vừa mới gặp chuyện, hôm nay đã chuyển khắp giang hồ còn bị người đuổi giết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Diệp Vẫn Phong cũng là bài danh tông sư cao thủ trên giang hồ. Nếu đổi lại là người khác, mặc kệ có đánh nhau thế nào, cũng không ai thèm để ý. Tiếp theo độc nương tử lại nói, Thật ra chuyện hắc bảng cũng không quan hệ đến ta, chỉ là vì tiền thường mới giết được Lý Nhạc phàm. Bật quá nói cho các người cũng không sao. Dù chúng ta không có một điểm thù án, nhưng hắn đã đắc tội với người có thế lực khổng lồ, nên ta chỉ muốn mượn đầu hắn để mua một con đường cho mình thôi. <laughs> Về phần hai tiểu tử các ngươi, dừng lại một chút, tiếp tục nói, Ta nghĩ, các ngươi chính là người đã cứu Lý Nhạc Phàm trong đêm hôm đó. Mặc dù bây giờ vẫn không có ai biết các ngươi, nhưng nếu đi cùng Lý Nhạc Phàm thì có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Không bằng không bằng hai ngươi đi theo tỷ tỷ, không những có thể bảo vệ cho hai ngươi mà còn cho hai ngươi biết được mùi vị sung sướng tột cùng của nhục dục. <laughs> Đúng là một đàn bà không biết xấu hổ. Chu Phượng thân là nữ nhi nghe được những lời ô uế như thế, nhất thời cũng nổi giận. Lòng Tuấn cùng Đinh Nghị cũng không phải là thiếu niên không hiểu thế sự, nghe độc nương tử nói như vậy, khuôn mặt cũng hồng lên. Độc nương tử nghiêng người quay về Chu Phượng nói: "Ồ, oh, tiểu muội muội tức giận rồi, bọn họ cũng không thể trở thành lão ông của ngươi được rồi." Cấm mồm. Chu Tam cùng Đinh Nghị hét lớn. Chu Tam kinh ngạc nhìn Đinh Nghị một cái, tiếp theo quay về độc nương tử cảnh cáo nói miệng mồm yêu phụ ngươi nên sạch sẽ một chút nếu lại nói những lời ô uế với muội muội ta sẽ có người đến thu thập ngươi lão yêu phụ người dám chửi ta là lão yêu phụ độc nương tử đầu tiên là sừng sốt sau đó sắc mặt phát lạnh giữ tợ nói lão nương sẽ phá nát gương mặt mi để xem ai mới là yêu <laughs> nói xong điên cuồng cười to so với bộ dáng vừa rồi như hai thái cực người dám chú tam gầm lên một tiếng mặc dù còn trúng kỳ độc nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm của kẻ bề trên chỉ là độc nương tử trên giang hồ là kẻ điên bán mạng nên cũng không vì một câu nói mà cố kỵ điên cuồng cười to nói trên đời còn chưa có chuyện lão nương không dám làm nói xong liền hướng chu tam đi đến chờ một chút lúc này long tuấn hồ lớn độc tỷ tỷ này dù sao tỷ cũng không biết bọn họ không bằng hãy tha cho bọn họ đi độc nương tử nghe vậy thì sửng sốt không nghĩ thái độ Long Tuấn lại chuyển biến nhanh như thế. Bất quá một tiếng tỉ tỉ cũng làm cho lòng ngạ thư thái. Lập tức dừng bước, vẻ mặt hòa hoãn nói. Không phải tỉ tỉ không ta cho các nàng, chỉ là... Như vậy đi, Long Tuấn ngắt lời nói. Chúng ta giao sư phụ cho tỉ, tỉ bỏ qua cho các nàng được không? Nói xong liền lui sang bên cạnh. Cái gì? Mọi người kinh hãi, độc nương tử cũng ngây ra nhìn Long Tuấn. Vừa rồi còn đại nghĩa lầm lẫm, đảo mắt một cái lại biến thành tiểu nhân. Bốp, một quyền của đinh nghị nện trên khuôn mặt tuấn tú căn bản không chút lưu lực long tuấn xoa xoa vết máu ở khóe miệng phấn nộ quát tiểu tử ngươi làm cái gì vậy bị trúng gió rồi sao không ngờ lại dám đánh lão tử Vậy, đinh nghị giận dữ nói coi như ta nhìn lầm ngươi sư phụ đối với chúng ta tốt như thế ngươi lại vì đàn bà mà bắn đứng sư phụ lão tử không đánh ngươi thì đánh ai nghe đinh nghị nói khuôn mặt chu tam không khỏi hồng lên ngẩng đầu nhìn về phía lòng tuấn long tuấn liếc mắt nhìn chu tam một cái thật sâu sau đó quay về đinh nghị lạnh lùng nói hey, dù sao chúng ta cũng không cứu được sư phụ nếu cứ đi tìm chết như vậy không bằng cố gắng giữ lại mạng nhỏ người nếu vẫn đa sự thì đừng trách huynh đệ ta không khách khí lão tử không có tên huynh đệ như ngươi đinh nghị giống lên giận dữ hướng long tuấn vào tới long tuấn cũng không chịu yếu thế phi thần tiến lên cùng đinh nghị đánh nhau một trận hai người ngươi một quyền ta một cước quay cuồng trên mặt đất như những tên dù đáng đang đánh nhau là mọi người chu tam cũng không khỏi ngạc nhiên không biết là vô tình hay cố ý hai người long tuấn đang đánh nhau trên mặt đất cũng dần dần tiến về phía độc nương tử xong ngay khi độc nương tử phân tâm chu tam thò tay vào ngực lấy ra một vật sau đó toàn lực phóng đi chỉ thấy một vệt bóng trắng bắn thẳng đến độc nương tử ô độc nương tử dù có buông lỏng cảnh giác nhưng dù sao cũng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm mà kệ dưới tình huống gì cũng đều có cảnh giác trong lòng ả à, cười lạnh một tiếng đang muốn nghiêng người né tranh ám khí thì Long Tuấn vọt qua trong miệng còn hồ lớn. Cẩn thận ám khí! Chẳng lẽ hắn muốn giúp ta ngăn cản ám khí? Tâm niệm độc nương tử nhanh chóng xoay chuyển, nhưng đáp án lại trái ngược hoàn toàn. Bởi vì ngay lúc đó Long Tuấn trong nháy mắt đã đánh về phía độc nương tử, hai tay vận chuyển nguyên khí, dùng phá kình hung hăng đánh thẳng vào đối phương. Đồng thời Đinh Nghị cũng lập tức nhặt lấy khúc gỗ ở bên cạnh, trong miệng hô tiểu tử thối đừng chạy, rồi lập tức hướng phía Long Tuấn lao đến độc nương tử cũng rất giả hoạt thấy như thế trong nháy mắt cũng liền hiểu được lắc mình tranh né ám khí của chu tam trong lòng cười lạnh một chút mánh khóe nhỏ nhoi này mà muốn lừa lão nương sao nghĩ xong liền xuất trưởng nghênh đón đòn của long tuấn đánh đến phanh một tiếng vang nhỏ quyền trường của hai người giao nhau nhưng độc nương tử cảm thấy bất ngờ dưới một trường của mình mà long tuấn chỉ bị đánh văng ra nửa bước mặc dù chỉ dùng một phần lực nhưng hiệu quả như thế thật cũng ngoài ý nghĩ của mình nhân lúc độc nương tử phân tâm long tuấn lại ra quyền hướng về trưởng tâm vẫn chưa thu hồi được của độc nương tử công đến cái gì trong lòng độc nương tử chấn động nhị liên kích không kịp phòng ngự chỉ có thể dùng đấu khí để mong trông đỡ phần nào phanh lại một tiếng vang nhỏ vang lên độc nương tử cảm thấy lòng bàn tay trái cũng trở nên tê dại <laughs> phá kính thì thế nào độc nương tử cảm thấy sự bị sỉ nhục làm cho lòng cũng trở nên giận dữ sự tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt vận chuyển toàn bộ công lực mạnh mẽ đánh thẳng vào Long Tuấn. Phá! Long Tuấn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân tập trung trên đầu quyền đánh thẳng vào độc nương tử. Bùng! Sóng khí hùng hậu lan tràn trong miếu, chấn động khiến mái ngói cũng rung lên bần bật. Quyền thật mạnh mẽ! Độc nương tử cảm thấy một luồng lực đạo thuần túy thông qua lòng bàn tay công phá vào cánh tay, làm bế tắc kinh mạch ở tay phải, sinh ra cảm giác tê dại. Nhưng Long Tuấn thì còn khổ sở hơn, một cỗ kình lực cường đại công vào cơ thể xông thẳng vào nội phủ làm cho toàn bộ khí huyết đảo lộn trong khi long tuấn đang muốn áp chế huyết khí chạy ngược thì đưa mắt nhìn qua độc nương tử một niệm ý lóe lên trong đầu khóe miệng bất giác nở một nụ cười tà dị độc nương tử thấy vẻ mặt long tuấn như thế trong lòng cũng cảnh giác đang muốn lui về phía sau nhưng đã chậm một bước phốc một ngụm máu tươi trong miệng long tuấn phun ra hướng về phía độc nương tử đồng thời chính mình cũng bị chấn bay ra ngoài long tuấn dựa vào thương tế trong cơ thể mà phun ra máu tươi đột nhiên tập kích như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người độc nương tử cũng không tránh được chỉ dựa vào phản ứng của bản năng đưa hai tay lên che mặt nhưng máu tươi lại tản ra phun lên đầy người ả à. xong ngay khi độc nương tử che mắt mình lại đinh nghị lặng lẽ cầm thanh củi vọt lên vô hồi thức đinh nghị thầm quát một tiếng thanh củi trong tay bổ về phía độc nương tử ngay khi vừa bị bắt đầu độc nương tử đã nghĩ đến thế cục hoàn toàn nằm trong tay mình nên không khỏi có điểm khinh địch thậm chí chân khí hộ thể cũng không thèm sử dụng cũng không ngờ bây giờ lại chật vật như thế bị phun máu đầy người trong lòng độc nương tử vô cùng giận dữ trong khi đang xuất thần thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô hô yếu ớt thẩm than không hay độc nương tử vội vàng dùng tay trái đỡ lấy nhưng bàn tay cũng chỉ đơn thuần là huyết nhục dưới tình huống không có hộ thể chân khí lại cùng ngọn hỏa côn đang bốc cháy nóng rực đánh vào nhau. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Phanh! a à, Một tiếng hét thảm từ trong miệng độc nương tử truyền ra, sau đó liền ôm cánh tay trái lui về phía sau, vẻ mặt đầy thấm khổ. Một chiêu đắc thủ thì sao có thể dễ dàng dừng tay? Nhân lúc đào thế chưa hết, thanh hỏa côn trong tay liền chuyển cuồng vũ thức. Côn ảnh như sóng, liền miền không dứt lại tiếp tục truy kích địch nhân. Đinh nghị công kích quá nhanh, độc nương tử không kịp vận chân khí hộ thể chỉ có thể không ngừng né tránh dù gì cũng là lão luyện giang hồ chuyển thân lùi về sau mấy cái liền có thể tạo được khoảng cách với đinh nghị tiếp theo hai tay độc nương tử tạo thành hình chữ thập hai mắt hồng lên chân khí toàn thân phóng ra ngoài quỷ hoa kính theo một tiếng hét lớn khí tức xung quanh càng xung động mãnh liệt xem ra ả à đã động sát khí bồng một luồng khí vô hình bức đinh nghị thấu lùi mấy bước ngay sau đó, bàn tay độc nương tử bắn ra một đạo hàn quang, nhằm ngực hắn mà bắn thẳng đến. Cẩn thận! Chu Tam cùng Chu Phượng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng với khoảng cách gần như thế, muốn né tránh hàn quang với tốc độ quá nhanh thì đã không còn kịp. Dưới tình huống nguy cấp, Đinh Nghị cũng không để ý đến, tập trung lực lượng toàn thân vào hai tay, chuẩn bị vận sức xuất đao. Độc nương tử thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Lợi hại của quỳ hoa kính, người ngoài khó mà biết được. Trong mắt ả lúc này, Đinh Nghị như thể phải chết không cần nghi ngờ. Sinh tử thức, Đinh Nghị hai tay cầm côn, quát lớn một tiếng, toàn lực chém về phía luồng hàn quang. Côn thế thật sắc bén, trong không khí còn vang lên tiếng xùy xùy. Bùng! Hòa côn cùng quỳ hoa kính chạm nhau nổ mạnh. Đinh Nghị cảm thấy một cỗ kinh khí cực mạnh xuyên thấu vào hai tay, trong nháy mắt liền xâm nhập vào nội phủ, cả người bị đánh văng ra ngoài. Phốc! Đinh Nghị đang trên không trung, không thể khống chế được huyết khí đang bốc lên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tiếp theo bịch một tiếng rơi xuống mặt đất dừng tay chu phượng hô to nhưng độc nương tử vẫn không đói hỏi đến chu phượng khẩn trương kéo chu tam đang muốn lên tiếng nhưng đột nhiên sửng sốt đinh nghị từ trên mặt đất đứng dậy lau huyết máu trên mép mở miệng mắng to Hừ, bà nội nó thật là đau chết lão tử mà hai người chu tam ngạc nhiên Vừa rồi trọng thương đến như vậy Lại vẫn có thể đứng lên Nhìn bộ dạng có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo Lại còn có thể đứng lên sao Độc nương tử lại càng khiếp sợ À hiểu hơn ai hết uy lực một kích vừa rồi của mình Nhưng sự thật xảy ra trước mắt Làm à không thể không tin được Chỉ có thể đứng sững sờ tại chỗ Hừm Lão là... <laughs> Lúc này lăng Tuấn cũng từ dưới đất đứng dậy Xoa xoa vết máu ở khóe miệng Quay về đinh nghị cười mắng Lão tử cũng đau này lại còn lãng phí nhiều máu tươi như vậy, nhưng lại chỉ có thể làm ả à hoảng sợ một chút mà thôi. Đủ rồi. Độc nương tử giết lên một tiếng nói, ngươi, ngươi, hai người các ngươi, đi chết đi. Trong ngôi miếu đổ nát, độc nương tử phát ra từng trận khí lạnh dày đặc, khiến cho không khí xung quanh chấn động kịch liệt, phảng phất như đang tiết lửa giận ở trong lòng. Long Tuấn cùng đích Nghị chậm rãi đi đến chỗ hai người Chu Tam, chắn phía trước bảo vệ hai nàng, nhìn bóng lưng Long Tuấn cùng Đinh Nghị, hai nàng Chu Tam đột nhiên ngẩn ra, một loại tình cảm kỳ diệu dấy lên mạnh mẽ ở trong lòng. Các người đều sẽ nhanh chóng không còn mạng, còn muốn bảo vệ chúng nó sao? Về mặt động đương tử lạnh như băng, đầy sự khinh thường cùng với trào phúng. Long Tuấn và Đinh Nghị nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười. Chu Tam khẽ hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Long Tuấn quay đầu lại cười nói, cảm ơn người đã phối hợp, nếu không kế sách lúc nãy không thể lừa được yêu phụ đó chu tam vẻ tức giận nói các người có bị bệnh không vậy không thấy lão yêu phụ đó vẫn đang rất khỏe sao đúng vậy kế sách của các người có ảnh hưởng gì đến ả à chứ chu phượng cũng không tin nói đình kỵ nói các người yên tâm a à tuấn nói chỉ cần bức ả à một lúc là được bức ả à một lúc hai người chu tam sửng sốt nhìn về phía đồng nương tử đang đứng ngoại trừ nhạc phàm đang hôn mê bất tỉnh nằm phía sau cũng chẳng có gì đặc biệt chẳng lẽ các người đi tìm chết đi đồng nương tử vận công viên mãn liền giận dữ quát lên một tiếng hàn quang trong tay lóe lên chuẩn bị đánh tới bốn người long tuấn sư phụ người còn không ra tay thì đệ tử bảo bối của người sẽ mất mạng đấy long tuấn đột nhiên hô to một tiếng mọi người đều kinh ngạc cảm nhận được một cỗ hàn khí từ phía sau ập đến khí tức của đồng nương tử thu lại bất giác xoay người lại nhưng nhạc phàm đã đứng phía sau người có thể nào đồng nương tử còn không kịp hỏi nhạc phàm đã chuyển thân đánh đến độc nương tử mặc dù vẫn kinh ngạc vì sao nhạc phàm không bị trúng độc nhưng đối với quỳ hoa kính của bản thân cũng rất tự tin cho dù không cần dùng độc có thể giết chết nhạc phàm thấy nhạc phàm đánh đến độc nương tử cũng không sợ hãi cười lạnh một tiếng quỳ hoa kính trong tay đánh vào nhạc phàm so với long tuấn uy lực phá kính của nhạc phàm mạnh mẽ hơn rất nhiều một quyền tung ra đánh vào quỳ hoa kính phục phục trong nháy mắt liền đánh tan nó sau đó còn đánh thẳng vào độc nương tử Nhìn quyền đầu đang tới gần, độc nương tử cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng chân khí toàn thân tụ vào hữu trường, ngạnh tiếp một quyền của nhạc phàm. Bùng, một âm thanh trầm độc vang lên, độc nương tử vẫn chưa cảm nhận được quyền của nhạc phàm có bao nhiêu uy lực, chỉ là vừa rồi kinh lực bản thân đều bị triệt tiêu hết, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đột nhiên nhớ đến liên kích vừa rồi của Long Tuấn. Tốc độ của nhạc phàm cũng không biết nhanh hơn Long Tuấn bao nhiêu lần, căn bản là không cho độc nương tử có cơ hội tụ khí. Bùng, lại một kích khí kình còn lại ở trên tay độc nương tử hoàn toàn bị đánh tan không hay độc nương tử thầm kêu lên một tiếng đang muốn thu tay lại để né tránh nhưng đã quá muộn thấy nhạc phàm đánh đến độc nương tử thầm kêu không hay nhưng tay phải đã tê dại muốn tránh né đã không kịp nữa rồi quyền thứ ba của nhạc phàm sầm một tiếng đánh thẳng vào lòng bàn tay của độc nương tử rắc một âm thanh rõ ràng từ cánh tay độc nương tử truyền ra trong không gian tĩnh mịch của ngôi miếu đổ nát có vẻ trói tai dị thường. À! Độc nương tử đầu tiên là cảm thấy một cơn đau nhức từ cánh tay truyền đến. Tiếp theo cánh tay phải mất đi chi giác, kể cả khả năng điều khiển. Mặc dù không bị nội thương, nhưng à cũng biết cánh tay mình đã bị phế. Mọi người vẫn không dám tin. Độc nương tử với ác danh nổi tiếng trên giang hồ. Tối nay, đầu tiên là bị rơi vào kế của hai tiểu tử vô danh, rồi lại còn bị người hủy đi tay phải. Vừa rồi còn ý khí mạnh mẽ, với bộ dạng nắm tất cả trong tay, nhưng chỉ trong nháy mắt lại mất đi một cánh tay. Đúng là thế sự vô thường. Chạy giữa mạng quan trọng hơn. Trong lòng khổ sở không thể hình dung được, độc nương tử lật tay trái lại, một viên đạn màu đen xuất hiện trong tay, tiện tay vứt trên mặt đất, tiếp theo phá nóc nhà mà chạy. Bùm, viên đạn pháo nổ tung phát ra vũ khí bảy màu tràn ngập cả ngôi miếu đổ nát. Thất tâm hải đương, chu Tam thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng phong bế huyệt đạo của mình cùng với chu Phượng. Nghe chú Tam kêu lên sợ hãi, Long Tuấn cùng Đinh Nghị không biết làm thế nào cho tốt, chỉ có thể cố đánh tan tụ khí. Chú Tam vội nói, các người nhanh chóng phong bế huyệt đạo của mình đi, nếu độc khí xâm nhập cơ thể thì chết chắc. Nhìn vũ khí xung quanh, Long Tuấn đổ mồ hôi hột, hét lớn. Không phải chúng ta không muốn phong bế huyệt đạo, mà là chúng ta không nhận ra được huyệt vị. Hai người chu Tam dừng sốt, lại còn có người học võ mà không biết huyệt vị sao? Các nàng cũng không biết. Hai người Long Tuấn chỉ mới học võ, không được một tháng. Hơn nữa nhạc phàm cũng chỉ dạy bọn họ hệ thống tu luyện, vẫn chưa dạy bọn họ nhận biết huyệt vị. Chu Tam đang muốn tiến lên giúp hai người phong bế huyệt đạo. Lúc này bóng người chợt lóe lên, nhạc phàm xuất hiện trước mặt bọn họ, nhanh chóng điểm phong trụ huyệt đạo cho Long Tuấn cùng Đinh Nghị, ngăn cản khí độc xâm nhập cơ thể. Sau khi vũ khí tản hết, Chu Tam từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, lấy ra viên đan dược màu trắng đưa cho Chu Phượng, Long Tuấn và Đinh Nghị nuốt vào. Bách lộ hoàn, Nhạc phàm thấp giọng nói nhẹ, thân sắc có chút động dung. Chu Tam thấy vẻ mặt Nhạc phàm như vậy có chút đặc ý nói. Bách Lộ Hoàn chẳng những có thể trị đội thương, còn có thể thanh trừ độc, có thể coi là thiên hạ kỳ dược. Trên giang hồ cũng có rất ít người biết, không ngờ người lại biết. Nhạc phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Chu Tam một cái, rồi cũng không để ý đến nữa. Bách Lộ Hoàn chỉ cần dùng mùi hương đơn thuần cũng có thể chữa thương, có thể thanh trừ bách độc, lại còn bồi bổ nguyên khí trong cơ thể, không thể không xem là chân quý. Dược phẩm này chính là do vạn tiên sinh khi còn tại triều tốn mấy năm công phu nghiên cứu chế tạo ra. Nhạc Phạm đương nhiên là hiểu rõ. Bất quá quan trường hiểm ác, vì thế Nhạc Phạm cũng không muốn có liên quan gì. Người có thuốc giải, vì sao lúc nãy chúng độc lại không đem ra dùng, làm đáo tử lo lắng như vậy chứ? Long Tuấn quay về phía Chu Tam mắng một tiếng, nhưng vẫn nuốt đan dược vào. Quả nhiên, Linh Đan vừa vào, liền chuyển hóa thấm vào cơ thể, sau vài lần hít thở cơ thể đã trở lại như bình thường. Chu Tam đang muốn nói chuyện, nhạc phàm đã nói. Tán công nhuyễn cần hương, không gì có thể giải được, sau nửa canh giờ dược lực sẽ tự động biến mất. Lòng Tuấn lúc này mới hiểu, xấu hổ gãi gãi đầu. Đinh Nghị đi lên nói, À Tuấn, người đã biết sư phụ không có việc gì phải không? Vì thế nên vừa rồi mới nói ta phối hợp với ngươi. Long Tuấn ngẩng đầu lên hắc hắc cười nói. Ta thấy ngươi cũng hồ đồ rồi. Chúng ta đứng lâu như vậy, không có việc gì sư phụ lão nhân già sao có thể té xỉu rõ ràng là muốn đứng phía sau quan sát nên mới cố ý ngã xuống đệ tử nói đúng chứ cuối cùng quay về phía nhạc phàm mà hỏi nhạc phàm đến gõ nhẹ vào đầu long tuấn nói ngươi chỉ cần biết lai lịch địch nhân là được rồi nhưng còn lại muốn tính kế lừa người ta thật là không biết tự lượng sức mình long tuấn nghe vậy thì cảm thấy nhụt chí nhạc phàm lại nói mặc dù công lực các ngươi còn thiếu nhưng tính toán thì rất tốt hơn nữa hai người một người cơ trí, một người quả cảm, phối hợp với nhau phi thường tốt. Xem ra sau này ta cũng không cần lo lắng nữa. Lần đầu tiên nghe được sự khen ngợi của nhạc phàm, da mặt dày của Lăng Tuấn cũng không còi hồng lên. Đinh Nghị cũng đứng bên cười khúc khích. Chu Tam đến bây giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra tất cả đều được người khác nắm trong tay. Bất quá càng nghĩ càng thấy buồn bực không tôi. Bản thân cũng đã nhiều lần hành tẩu giang hồ, tự cho mình là mưu trí hơn người, Hôm nay thấy được những việc này thì mới biết là ít ngồi đáy giếng, coi thường người trong thiên hạ. Nhạc Phàm thấy Long Tuấn cùng Đinh Nghị đã khôi phục, đứng dậy nói: "Hai người các ngươi đi theo ta." Nói xong liền đi ra ngoài miếu. Long Tuấn do dự liếc mắt nhìn hai người Chu ta một cái, sau đó cùng Đinh Nghị đi ra. Vừa đi ra cửa một chút, Nhạc Phàm lại nói: "Các người không cần lo lắng, các nàng có thân phận tôn quý, tự nhiên có người bảo vệ. Đi theo ta." Đợi đám người Nhạc Phàm rời đi, Chu Tam hai tay xuất ra một dấu hiệu kỳ quái, bốn bóng đèn liền chớp lên xuất hiện trước mặt hai người Chu Tam. Bốn gã toàn thân hắc y quỷ xuống nói: Tiểu thư tha tội, chúng ta bảo vệ không chu toàn, đã để cho địch nhân có cơ hội tập kích, thật vạn lần đáng chết. Sắc mặt Chu Tam phát lạnh, so với bình thường như là hai người khác nhau, lạnh lùng nói: Địch nhân ở xung quanh, các người cũng không phát hiện được, xem ra ám lòng tứ xứ cũng nên đổi người đi. Bốn người đồ mồ hôi lạnh tất cả đều cúi đầu không dám nói. Chu Phượng kéo vặt áo Chu Tam nhỏ giọng, "Tỷ, bỏ qua đi, bọn họ cũng không biết yêu phụ đã trốn trước ở đây, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được. Hơn nữa, không phải chúng ta cũng không có việc gì sao? Tỷ hãy tha cho bọn họ đi." Chu Tam hơi gật đầu, quay về ám lòng tứ xứ nói, "Nếu Vượng Nhi đã xin, ta tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Nếu còn có lần sau, các ngươi tự quay về thỉnh tội đi." Tạ tiểu thư khoan dung. Bốn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Chu Tam lại nói. Các người sai người đi thăm dò tin tức chi tiết của ba thầy trò Lý Nhạc Phạm, rồi nhanh hồi báo với ta. Đi đi. Vâng. Bốn người bái một cái, sau đó lắc người xuyên qua nóc miếu đổ nát biến mất trong bóng đêm. Thầy bốn người đã đi, Chu Phượng mới nói. Tỷ tỷ, bộ dáng vừa rồi của tỷ thật là dọa người đó. Chu Tam nhẹ nhàng xoa đầu Chu Phượng, cảm khái nói. Vừa rồi là hù dọa bọn họ thôi. Cái này gọi là sử dụng quyền lực. Ở vị trí của chúng ta, đôi khi phải có sự lựa chọn. Chú Phượng bộ dạng như hiểu, lại như không hiểu, gật gật đầu. Phía ngoài miếu, trong rừng cây, Long Tuấn nhìn bốn phía yên tĩnh nói. Sư phụ, vừa rồi người cố ý để yêu phụ kia chạy thoát phải không? Nhạc phàm hơi gật đầu. À biết rất nhiều chuyện, bây giờ chưa thể giết ả được. Nhưng ả đã chạy trốn, phải làm gì bây giờ? Người này gian xảo, độc ác. Ta hủy một tay của ả. Theo tính tình của ả, sẽ quay lại tính toán đủ với ta. ha Long Tuấn cười tà dị nói, vậy thì tốt quá, đợi yêu phụ đến, lại chặt đứt tay còn lại của ả, sẽ mà sau này làm thế nào hại người. Đúng vậy, đánh cho ả à phải chạy trốn một lần nữa, đình nghị phụ hạ. Cả người vẫn nhớ câu lúc trước ta nói với các người chứ. Nhạc Phàm chuyển chủ đề đột nhiên hỏi. Nam Nhi phải không ngừng tự cương. Hai người đồng thanh đáp. Tốt lắm, ta tin các người có thể làm được. Nhạc Phàm gật đầu, tiếp theo lại nói. Con đường phía trước là nghiết dữ nhiều, nếu các ngươi cùng đi với ta sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng lúc nào cũng đều có thể chết cho nên ta quyết định đi một mình cái gì nghe nhạc phàm muốn ra đi một mình không dẫn theo mình nữa hai người long tuấn nhất thời kinh ngãi về mặt tái nhợt trong lòng trống rỗng bàng hoàng đinh nghị vội nói sư phụ không cần chúng ta nữa sao hay là chúng ta đã làm sai chuyện gì nói xong liền quỳ trên mặt đất nhạc phàm đỡ đinh nghị dậy nói nam nhi đứng giữa trời đất phải kiên cực bất khuất, không ngại gian khổ. Còn nhớ chuyện lúc đầu đã đáp ứng với ta không? Đình nghị sừng suốt, nhớ đến lúc đầu mình đã đáp ứng với nhạc phàm là sau này không được quỷ lại. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng làm càng tăng thêm cảm giác đau lòng. Nhạc phàm thản nhiên nói, Ta có chuyện phải hoàn thành, các người cũng phải đi trên con đường của chính mình. Nếu chúng ta còn có duyên, thì sau này sẽ có ngày gặp lại. Nhưng... Đình nghị còn muốn nói điều gì đó, nhạc phàm ngắt lời con đường của mỗi người đều không giống nhau. các người đã bước được bước đầu tiên, thì phải tiếp tục kiên trì. những điều cần dạy, ta cũng đã dạy cho các người. sau này, đủ rồi. long tuấn đứng ở một bên đột nhiên hét lên, vẻ cuồng loạn nói lớn: người không cần chúng ta nữa, không cần chúng ta nữa, cũng giống như những người đó bỏ rơi chúng ta, sợ chúng ta liên lụy, cho nên không cần chúng ta nữa, có đúng vậy không? long tuấn cùng đinh nghị từ nhỏ đã nếm nhiều khổ cực mặc dù bọn họ kiên cường nhưng đã làm cho bọn họ nảy sinh ra tâm lý chán ghét hận đời người như vậy yêu càng sâu hận càng lớn sự xuất hiện của nhạc phàm đã thay đổi cuộc đời bọn họ làm bọn họ thấy được ánh sáng của hy vọng trong lòng bọn họ đã sớm coi nhạc phàm là người thân duy nhất của chính mình hôm nay người thân duy nhất đó lại ruồng bỏ mình thử hỏi làm thế nào bọn họ có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này áp lực tình cảm trong lòng như ngọn núi lửa trong nháy mắt lại bộc phát bao trùm lý trí của họ. Ở chung với nhau lâu như vậy, Nhạc phàm làm sao có thể dễ dàng bỏ đi? Chỉ là chính mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Huống chi con đường phía trước còn hung hiểm vạn phần. Hắn bắt buộc phải dứt bỏ tình cảm, nếu không... Nhạc phàm lạnh lùng nói. Đại trưởng phu một lời nặng ngàn cân. Lúc đầu khi dạy các người võ công, các người đã đáp ứng mọi chuyện đều nghe ta. Chẳng lẽ các người muốn thất hứa sao? Lòng Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhạc phàm ngoại trừ ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt lạnh lùng của nhạc phàm hắn cũng không thể phát hiện thêm điều gì tốt ngươi không cần chúng ta nữa thì chúng ta đi chúng ta đi a à! long tuấn hét lên một tiếng rồi xoay người chạy đi vẻ mặt đinh nghị đầy thống khổ thi lễ với nhạc phàm một cái rồi đuổi theo long tuấn kiên cường mới là người phi thường cố chấp mới là đấng nam nhi thanh âm của nhạc phàm từ xa truyền đến mạnh mẽ truyền đi sau đó tiêu tán trong rừng cây trong ngôi miếu đổ nát chu tam cùng chu phượng đang ngồi điều tức đột nhiên bùng một tiếng cửa miếu bị đá lăn trên mặt đất tiếp theo long tuấn cùng đinh nghị về tức giận đi nhanh đến trên mặt tự hồ còn đọng những giọt nước mắt chu tam chu phượng ngạc nhiên nhìn long tuấn cùng đinh nghị không hiểu sao hai người lúc nãy còn vui vẻ mới qua một lúc đã trở nên như thế chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì tâm tư của chu tam lập tức phát hiện ra có điều không đúng hai người long tuấn trở về tại sao không đi cùng sư phụ bọn họ? Vì vậy thuận miệng hỏi, sư phụ các ngươi đâu rồi? Chu Phượng cũng có lòng tốt nói, các ngươi làm sao vậy? Sao lại giận dữ như vậy? À, mắt vẫn còn hồng hồng, các ngươi vừa khóc phải không? Các ngươi cầm miệng hết đi, việc của chúng ta không cần ai quản cả. Long Tuấn lửa giận lên đầu, đối với hai người Chu Phượng cũng không có khách khí. Liên tiếp nhìn Long Tuấn đinh nghị im lặng ngồi một bên, không thèm để ý đến các nàng. Chu Phượng cảm thấy ủy khuất, sau đó chuyển thành phẫn nộ. Chính mình có ý tốt, kết quả là nhận được sự đối đãi như thế, đổi đại là ai cũng không thể cảm thấy thoải mái. Chu Tam lạnh lùng nói: "Hai tên tiểu tử thối các ngươi, dám nói với chúng ta như vậy sao? Các ngươi nghĩ mình là ai chứ? Có bản lãnh thì tìm người khác mà chút giận, quay về chúng ta kêu oa oa à loạn lên thì có đáng mặt nam nhân không chứ? Đúng là chó căn lữ đồng tâm, không biết lòng tốt của người khác." <laughs> ngươi Long Tuấn giận dữ quát một tiếng, đang muốn phản bác, nhưng cổ họng đột nhiên cứng lại, không thể nói lên lời. Chu Tam thấy thế, cười lạnh châm chọc. Thế nào? Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Người không phải là nam nhân, nên bây giờ nói không nên lời chứ gì? <laughs> Long Tuấn tức giận nói. Người đó đúng, mẹ nó, cái gì là nam nhân chứ? Sư phụ bỏ đi, bản thân một chút biện pháp cũng không có. Bình thường còn tự cho mình cơ trí, đến lúc mấu chốt lại như cái đầu heo. cần mẹ nó, thật là chó má nhìn vẻ mặt Long Tuấn ảo não tự trách mình, Chu Tam cùng Chu Phượng cũng không biết thế nào mới là tốt nữa. Nhất thời, ngôi miếu đổ nát cũng trở nên yên tĩnh. Qua một hồi điều tức, nhuyễn cân hương trong cơ thể Chu Tam cùng Chu Phượng cũng đã tiêu tán, đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài vẫn tối thôi, nhưng các nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Chu Phượng nhìn qua Đinh Nghị bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Này, sư phụ các ngươi đi thật sao?" Đinh Nghị gật đầu trong vô thức. Chu Tam hừ lạnh một tiếng, đi thì đi cũng không phải là đã chết các người cũng không cần như vậy chứ đem cái mặt đứa đám ra như vậy để làm gì Chu phượng cũng nói đúng vậy các ngươi cũng không cần phải khổ sở như vậy chứ đình nghệ lắc đầu nói sư phụ đã đi người không cần chúng ta nữa rồi Chu tam cũng tò mò về chuyện ba thầy trò bọn họ hỏi tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đình nghệ nhìn long tuấn do dự một chút rồi nói sư phụ chúng ta có huyết thù với người khác nhưng còn phải đi tìm thân nhân của mình theo lời sư phụ con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng. Sư phụ vì lo cho an toàn của chúng ta nên đuổi chúng ta đi. Nhưng, nhưng người là thân nhân duy nhất của chúng ta. Chúng ta không thể rời xa người. Sư phụ không biết, dù có chết thì chúng ta cũng muốn theo người. Thấy Đinh Nghị cắn môi, cô né nước mắt trào ra. Chú Tam cùng Chu Phượng cũng phẳng phất cảm nhận được sự bi thống lớn lao trong lòng hắn. Đinh Nghị hít sâu một hơi nói. Nhớ lúc trước sư phụ từng nói với chúng ta, khóc không phải đam mềm yếu, vấn đề là ngươi hiểu được bản thân có kiên cường hay không nhưng ít nhất ta cũng không dám khóc ta sợ mình lại giống như trước kia a à, tuấn ngươi nói nếu chúng ta mạnh mẽ hơn có lẽ sư phụ đã cho phép chúng ta đến giúp sư phụ người cũng sẽ không cản chúng ta phải không lòng tuấn đánh mạnh lên mặt đất tự trách bình nói đúng vậy ta còn tưởng mình học được chút công phu nhập môn của sư phụ đã phô trương rồi ta không xứng chu phượng thấy bộ dáng của hai người như vậy chút tức giận vừa rồi cũng đã tàn biến lại nổi lên lòng chắc ẩn bước tới an ủi không nên khổ sở như vậy chờ các ngươi tu luyện có thành tựu thì cũng có thể đi tìm sư phụ mà tìm tìm đúng rồi biện pháp đơn giản như vậy sao lại không nghĩ ra chứ long tuấn đột nhiên vỗ tay trên mặt vui vẻ nói tiểu đinh tử sư phụ không cho chúng ta đi theo nhưng chúng ta có thể tự mình đi tìm người mà nghe long tuấn nói ra biện pháp như vậy đinh Nghị ngẩn người nói cũng có thể như vậy sao đương nhiên là có thể đã có chủ ý long tuấn tâm trạng cũng thoải mái hơn cười hang khắc nói dù sao sư phụ cũng không nói không cho chúng ta đi theo chỉ cần không đi cùng đường là được nhưng nhưng long tuấn không thèm để ý ngắt lời đề nghị nhưng mà cái gì yên tâm đi chúng ta chỉ lặng lẽ đi theo không cho sư phụ biết là được đề nghị nhẹ giọng nói ta muốn nói trên người chúng ta không có tiền sau này đi thế nào chứ à long tuấn sững sờ không khỏi sờ sờ trong ngực phát hiện chỉ còn hai thỏi bạc vụn nhất thời cũng lặng lẽ cúi đầu còn mắt vừa chuyển Long Tuấn nhìn hai người Chu Phượng bên cạnh ánh mắt lóe lên kim quang Chu Phượng thấy mặt hắn như vậy thân thể vội co lại lùi lại bên người Chu Tam nói người người muốn làm gì Long Tuấn thay đổi vẻ mặt tươi cười nói Hà, xem hai người toàn thân quý khí dám chắc là người giàu có dù sao lúc nãy cũng cùng trải qua hoạn nạn có thể giúp đỡ chúng ta chút tiền có được không sau này hai huynh đệ ta phát tài nhất định sẽ báo đáp lại gấp nhiều lần cho các ngươi hai người chu tam cảm thấy dùng mình vừa rồi còn mở miệng mắng người bây giờ lại đưa khuôn mặt tươi cười ra xin tiền ra mặt dày như thế các nàng cũng mới thấy lần đầu đinh nghị thì mặt cũng phải hồng lên quay đầu đi chỗ khác thầm mong không ai biết mình long tuấn cười khan hai tiếng nói <laughs> lấy danh dự của ta ra cầm đoan sẽ trả lại cho các ngươi chu tam khinh thường nói nhìn bộ dạng của ngươi có bản lãnh trả tiền sao ngươi sẽ không đi làm cường đạo đấy chứ người long tuấn vừa muốn nổi giận chu tam lại tiếp tục nói bất quá bất quá cái gì long tuấn cùng đinh nghị đồng thanh hỏi chu tam chậm rãi nói bất quá ta có thể cho các ngươi một sự trao đổi trao đổi trao đổi cái gì đinh nghị vội hỏi chu tam cười âm hiểm nói ta biết các ngươi cũng đi hàng châu lại cùng đường với chúng ta không bằng hãy làm bảo tiêu cho chúng ta, các người thấy thế nào? cái gì bảo tiêu? Đinh Nghị cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn về phía Long Tuấn. Vừa rồi còn là một bộ dạng như kiều nhân, không tưởng bây giờ Chu Tam lại muốn bọn họ làm bảo tiêu, xem ra muốn đoán được lòng dạ nữ nhân đúng là như mò kim đáy bể mà. Trầm ngâm trong chốc lát, Long Tuấn nghiêm túc nói: ta cự tuyệt. Mặc dù chúng ta cần tiền, nhưng chúng ta cũng không bán tự do của mình. À Tuấn nói đúng. Đinh Nghị dù không cơ trí bằng Long Tuấn, nhưng hắn cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Đối với thị phi trước mặt, trong lòng cũng tự quyết được. Ngay câu trả lời như thế, Chu Tam ngược lại là người sững sờ. Bản thân thật sự muốn dùng tiền trói buộc hai người, sau đó từ từ đùa cợt bọn họ, nhưng đột nhiên lại bị cự tuyệt. Đối với Chu Tam, đúng là một sự đả kích. Do đó lần đầu tiên đối với quyết định của chính mình, nảy sinh hoài nghi. Một lúc sau, Chu Tam nói cũng chỉ là bảo tiêu mà thôi không phải kêu các ngươi bán thân sao lại từ chối chứ lòng tuấn bị mồi đói đừng tưởng ta không biết ngươi muốn trêu đùa chúng ta để chút giận mà thôi bằng và võ công của ngươi còn có mấy người âm thầm bảo vệ thì cần gì chúng ta bảo vệ chứ ngươi chú tam cảm thấy tức cười không nghĩ lăng tuấn đối với bản thân mình cũng biết không ít cuối cùng thở dài nói dù sao ngươi cũng đi hàng châu không bằng kết bạn cùng đi thế nào nhiều người càng dễ ứng phó hơn Long Tuấn cùng Đinh nghị thấy khẩu khí Chu tạm như thế, liếc mắt nhìn nhau, hai mắt cùng hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại có âm mưu gì nữa sao? Hai người ánh mắt trao đổi với nhau cùng một lúc, cuối cùng Long Tuấn nói: "Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Trên đường gặp nguy hiểm gì, chúng ta cũng không ngồi yên một chỗ. đương nhiên chi phí trên đường đều do các người chu cấp. Ai bảo các người có tiền chứ?" Nhìn vẻ mặt vô lại của Long Tuấn, Chu Tám cũng muốn cho hắn một quyền, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cắn răng nói: "Tốt." Chúng ta một lời đã định. Ở phía đông của Hà Nam có một sơn cốc vô danh nhỏ. Trong cốc rất thanh bình, yên tĩnh, mùi hoa ở khắp nơi cùng với tiếng chim hót tạo nên một không khí thật thanh bình. Sáng sớm, vô danh cốc ngay đón tia nắng mặt trời đầu tiên. Những tia nắng mang đến ánh sáng cùng sức sống tràn ngập cho cốc. Bên cạnh dòng suối nhỏ là một gian nhà trúc lẻ loi. Cánh cửa hình tròn được làm bằng trúc mang đến một cảm giác thanh nhàn tự nhiên mà không loạn trên cây trúc cao có một bảng gỗ ghi hai chữ trúc hiên đạm nhã ở phía trước lúc này một thiếu nữ từ trong căn nhà trúc đi ra thẳng đến một cây hoa trà bên ngoài thiếu nữ thân hình mảnh rẻ chỉ khoảng năm thước mái tóc đen dài ngang vai để tự do bay phấp phới dù không tính là tuyệt sắc nhưng khuôn mặt thanh tú động lòng người hai mắt trong sáng thành nhã hiện ra linh khí thiếu nữ đúng là người chữ huyền thành, Lưu Thủy thôn, Vạn Nhã Nhi. Hôm nay cũng đã 17 tuổi, trải qua bao sóng gió bên ngoài, luôn muốn giữ lấy sự bình yên trong lòng nên đã đến vô danh cốc này, nhưng nàng không phải là chủ nhân ở đây. Nhẹ nhàng chạm vào cây hoa trà bên cạnh, Vạn Nhã Nhi không khỏi rơi vào sự tư lự, đôi mắt trong suốt cũng ẩn chứa vẻ u buồn nhàn nhạt, nhạt. Cuộc sống vô tư lúc trước đã là quá khứ, người thân cũng đã đi xa chỉ để lại một mình mình làm nàng cũng phảng phất không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình ngoại trừ sự trống rỗng thì cũng chỉ là hồi ức hồi tưởng lại bốn năm trước người thân duy nhất bỏ mình mà đi trong lòng vạn nhã nhi nổi lên một trận bi thống cũng không phát hiện những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống một giọt nước mắt rơi trên cánh hoa phảng phất như muốn phá tan đi những hồi ức người ở nơi đây nhưng lòng lại hướng về nơi xa kia hận sao giờ đây không thể thấy được nhau tương tư đẳng đẳng ngóng trông mỗi khi nhớ người lệ lại rơi trên cành hoa nhỏ nỗi buồn dây dứt mãi không thôi năm đó vì lý đàm bị cuốn vào một âm mưu nên cả lưu thủy thôn đều bị giết nhưng lý đàm vẫn không quay lại biệt vô âm tín mà nhạc phàm bị xung quân đến tử dịch doanh cũng không có tin tức dưới tình thế bất đặc dị đó vạn tiên sinh chỉ có thể mang vạn nhã nhi lẩn trốn quanh đó không bao lâu bọn giết người diệt khẩu cũng tìm đến bọn họ vạn tiên sinh vì bảo vệ vạn nhã nhi cuối cùng đã hy sinh thân mình lúc ấy vạn nhã nhi bi thống đến tuyệt vọng không còn biết làm gì nữa người chết cũng đã chết người còn sống phải cố gắng mà sống vì vậy theo ý tưởng của ông nội khi còn sống nàng đã đi đầu phục thanh vân thành thanh vân thành cũng là một phương thế lực trên giang hồ địa bàn ở vân nam thế lực cũng đã bén dễ người triều đình cũng phải nể mặt ba phần vạn nhã nhi dù dựa vào quan hệ của vạn tiên sinh mà được lưu lại nhưng sống dựa vào người khác cũng rất là khổ sở ở đây vì vạn nhã nhi trời sinh đã bị câm nên không được người xem trọng ngược lại còn bị người khác trào phúng chỉ có thể làm được một số việc tương đối thô thiển mặc dù như thế nàng cũng chưa bao giờ có nửa câu oán hận ngoại trừ mỗi ngày làm việc mỗi khi có thời gian đều liền lén luyện võ công hy vọng một ngày có thể bước chân vào giang hồ tìm kiếm tin tức phụ tử Lý Đàm. Không thể không nói, Vạn Nhã Nhi quả thật có thiên phú học võ, học trộm nhưng võ công cơ bản nhất của Thanh Vân Môn, tự mình tu luyện, lĩnh ngộ, tiến bộ ngay đi ngàn dặm, hôm nay cũng đã có chút thành tựu. Đặc biệt là ở phương diện khinh công thân pháp, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không thể bị kịp. Bất quá những gian khổ trong quá trình tu luyện thì cũng không thể dùng lời mà nói hết được. Có lẽ ông trời cũng tỏ ra thương xót con người. Hay có lẽ do tâm hồn trong sáng Vạn Nhã Nhi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng tiên thiên tinh thần lực lại hết sức cường đại. Cùng với việc tập luyện dưỡng tâm kinh, nàng phát hiện chỉ cần mình tập trung tinh thần, liền có thể mơ hồ biết được suy nghĩ của đối phương. Đương nhiên, Phúc Hòa cũng là đi cùng nhau, biết được suy nghĩ của người khác, nhưng không cảm thấy có gì vui mừng. Vạn Nhã Nhi là như thế. Nửa tháng trước, Vạn Nhã Nhi theo đại tiểu thư Thanh Vân Thành ra ngoài. Tại Bình An Khách Điếm, vô tình biết được tin tức của nhạc phàm Mặc dù không chính xác lắm, nhưng nàng cũng nguyện ý tin là thật, bởi vì đó là hy vọng của chính mình. Đang lúc Vạn Nhã Nhi muốn đổi theo, thì Thanh Vân Thành truyền đến tin tức, lệnh mọi người lập tức trở về, hình như đã có đại sự gì phát sinh. Vạn Nhã Nhi cảm thấy khó xử, nhưng cuối cùng cũng theo người Thanh Vân Thành trở về. Dù sao đó cũng là nơi nàng đã sống 4 năm. Nhưng thế sự vô thường, khi nàng trở về được nửa đường thì nhận được tin tức của Thanh Vân Thành truyền đến, lệnh mọi người đến Hàng Châu hội hợp. Đi đến Hàng Châu, đường xá xa xôi vì cả nhóm luôn chỉ hoãn nên trong lòng vạn nhã nhi càng lo lắng cho nhạc phàm quyết định nói lời từ giã đại tiểu thư một mình ra đi tìm nhạc phàm trong mắt đại tiểu thư thanh vân thành nàng bất quá cũng chỉ là một kẻ tạp dịch lại dám nói đi là đi do đó tức giận mà trục xuất nàng khỏi thanh vân vĩnh viễn không cho phép quay về bất chấp tất cả vạn nhã nhi cũng có phần không muốn nhưng cũng không cảm thấy quá buồn không ai hiểu được vị trí của nhạc phàm trong lòng nàng quan trọng đến mức nào. Trải qua tất cả mọi chuyện, Vạn Nhã Nhi cuối cùng cũng bước trên con đường tìm kiếm. Nàng hết sức biết rõ tính cách của nhạc phàm. Nếu nhạc phàm còn sống thì nhất định về chữ huyền thành. Nhưng ở nơi đó, ngoại trừ nguy hiểm cũng không có gì khác. Không nghỉ ngơi, Vạn Nhã Nhi tức tốc trở về. Trên đường, hai con ngựa đã chết vì mệt mỏi, hy vọng có thể đuổi theo nhạc phàm. Nhưng đến khi chạy đến chữ huyền thành, thì lại nghe một tin tức làm rung động tâm linh. Lý Nhạc Phàm giận dữ tiến vào nha môn, sau khi máu nhuộm thái phủ, giết người vô số, đã trở thành yếu phạm truy nã của triều đình. Bây giờ người thân duy nhất cũng bị truy nã, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vạn Nhã Nhì sao có thể an tâm được? Điều may mắn nhất là Nhạc Phàm vẫn còn sống và cuối cùng cũng trở về. Sau khi rời khỏi chữ Huyền Thành, Vạn Nhã Nhì liên tục nghe ngóng tin tức của Nhạc Phàm. Nhưng thiên hạ rộng lớn, làm sao có thể tìm được dưới tình thế bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là tìm người hỗ trợ trong vô danh cốc gió nhẹ từ từ thổi qua một chút rung động nhẹ nhàng soạt soạt một chú tỏ hoang từ trong rừng cây chạy ra nhìn quách một chút rồi lại chạy đến chỗ khác lắc sắc có tiếng chân đạp trên lá khô âm thanh bước chân từ trong rừng truyền ra tiếng vang yếu ớt trong rừng làm bừng tỉnh vạn nhã nhi đang đắm chìm trong sự tư lự vì vậy nàng nhìn về phía trước một đôi nam nữ đang đi đến mỗi mùa ấy thật là có nhã hứng sáng sớm đã ra ngoài chăm sóc hoa xem ra tỷ tỷ không cần chiếu cố đến chúng nữa rồi tiếng cười duyên chuyển đến một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh đang đi đến nữ tử khoảng hơn 20 tuổi mái tóc dài để xõa mặc dù bộ dáng thanh tú đoan trang nhưng thần thái nhanh nhẹn cũng không thể che đi khí chất hoạt bát Đi cùng là một nam tử khoảng 30 tuổi, thân mặc áo trắng, cao hơn 6 xích, mái tóc dài được cột lại, sau lưng còn mang theo một thanh trường kiếm màu bạc. Hai mắt như sao sáng, khí vũ hiền ngang, từ xa đã thấy anh vũ bất phàm. Và nhã nhì thấy hai người đến, liền vội vàng chạy lên đón, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên cùng chờ đợi. Hai người đúng là chủ nhân của Trúc Hiên trong vô danh cấp. Trên giang hồ cũng được xưng tụng là nhất đại hiệp lữ, kiếm hiệp, phó xuất, cùng thê tử Nhan Nguyệt Thi. Hai người chẳng những hiệp nghĩa mà võ công cao cường, tự nghĩ ra song phi kiếm pháp, càng danh chấn giang hồ. Đặc biệt tình yêu của hai người còn có điểm truyền kỳ, chính là thần tượng mà bao đôi trai gái trên giang hồ sùng bái. Năm đó, khi Vạn Nhã Nhi bị người đuổi giết, thì được hai người bọn họ giúp đỡ mới có thể giữ được tính mạng. Trong lòng Vạn Nhã Nhi, ngoại trừ người thân ở bên ngoài, chỉ có Phó Xuất và Nhan Nguyệt Nhi hai người là có thể tín nhiệm. <cười>, cười dài một tiếng, phó xuất nói, tiểu cô nương các người thích đón gió ngắm trăng, thật sự là không có gì vui thú hơn. Nghe phó xuất nói đùa, nhan nguyệt thi liếc mắt một cái, hừ giọng tên ra hỏa chàng cũng chỉ biết ăn uống là giỏi. <laughs> phó xuất cười khan hai tiếng rồi nói, những người hiểu được ta đều biết, lão phó ta là người biết thưởng thức rượu ngon mà, nàng đừng nói xấu ta trước mặt mọi tử chứ, đi thôi, Phó xuất cùng Nhan Nguyệt Nhi vừa nói vừa cười đi đến. Nhưng khi bọn họ thấy vẻ mặt lo lắng của Vạn Nhã Nhi đang hướng về phía mình, thì hai người cũng thu lại vẻ tươi cười của mình, trong mắt hiện lên nét ẩn tránh. Thấy vẻ mặt hai người phó xuất mất tự nhiên như vậy, một cảm giác không tốt nổi lên trong lòng Vạn Nhã Nhi. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ, hai tay ra dấu nói. Phó đại ca, Nguyệt Thi Tỷ, hai người có tin tức gì của ca ca muội không? Ba người cũng đã biết nhau nhiều năm, nói chuyện cũng không cần khách khí nữa phó xuất cùng nhan nguyệt nhi liếc mắt một cái thở dài nói xin lỗi muội lần này chúng ta ra ngoài cũng không nghe được tin tức gì của ca ca muội đúng vậy muội muội cũng không nên lo lắng không có tin tức lại là tin tốt bây giờ cả nước đều truy nã ca ca muội nói không chừng hắn cũng đang lẩn tránh ở đâu đó nhan nguyệt thi trấn an à nói vạn nhã nhi thân thể chấn động trong lòng cũng có cảm giác không đúng già dấu nói Cả ta có chuyện lớn như vậy trên giang hồ không thể không có tin tức gì hai người biết là không thể gạt được ta tại sao không nói rõ chân tướng cho ta chứ chẳng lẽ hai tay nàng hơi run rẩy hai người ngẩn ra nhờ đến dị thuật của vạn nhã nhi trong lòng không khỏi cười khổ muội đừng nghĩ bậy thật ra ca ca muội không có việc gì chỉ là chỉ là nhan nguyệt thi tự hồ có chút khó nói là việc gì tỉ tỉ, tỉ nói nhanh đi chứ vạn nhã nhi trong lòng lo lắng cao mày không ngừng ra dấu. phó xuất thấy thế vẻ mặt cũng ngưng trọng trầm giọng nói ta cùng nguyệt thi ra ngoài đích xác là có tin tức của ca ca muội vì hắn huyết tẩy thái phủ nên có người xuất tiền cho lâu thượng lâu để mua mạng hắn hơn nữa còn bị đưa lên hắc bảng nghe tin tức đó trong đầu vạn nhã nhi oanh một tiếng ngây người tại chỗ đương nhiên nàng cũng đã nghe qua cái tên hắc bảng nó giống như cuộc sống ở địa ngục luôn thúc giục sinh mệnh tiêu biến tại sao tại sao lại như vậy chứ trong lòng vạn nhã nhi lúc này như biển cả đang dậy sóng phảng phất như cả trời đất đều là một màu xám hết thảy xung quanh cũng không còn gì tươi đẹp nữa nhan nguyệt thì thấy thần sắc bất định của vạn nhã nhi tiếp tục an à ủi nói ta cùng lão phó muốn gạt muội là hy vọng muội tiếp tục ở lại đây đến khi mọi việc đã ổn định dù sao giang hồ cũng rất hiểm ác, không phải là nơi muội nên đi vào. Ai... Vạn Nhã Nhi cười thê lương, tay khẽ rung run ra hiệu nói. muội bây giờ còn có gì để quan tâm sao? Chỉ cần có thể tìm được ca ca. Phó Xuân nói. muội phải biết rằng, hiện nay người muốn giết ca ca muội nhiều đến không thể đếm được. Bên cạnh hắn nguy hiểm phi thường, lại còn mang đến gánh nặng cho hắn. Đúng vậy, lão Phó nói rất có lý. Mội đi tìm hắn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng như vậy ca ca muội càng thêm nguy hiểm Nhàn người thi cũng dùng lời lựa lời khuyên giải Vạn nhã nhi nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt xa xăm ra dấu nói không hai người không hiểu ca ca muội là người kiên cường thế nào đâu huynh ấy không bao giờ cúi đầu trước số mệnh nếu trên thế gian còn có gì làm cho huynh ấy lo lắng thì đó chính là người thân muội cũng vậy không có người thân thì sống có ý nghĩa gì chứ muội muốn đi tìm ca ca muội muội có thể cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng ca ca so với việc xa rời người thân lại càng khó chịu hơn. Vạn Nhã Nhi nói xong, làm cho Nhan Nguyệt thì cũng cảm thấy chua xót, trong nhất thời cũng không biết nói sao cho tốt.